Mạt thế chi an phận ở một góc. Tác giả, yên hỏa nhân gia. Thể loại, nguyên sang, đa mỹ, hiện đại, he, tình cảm, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, mạc thế, dị năng, trọng sinh, tùy thân không gian, niên hạ, làm ruộng, chủ công, nhẹ nhàng, 1V1. Kênh đọc truyện, LC Audio truyện hay. Mời các bạn nghe truyện qua giọng đọc của Hoài Mi. Văn án Đời trước, Chu Diễn bị lòng tràn đầy tín nhiệm thân thích cấp hố thảm, còn liên lụy thích học trưởng bồi chính mình uổng mạng. Sống lại một đời, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều tránh xa một chút, không thể treo vào, ta còn trốn không nổi sao. Sau này năm tháng, chỉ nghĩ bồ nhà mình thân ái học trưởng, đánh đánh quái đủ loại đồ ăn, quả ngươi thiên phiên vẫn là mà phúc. Chương 1 Phòng thẩm vấn hẹp hòi lại hắc ám, Chu Diễn cuộn tròn ở trong góc, bên ngoài ngẫu nhiên có tiếng bước chân truyền đến, Đều sẽ làm hắn cảm thấy khẩn trương Đây là hắn bị nhốt ở nơi này Ngày thứ ba, ba ngày thời gian Không ngừng có người tiến vào Dùng các loại phương pháp ý đồ làm hắn nói ra Cái kia bí mật, vừa đe dọa vừa dụ dỗ Thậm chí là dùng dược vật bất cung Chính là hắn không thể nói ra Cho dù là cờ hờ ếch cũng không thể Nếu nói, kia phía trước lục bách xuyên Toàn gia cờ hờ ếch lại coi như cái gì đâu Khoảng hốt trung có người mở cửa đi vào tới Đột nhiên sáng lên ánh đèn Đâm vào hắn không mở ra được mắt kỳ thật hắn cũng không sức lực mở hai mắt, ba ngày qua không ngủ không nghỉ tr, a t ấn, đã làm hắn tinh thần cùng thể lực đều kề bên cực hạn. Trung gian cũng không phải không có ngừng lại quá, chính là liền tính ngẫu nhiên dừng lại, hắn cũng vô pháp đi vào giấc ngủ, chỉ cần một nhắm mắt lại, lục bách xuyên cờ hờ ếch ở hắn trước mắt hình ảnh liền không ngừng ở trước mắt trình diễn, chảy đầy đất huyết, lục bách xuyên gắt cao bảo vệ hắn hai tay, cùng với những người đó không lưu tình chút nào rơi xuống súng, mỗi khi đều làm hắn thống khổ đến thiếu chút nữa tan vỡ hắn muốn báo thù rồi lại bất lực hắn liền rời đi nơi này thoát khỏi những người này đều khống chế đều làm không được duy nhất có thể giúp được hắn kia cái ngọc trụy cũng ở phía trước đánh nhau trung đánh rơi lại nghĩ đến là chính mình duy nhất thân nhân bán đứng chính mình chu diễn càng thêm thống khổ ở sự phát sinh phía trước hắn cùng dì kia toàn gia đều còn rất thân từ mấy năm trước hắn cha mẹ nhân ngoài ý muốn cu a d ở sau vì một nhà đó là hắn cuối cùng thân nhân vì một nhà đối hắn chiếu cố rất nhiều mà thế lúc sau hắn có không gian nơi tay, loại ở bên trong lương thực cũng đủ nuôi sống mấy người bọn họ, vì một nhà liền chưa từng có ra quá căn cứ làm nhiệm vụ hoặc là tìm thực vật. Chính là kia toàn gia cũng đều không hiểu đến dấu dốt người, rốt cuộc ở lần nọ biểu đệ cầm mới mẻ trái cây hướng đi thích nữ sinh xung xoe khi, khiến cho người khác hoài nghi, trong căn cứ nào đó thế lực tìm lại đây, vì toàn gia liền đem hắn đẩy đi ra ngoài, còn liên lụy lục bách xuyên một nhà. Tức túc tiến bước chân sau, chu diễn cảm giác được có người đi đến bên người, hướng cánh tay hắn tiêm vào thứ gì, mấy ngày nay hắn đã tập mãi thành thói quen, cũng không sức lực suy nghĩ rốt cuộc tiêm vào chính là thứ gì. Dược vật chậm rãi bị thân thể hấp thu, đau đớn từ khắp người trung phát ra, cơ bắp bắt đầu co rút, thống khổ khiến cho hắn trong cổ họng phát ra cùng loại thú loại nứt nở thanh. Đột nhiên trong óc như là có cái tạc nứt ra giống nhau, mà nổ mạnh lúc sau, hết thể cảm giác tự hồ đều ở chậm rãi rời xa, chu diễn hoảng hốt trung giống như thấy được lục bách xuyên, chính rất xa đối hắn cười, mặt mày thư lãng, một đôi tinh mục đựng đầy ý cười mà này đó đau đớn đều ở lục bách xuyên tươi cười ly chính mình mà đi chu diễn chỉ nghĩ chạy nhanh đi đến hắn bên người cùng hắn kể ra những cái đó chính mình còn không kịp nói cho tâm tình của hắn chu diễn đổ mồ hôi đầm đìa mở mắt ra giường chân đèn đặt dưới đất nhu hòa ánh sáng chiếu vào trên giường giường đôi gối cao bị mềm cùng phòng thẩm vấn hoàn cảnh khác nhau như trời với đất chu diễn ngốc lăng lăng mà nâng lên tay phải nhìn nhìn tay nhỏ cánh tay thon chắc thon dài làn da tinh tế không có tiêm vào quá nhiều dược vật sau sưng vù cùng thô to lỗ kim. Chu diễn trong lòng vừa động, giơ tay sờ sờ cổ, ngọc trụy hảo hảo treo ở nơi đó. Nhắm mắt cảm thụ một chút ngọc trụy không gian, chu diễn lại lần nữa bị kinh ngây người. Đây là hắn mới vừa được đến không gian khi bộ dáng, chỉ một tòa nhà gỗ, một mảnh triền núi, vài mẫu đồng ruộng. Một cái thác nước từ vách núi phi lưu mà xuống, ở nhai rơi xuống vào nước đàm, lại hình thành dòng suối nhỏ từ nhà gỗ cùng đồng ruộng chi gian xuyên qua, cuối cùng chảy về phía nồng đậm sương mù che lấp không biết không gian. Chu Diễn lập tức tiến vào không gian, ở nhà gỗ dạo qua một vòng, quả nhiên trừ bỏ ban đầu liền ở nhà gỗ kia một kệ sách sách cổ, cái gì cũng không có. Chu Diễn ngăn không được tim đập gia tốc, trong lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi tới, nghĩ đến cái gì dường như lập tức trở lại phòng ngủ. Hít sâu vài cái, mới thật cẩn thận lấy quá tủ đầu giường di động, rung rẩy tay click mở màn hình, không nháy mắt nhìn chầm chầm nhìn mau một phút, thẳng đến đôi mắt lên men, 2022 năm 6 nguyệt 30 ngày rạng sáng 4 giờ 27 phân. Nếu này hết thảy đều không phải mộng. Di động cũng không có vấn đề, như vậy, hắn đây là đã trở lại. Trở lại mà thế trước hai cái giờ. Chu diễn đi đến phía trước cửa sổ kéo ra bức mà nhìn ngoài cửa sổ, lúc này đúng là sáng sớm trước hắc ám nhất thời điểm, trừ bỏ đường cái thượng đèn đường còn cẩn trọng sáng lên, diện tích rộng lớn không trung không thấy ánh trăng cập mua sao, đen nghiền nghịch không có một tia ánh sáng, Rõ ràng là ngày thường nhất thường thấy một màn, lúc này lại phản phất ấp ủ nồng đậm bất tường. Mà lúc này đang ở ngủ say mọi người sẽ không biết được, hôm nay đêm tối lúc sau chờ đợi bọn họ không hề là sáng sớm, mà là không hề dự triệu bạo tuyết. Nhưng cho dù là này kỳ dị bạo tuyết, cũng không phải mọi người đều có thể nhìn đến. Có chút người ở cái này đêm qua đi không còn có tỉnh lại, mà bò dậy đều là những cái đó vô tri vô đau quái vật. Chu Diễn nhìn thoáng qua liền đem bức màn kéo tới còn thừa thời, thời gian không nhiều lắm, hắn đến ở bạo tuyết tiến đến trước đuổi tới lục bách xuyên bên kia, chờ tuyết hạ xuống dưới, sở hữu thông tin đều sẽ gián đoạn. Không thể lại hướng về phía trước một lần giống nhau. Làm lục bách xuyên mạo đại tuyết toàn bộ thành thị tìm hắn, mà hắn khi đó lại đang ở đuổi xong hắn kia hảo cho dì ra trên đường. Chu diễn nhắm mắt, thu hồi này đó hối hận cảm xúc, cầm lấy di động sấn hiện tại thông tin còn không có đoạn chạy nhanh cấp lục bách xuyên đã phát điều đoạn tức, như vậy cho dù lục bách xuyên tỉnh lại khi thông tin đã chặt đứt cũng sẽ không bởi vì ra tới tìm hắn dẫn tới hai người bỏ lỡ mà gì bên kia từ hắn tỉnh lại kia một khắc khởi liền không tính toán lại cùng bên kia có bất luận cái gì liên lụy hắn khinh thường với lấy còn không có phát sinh sự tình đi chất vấn bọn họ vì cái gì muốn như vậy đối hắn càng sẽ không ngốc đến lãng phí chính mình quý giá thời gian đi trả thù kia gia đình lúc này đây hắn coi như đối phương không tồn tại là tốt là xấu đều cùng hắn không còn can hệ nghĩ thông suốt này đó chu diễn tâm tình dị thường nhẹ nhàng thu thập khởi đồ vật tới nhìn quanh bốn phía một phòng một thính gia cụ không tính nhiều trong phòng ngủ liền một chiếc giường một cái tủ đầu giường một cái tủ quần áo chu diễn lấy ra một cái ba lô trang vài món thường xuyên y phục bỏ vào ba lô sau đó bàn tay lướt qua tất cả đều thu vào không gian trong phòng khách đồ vật hơi chút nhiều chút chu diễn giống nhau giống nhau thu quá lúc sau lại y hồ lô họa gáo thu quá phòng bếp, phòng vệ sinh, ban công, một vòng xuống dưới, cũng chỉ dư hai đài điều hòa lẻ loi treo ở trên tường, liền trên ban công mấy bồn hoa cỏ đều đã bị thu vào không gian nhà gỗ. Chu diễn xoay vòng, thấy không có bất luận cái gì để sót, vừa lòng gật gật đầu, bối thượng chuẩn bị tốt bao, đi ra cửa tìm lục bách xuyên. Nhìn đến ngừng ở ga ra ái xe, Chu Diễn không cấm may mắn chính mình lúc ấy vì phương tiện cuối tuần du lịch tự túc, cùng Lục Bách Xuyên mua đều là SUV, này có thể so xe hơi nhỏ ở mặt thế muốn thực dụng nhiều. Ô tô ổn định vững chắc khai ra tiểu khu, chỉ cần 40 phút tả hữu, hắn liền có thể đuổi tới lục bách xuyên trong nhà, nơi đó sẽ có người, điểm một chiếc đèn, chờ hắn đã đến. Trên đường im ắng, đã lâu mới ngẫu nhiên có một chiếc xe sự quá, chu diễn lặng lặng hưởng thụ này cuối cùng mặt thế trước thời gian. Trải qua một cái trạm xăng dầu khi, chu diễn nhìn mắt du lượng, còn thừa thượng nhiều, nghĩ nghĩ, vẫn là khai đi vào làm nhân viên công tác cấp thêm mảng, cái này điểm lại không cần xếp hàng, chờ mặt thế tới, khi đó muốn thêm một lần du nhưng không du hiện tại như vậy phương tiện. Sấn nhân viên công tác cố lên trong lúc, chu diễn lại đi vào bên cạnh quầy bán quà và quét sạch một vòng. Ở thu bạc nhân viên hoài nghi ánh mắt, chu diễn đem trên kệ để hàng có thể đỡ đói mì gói, cháo bác bảo, bánh quy chờ đồ ăn giống nhau giống nhau quét tiếng trong túi. Chờ chu diễn đi tính tiền, trên kệ để hàng mấy thứ này không một nửa, nghĩ nghĩ, có xoay người đi cầm mấy bình thủy, đem mấy đại rương đồ ăn vặt ôm vào ghế sau, chu diễn lái xe phiêu nhiên mà đi. Ở cái này tiền còn hữu dụng thời điểm, có thể sử dụng tiền mua được đồ vật liền chạy nhanh nhiều động chút, cho dù hắn có không gian có thể sản xuất thu hoạch, nhưng về sau nhật tử, có thể đỡ đói lương thực ai đều sẽ không ngại nhiều. Sở dĩ không đem tất cả đồ vật đều mua quang, một là không nghĩ chọc người hoài nghi, nhị là nếu mặc thế tiến đến này kia một khắc, trạm xăng dầu mấy người này không có đánh mất hóa, này đó đồ ăn đối với bọn họ tới nói tổng hội có điểm dùng cho dù bọn họ có thể rời đi nơi này về nhà hoặc là sớm đi đến căn cứ này đó đồ ăn cũng có thể để lại cho đi ngang qua người sống sót mà thủy chỉ lấy mấy bình nguyên nhân bất quá là bởi vì hắn trong không gian có nước suối mặc kệ khi nào ở nơi nào đều sẽ không thiếu thủy khi mấy bình thủy bất quá là lấy bị bất cứ tình huống nào thôi xe mới được xử đến nửa đường bên ngoài nhiệt độ không khí liền kịch liệt giảm xuống chu diễn cầm này thường đặt ở trên xe thảm lông cái ở trên đùi cũng ngăn cản không được đến xương gió lạnh cuối cùng không thể không mở ra xe tái điều hòa tới sự ấm tuy rằng sẽ gia tăng háo du nhưng thật sự quá lạnh chu diễn nhanh hơn tốc độ xe ở đuổi tới lục bách xuyên tiểu khu cửa thời điểm đại tuyết đã bay lả tả rơi xuống trực ban bảo an chính khoát chăn xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên ngoài nhìn xung quanh chu diễn quay cửa kính xe xuống chào hỏi bảo an liền đem hắn bỏ vào đi xe một đường chạy đến lục bách xuyên dưới lầu chu diễn rất xa liền nhìn đến một người đang ở cửa qua lại đi lại nghịch ánh đèn thấy không rõ lắm khuôn mặt trong lòng không cấm cảm thấy xui xẻo, này mặt thế mới bắt đầu, ra cửa liền gặp được tang thi đổ môn, trong chốc lát hắn muốn như thế nào lên lầu A. Chương 2 Lục Bách Xuyên buổi sáng là bị đông lạnh tỉnh, mơ mơ mà màng sờ đến điều khiển từ xa đem điều hòa đóng, lúc sau độ ấm không những không có bay lên, ngược lại là càng ngày càng lạnh, chẳng lẽ là điều hòa hỏng rồi. Rời giường xác nhận một lần, điều hòa xác thật là đóng lại, khai đèn ra bên ngoài nhìn lại, trên cửa sổ cư nhiên kết một tầng băng hoa, Lục Bách Xuyên vớt quá trên giường điều hòa bị phủ thêm, tính toán đi cách vách cha mẹ phòng nhìn xem, như vậy lãnh thiên, đừng ngủ đến đông lạnh. Bên này Lục Bách Xuyên mới vừa mở ra chính mình cửa phòng, cách vách Lục Kiến Quốc cũng vừa vặn mở cửa ra tới, trên người khoác thật dày quần áo, hai cha con đối diện giống nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm lo lắng. Thời tiết này quá không thích hợp, tháng 6 thời tiết như thế nào sẽ như vậy lạnh, thật giống như là muốn tuyết rơi giống nhau. Lục Kiến Quốc cao mày nói. Ơn, ngươi chạy nhanh đi vào nhiều xuyên kiện quần áo đi, ta đi trên mạng ra xem xét có hay không tin tức ra tới. Lục Bách Xuyên nhìn mắt chỉ khoác quần áo hơi hơi phát rung phụ thân nói. Đi thôi, thuận tiện cấp chu diễn kia hài tử gọi điện thoại, xem hắn tỉnh không, hắn một người trụ, chờ hạ đông lạnh trước ngươi lại đến sốt ruột. Diệp Nguyên Dung từ lục kiến quốc phía sau duỗi cái đầu ra tới dặn dò nói. Hạo! Lục Bách Xuyên cũng không lo lắng mẫu thân treo chọc, về phòng cầm lấy di động, liền nhìn đến chu diễn phát lại đây tin nhắn gửi thư tính thời gian là hơn một giờ trước khi lúc này chu diễn hẳn là đã mau đến nhà hắn muốn đánh cái điện thoại qua đi hỏi một chút tình huống lại phát hiện di động không tín hiệu lục bách xuyên trong lòng bất an dự cảm càng thêm mãnh liệt từ tủ quần áo phiên kiện lông mặt vào lại mang theo một kiện ra cửa khi vừa vặn gặp được mở cửa ra tới diệp nguyên dung ngữ tốc bay nhanh nói chu diễn đang ở lại đây trên đường hẳn là lập tức liền sẽ đến làm cho bọn họ đợi trong nhà đừng ra cửa hắn đi xuống lầu tiếp một chút chu diễn. Thang máy chính ngừng ở lầu 1, ấn vài cái cũng không thấy thang máy đi lên đánh dấu, Lục Bách Xuyên lập tức lựa chọn đi thang lầu. Đi ngang qua ba lâu thời điểm, Lục Bách Xuyên nghe được 302 có kỳ quái thanh âm truyền ra tới, phản phất có người vẫn luôn ở bên trong không ngừng ra bên ngoài tông cửa giống nhau. 302 trụ chính là một đôi lão phu thê, Lục Bách Xuyên là nhận thức, bình thường cái này điểm lão gia gia đều đã ra cửa tập thể dục buổi sáng, nhưng là hôm nay thời tiết này, Lão nhân gia cũng không có khả năng ra cửa. Nghe được có thanh âm phát ra, bên trong người hẳn là nổi lên. Đến nổi vì cái gì sẽ phát ra tông cửa thanh. Lục Bách Xuyên nhất thời cũng cố không được như vậy nhiều. Hắn chỉ nghĩ nhanh lên xuống lầu nhanh lên nhận được chu diễn. Vừa ra khỏi cửa khẩu lại nhìn đến bầu trời cư nhiên phiêu nổi lên tuyết tới. Hắn chỉ là ở áo ngủ bên ngoài bộ một kiện áo lông vũ. Gió lạnh từ cổ tay áo cùng cổ áo nhắm thẳng bên trong toảng. Đông lạnh đến người rung bần bật chỉ phải ở cửa không ngừng dậm chân qua lại đi lại sưởi ấm. Chu Diễn lái xe lại đây nhìn đến chính là một màn này, kết quả tưởng tan thi, bị hoảng sợ. Đãi xe khai đến gần, Chu Diễn mới thấy rõ là Lục Bách Xuyên, trong lòng không khỏi nổi lên nhà nhạc ấm áp, nhanh chóng đem xe rất ổn, lại không có xuống xe, vẫy vẫy tay làm Lục Bách Xuyên trước lên xe. Lục Bách Xuyên nhìn đến Chu Diễn xe, treo một lòng rốt cuộc rơi xuống đất. Thấy hắn ở trong xe triều chính mình vẫy tay, liền mau chân chạy tới, kéo ra ghế phụ mua ngồi xuống. Chỉ vài bước lộ, trên đầu liền rơi xuống linh tinh bông tuyết. Cửa xe một khai một quang, một trận gió lạnh rót tiếng trong xe, Chu Diễn khoác thảm hảo không dung tiếp cốp lên một chút nhiệt khí nháy mắt liền không thổi không có, đông lạnh đến trực tiếp đánh cái đại đại hắc xì. Lục Bách Xuyên vội vàng đem trên tay áo lông vũ đưa qua đi. Chu Diễn mặc vào sau, vừa định hỏi Lục Bách Xuyên như thế nào xuống dưới, còn không có tới kịp mở miệng liền nghe được đối diện lâu hết thả một tiếng cắt qua phía chân trời. Có lẽ là tiếng kêu quá mức với thê lương, ở nùng đến không hòa tan được bóng đêm hạ, sấn rào rạc mà rơi đại tuyết, cực kỳ cờ hờ, yếp người. Cho dù là trải qua quá một lần mặt thế chu diễn, cũng không khỏi bị cả kinh sắc mặt trắng bệch, ngược lại là bên cạnh lục bách xuyên, có lẽ là không biết này thanh thảm rốt cuộc ý nghĩa cái gì, cho dù có thể cảm giác được nhất định không phải cái gì chuyện tốt, nhưng vẫn là rất là bình tĩnh. Cho rằng chu diễn là bị dọa đến, còn duỗi tay vỗ vỗ chu diễn đặt ở tay lái thượng tay lấy kỳ an ủi chu diễn hít sâu một hơi làm chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại mặt thế đã tiến đến này chẳng qua là cái bắt đầu mà thôi các ngươi tiểu khu có cái gì camera scope hờ ếch sao tốt nhất là từ trên lầu đi xuống xem cũng nhìn không tới chu diễn keo lục bách xuyên lên xe vốn dĩ chính là vì hỏi cái này sự này đóng lâu mặt trái chỗ ngoặt hẳn là có thể nơi đó camera nhìn không tới từ trên lầu đi xuống xem cũng bị đại thụ che. Lục Bách Xuyên tuy rằng không rõ ràng lắm Chu Diễn muốn làm cái gì, nhưng vẫn là nhanh chóng tự hỏi một chút, cấp ra đáp án. Chu Diễn lập tức khởi động xe quẹo vào, ở Lục Bách Xuyên chỉ điểm hạ, đem xe ngừng ở phòng ở phía bên phải đại thụ hạ, đẩy hai người xuống xe sau, Chu Diễn nâng lên tay phải đem xe thu vào không gian. Lưu lại đứng ở bên cạnh ngay ra như phỏng Lục Bách Xuyên, Chu Diễn cũng không đợi Lục Bách Xuyên mở miệng, liền lôi kéo Lục Bách Xuyên trở về đuổi, ngươi trước đừng hỏi sao lại thế này, chờ lên rồi ta lại cùng ngươi giải thích. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, chờ hai người đi tới cửa khi, vừa mới xe xử quá địa phương đã bị đại tuyết bao trùm một tầng, chỉ để lại nhợt nhạt dấu vết, không cần bao lâu liền sẽ hoàn toàn cùng bên cạnh giống nhau, nhìn không ra khác nhau. To. Không giờ. Không giờ 6 phút. Một giờ 54 phút. Mua lúc này tiểu khu lại lục tục có kêu thảm thiết cập đánh tạp tiếng vang lên hai người nhìn nhau liếc mắt một cái đồng thời phóng nhanh tốc độ hai người tiến vào khi thang máy lần này lại không khéo lên rồi hai người lần này cũng chỉ hảo tẩu thang lầu đãi đi đến lầu ba khi vừa mới lục bách xuyên xuống lầu khi nghe được tông cửa thanh còn ở không ngừng vang lên lục bách xuyên cao mày ngừng lại chu diễn kéo hạ lục bách xuyên cho chúng ta trước đi lên đi chờ hạ thúc thúc a di ở mặt trên sẽ lo lắng hôm nay phát sinh này hết thảy quá khác thường, nghĩ đến cha mẹ ở trên lầu chờ, còn không biết sẽ thế nào lo lắng, Lục Bách Xuyên lập tức đuổi kịp Chu Diễn bước chân. Chính lâu độ cao, hai cái đại nam nhân không dùng được hai phút thời gian, mở cửa đi vào thời điểm, Lục Kiến Quốc đã cấp muốn đi xuống lầu tìm bọn họ. Thấy hai người vào được mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không đề vừa mới nghe được những cái đó tiếng kêu, chỉ nói, vì vừa mới mẹ ngươi cho các ngươi tìm một ít hậu quần áo, ở trăm xuyên phòng, chạy nhanh đi thay đi, này gặp quỷ thời tiết, tháng 6 cư nhiên hạ tuyết. Hai người vào phòng đều trầm mặt đổi quần áo, Lục Bách Xuyên là bị Chu Diễn vừa mới thu xe kia một màn dọa tới rồi, không biết muốn như thế nào mở miệng hỏi, mà Chu Diễn là có quá nhiều muốn cùng bọn họ nói, lại không biết từ đâu mà nói lên. Hai người đổi hảo quần áo, đang muốn ra cửa, Chu Diễn hít sâu một hơi, gọi lại Lục Bách Xuyên, kỳ học trưởng. Như thế nào? Chu Diễn dừng một chút, nhẹ giọng nói, người ta có thể ôm một chút ngươi sao? Lục Bách Xuyên nghe vậy dưới chân một cái lão đảo, thiếu chút nửa chân trái vướng chân phải. Chu Diễn thấy Lục Bách Xuyên không trả lời, lại cũng không lại đi ra ngoài, liền chạy tới từ phía sau ôm hắn eo, đầu Lục Bách Xuyên gáy cọ cọ, hô hấp gian, tất cả đều là quen thuộc ấm áp hơi thở, trong nháy mắt làm Chu Diễn thiếu chút nữa khóc ra tới, từ sau khi trở về kia vi nôn nóng bất an tâm cũng rốt cuộc bình tĩnh trở lại, dường như về tới về chỗ. Lục Bách Xuyên vốn dĩ chính khẩn trương, chính là một hồi lâu thấy hắn chỉ là ôm chính mình không nói lời nào tưởng bị dọa tới rồi an ủi dường như vỗ vỗ chu diễn tay hỏi để không có việc gì đi không có việc gì các ngươi đều còn ở thật tốt chu diễn giọng nói mang theo nồng đậm giọng mũi tiểu tử ngốc lục bách xuyên tuy rằng không phải thực minh bạch hắn nói kia lời nói là ý gì nhưng hai người đều cảm thấy lúc này không khí có điểm không giống nhau lục kiến quốc cùng diệp nguyên dung đang ở bên ngoài chờ hai người cũng không tốt ở trong phòng trì hoãn lâu lắm ra tới thời điểm lục kiến quốc cùng diệp nguyên dung đang ngồi ở trên sofa chờ bọn họ hai người đều là trao mày một bộ suy nghĩ thật mạnh bộ dáng thấy bọn họ ra tới cũng không mở miệng nói chuyện chỉ là cấp hai người một người đổ ly trà nóng trong phòng nhất thời tỉnh đến có thể nghe được bên ngoài là tuyết thanh cuối cùng vẫn là phủng trà nóng khoảng quá mức tới chu diễn nói kỳ vừa mới ta tới trên đường trải qua một cái quán bar nhìn đến một đám hành động kỳ quái người ở đuổi theo người chạy, chờ đuổi tới liền cắn, đầy đất huyết, bị cắn người rõ ràng đều bất động, qua một lát rồi lại bò dậy đuổi theo những người khác cắn, ta không dám xuống xe đi xem, di động cũng không tín hiệu, vô pháp báo nguy, liền chạy nhanh lái xe lại đây. Hắn lại đây trên đường sẽ trải qua một cái quán ba là thật sự, nhưng vừa mới kia một mà lại không phải thật sự vừa mới gặp được, nhưng không ảnh hưởng hắn miêu tả một đoạn mặt thế sau nhất thường thấy đoạn ngắn cho bọn hắn xem, cho bọn hắn trước tiên báo động trước một chút như thế nào nghe tới cùng tang thi dường như a à? bình thường thích xem mỹ kịch diệp nguyên vinh lẩm bẩm nói lời này ở ngày thường nghe tới quả thực chính là lời nói vô căn cứ nhưng hôm nay phát sinh này hết thể hoàn toàn vượt qua thường nhân nhận tri phạm vi cho dù là nhất lý trí lục bách xuyên cũng không dám nói không phải giống như là muốn xác minh diệp nguyên vinh nói dường như đối diện lâu chợt vang lên tiếng kêu cứu bốn người đi đến bên cửa sổ hướng đối diện xem qua đi xuyên thấu qua mỏng manh nắng sớm chỉ thấy một nữ nhân đang bị một cái hành động cứng đờ nam nhân bức ở ban công góc nữ nhân cầm lấy trên ban công chậu hoa hướng nam nhân tạp qua đi nam nhân cũng không tránh trốn phanh một chút chậu hoa nện ở nam nhân trên vai nam nhân lại giống hoàn toàn không không cảm giác được đau dường như như của hướng nữ nhân trên người phát phát cục liền hướng trên mặt cặm dần dần nữ nhân tiếng kêu cứu thấp đi xuống trong chốc lát nam nhân từ nữ nhân trên người lên định phát thanh sắc mặt cập đầy miệng huyết bước kỳ quái nện bước đi vào phòng không đợi mấy người trở về quá thần tới vừa mới bị nam nhân cắn nữ nhân cũng đã bò dậy tuy rằng cách xa nhưng mấy người thị lực đều không tồi rõ ràng nhìn đến nữ nhân mặt đã bị gặm một nửa mà nữ nhân lại giống như vô tri vô giác giống nhau dùng cùng vừa rồi nam nhân đồng dạng tư thế vào phòng chu diễn thấy đối diện hai người đều đi vào liền đem bức màn kéo lên lúc này lục gia tam tài ăn nói phục hồi tinh thần lại tại đây đại tuyết thiên mấy người đều là một thân mồ hôi lạnh mới vừa một màn này cũng quá thấm người trở lại sofa ngồi xuống khi lục bách xuyên cư nhiên thực mau bình tĩnh lại cũng bắt đầu phân tích khởi tình huống hiện tại Kỳ vừa mới tiểu diễn ở trên đường cũng gặp được loại tình huống này này thuyết minh đối diện cái này không phải trường hợp còn có phía trước nghe được những cái đó tiếng thét chói tai không ra dự kiến nói cũng sẽ là như thế này hơn nữa vừa mới ta nhìn hạ di động đều không có tín hiệu cũng vô pháp biết cụ thể sao lại thế này cái gì sao lại thế này chính là tan thi bái ngươi xem này tháng 6 phiêu tuyết quả thực chính là mạc thế tiêu xứng thường xuyên trà trộn internet diệp nguyên vinh chắc chắn nói ta cũng cảm thấy giống tang thi vốn đang suy nghĩ muốn như thế nào cung cấp càng nhiều tin tức làm cho bọn họ sớm một chút nhận thức đến hiện tại tình hình không nghĩ tới diệp nguyên vinh nhanh như vậy liền nghĩ tới tang thi chu diễn chạy nhanh bắt đầu phụ hòa mới vừa nhìn đến tình hình là người la nhờ yểm sẽ vô ý thức đuổi theo người sống cắn cho dù là chính mình thân nhân cũng không nhận ra được mà bị cắn người tắc sẽ lập tức bị cảm nhiễm thành thị dân cư dày đặc nếu chính phủ không thể kịp thời khống chế được nói, sự tình chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên chúng ta khi muốn ở chỗ này chờ đợi cứu viện vẫn là nhân lúc còn sớm chuyển dời đến ít người địa phương. Lục Bách Xuyên cũng không có cùng bọn họ tranh vừa mới nhìn đến phải chăng là tan thi vấn đề. Mấy người đều nhíu mày ở trong lòng trầm tư, mà chu diễn là biết mặt sau phát triển, bọn họ nơi thành thị là một cái nhị tuyến đất liền thành thị, phụ cận cũng không có cu ân đê ổi đóng quân, cho nên ở sự phát sau cũng không có đại người sống sót căn cứ, có bản lĩnh điểm người đều đi thành phố kế bên một cái căn cứ quân sự phát triển ra tới may mắn còn tồn tại căn cứ, hoặc là quê quán ở nông thôn một đại bộ phận cũng chạy về ít người hẻo lánh nông thôn, cuối cùng nơi này chỉ còn lại có một ít vô. Pháp ở tang thi bùng nổ sau rời đi lão nhược, ở phía sau tang thi triều vây khốn hạ, thực mau liền toàn bộ luân hãm. Không khí vốn dĩ rất là trầm trọng, kết quả chu diễn bụng đột nhiên phát ra ừng ực ừng ực gây tiếng vang, ở yên tĩnh trong phòng đặc biệt rõ ràng, chu diễn không khỏi đỏ mặt. Diệp Nguyên Vinh đứng dậy nói, "Dù sao hiện tại còn tại Hạ Tuyết, muốn chạy cũng đi không được, vẫn là muốn ăn cơm sáng đi, tiểu diễn muốn ăn gì?" "A Di đi cho ngươi làm." "A Di tùy tiện làm chút đi, ta đều được." "Vậy ăn miếng đi." Diệp Nguyên Vinh nói xoay người vào phòng bếp. Lục Kiến Quốc thấy tức phụ đi phòng bếp nấu cơm, cũng không cùng bọn họ hai cái người trẻ tuổi thảo luận rốt cuộc là chuyện như thế nào, dù sao đều đã đã xảy ra, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng cũng đi theo tiếng phòng bếp đi trợ thủ chu diễn xoay người thấy lục bách xuyên chính cười nhìn chính mình bụng vừa mới dán xuống đi một chút độ ấm trên mặt không khỏi lại thiêu lên NGA sau đó nói sang chuyện khác đến à, ngươi có phải hay không muốn biết vừa mới cái kia xe là chuyện như thế nào a à? nếu ngươi không có phương tiện lời nói không nói cũng không có quan hệ không có gì không thể nói sớm như vậy lại đây vốn dĩ chính là muốn tìm ngươi nói cái này không gian sự tình Chu diễn NGA từ đầu liền không tính toán gạt bọn họ toàn gia, đời trước NGA từ đầu bọn họ cũng đều là biết lục bách xuyên không gian sự tình, đối hắn hảo cũng trước nay không thay đổi quá, chu diễn không cảm thấy lần này sẽ có cái gì bất đồng, hơn nữa nếu là chuyên môn lại đây nói cho bọn họ không gian sự nói, cũng liền giải thích đến thông, vì cái gì hắn sẽ sáng sớm trời chưa sáng liền chạy qua. Nói bàn tay triều thượng, hướng lục bách xuyên vương tay, kẻ bắt tay duỗi lại đây. Lục bách xuyên nhướng mày, vương tay phải đặt ở chu diễn bàn tay phía trên lục bách xuyên ngón tay trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng chu diễn lại là trắng nõn tinh tế hai so sánh dưới thậm chí thoạt nhìn có điểm phì đô đô chu diễn nhìn chằm chằm lục bách xuyên tay có điểm không rời được mắt trước kia như thế nào liền không chú ý quá hắn ngón tay đẹp như vậy nhưng vừa thấy đến phía dưới chính mình bàn tay liền tiết khí này cũng quá không nam nhân điểm vì thế tâm niệm vừa chuyển hai người liền tới rồi trong không gian mà vừa mới ở dưới lầu bị chu diễn thu được trong không gian chiếc xe kia chính ngừng ở dòng suối nhỏ bên cạnh trên đất bằng nhìn thoáng qua bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm lục bách xuyên chu diễn nửa thật nửa giả giải thích nói để ta đêm qua rời giường thượng vê đúc xe thời điểm không cẩn thận khái một chút khái tới rồi ta nải nải để lại cho ta cái kia ngọc trụy liền phát hiện nơi này liền tới đây tìm ngươi lục bách xuyên đánh giá một vòng chung quanh nghiêm túc nói ở những việc này đừng cùng người khác nói kia có thể cùng thúc thúc a di nói sao chu diễn cười hỏi đời trước ăn kia như vậy đại một lần mệt lần này hắn mới sẽ không ngốc đến làm thứ năm cá nhân biết đâu ai biết những người đó có thể hay không lòng mang ý xấu có thể lục bách xuyên cười điểm tuần sau diễn cái tráng phụ mẫu của chính mình hắn là chính mình mẫu thân tuy rằng có đôi khi thần kinh đại điều điểm phụ thân thoạt nhìn cũng không giống cái nhọc lòng người nhưng đều là tuyệt đối có thể thủ được bí mật yên tâm đi ta sẽ không làm người ngoài biết đến chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi chờ hạ thúc thúc a di làm tốt bữa sáng tìm không thấy chúng ta sẽ dọa đến nói liền lôi kéo lục bách xuyên ra không gian lục bách xuyên nghe vậy không cấm trong lòng vui mừng nguyên lai like ở tiểu diễn trong mắt chính mình chính là người một nhà cũng là liền như vậy bí mật đều có thể nói cho chính mình khẳng định đối chính mình là cực độ tín nhiệm nếu tiểu diễn như vậy tin tưởng chính mình như vậy liền tính hắn đối chính mình không có kia phương diện cảm tình chính mình cũng sẽ đối hắn hảo không thể cô phụ hắn tín nhiệm hai người đi ra ngoài mới vừa ngồi xuống lục kiến quốc cùng diệp nguyên dung liền một người bưng hai chén bữa sáng từ phòng bếp ra tới còn hảo không có nhìn đến hai người trống rỗng xuất hiện một màn bằng không đến dọa đến quăng ngã chén chu diễn mới ra tới đã nghe tới rồi nồng đậm mùi hương thấy bọn họ bưng chén ra tới lập tức liền ném ra vừa mới ra tới khi lôi kéo lục bách xuyên tay bước nhanh đi qua đi tiếp nhận chính mình kia một phần diệp nguyên vinh ra tới vừa vặn nhìn đến chu diễn ném ra lục bách xuyên tay kia một màn không khỏi hướng chính mình nhi tử nhướng mày Lục Bách Xuyên nhìn mắt chính bưng chén vẻ mặt thỏa mãn bê yểu tê in chu diễn, bất đắc dĩ hướng chính mình mẫu thân nhún vai, đứng lên tiếp nhận chính mình kia chén. Chu diễn bưng chén thật sâu hít một hơi, nấu mềm cứng vừa phải bẹp phấn, lấy nước cốt, nước tương, bột ớt, mỡ heo, hành thái chờ vì đế, lại tưới thượng vừa mới xào tốt một nhĩ thịt ti ký hiệu, cuối cùng đắp lên một cái trứng lòng đào chiên trứng, Mặt thế trước nhất thường thấy mà mỹ vị bữa sáng, mà ở mặt thế sinh sống gần một năm chu diễn đã lâu lắm không ăn qua ăn ngon như vậy bữa sáng, phía trước vội vã tới tìm lục bách xuyên, cũng không lo lắng có đói bụng không, hiện tại một chén thơm nào. Ngạc miếng liền bãi chính mình trước mắt, thật sự là thèm đến chịu không nổi, cũng không màng không được hình tượng, bưng chén liền ăn ngấu nghiến lên. Chờ Diệp Nguyên Vinh lại đi phòng bếp bưng hai đĩa tiểu thái ra tới, thế chính là chu diễn một chén lớn bún gạo đã thiếu một nửa, trong miệng còn ở không ngừng nuốt. Này một người sinh hoạt, là đến đói bụng đã bao lâu, không cấm có điểm đau lòng, kể tiểu diễn từ từ ăn, không nóng nảy, ăn xong phòng bếp còn có. Chu Diễn nghe được Diệp Nguyên Vinh nói, ngẩng đầu thấy ba người đều nhìn chính mình, mới có điểm ngựa ngùng. Bên cạnh Lục Bách Xuyên còn cố ý dường như, đem chính hắn trong chén chiên trứng kẹp lại đây đặt ở Chu Diễn trong chén. Chu Diễn thấy thế trường mắt nhìn Lục Bách Xuyên liếc mắt một cái, nhưng nhìn mắt bị Lục Bách Xuyên kẹp lại đây trứng gà, lòng trắng trứng bên ngoài bị chiên khô vàng, lòng đỏ trứng bên cạnh cũng đã động lại, chỉ có lòng đỏ trứng trung gian là hy mềm, vừa mới bị Lục Bách Xuyên kẹp phá một chút, đặc sệt kim hoàng trứng dịch chính thông thả ra bên ngoài lưu chu diễn vẫn là không nghiện xuống dụ hoặc kẹp lên tới một mụn cắn đi xuống đãi mấy người ăn xong bữa sáng bên ngoài thiên đã bắt đầu hoàn toàn phóng lượng diệp nguyên vinh thu thập xong chén đổ ra tới thuận miệng hỏi vì vừa mới các ngươi đi làm gì kêu các ngươi đoan chén hô lâu như vậy cũng không nghe được chu diễn phản ứng một lát mới nhớ tới hẳn là vừa mới bọn họ ở trong không gian lúc ấy vì thế có lôi kéo diệp nguyên vinh cùng lục kiến quốc tiến không gian dùng đồng dạng lý do cấp hai người giải thích một lần Đại mấy người từ không gian ra tới khi đại tuyết đã ngừng thái dương quải phía đông nam hướng chiếu xạ đầy đất thật dày tuyết trắng dị thường chói mắt lục bách xuyên gia phòng ở một bên sát đường thông qua cửa sổ có thể nhìn đến một cái có thể là không rõ ràng lắm tình huống người đang ở trên đường hành tẩu theo sau bị không biết từ nơi nào toát ra tới tang thi đuổi theo chạy vốn dĩ tang thi tốc độ là không đuổi kịp hắn chính là tang thi dường như không biết mệt mỏi hơn nữa có lẽ là nghe được thanh âm từ đường phố hai bên không ngừng có tang thi chạy ra, gia nhập vây truy chặn đường đội ngũ trung. Thẳng đến người nọ bị phát cục, vây quanh tang thi bắt lấy hắn một trận gặm cắn, vài phút sau liền lại đều tản ra, không có mục tiêu ở trên phố du đảng, mà bị cắn người kia cũng ở sau đó không lâu cũng bò lên, gia nhập du đảng đội ngũ. Mấy người ở cửa sổ đứng hồi lâu, cũng không thấy có cảnh sát lại đây duy trì trật tự dự triệu, cũng không nghe được phi cơ trực thăng bay qua thanh âm. Trầm mặt hồi lâu, Chu Diễn nhẹ giọng đề nghị nói, để ta cảm thấy chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi thành phố S đi, tìm một người thiếu địa phương dàn xếp, lần này khả năng thật sự rất nghiêm trọng, bằng không lúc này như thế nào cũng chưa điểm tin tức. Mặc kệ như thế nào, đột nhiên Bạo Tuyết khẳng định sẽ đông cơ hơ S rất nhiều thu hoạch, lại hơn nửa tan thi, lúc sau khẳng định sẽ thiếu đồ ăn, tiểu diễn có không gian, chúng ta có thể ở bên trong loại một ít lương thực rau dưa, ở người nhiều địa phương, dễ dàng bị có tâm người phát hiện dấu vết để lại, nếu ít người, chúng ta lại cẩn thận một chút tổng hội an toàn chút. Diệp Nguyên Vinh phân tích nói, làm cho tới nay lo liệu trong nhà thức ăn người, để ý ngoại phát sinh khi, tổng so người khác sẽ càng mau nghĩ đến đồ ăn vấn đề. Ta nghĩ đến một chỗ, hẳn là rất an toàn, hơn nữa ít người. Lục Bách Xuyên suy nghĩ một lát nói. Chương 3 To Mu Remaining Time 10 ba. Ta quê quán, ngươi đi qua. Lục Bách Xuyên cười nói lục bách xuyên quê quán chu diễn xác thật là đi qua đó là hắn cha mẹ cu a d ơi kia một năm nghỉ hè lúc ấy nghỉ sau trong ký túc xá người đều về nhà chu diễn không nghĩ như vậy sớm một người trở lại trống rỗng trong nhà liền ở ký túc xá ở lâu hai ngày kết không biết như thế nào bị lục bách xuyên đã biết liền mời hắn cùng đi quê quán chơi trong ấn tượng nơi đó coi như là một cái chân chính ý nghĩa thượng ngăn cách với thế nhân địa phương thông trang ven sông mặt sau bị hai tòa vách đá dựng đứng vây quanh cùng con sông thành một hình tam giác các thông dân liền sinh hoạt tại đây cùng ngoại giới CXELI một góc, chỉ có mười mấy hộ nhân gia, đi thông ngoại giới con đường chỉ có hai tòa vách núi chia ra một cái con đường, thậm chí ở sớm hơn trước kia, liền con đường này cũng chưa tu hảo thời điểm, thông dân ra ngoài đều là dừa. Vào ngừng ở bến đò con thuyền. Nếu ở an ổn niên đại, loại địa phương này cho mọi người cảm giác chính là hẻo lánh, lạc hậu, đi ra ngoài không tiện. Nhưng đặt ở tang thi hoành hành mạc thế lại là không thể tốt hơn tị nạn chỗ. Đến lúc đó nếu đem hai vách núi gian con đường một đổ, trong thôn cùng ngoại giới liên hệ cũng chỉ có thể thông qua qua sông, theo hắn biết, mặt sau tang thi tốc độ cùng linh hoạt độ tuy có sở đề cao, nhưng là còn không có nghe nói qua sẽ bơi lội tang thi, mà nhiều thế hệ sinh hoạt ở bờ sông mọi người cơ hồ đều sẽ bơi lội. Càng đừng nói, bởi vì trong thôn đại bộ phận cày ruộng đều ở hà đối diện, vì phương tiện qua sông lao động, trong thôn mỗi hộ nhân gia trong nhà đều là có tiểu thuyền đánh cá, nghĩ vậy chút, chu diễn trên mặt lộ ra chính hắn cũng chưa phát hiện mừng như điên chi sắc. Lục Bách Xuyên thấy thế, cười hỏi, để tiểu diễn cảm thấy kia địa phương còn hành. Dễ thủ khó công, không thể tốt hơn tị nạn chỗ, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi đi, phỏng chừng càng đến mặt sau lộ càng không dễ đi. Chu diễn vội vàng địa đạo. Lục kiến quốc cùng Diệp Nguyên Vinh tự nhiên là không ý kiến, hành trình cứ như vậy gõ định. Lục Bách suy nghĩ tới cái gì, cầm lấy trên bàn trà di động nhìn một chút, vẫn là không có tín hiệu. Muốn hay không buổi chiều đi ngươi gì gia, xem hắn gia là tình huống như thế nào, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi. Chu Diễn có bao nhiêu coi trọng hắn gì kia một nhà lục bách xuyên là biết đến, hắn không hy vọng Chu Diễn liền như vậy xúc động cùng chính mình đi rồi, đến lúc đó nhớ tới hối hận. Không cần đi nhìn, chúng ta buổi chiều chờ Tuyết Dung đi siêu thị đi, nhìn xem có thể hay không nhiều sưu tập một ít đồ ăn. Chu Diễn cúi đầu, nỗ lực khống chế được, không cho chính mình phẫn hận cảm xúc toát ra tới. Theo sau nói sang chuyện khác nói, cho chúng ta trước đem đồ vật thu thập một chút đi, trong phòng đồ vật suốt hẳn là có thể tất cả đều mang đi. Lục Bách suy nhìn trầm trầm chu diễn nhìn một lát, thấy hắn khóe mắt có điểm phím hồng, đôi môi gắt cao nhất như là ở ẩn những cái gì, trong lòng biết hắn hẳn là có cái gì gạt chính mình, nhưng đầy mặt mỏi mệt chi sắc, cũng không đành lòng hỏi lại, thấp giọng nói, ở những cái đó không vội, chúng ta tới thu thập là được, ta xe mưa sáng sớm chạy tới, vẫn là đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, buổi chiều đi ra ngoài thời điểm mới có tinh thần. Chu diễn từ tỉnh lại, sau đó vội vội vàng vàng chạy tới, cho tới bây giờ, tinh thần đều vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, căn bản không suy xét đến chính mình có phải hay không yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Hiện tại bị người nhắc nhở, có thể đi nghỉ ngơi một chút. Vị trí hoàn cảnh tạm thời còn tính an toàn, muốn thủ người cũng tại bên người, lại đã định hảo đường lui, chuyện sau đó có thể chậm rãi mưu hoa, tinh thần tức khắc liền thả lỏng xuống dưới, buồn ngủ cũng tùy theo đánh úp lại. Lục Bách Xuyên đem người đưa tới chính mình phòng ngủ, tìm thân áo ngủ ném cho Chu Diễn, lại đứng dậy đi tủ quần áo phi mùa đông hậu chăn, chờ ôm chăn lại đây khi, Chu Diễn đã đổi hảo quần áo nằm ở trên giường mí mắt thẳng đánh nhau. Lục Bách Xuyên sợ hắn đông lạnh, chạy nhanh tay chân lanh lẹ cấp phô hảo chăn cho hắn cái hảo. Chu Diễn thấy Lục Bách Xuyên phô hảo chăn còn ngồi ở mép giường không đi, phất phất tay, Ngáp Li Mi nói, ở ờ ngươi chạy nhanh đi sửa sang lại chính ngươi đồ vật đi, ta ngủ ta, chờ ta đã tỉnh chúng ta là có thể đi ra ngoài, còn có, đồ vật không cần đóng gói, tiểu đồ vật thu thập đến một khối phương tiện thu vào đi là được. Lục Bách Xuyên bất đắc dĩ nhìn hắn giống nhau, cũng không đi ra ngoài, xoay người tiến toilet đi bắt đầu sửa sang lại đồ vật. Ở sột sột soạt soạt trong thanh âm, Chu Diễn mơ mơ mà mà nghĩ đến hắn cha mẹ Cua đê ở kia một năm, lúc ấy hắn cường chống xong xuôi cha mẹ hậu sự, một người ở trong nhà ngốc, trống rỗng phòng càng hiện tịch liêu, hắn chịu không nổi cái loại này không khí, ngày hôm sau liền hồi trường học. Tổng cảm thấy trong trường học náo nhiệt bầu không khí có thể làm hắn dễ chịu điểm, kết quả vẫn là giống nhau. Cuối cùng ở vườn trường không mục đích đi dạo khi, gặp được đi tìm tới lục bách xuyên, bị hắn mang về gia. Lúc ấy cũng không sai biệt lắm là như thế này, Diệp Nguyên Vinh cho hắn là một đốn ăn sau, lục bách xuyên liền vội vàng hắn đi nghỉ ngơi. Chu diễn đến nay vẫn rõ ràng nhớ rõ, ngày ấy sau giờ ngọ ánh mặt trời thực sáng ngời, chính là hắn không muốn kéo lên bức màn ngủ, Lục Bách Xuyên cũng liền dựa vào hắn, chỉ là cầm quyển sách ở bên cạnh thủ hắn, ở ngẫu nhiên phiên thư thanh, hắn ngủ mấy ngày qua tốt nhất một cái giác. Cũng chính là khi lúc sau, hắn cùng Lục Bách Xuyên quan hệ càng ngày càng thân mật. Chu Diễn là bị nhiệt tỉnh, tỉnh lại dương mắt vừa thấy, Lục Bách Xuyên không ở phòng ngủ, mấy cái rương hành lý chỉnh chỉnh tề tề xếp hạng góc tường. Bức màn kéo đến kín mít, nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng, nhưng lấy hiện tại trong phòng độ ấm, Chu Diễn cũng có thể đoán được bên ngoài tuyết hẳn là bị dung không sai biệt lắm. Kéo ra phòng ngủ môn, Chu Diễn đã bị trong phòng khách mấy chỉ đại thùng giấy chặn đường đi, thấy Lục Bách Xuyên chính giống nhau giống nhau hướng một cái không trong rương trang đồ vật, liền thuận miệng nói, "Ờ e không phải nói không cần đóng gói sao?" Trong không gian đều chứa được, đóng gói đến lúc đó lấy ra tới cũng phiền toái. Này đó đều là bình thường không quá dùng được với, tán phóng chiếm địa phương, người không gian phòng cũng không phải vô cùng lớn, đóng gói hảo có thể tỉnh điểm địa phương, đến lúc đó trên đường trở về nếu gặp được có cái gì đồ tốt, cũng hảo có địa phương phóng. Lục Bách Xuyên cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngẫm lại xác thật là như thế này, Chu Diễn liền cũng không phản bác, đi đến bên cửa sổ hướng trên đường phố nhìn nhìn, đại tuyết đã bị mặt trời chói chan dung đến không sai biệt lắm, chỉ có nơi xa bóng cây cập trên cỏ còn có điểm điểm tuyết trắng. Chỉ là tuyết bị hòa tan lúc sau, vì theo mà đến chính là trên đường tang thi cũng đều đi ra, trên đường tổng có thể nhìn đến như vậy mấy cái tang thi khắp nơi lang thang không có mục tiêu du tẩu, mà ở ánh mặt trời bị che khuất nhìn không tới địa phương, chỉ biết càng nhiều. Thấy Chu Diễn nhìn chầm chầm vào ngoài cửa sổ xem, Lục Bách Xuyên liền cũng đi qua đi, hỏi, để có cái gì vấn đề sao? Chu Diễn dừng một chút nói, kẻ tang thi giống như sợ hải thái dương bắn thẳng đến. Lục Bách Xuyên cẩn thận quan sát một chút đường cái thượng kia mấy chỉ tang thi, quả nhiên đại bộ phận thời điểm đều là ở bóng ma ngầm đi lại, cho dù ngẫu nhiên đi tới thái dương phía dưới cũng sẽ lắc qua lắc lại chậm rãi đi trở về bóng ma đi nhưng là thái dương cũng không thể đối bọn họ tạo thành thương tổn cũng không biết muốn như thế nào mới có thể làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi hành vi năng lực nghĩ đến phía trước đối diện ban công cái kia bả vai bị tạp một chậu hoa như cũ không hề hay biết tang thi lục bách xuyên lo lắng nói tạp đầu cái gì chu diễn thanh âm có điểm tiểu lục bách xuyên cũng không có nghe rõ Dừng một chút, Chu Diễn giải thích nói, kê tạp đầu có lẽ có dùng, ta buổi sáng ở quán ba cửa gặp được gặp được đám kia người bị tan thi truy thời điểm, lưu ý đã có cái nữ hài tử dùng đinh tán bao tạp tới rồi một cái tan thi cái ót, cái kia tan thi liền ngã xuống lại không bò dậy qua. Hai người đang nói, Lục Kiến Quốc ôm cái radio từ trong phòng đi ra nói, vì vừa mới thu thập đồ vật, nhìn đến người gia gia phía trước cất chứa cái này radio, hiện tại không phải không tín hiệu sao? Có lẽ cái này có thể dùng, trăm xuyên, ngươi lại đây thí hạ. Lục Bách Xuyên gia gia mấy năm trước cu A ở sau, sinh thời cất chứa một ít đồ vật phụ thân hắn thu hồi tới, cũng không có ném, hắn là biết đến, cái này radio vẫn là hắn đại học nghỉ hè kim chức lấy để nhất phân tiền lương mua tới đưa cho gia gia. Chu Diễn nhìn đến cái này, trong lòng không khỏi kinh hỉ, ở mặt thế hắn ở căn cứ cũng gặp qua radio, bởi vì tang thi bùng nổ sau, không biết cái gì nguyên nhân, sở hữu thông tin tín hiệu tất cả đều gián đoạn, di động, máy tính chờ cao cấp thông tin công cụ tất cả đều không thể dùng, duy độc radio ở lúc ấy còn có thể dùng, cụ thể cũng không biết là gì nguyên nhân, sau lại các căn cứ liên hệ tất cả đều là dùng radio. Mà hiện tại nếu bọn họ chính mình có một cái radio nói, khi cho dù là ở trong núi, cũng có thể đủ thu được bên ngoài tín hiệu, ít nhất có thể thông qua radio nhiều hiểu biết một ít bên ngoài thế giới tình huống, không đến mức hoàn toàn ngăn cách với thế nhân. Lục Bách Xuyên thấy Chu Diễn vẻ mặt kinh hỉ chạy đến radio bên cạnh, sau đó mắt trông mong chờ chính mình, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lục Bách Xuyên từ phụ thân trong tay tiếp nhận radio, đánh giá một chút, radio bị thu thực hảo, như cũ là 8 phần tân bộ dáng. Radio là pin cập nguồn điện lưỡng dụng, mở ra trang pin địa phương, bên trong pin đã bị lấy ra, Lục Bách Xuyên tìm cái ổ điện đem đầu cắm cắm thượng, thấy cha mẹ cùng chu diễn đều khẩn trương nhìn chính mình, không khỏi cũng có chút bị không khí cảm nhiễm, hít sâu một hơi, ấn xuống khởi động máy kiện, nghe được bình thường khởi động máy y rắc thanh, mấy người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp chính là điều chỉnh thử kênh, thử vài cái thường thấy kênh, đều là sàn sạc điện lưu âm. Vài phút qua đi, như cũ không có tìm được một cái đang ở hoạt động kênh, Diệp Nguyên Dung thấy thế đứng dậy nói, kệ hai người các ngươi chậm rãi thí đi, mau đến giữa trưa, ta cùng ngươi ba đi trước nấu cơm, không phải nói buổi chiều còn muốn đi ra ngoài sao? Nhà bọn họ lệ thường vẫn luôn là cha mẹ hai người cùng nhau xuống bếp vì thế phòng khách cũng chỉ dư lại chu diễn cùng lục bách xuyên hai người lục bách xuyên nghiêm túc chậm rãi điều chỉnh tầng đoạn chu diễn liền ngồi xổm ở bên cạnh mắt trong mông nhìn trời xanh không phụ người có lòng qua đã lâu hai người rốt cuộc ở sàn sạc điện lưu âm nghe được thỉnh thoảng tiếng người không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra lục bách xuyên lại thử vài cái thanh âm dần dần rõ ràng kết quả lại là một cái toàn tiếng anh radio chu diễn là một cái đại học tiếng anh tứ cấp thi lại năm thứ mới miễn cưỡng thông qua tiếng anh ra nháy mắt vô lực cũng không ngủ kính đi nghe được đế nói gì, dù sao hắn trải qua quá một lần mặt thế, hiện tại quảng bá nói gì, hắn cũng có thể đoán được cái đại khái, liền ở bên cạnh lặng lặng chờ lục bách suy nghe xong cấp phiên dịch. Quảng bá cũng không trường, chỉ là cùng đoạn lời nói ở không ngừng phát lại, lục bách suy nghe xong hoàn chỉnh một đoạn cũng vô dụng vài phút. Thấy chu diễn đang ngồi chờ phiên dịch, tổ chức hạ ngôn ngữ, đem vừa mới nghe được quảng bá nội dung khái quát một chút, nói, tuy vừa mới nghe được quảng bá là nước Mỹ, thuyết phục quá vệ tinh ảnh chụp, nhìn đến liền xích đạo bên kia đều hạ tuyết, mà những cái đó tan thi chính là ở tuyết sau xuất hiện, toàn thế giới các cốc đều có, trừ bỏ sớm nhất xuất hiện kia một đám tan thi không biết là như thế nào cảm nhiễm, sau đó đều là trên người có VSTH, ương tiếp xúc đến tan thi mới có thể bị cảm. Nhiễm, trong đó bị tan thi cắn dính tan thi nước bọc truyền bá tốc độ nhanh nhất, sẽ ở một phút nội bị cảm nhiễm thành tan thi, mặt khác thông qua miệng VSTH ương cảm nhiễm thời gian ở vài phút đến mấy cái giờ không đợi chỉ có thông qua công kích tang thi não bộ mới có thể sử tang thi hoàn toàn mất đi hành động lực, sau đó chính là kêu gọi toàn thế giới nhân dân cùng nhau nỗ lực tiêu diệt tang thi. Này đó tin tức chu diễn đều biết, vì thế nói, vì vẫn là ở giọng xem có thể hay không thu được chúng ta quốc gia quảng bá đi. Lúc này âu khí quả thực là bạo biểu, mới một lát liền điều tới rồi một cái tiếng trung radio, nghe ngữ khí hẳn là chính phủ bộ môn, quảng bá nội dung cùng phía trước nghe được nước Mỹ không sai biệt mấy. Chỉ là M quốc chính là kêu gọi nhân dân quần chúng đi tiêu diệt tang thi, mà giác quốc còn lại là làm dân chúng nhiều trữ hàng đồ ăn cùng thủy, tận lực ngốc tại an toàn địa phương chờ đợi cứu viện. Đem radio đóng, Lục Bách Xuyên nhìn hạ nhớ kỹ tầng đoạn hào, lấy phương tiện lần sau nghe đài thời điểm hảo tìm được. Chu diễn tùy tay đem radio thu vào không gian. Lúc này Lục gia cha mẹ cũng đã đem đồ ăn làm không sai biệt lắm, hai người qua đi dọn xong chén đũa, chỉ chút lát sau đồ ăn liền thượng bàn ở trên bàn lại đem vừa mới nghe được quảng bá nội dung cho bọn hắn nói một lần cuối cùng quyết định buổi chiều lục bách xuyên cùng chu diễn ra ngoài thu thập một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm lục kiến quốc cùng diệp nguyên dung ở nhà tiếp tục thu thập đồ vật vốn dĩ lục kiến quốc còn tưởng đi theo cùng đi nhưng là bị hai người khuyên lại giải thích nói có chu diễn không gian ở hai người gặp được nguy hiểm nói có thể kịp thời trốn vào trong không gian mà lưu diệp nguyên dung một người ở nhà bọn họ mấy cái cũng không yên tâm hơn nữa lục kiến quốc cũng biết chính mình tuổi lớn tốc độ cập thể lực khẳng định là không kịp hai cái người trẻ tuổi, đi theo nói không chừng còn sẽ là hai người trói buộc, cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Chương 4, Bắt Trùng Ăn cơm xong hơi làm nghỉ ngơi, Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên liền tính toán xuất phát, rốt cuộc hai người còn muốn ở mặt trời xuống núi trước trở về, nếu hết thể thuận lợi nói đảo còn hảo, nhưng một khi ở trên đường phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn, nhiều dự trừ chút thời gian chung quy hảo chút. Trong không khí độ ấm đã thăng lên tới, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, hai người vẫn là thay đổi quần dài tập trường tụ vận động áo khoác, liên thủ bộ đều mang lên, như vậy cho dù không cẩn thận bị thương, quần áo cũng có thể ngăn cản một chút. Lần này xuống lầu, hai người như cũ là đi thang lầu, buổi sáng thời điểm còn chỉ có nghe được ba lâu có tông cửa thanh âm, lần này cơ hồ mỗi tầng lầu đều nghe được có như vậy một hai nhà có kỳ quái tiếng vang, biết được tình huống hai người cũng không có nhiều làm dừng lại, nhanh chóng hướng dưới lầu chạy tới. Tới rồi ngầm bãi đổ xe cửa thang lầu khi, hai người thả chậm bước chân, liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được cẩn thận. Lục Bách Xuyên đi đến chu diễn phía trước, đem vừa mới từ trong nhà mang ra tới chém cốt đao hành trong người trước, hai người chậm rãi xuống thang lầu. Chu diễn cũng không phản đối Lục Bách Xuyên an bài, rốt cuộc trọng sinh trước Lục Bách Xuyên cũng luôn là như vậy, mỗi lần đều đem hắn hộ ở sau người. Hai người hạ đến thang lầu đế thời điểm, dừng lại bước chân, như người hướng bãi đổ xe vừa thấy, có thể nhìn thấy liền có ba con tang thi ở phụ cận đi lại, còn có ở xe nhìn không tới địa phương không biết có bao nhiêu cũng may lục bách xuyên xe ly cửa thang lầu cũng không xa ba con tang thi cũng chỉ có một con ở lục bách xuyên xe bên cạnh hai người tốc độ mau nói hẳn là giải quyết xong bên cạnh xe này chỉ tang thi sau có thể ở mặt khác hai chỉ tang thi vừa lại đây trước lên xe liếc nhau hai người phóng nhẹ bước chân bằng mau tốc độ triều bên cạnh xe chạy tới ba con tang thi nghe được thanh âm đều triều hai người chạy tới ly đến gần cái kia nam tính tang thi nhìn thấu hẳn là tiểu khu hộ gia đình mập mạp thân mình điên cuồng triều đã chạy tới bên cạnh xe lục bách xuyên nhào qua đi nhưng là bởi vì dáng người quá mức mập mạp, cũng liền mất đi linh hoạt, bị Lục Bách Xuyên nghi người hiện lên, giơ lên trong tay chém cốt đao, Triều Tang Thi cái gáy chém tới, Tan Thi hét lên rồi ngã gục, Lục Bách Xuyên ngẩng người mới phản ứng lại đây, cúi đầu nhìn hạ bị bắn thượng máu đen ống tay áo, tay hơi hơi có điểm phát run. Ngốc lăng trong chốc lát, ngẩng đầu lại thấy cây cột che đậy chỗ chạy ra một con lão niên Tang Thi, chính Triệu Chu diễn nhào qua đi, không khỏi hô to một tiếng, "Cẩn thận, lập tức liền muốn chạy qua đi hỗ trợ. Chu diễn ở tang thi phát lại đây khi cũng đã thấy được, nghe được lục bách xuyên kêu gọi liền biết hắn khẳng định sẽ chạy tới giúp chính mình, đuổi vội vàng nói, ở ngươi chạy nhanh đi vào phát động xe, như vậy một con ta đối phó được, đợi chút khác cũng chạy tới chúng ta sẽ không dễ chạy. Nói hai tay dùng sức nắm chạy cán một liền triều tang thi bên trái đầu tạp qua đi. Chu diễn dù sao cũng là ở mặt thế sinh sống thời gian lâu như vậy, đối phó khởi tang thi tới, chỉ biết so lục bách xuyên càng thuận buồn xuôi gió cũng không có bất luận cái gì tâm lý chướng ngại bất quá là một con bước đi tập tỉnh lão niên tan thi một chạy cán bột đi xuống liền vô pháp nhúc nhích lục bách xuyên thấy chu diễn đã đã đảo tan thi liền xoay người mở cửa xe đi vào phát động xe đã chu diễn kéo ra ghế phụ mua ngồi vào trong xe khi mặt khác hai chỉ tan thi đã mau đến bên cạnh xe lục bách xuyên chạy nhanh một chân chân ga khai đi ra ngoài xe chạy đến bãi đổ xe xuất khẩu khi Mặt sau cũng đã hoặc xa hoặc gần theo 78 chỉ tang thi. Hai người lái xe rời đi khi, ở trong tiểu khu đến không tái ngộ đến tang thi, cũng không gặp được ra tới hoạt động người sống sót, ngay cả buổi sáng chu diễn lái xe tới khi ở cửa nhìn đến cái kia bảo an cũng không còn nữa, phỏng chừng là đã về nhà đi. Xe khai ra tiểu khu, triệu cách đó không xa một cái đại hình siêu thị khai đi, trên đường lục tục có tang thi nghe được thanh âm cùng lại đây, đều bị lục bách suy một chân chân ga cấp ném đến rất xa. Muốn đi siêu thị ly tiểu khu không đến 2 km, trên đường cũng gặp được mấy chiếc xe, nhưng đều không phải cùng phương hướng. Đi trước siêu thị phương hướng trên đường, chỉ có mấy chỉ hẳn là từ đèn xanh đèn đỏ chỗ du đảng lại đây tan thi ở trên đường du đảng. Lục Bách Xuyên chỉ cần lái xe né qua kia mấy chỉ tan thi là được, càng nhiều tan thi là ở đường cái ngoại lối đi bộ thượng, liền tính thấy được bọn họ xe sự quá, cũng vô pháp bò quá rào trắng truy lại đây, như thế hai người dùng không đến 20 phút liền đến mục đích địa. Lục Bách Xuyên đem xe ngừng ở siêu thị cửa hông phụ cận, từ trên xe có thể nhìn đến môn là mở ra, kỳ quái chính là cửa cư nhiên không có tang thi ở du đảng. Hai người nhanh chóng xuống xe, lần này Chu Diễn cũng không có đem xe thu vào không gian, rốt cuộc tới trên đường còn nhìn đến có chiếc xe trải qua, phụ cận trên nhà cao tầng cũng khẳng định còn có người, bị thấy được chung quy là cái tai họa ngầm. Mới vừa xuống xe, nơi xa liền có mấy cái tang thi nghe tiếng hướng bên này chạy tới, hai người cũng không đuổi ở lâu, nhanh chóng hướng siêu thị cửa hông chạy tới đi. Buổi sáng tan thi bùng nổ khi, siêu thị còn không có bắt đầu buôn bán, theo lý siêu thị tan thi hẳn là so đường cái thượng sẽ thiếu. Hai người chạy vào cửa, chu diễn xoay người đem cửa đóng lại, nâng lên then cài cửa cắm vào mặt đất cắm tàu, lục bách xuyên thì tại bên cạnh đề phòng. Cái này siêu thị chu diễn đã tới vài lần, nhớ rõ cái này cửa hông thông đạo đi vào chính là mấy cái bán vàng bạc ngọc khí loại quầy, siêu thị tổng giám phòng điều khiển liền tại đây khu vực mặt sau hai người hiện tại đối với này đó vàng bạc ngọc khí loại đồ vật cũng không có cái gì hứng thú từ bên này tiến vào siêu thị chẳng qua là tưởng nhanh lên đi phòng điều khiển đem theo dõi đóng để tránh đi lúc sau chu diễn thu đồ vật nhập không gian thời điểm bị người nhìn đến khả năng tính kết quả hai người mới từ thông đạo tiến vào siêu thị đập vào mắt chính là một mảnh đánh tạp sau hỗn độn bán vàng bạc ngọc khí mấy cái quầy đều có rõ ràng bị đoạt lấy dấu vết thậm chí quầy bên cạnh còn có mấy cổ tang thi thi thể đã có người đã tới thấy tầm nhìn trong phạm vi cũng không có đánh mất, hai người liền bước nhanh triều mặt sau phòng điều khiển đi đến. Đi vào phòng điều khiển, cùng ở ngoài mặt giống nhau một mảnh hỗn độn, hẳn là bị cùng nhóm người phá hủy, lục bách xuyên lại kiểm tra rồi một lần, thấy không có để sóc địa phương, liền cùng chu diễn lên cầu thang đi trước trên lầu siêu thị. Lầu ba đều là hàng ngày đồ dùng cập quả khô đồ ăn vặt. Hai người theo tay viện thang máy lên lầu, trên đường cũng không có gặp được tang thi, thẳng đến lầu ba cửa, chu diễn đi đẩy xe đẩy tay khi, một cái giá người thấp bé nữ tính Tang Thi triều hắn nhào tới xem quần áo hẳn là siêu thị nhân viên công tác nhưng còn không có gần đến chu diễn thân đã bị Lục Bách xuyên một chân đá ngã xuống đất tiếp theo dùng chém cốt đao bổ về phía phần đầu Tang Thi liền bất động Lục Bách xuyên từ chu diễn trong tay tiếp nhận xe đẩy tay đẩy cũng lưu ý bốn phía động tĩnh lấy phương tiện chu diễn trong lòng không có vật ngoài hướng trong không gian thu đồ vật thỉnh thoảng cũng hướng xe đẩy tay ném điểm đồ vật để ngừa gặp được người khi dẫn người hoài nghi từ cửa tiến vào trước hết lọt vào trong tầm mắt đều là một ít hàng ngày trang phục, nam nữ trang phục chu diễn đều hướng trong không gian thu một ít, liền nhanh chóng đi xuống một mục tiêu mà đi. Kế tiếp là một ít khăn lông, vỏ chăn, cặp nội y quần lót kệ để hàng, này đó đều là một ít tiêu hao phẩm, chu diễn cũng không kịp từng cái xem, tất cả đều liền kệ để hàng cùng nhau thu vào không gian, dư lại một cái trên kệ để hàng gối đầu, chu diễn tắt không có lấy. Bên cạnh còn lại là một ít nhãn hiệu đệm chăn chiếu triển lãm khu, đều bị chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở trên giường, nếu liền giường đều cùng nhau thu vào không gian nói, chiếm địa phương sẽ quá nhiều, đến lúc đó không dùng được giường xử lý đi lên cũng phiền toái, liền chỉ thu mấy giường chiếu, chăn đảo tất cả đều thu đi vào, ngay cả trong một góc những cái đó điệp hảo thu hồi tới mùa đông chăn, chu diễn cũng không buông tha, phải biết rằng tuy rằng hiện tại là mùa hè, mùa đông đến lúc đó lạnh. Đi lên, mặc thế nhưng không chỗ nào bán chăn đi. Lúc sau đó là đồ dùng sinh hoạt khu cùng đồ ăn vặt khu, kem đánh răng, dầu gội, nước giặt quần áo, giấy vệ sinh, nồi chén gáo bồn, các kiểu thu nạp trương, bánh quy, mì gói đủ loại kẹo đồ ăn vặt, thậm chí là băng vệ sinh, đều bị chu diễn tất cả đều thu vào không gian, chỉ để lại một ít bán tiểu hài tử món đồ chơi cập vận động thiết bị kệ để hàng, chu diễn không đi thu, tiểu kiện không hảo từng cái thu nạp, làm theo hợp với kệ để hàng bị cùng nhau thu đi vào, cũng may trong không gian hắn có thể. Tùy ý di động đặt vật phẩm, không đến mức tất cả đồ vật đều đôi ở một khối. Hai người đem toàn bộ lầu ba dùng đến đồ vật đều thu xong, cư nhiên cũng chỉ có mới vừa đi lên thời điểm gặp được như vậy một cái tang thi, mà lúc này bắt được đồ vật đã chất đầy dựa gần triền núi non nửa khối đất trống. Chu Diễn cũng không có đem đồ vật tất cả đều cất vào nhà gỗ, gần nhất là muốn sưu tập đồ vật quá nhiều, nếu tất cả đều bỏ vào nhà gỗ nói, xác định vững chắc là không bỏ xuống được. Thứ hai là mấy thứ này cứ như vậy bỏ vào nhà gỗ nói, tuyệt đối là đôi đến lung tung rối loạn, mà nhà gỗ là hắn cuối cùng sống ở chỗ hắn hy vọng đặt ở bên trong đồ vật đều là chỉnh lý chỉnh chỉnh tề tề. Theo thang máy đi xuống, còn không có hạ đến lầu 2, liền nghe được tang thi qua lại đi lại hỗn độn tiếng bước chân, hai người phóng nhẹ bước chân đi xuống đi. Chỉ thấy trước mắt gạo và mì du khu liền có ba con tang thi, hai cái siêu thị nhân viên công tác, một cái bảo an, hai người không tiếng động giao lưu một phen, chu diễn bắt tay đáp thượng lục bách xuyên đẩy xe đẩy tay, lặng yên không một tiếng động bắt tay xe đẩy thu vào không gian, lấy ra vừa mới ở trên lầu tìm được giao sẻ dưa hấu, cùng lục bách xuyên một người một phen giao sẻ dư hấu ở hai cái tang thi du đãng đến ly hai người gần nhất giờ địa phương nhanh chóng đi qua đi đánh đòn phủ đầu ở tang thi còn không có tới phát lại đây thời điểm liền một người một đao đem tang thi chém ngã mặt khác đệ tam chỉ tang thi lúc này đã phản ứng lại đây triệu ly đến gần chu diễn nhào qua đi chu diễn tay vừa lật vừa mới thu bị thu vào không gian xe đẩy tay liền xuất hiện trong người trước dùng sức đỡ xe đẩy tay đi phía trước đẩy liền đem tang thi tể đến bên cạnh vách tường tiện tay xe đẩy chi gian Tang Thi giải dụ suy nghĩ phải dùng tay đi lay Chu diễn, nè Hà Chung Quy tay quá ngắn. Như thế nào cũng với không tới, còn không có tới kịp có bước tiếp theo động tác, đã bị bên cạnh Lục Bách Xuyên một đao bổ về phía đầu, bắn một tay xe đẩy máu đen. Hai người vô ngữ nhìn xe đẩy tay, ai cũng vô pháp vô tâm lý chướng ngại tiếp tục để xe đẩy tay đi trang đồ vật. Chu Diễn ở Lục Bách Xuyên trợn mắt há hốc mồm trung từ không gian lại cầm một chiếc xe đẩy tay ra tới. Có điểm ngựa ngùng giải thích nói, vì vừa mới ở cửa thời điểm, nhiều thu mấy chiếc đi vào, nghĩ luôn có dùng thời điểm sao. Tiếp theo cũng không đợi Lục Bách Xuyên trả lời, liền xoay người xoay người sưu tập vật phẩm tới, này một khối đều là chút gạo và mì du loại, lúc này đây chu diễn cũng không có đem sở hữu tất cả đều thu vào không gian, mỗi dạng không sai biệt lắm đều còn để lại một phần năm tả hữu ở bên ngoài. Lục Bách Xuyên ở bên cạnh thấy được cũng cũng không có nói gì, đẩy quá vừa mới chu diễn lấy ra tới xe đẩy tay, thả một túi 10kg trang gạo, cập một hồ du tới tay xe đẩy cũng may mặt khác khu vực tang thi cũng không có cửa thang máy bên này nhiều như vậy hai người đi rồi mấy cái khu vực cũng không chỉ ở thịt loại đông lạnh quầy mặt sau gặp được một con tang thi bị hai người hợp lực công kích hạ không hề năng lực phản kháng ngã xuống đất kỳ thật buổi sáng tang thi bùng nổ khi siêu thị còn không có mở cửa lúc ấy siêu thị hẳn là cũng chỉ có mấy cái sớm lại đây lý hóa nhân viên công tác tập bảo an vừa mới cửa thang máy bên này hẳn là bị tay viện thang máy vận hành thanh âm hấp dẫn lại đây chu diễn ấn trình tự đem thịt loại rau dưa, trái cây từng cái thu vào không gian. Ở thu trái cây khi, Chu Diễn liền cố ý đem một ít mang hạt cùng hạt trái cây để lại một ít đặt ở một bên, trong không gian thổ địa, giống nhau thực vật hạt giống chỉ cần gieo, không đến nửa năm là có thể nở hoa kết quả, này vẫn là hắn đời trước trong lúc vô ý phát hiện. Ở thu được đông lạnh quầy đồ ăn khi, Chu Diễn là liền đông lạnh quầy cùng nhau thu vào đi, chỉ là làm theo chỉ thu một bộ phận, để lại mấy cái đông lạnh quầy tịch thu. Lại thu xong kem cái kia tủ đông, đang muốn hướng bên cạnh đi thu sữa bò, Lục Bách Xuyên liền nghe được siêu thị nhập khẩu truyền đến tiếng bước chân tập hùng hùng hổ hổ thanh âm, vội vàng kéo một chút Chu Diễn. Lúc này Chu Diễn cũng nghe thấy tiếng vang, xoay người cùng Lục Bách Xuyên một người một bàn tay đẩy xe đẩy tay, một tay vẫn là vẫn luôn không rời tay giao sẻ dưa hấu, nhìn dáng vẻ này đó sữa bò là thu không được. Chỉ chốc lát sau liền có 7-8 cái thân hình cao lớn nam nhân đi đến, mới vừa tiến vào liền đều là một bộ gặp quỷ biểu tình, phỏng chừng đều là nhìn đến này bị thiếu chút nữa bị dọn không siêu thị dọa tới rồi. Khoảng trong chốc lát, một cái thoạt nhìn là dẫn đầu người triều chu diễn lục bách xuyên hai người đi qua đi hỏi, kẻ huynh đệ, biết lúc này sao hồi sự không? Ai mụ nội nó, đây là đem siêu thị đều dọn trống không tiết tấu a à? Chu diễn sườn nghi người, đem lục bách xuyên hộ ở sau người, bất động thanh sắc nói, ờ không biết, chúng ta cũng vừa mới tới, tới thời điểm chính là bộ dáng này nói còn bắt tay xe đẩy đi phía trước đẩy đẩy, phương tiện nam nhân nhìn đến. Này cũng may mắn bọn họ có dự kiến trước đẩy một cái mua sắm xe, bên trong chạm đất trăm xuyên bỏ vào đi gạo và mì du thịt rau dưa mì gói chờ một ít đồ ăn, lúc này người ở bên ngoài xem ra, chính là trong nhà không có tồn lương đi ra ngoài tìm tìm thực vật, quả thực không hề sơ hở, người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến ai sẽ hữu dụng tới trang đồ vật không gian. Đám kia người thấy bọn họ cũng không rõ ràng tình huống, cũng liền không hề nhiều làm dây dưa, đều để xe đẩy tay đi dọn chu diễn tịch thu xong vài thứ kia đi. Thấy những người đó tản ra, hai người nhanh chóng đẩy mua sắm xe hướng dưới lầu đi đến, lầu một đại bộ phận đều là chút bán mỹ phẩm dưỡng da cập dày mặt tiền cửa hiệu, hẳn là bị vừa mới đi lên đám kia người rửa sạch quá, hai người cũng không có nhìn đến có tang thi, liền lại ở dày mặt tiền cửa hiệu tìm mấy xong hai người có thể xuyên giày thu vào không gian, lại thả mấy xong nơi tay xe để thượng, trải qua nửa giày thời điểm, còn cấp dịp nguyên dung cũng cầm mấy xong, bởi vì vừa mới gặp được đám kia người, chu diễn cũng không dám lấy quá nhiều, sợ lậu ra sơ hở, dẫn người hoài nghi. Hai người đẩy xe từ tiến vào khi cửa hông đi ra ngoài, môn vẫn là đóng lại, hiển nhiên vừa mới tiến vào đám kia người hẳn là từ khác môn tiến vào, bên cạnh xe chỉ có một con tang thi đang ở bên cạnh bồi hồi, nhưng nơi xa trên đường phố tang thi càng nhiều, đã xa không phải hai người tiến vào thời điểm có thể so sánh. Tính toán một chút, hai người quyết định vẫn là tốc chiến tốc thắng, xe ly cạnh cửa cũng rất gần, nhanh chóng chạy tới hẳn là có thể ở nơi xa tang thi chạy tới trước lên xe chu diễn đẩy xe hướng bên cạnh xe chạy tiếp tục dùng ở siêu thị cái loại này phương pháp dùng xe đẩy tay dùng sức triều tang thi đẩy qua đi tang thi rốt cuộc là không bằng tồn tại là linh hoạt thực mau liền về phía sau té lăn trên đất lục bách xuyên liền ở bên cạnh bổ thượng một đao theo sau mở ra xe đuôi rương hai người bắt tay xe đẩy nâng bỏ vào trong xe ở đắp lên sau cái trước trong nháy mắt chu diễn nhanh chóng bắt tay xe đẩy thu vào không gian ở xe cùng hai người thân thể che đậy hạ, tự như đem đồ vật tất cả đều bỏ vào cốt xe giống nhau. Lúc sau hai người liền nhanh chóng phát động xe rời đi. Chương 5, Bắc Trùng Hai người tới thời điểm còn không đến 12 giờ, tuy là ở siêu thị thu thập đồ vật còn tính thuận lợi, lúc này cũng đã hai điểm nhiều. Lúc này mặt trời chó chang trên cao, trong không khí độ ấm đã thăng lên tới, ven đường cũng nhìn không tới một chút tuyết động. Xe quẹo vào khai thượng chủ đường phố, đường cái thượng tan thi gần đây thời điểm đã nhiều rất nhiều, người bên cạnh hành đạo càng sâu chiếc xe cũng so với phía trước tới thời điểm muốn nhiều chạy lên cũng không nhẹ nhàng cũng may lục bách xuyên lái xe kỹ thuật cũng không tệ lắm tuy rằng vẫn luôn bên trái quải hữu lóe tránh né tang thi nhưng biểu tình thoạt nhìn còn tính nhẹ nhàng chu diễn cũng không thể nói chuyện làm hắn phân thần vì thế liền bò ở cửa sổ xe thượng đánh giá bên ngoài cửa hàng con đường này bên cạnh có một cái tàu điện ngầm xuất khẩu này đây hai bên mặt tiền cửa hàng phần lớn là chút mua thức ăn cửa hàng cái gì bánh rán trà sữa mì chua cây linh tinh thấy qua một năm liền cơm cũng không dám buông ra ăn mặc thế nhật tử chu diễn nước miếng chảy ròng đột nhiên xe một cái cấp quải vai chu diễn thân thể bị đai an toàn cột lấy đảo không có việc gì cái trán lại là vẫn chắc đụng vào cửa sổ xe pha lê thượng nháy mắt nổi lên một cái bao chu diễn cũng bất chấp đi quảng cái kia bao nhìn về phía cửa sổ xe trước hai cái tang thi đồng loạt triều xa tiền nhào tới bị lục bách xuyên hiểm hiểm né qua bên cạnh nửa mã lộ giao lộ lục tục còn có vài cái theo lại đây Chu diễn đãi xe khai qua cái này giao lộ mới hỏi, thì vừa mới không có việc gì đi. Không có việc gì. Lục Bách Xuyên chần chờ một hồi lại nói, để tăng thi tốc độ giống như biến nhanh. Chu diễn không nghĩ tới tan thi tiến hóa tốc độ nhanh như vậy, đời trước hắn chỉ biết tan thi sớm nhất là có tốc độ thượng tăng lên, lại không nghĩ rằng ngày đầu tiên buổi sáng liền có rõ ràng biến hóa. Hơn nữa tan thi tiến hóa không ngừng chỉ là tốc độ, một đoạn thời gian sau, chỉ số thông minh cũng đều có điều tăng lên, lại còn có có thể thông qua phân biệt trong không khí khí vị phát hiện phụ cận trốn tránh lên nhân loại, quả thực là người sống sót ác mộng. Chu Diễn nhìn bên đường tan thi, lo lắng nói, e là nhanh một ít. Lục Bách Xuyên thấy hắn một bộ sầu lo bộ dáng, sợ hắn miên man suy nghĩ, liền an ủi nói, e đừng nghĩ quá nhiều, tổng hội có biện pháp. Chu Diễn gật đầu đồng ý, cũng là, lần này bọn họ sớm như vậy cũng đã làm chuẩn bị, hiện tại lương thực cũng không thiếu, hơn nữa hắn trong không gian còn có như vậy một kiện nghịch thiên vũ khí bí mật lúc này đây chỉ cần hắn nổ lực điểm nếu có thể còn có thể mang theo lục bách xuyên cùng nhau những cái đó tan thi lại như thế nào tiến hóa biến cường cũng không phải bọn họ đối thủ làm sao cần lo lắng đâu nếu đã nghĩ thông suốt chu diễn liền tiếp tục ghé vào cửa sổ xe thượng lưu ý bên đường cửa hàng muốn nhìn một chút có hay không bán một ít nhu yếu phẩm ở sắp trở lại tiểu khu thời điểm rốt cuộc thấy được một nhà dược phòng quan trọng nhất chính là một chút là từ trong xe có thể nhìn đến dược phòng môn cũng không phải khóa kín mít, chỉ là hai phiến cửa kính bị từ bên trong dùng một cây gậy gỗ cấp đừng trụ, bên trong đôi một chút tay chống đỡ mà thôi. Chu Diễn thấy thế làm Lục Bách Xuyên đem xe từ bên cạnh giao lộ chỗ chạy đến dược phòng cửa, dược phòng ly lối đi bộ có hai giai bậc thang, hai bên các bày một chậu cực đại bồn hoa, Lục Bách Xuyên đem xe ai bậc thang đình hảo, hai bồn bồn hoa vừa vặn che ở xe đầu cùng đuôi xe, cùng ô tô cùng nhau đem bậc thang kẹt xe một cái bịt kín không gian cửa xe chỉ có thể mở ra một cái vừa vặn đủ người trưởng thành nghi người ra vào độ rộng hai người xuống xe sau chu diễn dùng thật dài dao xẻ dưa hấu từ kẹt cửa vói vào đi đem đừng môn gậy gỗ từng điểm từng điểm đẩy ra trong môn chất đóng về điểm này đồ vật đối với hai cái đại nam nhân tới nói lên không được cái gì ngăn trở tác dụng hai người thật mau liền đẩy cửa mà vào từ môn là bị đừng tốt tới xem dược phòng hẳn là có người nhưng là hai người tiến vào cũng không có nhìn đến bóng người xin hỏi có người ở sao chúng ta tưởng mua điểm thuốc trị cảm hai người đứng ở cửa lục bách xuyên mở miệng hỏi qua một hồi lâu cũng không thấy người trả lời chu diễn cầm dao xẻ dư hấu đang muốn đi phía trước đi liền nghe được bên cạnh trên quầy hàng truyền ra sột sột soạt soạt, soạt tiếng vang sau đó hai cái ăn mặc áo blue trắng nữ sinh từ bên trong đứng lên hẳn là tiệm thuốc trực ban nhân viên công tác thấy chu diễn cùng lục bách xuyên trên tay đều cầm dao xẻ dư hấu hai nữ sinh trong mắt có rõ ràng sợ hãi lục bách xuyên thấy thế tiến lên chậm lại thanh âm nói cho chúng ta yêu cầu mua một chút dược. Nói cũng không đợi hai cái nhân viên cửa hàng trả lời, liền lôi kéo Chu Diễn hướng bên cạnh trên kệ để hàng đi đến, biên xem nhãn biên chọn lựa, tuyển tốt liền đưa cho Chu Diễn, Chu Diễn một chồng chồng tất cả đều dọn đến quầy thượng. Thực mau quầy đã bị đủ loại thuốc trị cảm, thuốc chống viêm, thuốc hạ sốt chiếm đầy, hai cái nhân viên cửa hàng thấy thế đã không có ngăn cản cũng không có cùng qua đi. thẳng đến hai người đem yêu cầu dược đều tuyển không sai biệt lắm mới dừng lại, lúc này một bộ phận đều đã đôi ở trên mặt đất. Cũng may Chu Diễn ngày thường có tại bên người lưu đại lượng tiền mặt thói quen, liền ở kệ để hàng ngăn cản hạ, làm bộ sờ túi bộ gián từ trong không gian lấy ra một cái đại phong thư, đi đến quầy tính toán làm hai cái nhân viên công tác tính tiền. Có lẽ là thấy hai người tiến vào sau, trừ bỏ mua dược có điểm nhiều, cũng không có cái gì không lo cử chỉ, quầy sau hai cái nhân viên cửa hàng sau mới vừa tiến vào kia sẽ bình tĩnh nhiều, cao so cao vị kia ở chu diễn cùng lục bách xuyên qua đi tính tiền khi còn lấy hết can đảm cùng bọn họ hỏi thăm bên ngoài tình huống lục bách xuyên nhìn hạ môn ngoại cũng không có tang thi vây lại đây liền giảng lược cùng các nàng nói hạ bên ngoài tình cảnh cùng với radio nghe được tin tức lục bách xuyên thanh âm ôn nhuận trầm thấp chậm rãi nói tới thực tốt giảm bớt nhân viên cửa hàng nhân bọn họ tiến vào sinh ra khẩn trương cảm chỉ là lục bách xuyên theo như lời nội dung lại làm hai người sắc mặt càng thêm tái nhợt kỳ thật hai người ở trong tiệm cũng có thông qua cửa kính nhìn đến bên ngoài một ít tình huống, chỉ là không nghĩ tới có lục bác suy nói như vậy nghiêm trọng. Trong đó thân cao so lùng cái kia nhân viên cửa hàng, cúi đầu nhìn mắt ngừng ở ngoài cửa SUV, lại quét mắt hai người trên tay giao sẻ dư hấu, cuối cùng lại bất động thanh sắc đánh giá hai người một phen, này hết thảy đều làm cực kỳ cẩn thận, nếu không phải Chu Diễn vẫn luôn lưu ý đều sẽ không phát hiện. Cuối cùng như là đã hạ quyết tâm dường như, về phía trước đi rồi một bước, ngẩng đầu lộ ra giảo hảo khuôn mặt nhìn về phía lục bách xuyên thỉnh cầu nói hai vị tiên sinh có thể mang ta rời đi nơi này sao chu diễn trong mắt hiện lên một tia ảo não quả nhiên người ngoài từ ánh mắt đầu tiên nhìn qua liền cảm thấy học trưởng muốn so với hắn thành thục có thể tin được không kỳ thật nhìn từ ngoài hắn hai dung mạo đều là cực kỳ xuất sắc chỉ là hắn đẹp lại là mang theo một tia sắc bén hơn nữa trải qua quá một năm mặt thế gột rửa hơi thở thượng tổng hội mang theo điểm huyết tinh cảm ở lục gia người trước mặt còn không hiện hiện tại trước mặt ngoại nhân còn bãi một trương mặt lạnh, càng thêm có vẻ vô cùng nhường nhuyễn, nhân gia tiểu nữ sinh nhìn sợ hãi còn không kịp, nào còn dám có mặt khác tâm tư. Mà Lục Bách Xuyên lại là một trương ôn nhượng như ngọc mặt, tại đây loại hoàn cảnh đều vẫn là hơi hơi dơ lên khóe miệng, hơn nữa vừa thấy liền cảm thấy trầm ổn đáng tin cậy khí chất, hai so sánh dưới, nữ sinh sẽ như thế nào lựa chọn là lại rõ ràng bất quá. Chỉ là kia nữ sinh cầu là cầu, Lục Bách Xuyên có thể hay không đáp ứng liền không nhất định nếu các nàng muốn đi địa phương không xa hoặc là tiện đường, mà một chặng đường đảo cũng không cái gọi là, chỉ là nếu quá xa vậy không có phương tiện, bọn họ cũng muốn vội vã chạy trở về. Chu diễn thấy kia nữ trong miệng là nói hai vị, nhưng vẫn là mắt trong mong nhìn lục bách xuyên, liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, liền dựa vào quầy thượng, dù bận vẫn ung dung chờ lục bách xuyên trả lời. Lục bách xuyên cũng không nghĩ tới kia nhân viên cửa hàng sẽ thỉnh cầu hắn mang nàng rời đi, nghĩ nghĩ cũng không trả lời hảo hoặc là không tốt, mà là hỏi, để các ngươi yêu cầu đưa tới nơi nào nhà ta người đều không ở thành thị này hiện tại loại tình huống này cũng không biết muốn đi đâu ta có thể tạm thời đi theo các ngươi sao khi nhân viên cửa hàng nói trong mắt tự hồ có hơi nước có vẻ càng thêm nhu nhược đáng thương chúng ta không có phương tiện lục bách xuyên nhíu nhíu mày nói ta cái gì đều có thể làm lùng cái nhân viên cửa hàng thấy lục bách xuyên cự tuyệt phóng nhẹ thanh âm vội vàng nói trong giọng nói có rõ ràng ám chỉ. Bên cạnh cao cái nhân viên cửa hàng nhíu nhíu mày, hướng bên cạnh đi rồi một bước, kéo ra cùng lùng cái nhân viên cửa hàng khoảng cách. Không cần. Lục Bách Xuyên là nghe ra lùng cái nhân viên cửa hàng ám chỉ, cự tuyệt khi thanh âm rõ ràng lạnh xuống dưới. Chẳng lẽ là ta không đủ xinh đẹp sao? Vẫn là ngươi có bạn gái. Lùng cái nhân viên cửa hàng chưa từ bỏ ý định truy vấn, nói còn quét mắt Lục Bách Xuyên trụi lũi ngón tay này cùng ngươi có xinh đẹp hay không không có quan hệ ta có yêu thích người lúc này lục bách xuyên trong giọng nói đã mang theo rõ ràng không mau chu diễn được đến vượt quá tưởng tượng kết quả liền khoe mẻ ra tới giải vây chỉ chỉ quầy thượng đôi dược vật triệu bên cạnh cao cái nhân viên cửa hàng nói để tính một chút này đó bao nhiêu tiền đi lục bách xuyên thấy chu diễn một bộ xem đủ rồi náo nhiệt bộ dáng vừa tức giận lại bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái này đó dược đều có thể tặng cho các ngươi. Cao cái nhân viên cửa hàng trầm ngâm một hồi nói. Có điều kiện gì? Chu diễn nhướng mày nói. Hy vọng các ngươi mang ta rời đi nơi này. Giống sợ hai người hiểu lầm, hắn lại vội vội vàng vàng nói. Để ta xe liền ở trời xanh cao ốc bãi đậu xe lộ thiên, chỉ cần đem ta đưa đến trên xe là được. Trời xanh cao ốc khoảng cách cái này dược phòng không đến 100 mét, bọn họ về nhà vừa lúc muốn từ cao ốc phía trước trải qua, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lần này không có cự tuyệt. Ba người thực mau đem đôi ở quầy thượng dược vật trang túi, lớn nhất cái loại này bao ni lon chứa đầy bảy túi, chu diễn cùng lục bách xuyên tay phải đều cầm dao sẻ dưa hấu, một người tay trái đề hai túi còn dư lại tam túi, cao cái nhân viên nữ thế thế đem tam túi đều nhắc tới tới đi theo hai người đi ra ngoài. Chu diễn làm lục bách xuyên cùng cao cái nhân viên nữ trước ra cửa lên xe, chính mình đi ở mặt sau, lùng cái nhân viên cửa hàng thấy hắn lạnh mặt dẫn theo dao sẻ dưa hấu, cũng không dám theo sau. Xe thực mau liền từ tiệm thuốc chạy đến trời xanh cao ốc, trời xanh cao ốc là phụ cận khá lớn một đống office building, tang thi bùng nổ khi cũng không phải đi làm thời gian, cho nên bãi đậu xe lộ thiên chỉ thư thớt dừng lại mấy chiếc xe, đường xe chạy thượng cũng không có chiếc xe trở ngại, xe thực mau liền chạy đến cao cá nhân viên cửa hàng kia chiếc màu đỏ ô tô bên cạnh. Cao cá nhân viên cửa hàng đánh giá một vòng, thấy phụ cận cũng không có tang thi, liền lưu loát mở cửa xuống xe, Lục Bách suy nghĩ nghĩ, gọi lại cao cá nhân viên nữ mở ra một chút cửa sổ xe đem chính mình trong tay giao sẻ dưa hấu đưa cho nàng, nhân viên nữ tiếp nhận nói thanh tạ liền nhanh chống triệu chính mình xe chạy tới. Từ tiệm thuốc ra tới cũng đã thay đổi là chu diễn ở lái xe, lúc này lục bách xuyên thấy chu diễn cũng không phát động xe, liền quay đầu nhìn nhìn, lại thấy hắn chính vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn chằm chằm chính mình, cho rằng hắn là hiểu lầm chính mình vừa mới đem giao sẻ dưa hấu cấp cái kia nữ sinh hành động, liền giải thích nói, cho chúng ta ở siêu thị không phải cầm vài thanh đao sao? nàng một người nữ sinh không vũ khí nói quá nguy hiểm, liền đem dao sẻ dưa hấu cho nàng. Cái này ta biết. Chu diễn gật gật đầu phát động xe, cũng không để ý trả lời. Vậy không phải việc này. Chính là vừa mới trừ bỏ việc này còn có gì. Lục Bách Xuyên cẩn thận hồi tưởng một chút này một đường tới phát sinh sự tình, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì dường như, nắm chặt đôi tay, tuy là bình tĩnh như hắn, cũng không khỏi có chút khẩn trương. Chương 6 lúc này bên ngoài độ ấm cũng không tính quá cao cho nên trên xe cũng liền không khai điều hòa nhưng lục bách xuyên bởi vì khẩn trương không ngọn nguồn cảm thấy oi bức chu diễn thấy hắn trên trán có chảy ra mồ hôi mỏng còn tri kỷ đem cửa sổ xe mở ra một ít có thể là bởi vì mới vừa hòa tan quá nhiều tuyết trong không khí độ ẩm quá cao gió thổi thông qua cửa sổ khe hở thổi vào tới lục bách xuyên cũng không có cảm nhận được nhiều ít khí lạnh ngược lại cảm thấy thổi vào một cổ ẩm ướt cảm lục bách xuyên hít sâu một hơi như là đã hạ quyết tâm giống nhau hỏi ở ừ, ngươi đã biết. Chu diễn làm bộ nghiêm túc nhìn phía trước lộ, ngữ khí nhẹ nhàng nói, e đã biết a. À? Chán ghét sao? Lục Bách Xuyên nhìn như nhẹ nhàng hỏi, nhưng là Chu diễn Dư Quang vẫn là từ hắn bên cạnh người niết đốt ngón tay trắng bệch trên tay nhìn ra Lục Bách Xuyên khẩn trương. Không chán ghét. Chu diễn nghiêm túc nói, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm câu, kẻ ta thật vui vẻ. Vốn đang cố gắng bình tĩnh Lục Bách Xuyên nghe thấy Chu diễn nói, không thể tin được dường như ngẩng đầu hỏi, ở ngươi xác định chúng ta là đang nói cùng chuyện. Chu Diễn dùng dư quan nhìn nhìn Lục Bách Xuyên, thấy hắn vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, liền ra vẻ ủy khuất phóng nhẹ thanh âm nói, cho chẳng lẽ không phải đang nói học trưởng thích ta, ta cũng thích học trưởng sự sao? Ngươi thích ta? Lục Bách Xuyên không xác định hỏi. Ta thích ngươi. Chu Diễn nghiêm túc quay đầu đối với Lục Bách Xuyên từng câu từng chữ nói, lại như là muốn xác định dường như, dừng một chút nói, ê thực thích kỳ thật không trách lục bách xuyên không thể tin được hắn thích chu diễn nhiều năm như vậy ban đầu cũng không biết ám chỉ nhiều ít hồi nhưng chu diễn mỗi lần đều chỉ đương hai người là hảo anh em hoàn toàn không có kia phương diện ý tưởng quả thực ống thép thẳng đến cuối cùng hắn cũng liền chậm rãi hết hy vọng chu diễn đem hắn đương tốt nhất anh em khi hắn liền lấy hảo anh em thân phận lưu tại hắn bên người là được nào nghĩ đến đột nhiên chu diễn đối hắn nói thích chẳng lẽ là tận thế sao cũng đúng liền tang thi đều xuất hiện này quả nhiên vẫn là là tận thế đi. Chu diễn cũng không nghĩ tới đột nhiên đâm thủng giấy cửa sổ sẽ đối lục bách xuyên tạo thành bao lớn đánh sâu vào, đời trước ở căn cứ trung, nữ tính người sống sót tỷ lệ thật sự là quá thấp, rất nhiều nam tính chi gian liền bắt đầu kết nhóm sinh hoạt, hắn xem đến nhiều, cũng liền chậm rãi minh bạch lục bách xuyên tâm tư. Hắn cùng lục bách xuyên vốn dĩ liền có cảm tình cơ sở, húng chi lấy lục bách xuyên điều kiện, lướt qua anh em thân phận, dùng đối đối tượng thái độ tới ở chung, muốn thích thượng lục bách xuyên thật sự là lại đơn giản bất quá chẳng qua lúc này đây hai người cũng không có như vậy một cái quá độ hắn đột nhiên nói thích không dọa đến lục bách xuyên mới là lạ thẳng đến xe đến tiểu khu cửa lục bách xuyên còn hãm ở chính mình suy nghĩ bọn họ rời đi khi tiểu khu cửa cái kia hoành côn vẫn là hảo hảo hiện tại đã chặt đứt như là bị người lái xe trực tiếp tiến lên bẻ gãy trong tiểu khu cũng đã có tốt năm tốt ba tang thi ở du đảng nghe thấy thanh âm triều bọn họ vây quanh lại đây Chu Diễn lái xe tránh đi tang thi, bảy vạn tám quải đem xe chạy đến dưới lầu, lại không có trực tiếp xuống xe, mà là nhanh chóng mang theo tang thi ở trong tiểu khu lại đâu một vòng, chờ đem xe chạy đến phía trước cái kia đại thụ hạ thời điểm, tang thi đã bị vứt ra có một khoảng cách. Chu Diễn từ trong không gian cầm một phen dao sẻ dưa hấu đưa cho Lục Bách Xuyên, hai người nhanh chóng xuống xe, cửa xe bỗng chốc quang hảo sau, Chu Diễn tay trái đáp ở trên xe, đem xe thu vào không gian, hai người liền hướng cửa chạy tới phía trước xe từ trước cửa trải qua thời điểm lục bách xuyên liền cố ý lưu tâm quá môn vẫn là quan hảo hảo cũng không có lọt vào phá hư này không chỉ có đại biểu cho bọn họ có thể trốn vào đi ném ra mặt sau theo đuổi không bỏ tang thi càng ý nghĩa nếu trong tòa nhà này có tang thi hóa người từ trong phòng ra tới như vậy nhất định liền còn bị nhốt ở lâu nội chính là tang thi căn bản là sẽ không cho người ta suy xét thời gian thực mau liền phải đuổi tới phía sau lục bách xuyên nhìn trong mắt mặt không có tang thi ở cửa liền từ trong túi lấy ra gác cổng tạp mở cửa hai người nhanh chóng lắc mình vào cửa chu diễn dẫn theo dao sẻ dư hấu hành trong người trước để người bên trong có tang thi nghe được thanh âm phát lại đây lục bách xuyên tắt quay người đóng cửa để tránh mặt sau truy gần tang thi theo tiếng vào hai người phối hợp ăn ý chợ môn rốt cuộc bị quan kính mít bên trong cũng không có tang thi ra tới hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi dựa vào trên tường nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục hướng trong đi lần này hai người không tính toán đi thang lầu Ai biết có hay không tang thi đã từ trong phòng phá cửa ra tới, đi thang lầu nguy hiểm hệ số thật sự là quá cao. Cũng may kế tiếp một đường hai người vận may quả thực bạo biểu, không ngừng ở cửa đến thang máy một đoạn này không có tái ngộ đến tang thi, thang máy cũng vừa vặn ngừng ở lầu 1, thang máy cũng là một đường thẳng tới lầu 9, trên đường ở lầu 6 có nghe được hỗn độn tiếng bước chân cùng va chạm thanh, hai người cũng sẽ không cho rằng bên ngoài sẽ là bình thường nhân loại. Thẳng đến thang máy ở lầu 9 dừng lại, môn còn không có khai hai người liền từng người lấy hảo đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cửa thang máy một khai, liền có một nữ tính tang thi nhào tới, hai người trên tay đều có vũ khí, một cái tang thi căn bản không phải bọn họ đối thủ, nhưng hai người cũng không dám đánh lâu, sợ thanh âm quá lớn đưa tới mặt khác tang thi, hợp lực nhanh chóng giải quyết xong liền triều nhà mình cửa đi đến. Ở trên hành lang, cư nhiên còn có một câu tang thi thi thể, mặt triều hạ, nhận không ra là ai, nhưng nhìn thấu hẳn là tuổi không nhỏ, bên cạnh trong một cốc lăn xuống một cái bình chữa cháy, tang thi thi thể trên đầu cũng có bị trọng vật tạp quá dấu vết, hẳn là bị người dùng bình chữa cháy tạp. Hai người cũng không kịp nghĩ nhiều, chu diễn móc ra chìa khóa mở cửa. Mới vừa tiến phòng, chờ nôn nóng dịp nguyên dung liền chạy tới đối hai người trên dưới một trận kiểm tra, vội vàng hỏi nói, e không có bị thương đi. Không bị thương, trên người máu đen đều là tan thi. Lục Bách Xuyên vỗ vỗ dịp nguyên dung bả vai an ủi nói. Dừng một chút lại hỏi, Ê mẹ, bên ngoài là chuyện như thế nào ngươi biết không có người đã tới sao diệp nguyên dung thấy hai người cũng chưa bị thương liền yên lòng thở dài trả lời lục bách xuyên vấn đề Kể không ai đã tới ngươi ở cửa gặp được cách vách trần gia trần y đi nhà bọn họ lão nhân biến thành tang thi cụ thể ta cũng không rõ lắm chỉ là thông qua cửa chống trộn nhìn đến bọn họ toàn gia hẳn là cũng là phải về quê quán mang theo một đống đồ vật thang máy quá tải khiến cho trần y chờ tiếp theo tranh kết quả nhà bọn họ cửa không có khóa hảo tang thi lão nhân đuổi tới, quảng bá không phải nói công kích tang thi đầu hữu dụng sao. Ta cùng ngươi ba nhìn đến bọn họ truyền đánh vào một khối, trộm ở phía sau dùng bình chữa cháy đem lão nhân tấp tạp đổ, chính là Trần Y vẫn là bị cắn, chúng ta không dám ở bên ngoài nhiều làm dừng lại, liền chạy nhanh vào nhà, từ kẹt cửa nhìn đến chỉ chốc lát sau Trần Y liền biến thành tang thi. Nói lại cùng hai người oán giận nói, ở ngươi nói nhà bọn họ như thế nào có thể như vậy, thang máy quá tải liền ít đi mang điểm đồ vật A, biết rõ hiện tại như vậy nguy hiểm, còn đem cô em chồng một cái lưu tại mặt sau cũng quá không phải đồ vật lục bách xuyên nghe xong nhíu nhíu mày nói thì các ngươi còn đi ra ngoài đánh tang thi có biết hay không này có bao nhiêu nguy hiểm này không quê nhà hàng xóm tổng không thể trơ mắt nhìn người cô nương bị cắn a à. lục kiến quốc ra đứng ra giúp tức phụ nói chuyện chu diễn thấy lục bách xuyên còn muốn nói gì nữa mạnh mẽ nói sang chuyện khác thì a à di trong nhà có không có ăn a à đi ra ngoài một chuyến hiện tại hảo đói. Lục Bách Xuyên nhìn thời gian, vừa mới quá 5 điểm. Các ngươi chạy nhanh đi tắm rửa thay quần áo đi, chúng ta hiện tại liền đi nấu cơm, lập tức là có thể ăn. Diệp Nguyên Dung nhìn mắt hai người trên người quần áo nói. Hai người trên người đều loan lỗ bắn không ít tan thi huyết, bởi vì Xuyên đều là đồ thể dục, cũng không có Xuyên thấu qua vải dệt sủng nước đến bên trong đi, phía trước vẫn luôn mặc ở trên người cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó nghe, hiện tại bị Diệp Nguyên Dung vừa nói, nhìn nhìn lại trên quần áo dấu vết, đột nhiên liền cảm thấy khó chịu lên. Lục Bách Xuyên trong phòng là có phòng vệ sinh, Chu Diễn liền đi khách vệ. Phía trước đi không gian thời điểm, liền nhìn đến Chu Diễn hẳn là đem trong nhà hắn đồ vật đều đã thu vào không gian, Lục Bách Xuyên cũng liền không có hỏi Chu Diễn hay không muốn tắm rửa quần áo. Cái này tắm hai người đều tẩy có điểm lâu, một là mặc kệ như thế nào xúc rửa tổng cảm giác trên người có cổ tẩy không sạch sẽ mùi máu tươi, còn có chính là ngày mai bọn họ liền phải rời đi về quê, một đường không biết muốn bao lâu trên đường khẳng định vô pháp như vậy thoải mái tắm rửa chờ hai người tắm rửa xong ra tới diệp nguyên dung cùng lục kiến quốc đã đem bữa tối làm tốt ớt xanh thịt ti chua cây khoai tây ti xương sườn rong biển canh canh hẳn là buổi chiều liền hầm hảo vô cùng đơn giản mấy thứ đồ ăn lại thoạt nhìn làm người muốn ăn mở rộng ra cơm cũng đã trang hảo bãi ở trên bàn thấy hai người ra chu diễn diệp nguyên dung vội vàng tiếp đón hắn ăn cơm cũng giải thích nói ngày bình thường đều là buổi sáng đi chợ bán thức ăn mua mới mẻ hôm nay không mua đồ ăn tủ lạnh liền thừa này đó chấp phá tùy tiện ăn chút đi chu diễn cùng lục bách xuyên liếc nhau mới đều nghĩ đến từ trở về ai đều không có nói bọn họ thu quát hơn phân nửa cái siêu thị sự này đó đủ ăn chu diễn dừng một chút lại nói thì a di ta cùng học trưởng ở siêu thị góp nhặt rất nhiều đồ vật chợ cơm nước xong chúng ta nhiều làm chút ăn mang theo phóng trên đường ăn đi Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên Gia là đều ống dẫn gas, liền tính Chu Diễn không gian lại đại cũng vô pháp mang đi, trong không gian không có có thể khai hỏa đồ vật, nếu không làm chút ăn mang theo, cũng chỉ có thể ăn ở siêu thị bắt được những cái đó bánh quy bánh mì, tuy rằng cũng có một ít ăn chính, nhưng là vẫn là không bằng chính mình gia làm ngon miệng, nhiều lần mấy đốn phỏng chừng liền khó chịu. Liền làm chút bánh rán linh tinh đi, cũng không cần làm quá nhiều, thời tiết nhiệt dễ dàng hư. Lục Bách Xuyên đề nghị nói vừa mới ta đi vào lấy quần áo thời điểm, nhìn đến ở siêu thị thu vào đi kem không có muốn hòa tan dấu hiệu, lại nhìn hạ mặt khác đồ vật, đều không có biến hóa, ta đoán bên trong hẳn là có thể bảo trì đồ ăn không biến chất. Chu diễn gặm sạch sẽ trong miệng xương sườn, đem xương cốt kẹp đến trên bàn sau nói. Lục Bách Xuyên cùng lục gia cha mẹ nghe xong đều là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, chỉ là kinh ngạc điểm có điểm không phải đều giống nhau. Lục Bách Xuyên là tò mò không gian cư nhiên còn có thể bảo trì đồ ăn không biến chất lục kiến quốc lại không ngừng là cái này, nhưng không được hỏi, để các ngươi đi ra ngoài rốt cuộc sưu tập nhiều ít đồ vật. Như thế nào liền kem đều có. Nói cái này hai người đều có điểm xấu hổ, nhưng cũng không hảo nói thẳng chúng ta cướp đoạt một cái siêu thị, cuối cùng vẫn là lục bách xuyên hàm hồ nói. Ngày đợi chút cơm nước xong các ngươi chính mình đi xem sẽ biết. Bởi vì đợi chút còn có sống muốn làm, cho nên này bữa cơm mấy người đều ăn phi thường mau. Chương 7, Bắt Trùng sau khi ăn xong lục bách xuyên thu thập chén đũa cái bàn diệp nguyên dung liền thúc giục chu diễn dẫn bọn hắn vào xem rốt cuộc sưu tập chút gì chờ đi vào nhìn đến kia từng hàng triển lãm dường như kệ để hàng cả kinh trợn mắt há hốc mồm mấy người đem thu vào tới đồ vật đều nhìn một lần cuối cùng diệp nguyên vinh từ bên trong cầm mấy cái cà rốt cùng bắp lại cầm khối thịt bò nghĩ nghĩ lại hỏi chu diễn có hay không mới mẻ vó ngựa phía trước ở siêu thị thời điểm chu diễn liền lưu ý thu đồ vật đều đặt ở địa phương nào lúc này tìm lên cũng phương tiện thực mau liền ở một góc tìm được rồi đôi ở một khối một tiểu đôi vó ngựa diệp nguyên dung cũng cầm một phủng nói là dùng để cùng phóng bánh bao cùng sủi cảo nhân bên trong ba người ra tới sau diệp nguyên dung lại phao chút một nhĩ nấm hương bột mì trong nhà cũng là có liền phân phó lục kiến quốc đi cùng mặt lục bách xuyên đi băm hãm lục bách xuyên quê quán tuy rằng là ở phương nam nhưng là diệp nguyên dung lại là chính cống người phương bắc nhiều năm như vậy phụ tử hai đã bị phải học được làm sủi cảo bánh bao màng thầu cùng mặt băm hãm bất quá là tiện tay niết tới. Chu diễn lại là từ nhỏ trừ bỏ ở bên ngoài bữa sáng sẽ ăn bánh bao hoặc là sủi cảo, nhà mình trên bàn cơm là chưa từng có xuất hiện quá này hai dạng đồ ăn. Thấy bọn họ mấy người đều ở vội, chính mình cũng giúp không được cái gì, liền chào hỏi, tiếng không gian đi thu thập một chút đồ vật, chờ bọn họ đem tài liệu đều chuẩn bị cho tốt, hắn trở ra hỗ trợ làm văn thắng, cái kia hắn nhưng thật ra sẽ. Ở siêu thị khi, Chu Diễn liền đem mang hạt trái cây đều cái để lại một ít phóng một bên, chính là vì phương tiện đến lúc đó rửa sạch ra hạt giống. Đời trước hắn chính là vô tình đem quả vải cùng quả táo hạt ném ở không gian đất trống, kết quả đều nảy mầm mọc ra cây non, loại ở trên sườn núi không đến nửa năm liền lớn lên nở hoa kết quả. Mang hạt hoặc là hạt trái cây có rất nhiều, Chu Diễn tạm thời chỉ tuyển quả nho, quả vải, quả táo, lê này vài loại trái cây, cái này mùa không có quả quyết, bằng không lại loại mấy viên quả quyết thụ nhưng thật ra thực không tồi, nghĩ nghĩ chu diễn lại cầm viên chanh cái này mặc kệ là dùng để cấp đồ ăn gia vị vẫn là phao thủy đều là thực không tồi vừa lúc phía trước ở siêu thị thu không ít mật ong quả nho có vài cái chủng loại chu diễn liền loại ở nhà gỗ bên trái đất trống chờ có tài liệu lại đáp cái giá gỗ tin tưởng dây nho thực mau là có thể bò mãn cái giá trong không gian tuy rằng không có bốn mùa chi phân nhưng là đem hắn cái kia ghế nằm bãi ở dưới đến lúc đó trên giá treo đầy quả nho người ở dưới trên ghế nằm một chuyến cho dù không phải thừa lương cũng cảm giác thật nhàn nhã lục bách xuyên khẳng định sẽ thích quả vải chu diễn tuyển chính là quế vị đây là bọn họ mấy cái đều thích một cái chủng loại cùng quả táo cùng lê còn có chanh cùng nhau loại ở phòng sau trên sườn núi mỗi dạng đều chỉ loại hai ba viên đảo không phải địa phương không đủ mà là cái này không gian quá mức thần kỳ loại ở bên trong cây ăn quả hoa quả cùng thụ cũng liền thôi rốt cuộc rất nhiều quả cam thụ cũng là như thế này có thể đổ lỗi vì khí hậu vấn đề mà bên trong cây ăn quả xác thật một khi bắt đầu nở hoa kết quả chính là ở không ngừng nở hoa đến đệ nhất sống quả tử thành thục trên cây chính là từ hoa đến thành thục quả tử bất luận cái gì giai đoạn quả tử đều có hái được đệ nhất sống thành thục nếu không mấy ngày đệ nhị sống cũng liền thành thục cũng may mỗi lần thành thục cũng không nhiều cũng liền mấy cái đến mười mấy không đợi nhưng loại thượng hai ba viên thụ cũng đủ bọn họ bốn cái ăn loại hảo cây ăn quả chu diễn liền đi vào nhà gỗ tính toán đem buổi sáng chính mình lung tung thu vào tới đồ vật sữa sang lại một chút nhà gỗ tổng cộng trên dưới hai tầng thêm một cái tầng hầm ngầm lầu hai chỉ có hai cái phòng, một cái là thư phòng, bên trong có một cái kệ sách, bãi đầy sách cổ, một cái khác phòng còn lại là không, bên trong chỉ có một cái đệm hương bồ, hẳn là phòng luyện công. Lầu một có ba cái phòng thêm một cái đại sảnh, vừa vặn đủ mấy người bọn họ phân, chu diễn tuyển cái phòng đem phía trước đôi ở một khối giường tủ quần áo tất cả đều dọn xong, sofa cũng bày tiến vào, còn hảo phòng đủ đại, đảo cũng bãi hạ, lại đem mặt khác linh tinh vụn vặt đồ vật sửa sang lại một chút, phòng có thể buông liền phóng phòng, không bỏ xuống được liền phóng tới tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm diện tích không sai biệt lắm có toàn bộ lầu một lớn nhỏ, vừa vặn làm trữ vật gian dùng. Ở nhà gỗ bên phải nghiêng đáp một gian căn nhà nhỏ, từ đại sảnh có cái cửa nhỏ có thể đi vào, bên trong có bể bếp có lưu nước, tựa như nông thôn nhà bếp giống nhau, chu diễn đem nồi chén gáo bồn này đó phòng bếp dụng cụ tất cả đều thả đi vào. Làm xong này hết thảy cũng dùng không ít thời gian, chờ chu diễn đi ra ngoài thời điểm, Lục Bách Xuyên cùng Diệp Nguyên Vinh đã ở bao bao tử cùng sủi cảo, lục kiến quốc ở phòng bếp là một ít mặt khác thức ăn chu diễn sẽ không bao bao tử cái kia nếp cấp liền đi hỗ trợ làm văn thắng sủi cảo bao lên nhưng thật ra đơn giản hai tay nhéo chính là một cái nhưng nhìn đến bên cạnh lục bách xuyên mẫu tử hai người bao bánh bao đều là da mỏng nhân đại nếp cấp đều đều xinh đẹp cực kỳ chu diễn nhịn không được cũng cầm cái da mặt muốn thí hạ kết quả chỉ là miễn cưỡng bao hợp lại mà thôi hoàn toàn nhìn không tới nếp cấp dấu vết đành phải thôi ba người cán da cán da bao bao tốc độ đảo cũng mau, đem sở hữu tài liệu đều bao xong đều còn không đến 8 điểm, kế tiếp chính là chân chính, bánh bao đều cùng nhau bỏ vào lồng hấp chân, sủi cảo chỉ chân một nửa, để lại một nửa làm sủi cảo chiên. Này đó Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên đều giúp không được gì, liền đem phía trước bọn họ thu thập ra tới đồ vật đều cất vào trong không gian, Lục Bách Xuyên ở bên trong thu thập bày biện. Làm theo là đem từng người đồ vật phóng tới bọn họ trong phòng, không thường dùng liền phóng tới tầng hầm ngầm, Lục Bách Xuyên ra sofa là gỗ đặc, phóng tới nhà gỗ trong đại sảnh vừa vặn tốt. Diệp Nguyên Vinh cùng Lục Kiến Quốc đem ăn đều lộng thục lúc sau, ra tới nhìn đến tình hình chính là, đi ăn cơm đại sảnh còn còn thừa một trương bàn ăn cùng mấy cái ghế dựa, trong phòng khách trổng tuyết. Chu diễn gãi gãi đầu, giải thích nói, Để chúng ta ngày mai không phải liền phải về quê sao. Hôm nay trước đêm đồ vật đều thu hảo, ngày mai hảo sớm chút xuất phát. Diệp Nguyên Vinh ngẫm lại cũng là, khiến cho Chu Diễn đi phòng bếp đem làm tốt đồ ăn tất cả đều thu vào không gian, mặt khác một ít đồ làm bếp gia vị nhưng thật ra không làm thu, ngày mai buổi sáng còn phải dùng đến. Chỉnh xong này hết thể sau, lục gia cha mẹ liền trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ để lại lục bách xuyên cùng chu diễn ở trong phòng khách hai mặt nhìn nhau. Trước kia cũng từng có chu diễn ở chỗ này ngủ lại trải qua, mỗi lần đều là trực tiếp cùng lục bách xuyên đi hắn phòng hai người cùng nhau ngủ, nhưng phía trước tình hình cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau, hiện tại đã đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, hai người trong khoảng thời gian ngắn đều có một ít khẩn trương nhưng nhìn đến bình thường bình tĩnh ổn trọng lục bách xuyên ở bên cạnh liền ánh mắt cũng không biết đặt ở nơi nào tốt thời điểm chu diễn đột nhiên liền cảm thấy thả lỏng xuống dưới người này có bao nhiêu để ý chính mình hắn là biết đến kia còn có cái gì hảo khẩn trương đâu sau đó đi đến lục bách xuyên bên người lôi kéo hắn tay đi vào phòng ngủ phía trước đôi ở góc tường cái rương đã đều bị thu vào không gian lúc này trong phòng ngủ trừ bỏ giường tủ đầu giường cùng một cái tủ quần áo có vẻ có điểm trống rỗng chu diễn bàn tay ấm áp mà lại khô ráo sau so lục bách xuyên rồi lại muốn tinh tế mềm mại một ít lòng bàn tay cập ngón tay thượng không có một chút vết chai mỏng rõ ràng là không trải qua việc nặng một đôi tay lục bách xuyên ổn ổn tâm thần muốn bắt tay từ chu diễn trong tay rút ra không nghĩ tới lại bị cầm thật chặt chu diễn đem người kéo đến mép giường cùng nhau ngồi xuống tay lại là nắm không có buông ra nhìn đến lục bách xuyên cúi đầu không chịu nhìn về phía chính mình chu diễn nhịn không được sốt ruột hệ học trưởng ngươi có phải hay không không tin ta? Lục Bách Xuyên nghe hắn trong giọng nói mang theo điểm ủy khuất, ngẩng đầu đi gặp hắn ánh mắt kiên nghị nhìn chính mình, hắn cũng không phải cái loại này né tránh người, chỉ là nhiều năm như vậy cầu mà không được, làm hắn ở phương diện này hết sức không tự tin, nhưng hắn càng luyến tiếc làm Chu Diễn chịu một tiêu ủy khuất, nhịn không được thở dài, ở ngươi trước kia không thích quá nam sinh, ta sợ ngươi sẽ hối hận. Chu Diễn nhịn không được may mắn, tuy rằng trước kia luôn là bị bạn cùng phòng cười nhạo là cái độc thân cẩu, nhưng giờ phút này nếu có thể làm thổ lộ càng thuận lợi một chút như vậy phía trước liền tính bị cười nhạo đến lợi hại hơn một chút cũng chả sao cả e chính là ta trước kia cũng không có thích nữ sinh không phải sao lục bách suy nghẹn lời ấp úng mà nói ê e này không giống nhau chu diễn ê e không có gì không giống nhau vẫn là nói học trưởng ngươi sẽ làm thực sinh lỗi chuyện của ta sao lục bách xuyên chém đinh chặt sắt ê e sao có thể ta vĩnh viễn sẽ không làm thực sinh lỗi chuyện của ngươi Chu Diễn nhìn Lục Bách Xuyên đôi mắt nói, "Chuyện kia không phải được, học trưởng, ngươi chỉ cần phụ trách thích ta cùng tin tưởng ta liền hảo, mặt khác đều giao cho ta, ta thích ngươi, cũng sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi." Lục Bách Xuyên thấy hắn đầy mặt nghiêm túc, hai mắt chờ mong nhìn chính mình, ngôn ngữ mau quá tư duy ứng thanh, "Đi hảo." Chu Diễn nghe vậy lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, liền biết học trưởng sẽ không cự tuyệt chính mình, cuối người ôm ôm Lục Bách Xuyên, nghĩ nghĩ, lại nhanh chóng ở Lục Bách Xuyên khóe môi in lại một hôn sau đó nhanh chóng chạy hướng toilet, nói, để ta đi trước tắm. Lục Bách Xuyên nhìn mắt Chu Diễn trốn giống nhau bóng dáng, nhịn không được cười cười, như thế nào làm chuyện xấu người là hắn, kết quả hắn còn trước thẹn thùng thượng. Không khỏi lại giơ tay sờ sờ khóe miệng, kỳ thật loại cảm giác này cũng không tồi. Hai người phía trước đều đã tẩy quá một lần tắm, cho nên lần này đều chỉ là tùy tiện hừng hực. Lục Bách Xuyên ra tới thời điểm, liền thấy Chu Diễn chính ghé vào trên giường, thu cầm một quyển sách đang xem, hai chân lại cao cao nâng lên lắc qua lắc lại lục bách xuyên nhịn không được nhìn nhiều trong chốc lát hiện tại người này là chính mình bạn trai về sau không bao giờ dùng lén lút né tránh chính mình tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào ngọt ngào cùng thỏa mãn dần dần tràn đầy trong lòng chu diễn thấy hắn ra tới nhưng vẫn đứng ở cửa bất quá tới nhịn không được vẫy vẫy tay nói nghề học trưởng lại đây ta cho ngươi xem giống nhau bảo bối lục bách xuyên đi qua đi ở mép giường ngồi xuống về cái gì Chu Diễn bỗng chốc từ trên giường một cái xoay người ngồi dậy, đem trên tay kia bổn sách cổ đưa tới Chu Diễn trước mặt. Lục Bách Xuyên tiếp nhận nhìn hạ bì mặt, chỉ thấy thượng thư hay thanh nguyên bút ký hay bốn cái chữ to. Mở ra trang thứ nhất, liền thấy trên giấy họa một cái đã tọa hình ảnh, bên cạnh còn có một ít giải thích văn tự. Đây là ta ở nhà gỗ lấy, học trưởng, chúng ta thử xem xem đi. Chu Diễn thấy Lục Bách Xuyên mở ra sách cổ, đôi mắt sáng lấp lánh kiến nghị đến. Hảo! lục bách xuyên căn bản sẽ không cự tuyệt chu diễn nhìn kỹ một lần hình ảnh cùng với bên cạnh văn tự liền ấn bản vẽ thượng tư thế ngồi xếp bằng ngồi xong bắt đầu dựa theo thư thượng phương pháp phun nạp hô hấp chu diễn ở bên cạnh nhìn thấy hắn hoàn toàn thả lỏng lại sau cũng đi theo ngồi xếp bằng ở lục bách xuyên phía sau ngồi xong này bổn sách cổ đời trước hắn liền tu tập quá vài lần chỉ là khi đó bận rộn không có quá nhiều đơn độc thời gian có thể cung hắn yên tĩnh tu tập đến cuối cùng cũng không có tu ra cái gì kết quả tới chỉ là tốc độ cùng sức lực có rất lớn tăng lên. Chẳng qua hắn ở được đến không gian thời điểm, trong cơ thể liền nhiều một cổ chân khí, tuy rằng không nhiều lắm, lại khiến cho hắn ở sớm nhất tu tập thời điểm tốc độ phi thường mau. Lúc này hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng ngồi ở lục bách xuyên phía sau, chậm rãi dẫn đường kia nhiều lần chân khí ở trong cơ thể du tẩu, một cái chu thiên lúc sau, phân ra một tiểu nhiều lần ở lòng bàn tay, tiếp theo bắt tay đáp thượng lục bách xuyên đỉnh đầu, từ huyệt bách hội chậm rãi dẫn đường tiến vào trong thân thể hắn chờ kia nhiều lần chân khí hoàn toàn tiến vào lục bách xuyên trong cơ thể, hắn đã là kiệt sức. Lại chờ lục bách xuyên từ trong nhập định ra tới, đã là hai cái giờ sau, chu diễn ở bên cạnh chính mơ màng sắp ngủ, thấy lục bách xuyên mở mắt ra liền trực tiếp duỗi tay đáp thượng lục bách xuyên eo, dùng sức một ôm hai người liền cùng nhau ngã xuống trên giường. Chu diễn từ sau lưng đem người ôm hỏi, y vừa mới cảm giác thế nào? Lục bách xuyên bị hắn vừa mới động tác hoảng sợ, còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được chu diễn liền ở bên tai mình nói chuyện thanh tê tê dại dại muốn trả lời trong cổ họng lại giống như bị thứ gì cấp banh dường như đãi bình tĩnh lại sau hồi tưởng một chút vừa mới tình huống nói y khá tốt cảm giác ngươi tay đặt ở ta trên đỉnh đầu sau trong thân thể liền nhiều một đoàn tiểu ngọn lửa ấm áp thật thoải mái vậy là tốt rồi chu diễn thực vui vẻ có hiệu quả liền hảo này thuyết minh lục bách xuyên vẫn là có tu luyện thiên phú chỉ cần lục bách xuyên có thể cùng hắn cùng nhau tu luyện vậy không cần lo lắng trăm năm sau hắn một người lẻ loi tiếp theo liền đem điều hòa bị kéo lên cấp hai người cái hảo lại ở lục bách xuyên sau trên cổ cọ cọ nói câu ngủ ngon trong chốc lát liền lâm vào hát ngọt quê nhà đáng thương lục bách xuyên lúc này chính tinh thần lại bị chính mình thích thật lâu người một đốn liêu như thế nào còn ngủ được thẳng đến sau nửa đêm mới hôn hôn trầm trầm ngủ chương 8 Chu Diễn vốn tưởng rằng trọng sinh sau cái thứ nhất buổi tối sẽ khó có thể đi vào giấc ngủ, hoặc là cho dù mệt ngủ rồi, cũng sẽ giống ở phòng thẩm vấn kia mấy cái buổi tối giống nhau, nửa đêm bị ác mộng bừng tỉnh. Không nghĩ tới lại là ôm lục bách xuyên một đêm ngủ ngon, tỉnh lại khi đã là ánh mặt trời đại lượng. Nhìn mắt bên cạnh lục bách xuyên, đang ngủ say, trường mà công vút lông mi bị ngoài cửa sổ nắng sớm độ một tầng thiển kim, tầm mắt phương, lại là một mảnh nhà nhạt đại màu xanh lơ, hẳn là tối hôm qua bị chính mình ôm cả đêm không ngủ hảo. Chu Diễn buông ra còn đáp ở Lục Bách Xuyên trên eo tay, chậm rãi đứng dậy xuống giường, tay chân nhẹ nhàng đi vào toilet rửa mặt. Bởi vì Lục Bách Xuyên còn ở ngủ, Chu Diễn liền vòi nước cũng không dám khai đến quá lớn, sợ tiếng nước đánh thức hắn. Rửa mặt xong đổi hảo quần áo sau, Chu Diễn vẫn là không nhịn xuống, đi đến Lục Bách Xuyên giường bên kia ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lục Bách Xuyên nhìn một hồi lâu, thấy trong lúc ngủ mơ người cũng không có muốn tỉnh lại dấu hiệu, liền ngừng thở, không lưng ở Lục Bách Xuyên trên môi hôn một cái tiếp theo liền hướng là trộm tanh sau miêu giống nhau, điểm chân nhanh chóng thoát đi phạm tội hiện trường. Ra cửa sau còn không quên đem cửa đóng lại, bởi vậy cũng liền không thấy được trên giường Lục Bách Xuyên hơi hơi thượng kiều khóe miệng, cùng với thanh minh hai tròng mắt. Lục gia cha mẹ tuổi lớn liền giác thiếu, chu diễn lên thời điểm bọn họ đều đã ở phòng bếp bận việc hơn phân nửa cái buổi sáng, nhà ăn trên bàn đôi một đống các kiểu thức ăn, thấy chu diễn lại đây, lại cho hắn nấu chén phấn. Chu diễn đem trên bàn cơm muốn mang ở trên đường ăn xíu mại, bánh tráng, bánh quẩy chờ còn có một nồi to lạp xưởng thịt khô cơm tất cả đều thu vào trong không gian, mới rốt cuộc đem cái bàn cấp không ra tới, có thể có cái chỗ ngồi ăn bữa sáng. Trong lúc lục bách xuyên cũng đã tỉnh, làm theo tiếng phòng bếp bưng chén phấn cùng chu diễn ngồi ở cùng nhau ăn. Chu diễn ăn trước xong, liền đứng dậy giúp Diệp Nguyên Vinh thu thập đồ vật, trong phòng bếp dụng cụ từng cái thu vào trong không gian cái kia tiểu nhà bếp, lại đem lục gia cha mẹ cùng lục bách xuyên trong phòng giường, tủ quần áo thu vào bọn họ ở không gian phòng, cuối cùng đem lục bách xuyên trước mặt bàn ăn cùng ngồi ghế dựa vừa thu lại trong phòng trừ bỏ mấy người một người một cái ba lô liền trống không một vật vài người ba lô đều chỉ ra một ít tắm rửa quần áo cùng chút ít thủy cùng đồ ăn vừa ra đến trước cửa diệp nguyên vinh lại ở mỗi cái trong phòng dạo qua một vòng đem sở hữu trong phòng cửa sổ đều quan hảo mỗi cái phòng môn cũng khóa lại trong mắt có nồng đậm không tha mấy người như cũ là trường tụ bao tay khẩu trang toàn bộ võ trang ba nam nhân còn một người cầm một phen dao xẻ dưa hấu chu diễn cùng lục bách xuyên trước mở cửa ra bên ngoài quan sát một lát xác nhận trên hành lang không có tang thi sau mới đi qua đi ấn thang máy chờ thang máy lên đây mới vẫy tay làm lục kiến quốc cùng diệp nguyên vinh từ trong phòng ra tới lục kiến quốc ra tới sau lại giữ cửa cấp khóa kỹ mới đi hướng thang máy chung quy là chờ mong có thể có trở về kia một ngày thang máy thuận lợi tới lầu một mới vừa mở cửa liền nhìn đến bên ngoài có bóng người ở đông đưa bốn người đều dọa một cái chờ môn mở rộng ra mới phát hiện là trong lô bình thường hộ gia đình tổng cộng là bảy tám cá nhân bộ dáng hẳn là hai hộ nhân gia đều cổng ba lô dẫn theo rương hành lý nhìn dáng vẻ cũng là muốn về quê nhưng là nhìn đến ngoài cửa kia qua lại du đảng tang thi từng cái đều sắc mặt không tốt lắm lúc này trong môn tạm thời hẳn là vẫn là so bên ngoài an toàn trong lô tang thi đại bộ phận đều còn bị khóa ở chính mình trong nhà vô pháp ra cửa ngoài cửa lại là chân chính một không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng chiến trường nhưng là ngốc tại trong lâu lại là miệng ăn núi lở hiện tại là mua sắm và tiện lợi thời đại trong thành thị không mấy hộ nhà trong nhà có có thể ăn thượng một tháng tồn lương hơn nữa cũng vô pháp trăm phần trăm bảo đảm an toàn hơi chút lá gan lớn một chút người trưởng thành phỏng chừng đều sẽ muốn đi ra ngoài buông tay một bát chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề cửa hai hộ nhân gia thấy chu diễn mấy người trong tay đều cầm dao xẻ dưa hấu trước đều là theo bản năng muốn tránh đi sau lại lại như là nghĩ tới cái gì dường như bắt đầu đi tới muốn đáp lời trong đó một cái cơ bắp cường kiện, hẳn là có hàng năm tập thể hình nam nhân, trên tay nắm một cây hẳn là ghế chân gậy gỗ, đi đến bọn họ trước mặt hỏi, Nghèo huynh đệ, các ngươi xe ngừng ở địa phương nào, muốn hay không kết bạn cùng nhau qua đi? Các ngươi xe ở địa phương nào? Lục Bách Xuyên cũng không có vội vã trả lời nam nhân vấn đề. Liền tại đây đóng lâu bên trái cái kia bình thường. Nam nhân cũng không giấu giếm. Chúng ta xe bên phải biên. Lục Bách Xuyên lắc lắc đầu nói. Bọn họ xe là ở chu diễn trong không gian, mặc kệ kia hai nhà xe ngừng ở nơi nào, bọn họ đều là không có khả năng cùng bọn họ kết bạn đi lấy xe. Chu diễn nghe nói bọn họ xe cũng không có ngừng ở ngầm bãi đổ xe, không cấm vì bọn họ cảm thấy may mắn, trên mặt đất tốt xấu còn có đến chạy địa phương, ngầm bãi đổ xe bọn họ ngày hôm qua buổi sáng đi thời điểm cũng đã có không ít tang thi ở, này cả ngày đi qua, đại bộ phận muốn rời đi người đều phải đi bên trong lấy xe, chiếc ở bên trong người lại không biết có bao nhiêu, hôm nay lại đi vào phỏng chừng có thể sống sót một hai phần mười liền không tồi. Thấy nam nhân lộ ra thất vọng thần sắc, chu diễn nghĩ nghĩ nói, ngày đợi chúng ta đi lái xe, sẽ vòng quanh này đóng lâu khai một vòng, tận lực đem tang thi dẫn dắt rời đi, các ngươi lúc ấy liền đi lấy xe đi. Ngươi muốn một người đi. Không phải nói tốt chúng ta cùng nhau sao? Lục Bách Xuyên gấp giọng nói. Ngươi ở chỗ này bồi thúc thúc cùng A-di chưa hết chi ngôn chu diễn tin tưởng lục bách xuyên là hiểu tại đây nguy hiểm thế đạo nếu độc lưu cha mẹ hai người ở chỗ này vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn bọn họ cũng chưa địa phương hối hận đi chính là e lục bách xuyên còn tưởng nói điểm gì lại bị chu diễn cấp đổ trở về không có chính là ngươi hẳn là tin tưởng ta có thể không phải sao nói liền nghi người dựa gần tường hướng cửa đi đến lục bách xuyên cũng theo lại đây trong mắt tràn đầy lo lắng đợi chút ta đệ nhất vòng trước đêm cửa tang thi cấp dẫn dắt rời đi đệ nhị vòng thời điểm lại qua đây tiếp các ngươi chu diễn nghiêm túc quan sát đến ngoài cửa tang thi động tĩnh, tay phải cũng đã phóng tới trên tường điện tử khóa lại hành đi vậy ngươi chính mình chú ý điểm gặp được nguy hiểm liền trực tiếp tiến trong không gian đi không cần sợ bị người nhìn đến an toàn đệ nhất lục bách xuyên thấy chu diễn chủ ý đã định chỉ phải thỏa hiệp yên tâm đi ta có biện pháp chu diễn nương che đậy nhéo nhéo lục bách xuyên bàn tay lại nghi người nhẹ giọng nói câu để chờ ta trở lại thấy cửa mấy cái tang thi đều ly đến hơi chút xa một chút chu diễn tay phải ấn thượng điện tử khóa cửa tay trái giữ cửa kéo ra một cái vừa vặn đủ hắn gửi đi ra ngoài phùng bằng mau tốc độ triều nghiêng đối diện hoa viên nhỏ tiến lên hoa viên nhỏ cùng bọn họ nơi này đóng lâu vừa vặn cách một cái lộ cũng kéo dài đến chu diễn phía trước dừng xe cái kia đại thụ hạ hoa viên bốn phía trồng đầy tu bổ chỉnh tề đại diệt hoàng dương Chu Diễn một cái xoay người liền tiến vào hoa viên nhỏ. Như Chu Diễn dự đoán giống nhau, lúc này Tang Thi Linh hoạt độ quả nhiên vô pháp vượt qua cặp eo cao bụi cây, truy lại đây Tang Thi đều bị chắn hoa viên nhỏ bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa kính nhìn một màn này lục gia toàn gia treo tâm rốt cuộc thoáng muôn. Chu Diễn theo bụi cây đi đến kia viên đại thụ hạ, tay vừa nhất lục bách xuyên chiếc xe kia liền xuất hiện ở dưới tàn cây, cùng bụi cây chi gian vừa vặn cách ra một cái cung hắn lên xe khoảng cách. Chu Diễn bay nhanh nhảy qua bụi cây, kéo ra cửa xe ngồi xong liền phát động xe lui tới lộ khai đi, đem một chúng nghe tiếng mà đến tang thi đều ném ở xe sau. Thấy chung quanh tang thi đều đã cùng lại đây, Chu Diễn liền đem tốc độ xe thả chậm, không xa không gần dẫn một đám tang thi, mau đến chỗ rẽ chỗ khi, Chu Diễn xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến phía trước kia hai cái nam nhân đã ra tới nhanh chóng triệu bọn họ dừng xe địa phương chạy tới, liền nhanh hơn tốc độ xe. Chờ vòng quanh phụ cận mấy đống lâu xoay cái vòng trở lại lục bách xuyên kia đống lâu khi, cửa đã không có tang thi, đi theo xe sau tang thi cũng đã bị chu diễn ném ra lúc này lục bách xuyên cùng diệp nguyên vinh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng không đợi chu diễn xe khai lại đây liền chạy ra tới chạy đến ven đường khi chu diễn cũng vừa vặn lái xe đến một nhà ba người không có chút nào ước ác bẩn thỉu lên xe chu diễn nhất dẫm chân ga xe liền nhanh chóng rời đi chỉ chưa cấp đuổi theo tang thi vẻ mặt khói xe các ngươi ở phía sau không có gì sự đi chu diễn đem xe xoay cái cong hướng tiểu khu cửa khai qua đi không có việc gì bọn họ còn tặng chúng ta một ít đặc sản, nói là cảm tạ ngươi đem tang thi cấp dẫn đi. Lục Bách Xuyên nói đem trong tay ôm thùng xốp đưa tới chu diễn trong tầm tay, ý bảo hắn thu vào không gian. Thứ gì a? À? Chu diễn tay một đáp cái rương đã bị thu đi vào. Nói là quê quán gửi tới giả sơn tham, còn mang theo bùng đâu, trẻ chút chúng ta gieo đi xem có thể hay không sống. Chu diễn nói đem bối thượng hai vai bao cấp lấy xuống dưới, đưa cho ghế sau dịp nguyên dung hẳn là có thể loại sống. Chu diễn tùy tay từ trong không gian cầm hai bao đồ ăn vặt đưa qua đi, ý bảo lục bách xuyên cấp dịp nguyên dung. Xe khai ra tiểu khu sau, tình hình giao thông càng thêm kém, đường cái thượng không ngừng có tang thi ở du đảng, còn có không ít lui tới chiếc xe. Chu diễn lái xe một đường đông trốn tay lóe, có thể nói là mạo hiểm phi thường, cũng may hắn lái xe kỹ thuật còn tính không tồi, trong lúc trừ bỏ ngẫu nhiên đụng vào một hai cái tang thi, đảo không lại mặt khác va va đập đập. Nhưng cho dù là như thế này, tuổi lớn Diệp Nguyên Dung vẫn là có điểm chịu không nổi, xe vừa mới khai ra không đến 2 km cũng đã bị lắc lư sắc mặt xanh trắng, thiếu chút nữa nhổ ra. Mấy người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định làm Diệp Nguyên Dung ngốc tại không gian, cần nhất không gian so trên xe an toàn lại thoải mái, thứ hai chờ Diệp Nguyên Dung nghỉ ngơi tốt còn có thể giúp Chu Diễn hợp quy tắc hợp quy tắc những cái đó ở siêu thị sưu tập vật tư. Lục Kiến Quốc tự nhiên cũng là đi vào bồi tức phụ. Xe chạy đến cao tốc giao lộ thời điểm, phía trước chờ thượng cao tốc chiếc xe cư nhiên đã bài nổi lên một loạt không tính đoạn đội ngũ. Chúng ta là xếp hàng đi cao tốc vẫn là trực tiếp ra khỏi thành đi quốc lộ. Chu diễn quay đầu dò hỏi Lục Bách Xuyên. Đi quốc lộ đi, ta nhớ rõ lộ. Lục Bách Xuyên tự hỏi trong chốc lát nói. Chu diễn cũng là càng thiên hướng với đi quốc lộ, đi cao tốc nói, nhìn dáng vẻ xe cũng sẽ không thiếu, một khi phát sinh ngoài ý muốn, cũng vô pháp quay đầu lại, mà đi cút tuy nói gặp được nguy hiểm tỷ lệ cũng không nhỏ nhưng là tương đối ứng chính là tùy cơ ứng biến cơ hội cũng nhiều đến sau giờ ngọ xe cũng đã ra khỏi thành rất xa ven đường có thể nhìn đến các kiểu nhà cái lại không hề là cái này mùa nên có xanh ung tươi tốt mà là bị một hồi đại tuyết hủy đến trước mắt thương di chút ít còn không có tới kịp thu hoạch lúa đều bị đại tuyết cấp áp đảo phủ phục trên mặt đất trong vườn rau dưa cũng đều bị đông lạnh hỏng rồi bị thái dương một phơi lạng đầy đất trên đường bọn họ tận lực tránh đi người nhiều thành trấn đi đại bộ phận đều là hoang tàn vắng vẻ con đường hoặc là thôn trang ở thôn trang cũng có gặp được một ít tang thi nhưng phần lớn là lão niên hoặc tiểu hài tử tang thi một chân chân ga đi xuống liền ném đến rất xa từ thôn trang quá thời điểm chưa từng có gặp được quá người sống sót phỏng chừng đều là tránh ở trong nhà nông thôn cùng thành thị bất đồng mỗi nhà mỗi hộ cơ hồ đều có tồn lương hơn nữa lúc này để nhất quý lúa vừa vặn thu hoạch xong cho dù không ra khỏi cửa Phỏng chừng ở nhà căng cái nửa năm đều không thành vấn đề. Chương 9. Hai người một đường thay phiên lái xe, giữa trưa cũng không có nghỉ ngơi, chỉ là từng người ăn mấy cái bánh bao đỡ đói. Hai điểm nhiều thời điểm lục bắt xuyên chiếc xe kia cũng đã không du, hai người cũng không có vội vã đi tìm trạm xăng dầu, liền trực tiếp ở trên đường thay đổi chu diễn xe ra tới Khai, chu diễn xe là vừa thêm mãn du, ít nhất còn có thể khai cái hơn 400 km. Lục Bách Xuyên nhớ rõ bọn họ lại đi phía trước hai đại khái không đến 100 km hẳn là liền có cái tiểu trạm xăng dầu. Cái kia trạm xăng dầu rất là hẻo lánh, liền phụ cận trấn nhỏ có người ở phụ cận trên dưới cao tốc thời điểm sẽ ở nơi đó thêm hạ du, hơn nữa phụ cận trấn nhỏ dân cư cũng không nhiều lắm. Lục Bách Xuyên bọn họ phía trước ăn Tết từ bên này quá thời điểm ở nơi đó cố lên đều không cần xếp hàng. Dọc theo đường đi hai người sợ phân tán lực chú ý, liền xe tái âm hưởng đều không có khai, trong xe im ắng nhưng cũng không hiện nhàm chán. Hai người ngẫu nhiên lưu vài câu, ở không có bóng người núi rừng gian, Lục Bách Xuyên thậm chí sẽ sinh ra này hết thảy đều là một giấc mộng, hai người chẳng qua là ở cuối tuần cùng nhau tìm cái non xanh nước biếc địa phương, đang ở đi trước du lịch hoảng hốt cảm. Nhưng tại hạ một cái trải qua thôn trang thời điểm, loại này hoảng hốt cảm lại sẽ bị hiện thực kéo về. Lục Bách Xuyên trí nhớ vẫn luôn không tồi, hai người không bao lâu liền thấy được cái kia tiểu trạm xăng dầu, tọa lạc ở cao tốc xuống dưới giao lộ, rất xa có thể nhìn đến cũng không có chiếc xe ở cũng không thấy được bóng người. Loại này siêu loại nhỏ trạm xăng dầu nhân viên công tác giống nhau cũng liền tam đến 6 cái, cho dù tất cả đều biến thành tang thi, hai người trước lái xe qua đi đem chúng nó dẫn ra tới, lại nghĩ cách từng cái đối phó, cũng không phải quá khó khăn. Chu diễn trực tiếp đem xe từ đường xe chạy khai đi vào, còn ấn một chút loa, thanh âm không phải quá lớn, không sai biệt lắm vừa vặn đủ trạm xăng dầu tang thi đều nghe được. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, liền có hai cái ăn mặc trạm xăng dầu quần áo lao động tang thi nghe tiếng vọt lại đây chu diễn ỉ vào xe sàn xe đủ cao trực tiếp đụng phải đi lên xe từ hai cái tang thi trên người nghiền áp qua đi cho dù có chuẩn bị tâm lý trên xe hai người cũng bị điên đến thiếu chút nữa đau sốc không xe từ thông đạo khai qua đi lại có hai cái tang thi theo lại đây lần này chu diễn không lại dùng xe đi đâm mà là đem xe chạy đến một cái cố lên máy móc bên cạnh đình ổn hai người từng người cầm dao xẻ dư hấu đi xuống đối phó tang thi Lúc này Tang Thi đã theo tới xe bên cạnh, đang muốn muốn thông qua cửa sổ xe nhào lên tới, xanh trắng mặt bị gặm đến một mảnh hỗn độn, tể ở cửa sổ xe pha lê thượng đã ghê tẩm lại khủng bố, Chu Diễn nhìn mắt Lục Bách Xuyên bên kia, cũng là không sai biệt mấy. Đối diện giống nhau, hai người ở đối phương trong mắt thấy được tương đê ông tê ính toán. Gật gật đầu, hai người đồng thời mở ra cửa xe, một chút dùng hết toàn lực đem cửa xe đi phía trước đẩy, Tang Thi lúc này chính ghé vào cửa xe biên, bị hai người đẩy cửa xe một tể, liền về phía sau thối lui. Xe là ngừng ở hai cái cố lên máy móc chi gian, hai bên dư lại không gian vốn dĩ liền không phải quá nhiều, cửa xe vừa mở ra, liền ở người cùng tan thi chi gian hình thành một đạo cách trở, chu diễn đem chân đẩy cửa xe, phòng ngừa tan thi đột nhiên dùng sức phát lại đây, hai tay luôn giao sẻ dư hấu liền hướng chính dương nanh múa vút tan thi chém qua đi, một đao ở giữa tan thi huyệt thái dương chỗ, chính dãy dụ suy nghĩ muốn bắt hướng chu diễn đôi tay tan thi nháy mắt ngã xuống đất, vô. Pháp nhúc nhích bên này chu diễn giải quyết lên nhưng thật ra nhẹ nhàng bên kia lục bách xuyên lại là nguy hiểm liên tục hắn bên kia kia chỉ tang thi không biết vì sao sức lực phi thường đại hắn dùng chân chống lại cửa xe muốn ngăn trở tang thi cũng đã thực khó khăn huống chi là muốn chém trúng tang thi đầu mỗi lần cho dù huy đao qua đi cũng chỉ là chém ngã tang thi cánh tay hoặc là bả vai còn luôn là thiếu chút nữa bê ị bê ác được cánh tay chu diễn thấy thế vội vàng từ xe đầu vòng qua đi hỗ trợ hai người một trước một sau tang thi nháy mắt tạm dừng một chút phỏng chừng lấy nó hiện tại đầu nhất thời không biết nên trước đối phó bên kia, này cũng vừa vặn cho bọn họ cơ hội thừa dịp, hai người đồng thời dùng sức chém đi lên, này chỉ mạnh mẽ quái tan thi rốt cuộc bê y cờ hờ ém ngã. Hai người lại tiểu tâm cẩn thận ở trạm xăng dầu vòng một vòng, không còn có nhìn thấy khác tan thi sau liền trở về bắt đầu hướng ô tô cố lên. Lục Bách Xuyên vừa mới đối phó kia chỉ tan thi đã không sai biệt lắm tin bị lực tẩn, thấy Chu Diễn đã thu phục cái kia máy móc, liền cúi người đi trong xe lấy nước uống phía trước hắn uống kia bình thủy đã uống xong rồi, trong bao thủy lại cùng mặt khác đồ vật đặt ở một khối, Lục Bách Xuyên sờ soạn một hồi lâu, mới đem đè ở phía dưới kia bình nước khoáng cấp xả ra tới. Chính thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy lại bị trước mắt cảnh tượng thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ thấy một cái tang thi chính tập tỉnh hướng Chu Diễn phát lại đây, Chu Diễn chính chuyên tâm thêm du, hoàn toàn không phát giác phía sau nguy hiểm. Lục Bách Xuyên tới cập nghĩ lại, một cái không lưng, đôi tay triều phát lại đây tang thi bên hông ôm qua đi, muốn ngăn lại tang thi. Rốt cuộc là lục bách xuyên sức lực đại chút, lại dùng tà nhẫn kính, tang thi bị hắn quán trực tiếp sau này một đảo, nhưng là chụp vào chu diễn đôi tay lại dừng ở hắn bối thượng, sinh đau. To. Không giờ. Không giờ ba phút. Một giờ năm mươi phút. Mu. Cũng may cũng không có lại đến đệ nhị hạ, liền nghe được phanh một tiếng, tang thi cái ót chấm đất thanh âm, cư nhiên lại không động tĩnh này hết thảy bất quá phát sinh ở trong nháy mắt chu diễn chuyển qua tới thời điểm tang thi đã không động tĩnh lục bách xuyên cũng chính lấy tay chống mặt đất từ tang thi trên người lên chu diễn ngơ ngác nhìn một màn này trước mắt giống như cùng đời trước lục bách xuyên ngã vào hắn trước mắt bộ dáng trùng hợp bên tai ông ông rung động tay đã rung không thành dạng cố lên thương ba một tiếng rơi xuống đất chu diễn cũng không có phản ứng lại đây giờ phút này hắn giống như bị người khống chế được hành động giống nhau muốn làm điểm gì lại phát hiện tay chân không chịu chính mình khống chế cứng đờ trong cổ họng cũng giống ngạnh đồ vật dường như, phát không ra một cái âm. Tiếp. Thẳng đến lục bách xuyên đứng lên, sắc mặt tái nhợt nói, ở ngươi không sao chứ, giúp ta nhìn xem sau lưng có hay không bị trảo phá, có điểm đau. Nghe được lục bách xuyên thanh âm, chu diễn mới giống như bị ấn khởi động mấy kỵ người máy giống nhau, tay chân có thể bình thường động tác, tâm lại dường như bị hắn mặt sau một câu, từ không trung trở xuống trên mặt đất, rồi lại rớt vào chảo dầu. Chu Diễn vội vội vàng vàng đi đến Lục Bách Xuyên trước mặt, duỗi tay liền bắt đầu thoát hắn quần áo đồ thể dục khóa kéo đã bị lục bách xuyên chính mình kéo ra chu diễn hướng phía sau một xã liền thoát thân mà đi bên trong còn có một cái áo ba lỗ cũng không đợi lục bách xuyên chính mình động thủ chu diễn kéo lấy vạt áo liền hướng về phía trước kéo đi lộ ra lục bách xuyên toàn bộ ngực bụng lưng lục bách xuyên làn da trắng nõn tinh tế chu diễn liếc mắt một cái liền nhìn đến sau lưng lưỡng đạo vết đỏ nhợt nhạt nhìn kỹ một lần cũng may chỉ là có một chút sưng đỏ cũng không có trầy da Lục Bách Xuyên đang muốn hỏi tình huống như thế nào. Lại phát hiện ngán lên mắt đã bị Chu Diễn mang theo tiếng vào không gian, còn không kịp mở miệng, đã bị toàn bộ đẩy hướng bên cạnh dòng suối bên trong đi. Đây là muốn làm gì? Lục Bách Xuyên vẻ mặt mộng bức hỏi. Đừng động làm gì, đi vào phao, phao mãn một giờ mới có thể ra tới. Chu Diễn bản khuôn mặt, nhìn không ra cảm xúc. Chẳng lẽ ta sau lưng bị trảo phá? Lục Bách Xuyên như vậy hỏi, cũng cảm thấy sau lưng bị trảo quá địa phương dính thủy lúc sau cây đau không có trầy da chỉ là có điểm sưng đỏ chi vì cái gì muốn phao nước suối a này nước suối có gì công hiệu sao lục bách xuyên khó hiểu hỏi chu diễn tổng không thể nói ta đời trước bị tan thi trảo thương qua tay chỉ vốn dĩ tưởng tiến vào trong không gian chợt hờ ếch kết quả trước khi hờ ếch tưởng ở nước suối rửa sạch sẽ điểm kết quả không cờ hờ ếch thành cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ giải thích nói, ờ thủy không phải có thể pha loãng nọc độc sao? Sợ ngươi sau lưng dính tan thi vi rút, phao phao tổng không chỗ hỏng. Trong nước độ ấm vừa lúc, mang theo một ti vừa vặn có thể giải nhiệt lạnh lẽo lại không đến xương, lục bách xuyên phao đến thoải mái cũng liền không hề nắm căng vạch rõ ngọn ngành hỏi, lười biến dũi người nói, ờ việc này đừng cùng ta ba mẹ nói, chờ hạ bọn họ lại nên sốt ruột. Ngươi cũng biết thúc thúc A-di sẽ sốt ruột, khi vừa mới như thế nào liền không quan tâm hướng lên trên phát đâu. Chu diễn chính sinh khí vừa mới việc này đâu, Lục Bách Xuyên lúc này còn chủ động nhắc tới này ra, trong thanh âm liền mang theo ngăn không được tức giận. Ta không phải không kịp tự hỏi sao, lúc ấy tình huống như vậy nguy cấp. Thấy Chu diễn vẽ mặt mưa gió sắp đến, Lục Bách Xuyên nói đến mặt sau thanh âm liền biến thành đô nam. Người trước phao đi, ta đi bên ngoài đem bình xăng thêm mãn. Chu diễn hít sâu một hơi nói không đợi lục bách xuyên trả lời liền vội vội vàng vàng xoay người rời đi trong miệng hắn nói lục bách xuyên vì cái gì không mang tất cả nhào lên tới kỳ thật càng hận chính là chính mình sống lại một lần trong miệng luôn mồm nói có thể bảo hộ bọn họ kết quả là lại vẫn là lục bách xuyên che ở hắn trước người hắn không dám lại ngốc tại lục bách xuyên bên người sợ ngốc đến càng lâu đối chính mình chán ghét liền càng sâu chính là vừa ly khai liền lại vì chính mình vừa rồi nói không lựa lời cảm thấy ảo não rồi lại không mặt mũi lập tức trở về xin lỗi chỉ có thể rời đi không gian đi cố lên, vừa mới nhào lên tới cái kia tang thi là bị hắn dùng xe áp đảo hai cái tang thi chi nhất, phía trước hẳn là không thương đến đầu, liền lại bò dậy, cho nên bị lục bách suy một phát, ném tới trên mặt đất liền không động tĩnh. chu diễn từ trong xe lấy ra dao sẻ dư hấu, đem trên mặt đất mấy cái tang thi lại đều bổ một đao mới tính yên tâm. Theo sau tiếp tục cầm lấy cố lên thương hướng ô tô cố lên, thêm mãn một chiếc đổi một chiếc, hai chiếc xe đều thêm mãn sau, liền lại lấy ra phía trước ở siêu thị sưu tập thu nạp rương cùng đại thùng thùng trang thủy. Thùng trang thủy thủy bị đều bị đảo sạch sẽ, cái chai liền đặt ở bên cạnh để ráo, chờ thu nạp rương đều bị chứa đầy du lúc sau, cái chai cũng đã ở dưới ánh nắng chói chang bị phơi khô, Chu Diễn lại đem cái chai tất cả đều chứa đầy du. Này một chuyến xuống dưới, cái này loại nhỏ trạm xăng dầu xăng đều không sai biệt lắm bị hắn bị trang xong rồi, cũng may trong không gian, dòng suối bên kia đồng ruộng kia đầu vách núi hạ có cái không nhỏ sơn động, vốn dĩ tưởng vô dụng chi vật, hiện tại dùng để trang du lại là vừa vặn tốt. Chu Diễn đem dầu Dioran cùng săn phân biệt làm tốt đánh dấu, tất cả đều thu vào không gian trong sơn động. Trong sơn động tình huống bất đồng với bên ngoài, như vậy nhiều săn phóng bên trong cũng sẽ không có phát huy. Chỉ cần bọn họ không trực tiếp đi trong sơn động đốt lửa là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tai họa ngầm. Lộng sông này hết thể sau, đã buổi chiều năm điểm nhiều, Chu Diễn đem ô tô cũng cùng nhau thu vào không gian, nghỉ đêm nay ở chỗ này qua đêm tính tiến vào không gian nhà gỗ nhỏ lục kiến quốc cùng diệp nguyên vinh đang ở quét tước vệ sinh phòng khách đã bị quét tước đến phi thường sạch sẽ tầng hầm ngầm đồ vật cũng đều sửa sang lại đến không sai biệt lắm chỉ có một ít đại kiện đồ vật yêu cầu chu diễn tới hỗ trợ di chuyển dạo qua một vòng lại chưa thấy được lục bách xuyên hỏi diệp nguyên vinh lại nói lục bách xuyên không có trở về quá chu diễn cảm thụ một vòng trong không gian trạng thái phát hiện lục bách xuyên còn ở suối nước phao không khỏi có chút lo lắng đi nhanh triều bên kia chạy tới chạy đến bên dòng suối nhìn kỹ thấy lục bách xuyên chính ngồi xếp bằng ngồi ở một khối sang bằng đại thạch đầu thượng suối nước ngập đến hắn ngực lại thần sắc đạm nhiên bình tĩnh suối nước ngẫu nhiên có tiểu ngư từ hắn bên người du quá hắn lại hảo vô sở giác hẳn là đang ở dựa theo phía trước chu diễn giáo phương pháp ở nhập định chu diễn lại ở bên cạnh thủ hơn phân nửa tiếng đồng hồ lục bách xuyên mới mở mắt ra từ trong nhập định ra tới chu diễn muốn vì này trước hành vi xin lỗi nói ra khi chỉ còn lại có đơn giản nhất một câu kể thực xin lỗi Lục Bách Xuyên thấy hắn đầy mặt ảo não chi sắc, cười cười từ trong nước đi ra, duỗi tay sờ sờ chu diễn tóc nói, kệ không có quan hệ. Hắn từ trong nước đi tới, nửa người trên, chỉ hạ thân một cái ướt đẫm quần dài, bọc nước từ ngực vẫn luôn uống lượng mà xuống, chảy qua tinh tráng rắn chắc vòng eo, cuối cùng hoàn toàn đi vào không thể nói nơi. Chu diễn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, duỗi tay ôm lấy Lục Bách Xuyên tinh tráng vòng eo, đem cầm gác hắn trên vai cọ cọ, đô nam nói, kệ chính là ta nói ta phải bảo vệ các ngươi a. À, kết quả vẫn là ngươi ở bảo hộ ta, ta còn hung ngươi. Lục Bách Xuyên nhịn không được thấp thấp cười một cái, nói, ở như ngươi đã rất lợi hại a, à, nếu không phải ngươi chúng ta hiện tại nào có nhiều như vậy đồ ăn, cũng không có như vậy an toàn địa phương có thể tránh né, hơn nữa ta biết ngươi phía trước không phải cố ý. Chu diễn nghĩ thầm, ta mới không lợi hại, ta đều đã bị chính mình xuẩn cờ hờ ép quá một lần. Lục Bách Xuyên thấy hắn không đang nói chuyện, mặt hắn ôm trong chốc lát, thấy hắn vẫn luôn không buông tay, liền đẩy đẩy hắn nói, tôi cần phải trở về, bằng không đợi chút ta mẹ đến tìm tới. Chu diễn chỉ phải buông ra đôi tay. Lục Bách Xuyên thấy hắn một thân làm quần áo bị chính mình trên người bọc nước ấn đến vết nước loang lổ, nhịn không được nói, người ta một thân thủy, ngươi cứ như vậy bế lên tới, hiện tại đem trên người của ngươi đều lộng ướt đi. Dù sao đều là muốn tẩy, không bằng hiện tại liền tắm rồi tính. Chu diễn không sao cả nói, dứt khoát trực tiếp cởi ra áo khoác đi vào dòng suối chờ chu diễn tắm rửa xong trở về đi diệp nguyên vinh quả nhiên đã đi tìm tới thấy hai người trên người đều là ướt dầm về liền thúc giục hai người chạy nhanh đi đổi xong quần áo ăn cơm chiều cơm chiều vẫn là buổi sáng làm tốt đồ sấy cơm chân thịt lạp cơm viên viên rõ ràng viên viên đều dính đầy thịt khô lạp xưởng du hương đến bây giờ còn mạo nhiệt khí mấy người trang bị xương sườn trong biển canh cùng mấy món ăn sáng ăn đến miệng bóng nhảy chỉ là sau khi ăn xong rửa mặt lại là cái vấn đề trong không gian thủy tuy rằng không phải quá mức lạnh lẽo bọn họ ba nam nhân rửa mặt cũng liền miễn cưỡng dùng, nhưng Diệp Nguyên Vinh tuổi lớn, lại là nữ tính, chung quy là không quá dám dùng, cuối cùng cũng chỉ là dùng khăn lông dính thủy sau xoa xoa. Chu Diễn suy nghĩ ngày mai đến ở trên đường nhìn xem phụ cận có hay không có thể lộng tới bếp gas địa phương, thật sự không được nói than tổ ông cũng đúng. Vì thế liền ở rửa chén thời điểm hướng lục bách xuyên dò hỏi. Ngày mai chúng ta đi phía trước khai một đoạn đường, liền có mấy nhà phân tán nông gia nhạc, bên kia hẳn là có mấy thứ này, thật sự không được nói ngày mai chúng ta còn muốn xuyên qua một cái trấn nhỏ, đến lúc đó nhìn nhìn lại đi. Lục Bách Xuyên không hề nghĩ ngợi phải trả lời, hiển nhiên phía trước đã sớm nghĩ tới mấy vấn đề này. Trong không gian cùng bên ngoài giống nhau nhật thăng nguyệt lạc, bởi vì không có điện, lại đều mệt mỏi một ngày, thiên tối sầm liền đều từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Nghĩ đến chính mình chạng vạn như vậy cùng Lục Bách Xuyên làm nũng, Chu Diễn cũng ngựa ngùng lại đi theo Lục Bách Xuyên phòng, hồi chính mình phòng lại phát hiện thời gian quá sớm, căn bản ngủ không được, vì thế liền cuốn lên chân tới bắt đầu đã tọa. Mấy cái giờ đi qua, chờ hắn rốt cuộc tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên người dính nhớp khó chịu, thậm chí có một cổ xú vị, cái này hiện tượng đời trước cũng có xuất hiện quá, chẳng qua không sớm như vậy, xuất hiện loại này hiện tượng sau, hắn ngủ cảm đều so với phía trước muốn nhanh nhạy, thân thể cũng trở nên càng linh hoạt, sức lực cũng có biến đại, chu diễn không khỏi một trận kinh hỉ Vội vàng cầm bình sữa tắm đi bên dòng suối tắm rửa, tìm cái hạ du địa phương, thẳng đến dùng xong hơn phân nửa bình sữa tắm, hắn mới rốt cuộc cảm giác chính mình trên người không có kia cổ khó nghe xú vị. Sau khi trở về chính mình kia gian phòng cũng không nghĩ ngây người, tổng cảm thấy có không tan hết hương vị, vì thế liền tay chân nhẹ nhàng đi vào lục bách xuyên phòng, vốn tưởng rằng lục bách xuyên đã ngủ rồi, ai ngờ hắn cũng vừa vặn từ trong nhập định tỉnh lại. Thấy chu diễn tiến vào liền nói, ở như thế nào lại đây, như vậy vãn còn không ngủ sao? Vừa mới đã tọa ra một thân hãn, đi ra ngoài tắm rửa một cái nói liền tự giác bò lên trên giường, giống ngày hôm qua giống nhau ôm lục bách xuyên eo đem người vất tiếng trong lòng ngực ôm ngủ. Kỳ thật cũng chính là một ngày thời gian, có lẽ là trải qua quá nhiều, lục bách xuyên cư nhiên đã không có đêm qua cái loại này khẩn trương đến ngủ không được cảm giác, vỗ vỗ chu diễn tay làm hắn đừng ôm đến thật chặt, sau đó liền tìm cái thoải mái tư thế nặng nề ngủ. Chương 10 Người trẻ tuổi đại bộ phận đều thích ngủ, chu diễn cùng lục bách xuyên cũng không ngoại lệ, hai người di động lúc này đã sớm đã không điện, trong không gian lại an tĩnh không có bất luận cái gì phiền lòng tạp âm cho nên ngày hôm sau sáng sớm thẳng đến diệp nguyên dung lại đây gõ cửa hai người mới từ từ chuyển tỉnh chu diễn tư thế ngủ vẫn luôn không tính là thật tốt trải qua cả đêm quay cuồng đá đánh trên người áo ngủ đã sớm là hỗn độn bất kham nghe được thanh âm sau chậm rì rì ngồi dậy phát hiện là ở lục bách xuyên trong phòng chỉnh trái tim không cấm đều huyền tới rồi cổ họng sợ diệp nguyên dung trực tiếp đẩy cửa tiến vào thậm chí tưởng hiện tại nhảy cửa sổ chạy đi còn kịp sao phía trước hắn cùng lục bách xuyên không có gì thời điểm hai người ngủ chung nhưng thật ra bằng phẳng nhưng hiện tại hắn đem nhân gia duy nhất nhi tử cấp quải hai người ngủ tiếp một chiếc giường nếu bị diệp nguyên dung cấp thấy được cho dù người khác không nhiều lắm tưởng hắn vẫn là sẽ chột dạ cũng may lục bách xuyên ứng thanh sau diệp nguyên dung liền tránh ra cũng không có tiếng vào lục bách xuyên thấy chu diễn một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng không khỏi phục cười lên tiếng ở ngươi như vậy khẩn trương làm gì tối hôm qua thượng lưu tiến vào thời điểm liền không có nghĩ đến quá loại tình huống này. Ta này không phải sợ A Di sinh khí sao, ảnh hưởng các ngươi mẫu tử cảm tình. Chu diễn mắt trong mong lấy lòng nói. Ta ba mẹ đều biết ta thích ngươi, rất sớm trước kia liền biết, ngươi yên tâm đi, sẽ không đối với ngươi thế nào. Lục Bách Xuyên sốt chăn rời giường, thấy Chu diễn còn ngốc lăng ở nơi đó, thuận tay kéo hắn một phen, ê rời giường rửa mặt đi, phỏng chừng thời điểm không còn sớm. Chu diễn thẳng đến rửa mặt xong, ở cái bàn trước ngồi xuống, còn ở vào khiếp sợ bên trong. Lục gia cha mẹ cư nhiên đã sớm biết Lục Bách Xuyên thích hắn, cho nên cho tới nay cũng chỉ có hắn không biết. Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu trì độn. Diệp Nguyên dung cấp hai người một người thịnh một chén cháo, Lục Bách Xuyên tiếp nhận sau nói thanh, thì cảm ơn mẹ. Chu diễn lúc này còn chính ở vào chính mình suy nghĩ trung, đi theo Lục Bách Xuyên tiếp nhận cháo, cũng bất quá đầu óc đi theo Lục Bách Xuyên nói câu, thì cảm ơn mẹ trên bàn cơm nhất thời phi thường an tĩnh chu diễn tiếp nhận chén sau diệp nguyên dung đều quên buông tay chu diễn lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó ấp úng gãi gãi đầu không biết nên như thế nào giải thích tổng không thể nói nhiều năm như vậy tới diệp nguyên dung đối hắn chiếu cố tựa như mẹ giống nhau mấy người đều trong lòng biết rõ ràng không phải như vậy hồi sự cuối cùng vẫn là diệp nguyên dung trước phản ứng lại đây ở trên tạp về xoa xoa tay nói để nếu kêu mẹ kia muốn hay không cho ta đảo ly trà cái này liền lục bách xuyên cũng bị chấn đến trợn mắt há hốc mồm vì rằng mẹ nó vẫn luôn đều biết hắn thích chu diễn thấy hắn nhiều năm như vậy cũng không có muốn thay đổi bộ dáng chung quy là không hy vọng chính mình nhi tử cô độc sống quãng đời còn lại cũng tồn muốn tác hợp hai người bọn họ tâm tư nhưng này tiếp thu tốc độ cũng quá nhanh điểm đi chu diễn nhưng thật ra cơ linh dịp nguyên dung một mở miệng liền lập tức từ bên cạnh trong ấm trà đổ hai ly trà uống gối quỳ trên mặt đất đôi tay đem chén trà cử qua đỉnh đầu cung cung kính kính nói để cảm ơn ba mẹ thành toàn về sau ta cùng trăm xuyên ở bên nhau, nhất định hảo hảo yêu hắn, bảo vệ tốt hắn, cùng hắn cùng nhau hiếu kính ngài. Diệp Nguyên Dung cũng không nghĩ tới phải vì khó hắn, nghe hắn nói xong liền cười tiếp nhận cái ly uống ngụm trà. Lục kiến quốc lại có vẻ không như vậy tình nguyện, tuy rằng biết chính mình nhi tự thích tiểu tử này, nhưng cũng không nghĩ dễ dàng như vậy liền uống lên này ly trà, tổng cảm giác mệt lớn. Diệp Nguyên Dung cùng hắn nhiều năm như vậy phu thê, vừa thấy hắn biểu tình liền biết hắn là nghĩ như thế nào, ở cái bàn ngầm vương chỉ chân dẫm hắn trên chân nghiền nghiền lục kiến quốc thấy chính mình tức phụ thúc dục, chỉ phải vẽ mặt nghẹn khuất từ chu diễn trên tay tiếp nhận chén trà bị bức bất đắc dĩ dường như uống một ngụm diệp nguyên dung thấy nhà mình lão công uống xong trà cũng liền đem chân thu trở về lại từ trên bàn gấp cái xíu mại đặt ở chu diễn trước mặt mâm vui đùa nói người vốn dĩ hẳn là phải cho chuẩn bị bao lì xì nhưng hiện tại này thế đạo bao lì xì ngươi cầm cũng vô dụng nhà của chúng ta cũng không có những cái đó cái gì truyền tức phụ vòng tay nhẫn ngọc bội mẹ liền cho ngươi kẹp cái xíu mại đi. Chu Diễn cũng không rối rắm rốt cuộc là đi tức phụ, vẫn là đi con rể ghi vấn đề, đem trứng gà đại xíu mại một ngụm nhét vào trong miệng, nha nha liền nuốt đi xuống, thiếu chút nữa không nghẹn đến, chạy nhanh đoan quá lục bách xuyên đưa qua thủy, uống một ngụm mới đem tạp ở thực quản đồ ăn cấp thuận đi xuống, cũng không ngừng nghĩ nói, ở những cái đó cái gì vòng tay nhẫn ngọc bội, thế nào cũng nên là ta lấy tới hiếu kính ngài. Lục bách xuyên vẫn luôn biết Chu Diễn sẽ hống mẹ nó vui vẻ, nàng mẹ cũng vẫn luôn rất thích chu diễn nhưng chầu này cơm xuống dưới đối phía trước nhận tri lại tới một cái xưa nay chưa từng có tân độ cao toàn gia trừ bỏ không như vậy vui vẻ lục kiến quốc còn lại ba người là ăn cái hài hòa đẹp để mãn một đốn cơm sáng treo ở trên tường điện tử chung đã chuyển tới mau chín giờ chu diễn cùng lục bách xuyên hai người giúp đỡ thu thập hảo chén đũa sau liền tính toán đi ra ngoài tiếp tục lên đường người một nhà ở trong không gian sinh hoặc tuy rằng an toàn lại bình tĩnh nhưng là chung quy không phải kế lâu dài không nói đồ ăn cùng mặt khác vật phẩm thiếu vấn đề, người chung quy là quần cư động vật, là mấy người ở bên trong này mười tới mẫu địa phương, trụ thượng mấy ngày đảo còn coi như mới mẻ, thời gian một lâu người đều phải bị buồn hỏng rồi. Diệp Nguyên Dung thấy hai người phải đi, vội vàng gọi lại, ngày hôm qua nàng tìm cả ngày cũng không tìm thấy Chu Diễn Thu vào tới những cái đó giả sơn tham, hôm nay đồ vật cũng thu thập đến không sai biệt lắm, nhìn đến phòng bếp phía sau cửa cư nhiên còn có cái quốc cái sẻn, nàng liền tưởng đem những cái đó giả sơn tham loại đến nhà gỗ bên cạnh cái bóng chỗ đi dòng suối bên kia còn có vài mẫu đồng ruộng hiện tại cũng không có lúa loại cùng mạch loại linh tinh chu diễn phía trước ở siêu thị thu không ít khoai lang khoai tây hơn nửa nàng ngày thường thích ở ban công chậu hoa loại một ít đồ ăn trong nhà cũng còn có một ít hương hành ớt cây cà chua cải trắng rau ngó xuân này đó đồ ăn hạt giống đều có thể trước đồng dạng khối đất trống ra tới loại đi vào tỏi cùng sinh khương trực tiếp đem của tỏi cùng khương khối chôn trong đất là được cũng là muốn loại thượng một ít, như vậy cũng tới cũng liền không cần lo lắng rất nhiều đồ vật ăn xong liền không có. Chu Diễn nghe vậy suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới, phía trước Lục Bách Xuyên đưa cho hắn thời điểm, hắn tùy tay liền bỏ vào Lục Bách Xuyên phòng, phỏng chừng Diệp Nguyên Dung là không có tiếng Lục Bách Xuyên phòng mới không tìm được. Lâm đi ra ngoài trước, Diệp Nguyên Dung lại lôi kéo hai người ngàn dặn dò, vạn dặn dò một lần, làm hai người nhất định phải chú ý an toàn, mới lo lắng sốt ruột buông ra hai người. Kỳ thật hết thể thuận lợi nói, bọn họ nhất vãn ngày mai giữa trưa là có thể đến lục bách xuyên quê quán cũng không dùng được lục gia cha mẹ vội vội vàng vàng đi đồng ruộng làm việc nhưng hai người đều ở bên ngoài ở lại bên trong người không biết bên ngoài tình huống không tìm chút sự làm nói lại dễ dàng miên man suy nghĩ hai người cuối cùng vẫn là không có ngăn trở bọn họ chu diễn cùng lục bách xuyên ra tới thời điểm bởi vì sợ gặp được ngoài ý muốn là ngồi ở trong xe mặt cùng xe cùng nhau ra tới trạm xăng dầu vẫn là chu diễn ngày hôm qua tiến vào khi bộ dáng cũng không có cái gì biến hóa hai người lái xe hướng chu Trâm xuyên chỉ phương hướng đi bất quá hơn 10 phút liền nhìn đến ven đường có rải rác mấy nhà nông gia nhạc bởi vì mỗi nhà đều là một cái đại viện tử mang theo có vườn trái cây từ từ chiếm địa diện tích đều không nhỏ cho nên cách đến độ không gần này một mảnh phần lớn là quả nho cùng quả quyết viên hiện tại này mùa còn không đến quả tử thành thục thời điểm thêm chi lại không phải tiết ngày nghỉ cho dù có du khách lại đây hẳn là người cũng không nhiều lắm chu diễn lái xe ở đường cái thượng dạo qua một vòng cuối cùng tuyển một cái lộ cuối sân tưởng vào xem sở dĩ tuyển cái kia sân là bởi vì cái kia sân trước cửa sắt là mở ra cửa còn dừng lại một chiếc cửa xe nửa khai cúp vàng hai người suy đoán trong viện còn có người sống khả năng tính không lớn xe theo mở rộng chi nhánh lộ chạy đến sân cửa ngừng ở nơi đó cúp vàng tuy rằng có điểm năng trở con đường nhưng cũng không đến mức khai không đi vào chu diễn thử vài lần lúc sau xe liền thuận lợi khai tiếng trong viện trải qua cúp vàng thời điểm lục bách xuyên nhìn đến phòng điều khiển là trống không nhưng là trên chỗ ngồi có rõ ràng một khối to ô máu đen tích vốn dĩ hẳn là bãi ở kính chắn gió trước mấy cái tiểu vật trang trí cũng rơi rụng đầy đất hẳn là phát sinh quá một lần thảm thiết thoát đi chưa toại sự kiện xe mới vừa một khai tiếng trong viện liền có một nam một nữ hai cái tang thi nghe tiếng đã đi tới chu diễn cũng không vội mà xuống xe chiến đấu nhìn đến sân phía trước có một cái tiểu hồ nước liền lái xe dẫn tang thi hướng bên cạnh cái ao đi chờ xe chạy đến hồ nước bên cạnh mới dừng lại tới lần này hắn cũng không tính toán làm lục bách xuyên hỗ trợ vừa lúc có thể xuống xe thử xem tối hôm qua tiếng giai lúc sau tốc độ như thế nào liền nhanh chóng mở cửa xe đón nhận phát lại đây tang thi hắn vốn dĩ cũng chỉ là muốn thử một lần tốc độ cùng nhanh nhẹn tính cũng không có tính toán ngạnh chiến huống chi là muốn ở lục bách xuyên chạy tới phía trước liền đem tang thi giải quyết xong vì thế liền mang theo tang thi hướng hồ nước biên chạy khó khăn lắm ngừng ở hồ nước bên cạnh chờ hai cái tang thi vừa vặn phát lại đây nháy mắt liền hướng bên cạnh chạy tới tốc độ vốn dĩ liền không chậm tang thi lúc này nơi nào còn thu được chân bùng hai tiếng tất cả đều rớt ở hồ nước lục bách xuyên lại đây khi nhìn đến chính là hai cái tang thi nỗ lực muốn hướng trên bờ bò bộ dáng. hồ nước thủy cũng không phải quá sâu vừa vặn có thể ngập đến tang thi ngực nhưng bởi vì hồ nước bốn phía đều dùng hòn đá sửa chữa thập phần chỉnh tề hai cái tang thi phịch hồi lâu bởi vì cơ bắp đã đánh mất làm người khi nhận độ phịch hồi lâu cũng không bò lên tới hai người trải qua thượng một lần bị áp tang thi bò dậy sự kiện cũng không dám đại ý đi lên đối với tang thi đầu chính là hai đao thấy tang thi chìm vào đường đế mới hướng phòng ở đi đến phòng ở là ba tầng tiểu biệt thự thiết kế đại môn giống nhau là mở ra chu diễn đi ở phía trước lục bách xuyên theo sát sau đó vì phương tiện vạn nhất gặp được không đối phó được tình huống hai người hảo kịp thời trốn vào trong không gian đi tiến vào đại môn trong đại sảnh cũng không có tang thi chu diễn đi tuần tra một lần nhìn đến bên phải thang lầu phía dưới phòng tạp vật đôi một ít nông cụ nghĩ đến trong không gian đất trống có lẽ có thể dùng được với, liền lôi kéo lục bách xuyên triều bên kia đi qua. Hai người lặng yên không một tiếng động đi đến thang lầu mặt sau, nhìn đến bối thang lầu giai cấp phóng mấy cái cái quốc cùng cái sẻn, trên mặt đất cũng hỗn độn phóng mấy cái cái sọc cùng giỏ tre, mặt sau cư nhiên còn có một cái tiểu nghiền mễ cơ, chu diễn không khách khí tất cả đều thu vào không gian. Càng làm cho người kinh hỉ chính là, đem cái sọc cùng giỏ tre thu vào đi lúc sau, lộ ra thấp bé dưới bậc thang về điểm này tiểu không gian, bên trong cư nhiên có đại loại nhỏ máy phát điện, có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ bọn họ tiến phòng này thời điểm cũng đã thử qua phát hiện bên này đã cúp điện hai người cũng không cho rằng này sẽ là cái lệ phỏng chừng lục bách xuyên quê quán bên kia cũng rất lớn có thể là không có điện chu diễn đời trước bởi vì thực mau liền tiến vào trong căn cứ cho nên cũng không phải rất rõ ràng ngoại giới rốt cuộc là khi nào toàn diện cúp điện hiện tại có này hai đài máy phát điện liền không cần lo lắng không pin sau bọn họ mang theo cái kia radio vô pháp dùng vừa mới thu vào không gian Vốn tưởng rằng là làm trên vách hoa kia đài nghiền mễ cơ cũng có tác dụng. Chu Diễn cũng không lo lắng có nghiền mễ cơ lại lúa, nông thôn nhà ai đều còn có hạt kê, hắn trong không gian liền những cái đó trái cây hạt hoặc hạt gieo đi đều có thể kết ra nguyên nước nguyên vị trái cây, càng không cần lo lắng vốn dĩ là có thể làm loại hạt kê. Hai người lần này chủ yếu mục đích là muốn tìm bếp gas cùng bình gas, bên này đồ vật đã thu xong, liền cũng không hề trì hoãn, trực tiếp hướng phía sau phòng bếp đi đến, còn chưa đi gần, liền nghe được bên trong trầm trọng tiếng bước chân. Chương 11 Phòng bếp môn là từ ngoại khóa, then cửa trên tay treo một cái xe đạp khóa, chìa khóa cư nhiên còn cắm ở ổ khóa, hẳn là khóa cửa người vội vã rời đi, không kịp rút ra chìa khóa. Ở không biết bên trong có mấy cái tang thi dưới tình huống, hai người cũng không dám tùy tiện mở cửa đi vào. Hai người tha một vòng, đi đến phòng ở mặt sau trong viện, quả nhiên đối với phòng bếp có một cái cửa sổ, xuyên thấu qua cửa kính có thể nhìn đến bên trong có một nữ tính tang thi ở đi tới đi lui chu diễn hướng lục bách xuyên đánh cái thủ thế hai người ăn ý triều phòng bếp cửa đi qua đi một người trạm một bên lục bách xuyên cẩn thận đem khóa cấp mở ra lại đem dây xích cấp rút ra trong lúc không có phát ra một tia tiếng vang làm xong này hết thảy sau đem khóa cùng dây xích đưa cho chu diễn liền lui về ven tường chu diễn dây phanh êm một tiếng giữ cửa đá văng người cũng nhanh chóng lui về ven tường bên trong tang thi nghe được tiếng vang nhanh chóng chạy tới tới cửa sau phỏng chừng không có nhìn thấy có người sống cư nhiên đình chỉ bất động cũng may trong chốc lát lại chậm rì rì hướng cửa lung lay lại đây bị ở cửa ôm cây đợi thỏ chu diễn cùng lục bách xuyên đổ vừa vặn hai người hợp lực công kích lại là chế địch với chưa chuẩn bị tang thi nháy mắt bị diệt lúc sau hai người lại ở cửa đợi một lát xác nhận bên trong không có dị thường mới vào nhà phòng bếp phi thường đại bên trong đồ vật cũng cực kỳ phong phú quan bếp gas đài liền có năm cái hẳn là đã cho tới chơi du khách chính mình xuống bếp mỗi cái bếp gas phía dưới lại đều có một cái bình gas cốc tường còn đôi bảy cái dự phòng thả đều là đại vại, chu diễn đi qua đi tất cả đều thu vào không gian, mấy cái ở dùng khí thang chỉ có một cái mau dùng xong rồi, mặt khác bốn cái vẫn là thừa hơn phân nữa, bảy cái dự phòng bình gas có hai cái là trống không, năm cái mãn, thêm lên hẳn là có thể sử dụng không ngắn thời gian. Trong phòng bếp còn có một ít gạo và mì du lương, chu diễn chỉ đem thùng trang phong kính mấy thùng dùng ăn du thu vào không gian, hàng rời gạo bạch diện không nhúc nhích, tổng cảm thấy cùng tan thi tại đây một phương trong không gian phóng lâu rồi, không qua được trong lòng kia đạo khảm dứt khoát để lại cho sau lại người vừa ra đến trước cửa lục bách xuyên còn ở phía sau cửa phát hiện nửa túi da rắn tử muối ăn lần này chu diễn không khách khí tất cả đều thu vào không gian này cũng không thể không cần tuy rằng hắn phía trước ở siêu thị sưu tập không ít nhưng là muối là tiêu hao phẩm lục bách xuyên quê quán lại là đất liền đã không có nhưng không như vậy dễ dàng như vậy tìm được rồi phòng sau là một khối đại đất trống dựa gần mặt sau vườn trái cây là cái phi thường thích hợp cuối tuần hưu nhàn hảo địa phương, nhưng lúc này quả tử hoặc là bị đông lạnh hỏng rồi, cho dù không hoài cũng đều không thành thục, hai người nhìn một lát liền tính toán rời đi. Đột nhiên bên cạnh kia một loạt lùng lều truyền đến dây cắt đánh các cây gà gáy thanh, hai người liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được mừng như điên, như thế nào đêm này tra cấp đã quên, cái nào nông gia nhạc sẽ không giữ một ít gia súc gia cầm. Hai người vội vàng hướng lều bên kia đi qua đi, bước chân đều mang theo vội vàng từng cái lờ xem qua đi, trừ bỏ có gà, cư nhiên còn có vịt, tám đầu heo, bốn đầu dương. Gà cùng vịt mán ăn còn dư lại điểm đồ ăn, bên cạnh dương trong giới treo thảo cũng ăn được không sai biệt lắm, thảm chính là kia mấy đầu heo, tứ đại bốn tiểu, lúc này đều đói đến nằm trên mặt đất, liền rầm rì sức lực đều không có. Chu diễn gấp không chờ nổi liền tưởng đêm này đó da cầm gia súc tất cả đều thu vào không gian, nhưng tay mới vừa vươn đi, còn không có đụng tới nằm liệt trên mặt đất heo trên người, giống nghĩ tới cái gì dường như lại bắt tay thu trở về lục bách xuyên thấy thế hỏi Ê e làm sao vậy chúng ta trong không gian lại không có chuồng heo hàng rào đem chúng nó đều thu vào đi đến lúc đó có thể hay không chạy chúng ta trụ trong phòng đi a à? chu diễn lo lắng nói không gian liền như vậy điểm đại địa phương nếu này đó động vật đều ở bên trong nơi nơi chạy loạn nói không ngừng bọn họ trụ địa phương khó giữ được lục gia cha mẹ mới vừa gieo về điểm này nhà cái rau dưa cũng đừng nghĩ muốn nghĩ đến đây hai người đều có điểm thế khó xử. Cuối cùng vẫn là Lục Bách suy nghĩ nghĩ nói, ở ngươi không phải có thể tùy ý khống chế trong không gian vật phẩm như thế nào đặt sao? kia có thể hay không vòng ra một chỗ, làm này đó động vật chỉ có thể ở bị vòng ra trong phạm vi hoạt động. Chu diễn phía trước không có nghĩ tới còn có thể có loại này thao tác, nghe được Lục Bách Xuyên đề nghị sau, chần chờ nói, để ta thử xem đi. Đi đến chuồng gà trước, Chu diễn duỗi tay thu một con tung tăng nhảy nhót gà trống đi vào, gà vừa tiến vào đến xa lạ không gian liền bắt đầu cùng chạy chu diễn cảm thụ được này chỉ gà trống chạy vội lộ tuyến ở trong đầu nghĩ nó không thể đi qua phía trước nửa thước xa khoảng cách gà trống thực mau liền đi tới nơi đó tiếp theo như là đụng phải cái gì trong suốt ngăn cản vật giống nhau trực tiếp bị chắn trở về lục bách xuyên thấy chu diễn một bộ ngốc lăng lăng biểu tình nhịn không được duỗi tay gõ gõ hắn cái tráng hỏi chờ hành vẫn là không được chu diễn lúc này mới từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại nhịn không được duỗi tay cho lục bách xuyên một cái đại đại ôm cái học trưởng ngươi thật sự là quá thông minh. Lúc sau Chu Diễn yên lặng đem trong không gian không bị loại thượng cây ăn quả hơn phân nửa cái trì núi cấp phân chia ra tới, làm các con vật hoạt động không gian, lại đem động vật từng con đều thu đi vào, trên sườn núi tức khắc liền náo nhiệt lên. Ra tới khi lại ở chuồng heo bên cạnh nhìn đến một cái thật lớn hồ chứa nước, xi măng, cư nhiên là không có xây chết ở trên mặt đất, Chu Diễn duỗi tay thử hạ, quả nhiên bị thu vào không gian. Cái này hồ nước ít nhất có thể ra một tấn nửa thủy, có cái này hai người quyết định lại đi một chuyến trạm xăng dầu tối hôm qua trang đại bộ phận là xăng dầu diesel chỉ ra một chút dự phòng không nghĩ tới lần này thu hóa pha phong không ngừng tìm được rồi muốn đồ vật còn tìm tới rồi hai cái máy phát điện hiện tại lại thu hoạch ngoài ý muốn lớn như vậy một cái hồ chứa nước dùng để trang dầu diesel dự phòng là không thể tốt hơn hai người đường của phản hồi thực thuận lợi thực mau liền đến trời đi khi cái kia trạm xăng dầu nơi đây quả nhiên hẻo lánh lâu như vậy vẫn là không ai đã tới hai người cũng không thể cứ như vậy liền đem cái kia đại hồ chứa nước thả ra liền đành phải một thùng thùng đem du chứa đầy đảo đi vào lại lấy thùng không ra tới tiếp chờ đem hồ chứa nước chứa đầy xăng một cái buổi sáng cũng liền như vậy đi qua hai người hôm nay tính toán tiếng không gian ăn cơm trưa thuận tiện cũng cùng trong không gian lục gia cha mẹ giải thích hạ mấy thứ này nơi phát ra đi vào bên trong khi diệp nguyên vinh đang ở nấu cơm lục kiến quốc ở bên cạnh rửa rau thấy hai người tiến vào liền bắt đầu hỏi trên sườn núi những cái đó động vật là chuyện như thế nào. Phía trước bọn họ ở dòng suối nhỏ bên kia loại khoai lang đỏ khi, nghe được triền núi bên này động tĩnh khi còn dọa nhảy dựng, chạy tới vừa thấy, đều bị này mênh mông cuồn cuộn một đám động vật cấp cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hai vợ chồng tim gan cồn cào muốn biết đây là có chuyện gì, lại lo lắng hai tiểu nhân ở bên ngoài an toàn, hiện tại thật vất vả chờ đến hai người vào được, kiểm tra rồi một lần thấy hai người không bị thương sau liền bắt đầu hỏi như thế nào tới hôm nay hai người cũng không gặp được cái gì nguy hiểm sự đại bộ phận đều là ở thu đồ vật chu diễn liền so mang hoa cấp hai lão nhân miêu tả một lần trải qua ngữ khí khôi hài biểu tình phong phú đậu hai người thẳng nhạt. mấy người thương lượng một chút cảm thấy những cái đó động vật vẫn là quá nhiều bọn họ hiện tại căn bản không có dư thừa lương thực tới nuôi nấng mấy dê đầu đàn liền tính đến lúc đó ở trên sườn núi loại chút thảo là có thể nuôi sống dù sao trong không gian thực vật sinh trưởng tốc độ mau Mấy đầu đại heo cùng kia một đám gà vịt là khẳng định không thể lưu lại, cuối cùng quyết định lưu lại gà vịt các mười chỉ, bốn đầu tiểu trư cũng trước lưu lại, sơn dương ăn cỏ là đủ rồi, cũng đều lưu trữ, đến lúc đó nhiều cắm một ít khoai lang đỏ mầm, chờ khoai lang đỏ đằng cùng khoai lang đỏ mọc ra tới liền không thiếu chúng nó ăn. Gà vịt sát lên nhưng thật ra phương tiện, chính là kia bốn đầu đầu heo muốn như thế nào sát thật là làm khó chu diễn, nhưng là thấy còn lại ba người một bộ đương nhiên bộ dáng, không cấm nghi hoặc hỏi, thì kia bốn đầu heo muốn như thế nào sát chúng ta liền đau đều không có. Diệp Nguyên dung phục cười ra tiếng tới, kẻ trăm xuyên không cùng ngươi đã nói sao. Trước kia ngươi thúc thúc ở nông thôn thời điểm là giết heo, hiện tại quê quán còn giữ hắn những cái đó gia hỏa đâu. Chu diễn chỉ biết lục bách xuyên gia là ở hắn cao trung thời điểm đi ép thành phát triển, cũng chưa từng nghe qua trước kia bọn họ ở quê quán là làm gì đó, hơn nữa lục kiến quốc thoạt nhìn là cái loại này lịch sự văn nhã loại hình, nơi đó có thể nghĩ đến tuổi trẻ thời điểm ở quê quán cư nhiên là cái giết heo lão cơm nước xong sau lục kiến quốc cùng diệp nguyên dung cắt chút khoai lang đỏ bao đồ ăn bỏ thêm chút gạo nấu một nồi to nhắc tới trên sườn núi đi uy những cái đó động vật tính toán hôm nay liền giết những cái đó gà vịt liền không uy uy cũng là lãng phí lương thực lúc sau chu diễn cùng lục bách xuyên tiếp tục đi ra ngoài lên đường lục kiến quốc cùng diệp nguyên dung ở trong không gian xử lý những cái đó gà vịt bọn họ khí thang đã sưu tập nhiều như vậy diệp nguyên vinh tính một chút nói không sai biệt lắm đủ dùng cái hai năm tả hữu buổi chiều thời điểm cũng liền không tính toán lại đi cái kia trấn nhỏ sưu tập đồ vật, mà là vòng một vòng, từ nhỏ trấn bên cạnh mặt khác một tòa trên cầu tha qua đi. Rốt cuộc hiện tại tan thi bùng nổ đã vài thiên, trấn nhỏ dân cư cũng nhiều, bọn họ nếu từ nhỏ trong trấn mặt quá, hai người ai cũng không có toàn thân mà lui tin tưởng. Vòng qua trấn nhỏ sau cũng đã là chạng vạn, Lục Bách Xuyên tìm một cái nơi tương đối an toàn, tính toán ở nơi đó tiến vào không gian qua đêm. Nơi đây ly lục bách xuyên quê quán đã chỉ có 30 km tả hữu khoảng cách, nhưng buổi tối đường núi khó đi, hai người đều không tính toán mạo hiểm đuổi này giai đoạn. Hai người vừa tiến vào không gian, Chu Diễn đã bị treo ở nhà gỗ trước kia một loạt việc cấp hoảng sợ. Lại thấy Lục Kiến Quốc cùng Diệp Nguyên Dung đang ngồi ở trước cửa ở bận rộn gì, xem bọn họ đều nhìn chằm chằm kia một loạt việc xem, cũng không ngẩng đầu lên nói, người việc quá nhiều, chúng ta liền để lại một ít ra tới làm thịt khô vịt chính là treo ở nơi này cũng sẽ không thay đổi thành thịt khô việt a trong không gian đồ ăn không đều là sẽ không thay đổi chất sao khi hơi nước tự nhiên cũng sẽ không làm đi lục bách xuyên tuy rằng dùng chính là nghi vấn câu thức nhưng ngữ khí lại là trần thuật lục gia cha mẹ nghe vậy ngẩng đầu nhìn những cái đó chỉ vịt đã treo lên đi hơn phân nửa cái buổi chiều lớn như vậy thái dương dưới cũng không gặp có nửa điểm hơi nước xói mòn dấu hiệu không khỏi cảm thấy có điểm uể quải, liên thủ thượng động tác đều ngừng lại chúng ta ngày mai buổi sáng là có thể về đến nhà, đến lúc đó lấy ra đi phơi là được. Lục Bách Xuyên nói, cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Nguyên Vinh thở dài nói, Chu Diễn đến gần muốn nhìn một chút bọn họ còn có cái gì không bận việc xong, cũng đi giúp đỡ. Lại thấy lục gia cha mẹ chính đem từng khối cắt thành cao nhồng trạng bánh bao thịt tiếng vịt chân bên trong, lại dùng một cây rửa sạch sẽ vịt tràn đem vịt chân truyền kín mít, không cấm tò mò hỏi, kể lúc này thứ gì? Vịt chân bao cũng là muốn phơi khô. Diệp Nguyên Dung ngữ khí bất đắc dĩ nói. Vốn dĩ lục kiến quốc cùng Diệp Nguyên Dung hai người cũng đã bao không sai biệt lắm, Chu Diễn cùng lục bách xuyên lại chạy tới hỗ trợ, hai người liền dứt khoát đem điểm này sống cho bọn hắn làm, đứng dậy đi phòng bếp làm cơm chiều. Chờ Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên đem việc chân tất cả đều bao xong, Lục Kiến Quốc cùng Diệp Nguyên Dung đồ ăn cũng đều đã làm tốt. Đêm nay có khí thang, bữa tối liền tương đối phong phú, mới mẻ thổ gà hầm canh gà, nhan giá trị giống nhau nhưng lại hương cây mỹ vị huyết vịt, ngửi được vị khiến cho người nước bọc chảy rồng chua cây lòng gà, lại thêm một cái rau xanh, cư nhiên còn có buổi chiều lục kiến quốc kho chân gà cánh gà này đó kho đồ ăn. Đối với đã liên tục mấy cơm đều là ăn phía trước chứa đựng đồ ăn bốn người tới nói, đều là tương đương có dụ hoặc lực. Cơm nước xong tiêu một lát thực, Chu Diễn đem phía trước giáo lục Bách Xuyên kia quyển sách đem ra, bào chế đúng cách lại dạy lục kiến quốc cùng Diệp Nguyên Dung một lần, chỉ là không biết là bởi vì hai người tuổi lớn vẫn là bản thân tư chất vấn đề, trước sau không được này môn mà nhập, cuối cùng Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên đều chỉ phải từ bỏ, chỉ là dặn dò hai người không có việc gì thời điểm nhiều luyện luyện, liền tính không thể giống như bọn họ dẫn khí nhập thể, bắt đầu tu hành, đối với cường thân kiện thể, ít thọ duy niên hẳn là cũng là có tác dụng. Trở về phòng sau, hai người chính mình tu luyện tự nhiên cũng không có rơi xuống. Chương 12 Cái gọi là gần hương tình khiếp, Ngày hôm sau sáng sớm, bốn người liền sớm rời giường, ăn qua bữa sáng lúc sau, lại đều thu thập một phen. Này thu thập, cũng bất quá là từng người sửa sang lại một ít tắm rửa quần áo phóng tới trong xe, lục kiến quốc cùng Diệp Nguyên Dung lại chọn chút đồ ăn cùng dùng để uống thủy bỏ vào đi, đều không phải quá nhiều, chủng loại cũng rải rác, vừa vặn thoạt nhìn là mấy ngày nay ăn dư lại bộ dáng. Cuối cùng bốn người lại đều chịu đựng hãng số vị, thay ngày hôm qua cố ý lưu trữ không tẩy quần áo mới ra không gian ra tới thời điểm mới 9 giờ không đến bộ dáng, nhưng thái dương đã thực mãnh liệt, phơi trên da, một lát liền nóng rát. Đều nói trong núi mát lạnh, nhưng lúc này lại không có một ti phong, buồn đến người khó chịu, mấy người nhanh chóng lên xe, xe thúc đẩy lúc sau mới cảm giác thoải mái một ít. Này một đường đều là quốc lộ đèo, cho nên thay đổi lục bách xuyên ở lái xe, xe đều tốc đi tới, trên xe mấy người là đã khẩn trương lại thấp thỏm, khẩn trương chính là rốt cuộc sắp tới mục đích địa, thấp thỏm chính là không biết nơi đó là tình huống như thế nào, phía trước không có suy xét đến nhiều như vậy, nếu nơi đó bị tan thi xâm chiếm, khi mấy ngày nay công phu liền đều uổng phí. Xe vòng qua một cái đại chỗ rẻ, nhìn đến phía trước cách đó không xa cư nhiên ngừng một chiếc xe ở nơi đó, mấy người đều đánh lên tinh thần tới muốn nhìn xem là tình huống như thế nào. Xe chậm rãi tiếp cận, lúc này trên xe có người mở cửa đi xuống tới, duỗi tay ngăn cản bọn họ xe. Đóng xe chính là cái tuổi trẻ nam tử, 24-25 tuổi bộ dáng, mang một bộ tế khung mắt kính, vành mắt hạ có dày đặc quần thâm mắt trên cằm cũng là một tầng hồ tra có vẻ rất là tiều tụy nhưng cũng che không được nam tử tuấn mỹ bề ngoài nam tử ăn mặc một kiện sơ mi trắng áo sơ mi thượng có loang lỗ vết bẩn đã là nhăn nhúng gió lúc này lục kiến quốc đã nhận ra bên ngoài người vì thế đem xe dán xuống một cái phùng mang theo nghi hoặc hô một tiếng nghe lục bách minh xe hạ lục bách minh thấy rõ trên xe lục gia toàn gia như là nhẹ nhàng thở ra dường như hô thanh lục kiến quốc thúc kiến quốc thẩm. Có chuyện gì sao? Như thế nào ngừng ở nơi này không quay về? Lục kiến quốc chỉ là đem cửa sổ xe lại dán xuống một chút, mấy người cũng không có xuống xe. Lục Bách Minh đi đến bọn họ xe bên cạnh, cười cười nói, cho chúng ta xe không du, kiến quốc thúc có thể hay không mang chúng ta đoạn đường. Lục kiến quốc xem hắn vẻ mặt chân thành, cũng không giống như là đang nói dối bộ dáng, nhưng cũng không có vội vã đáp ứng hắn, mà là ở dưới đá đá lục bách xuyên ghế dựa chỗ tự lưng, làm hắn làm chủ. Chúng ta còn có một chút bị có xăng, đưa cho ngươi đi. Lục bách suy nghĩ nghĩ nói. Bọn họ là một cái thôn, hiện tại dưới loại tình huống này gặp được không có khả năng không giúp một phen, cùng với làm cho bọn họ lại đây cùng nhau tể cái này xe trở về, không bằng phân bọn họ điểm xăng, làm cho bọn họ đem chính mình xe trở về, dù sao bọn họ thu xăng đủ nhiều, không kém điểm này. Đó là không thể tốt hơn thật là phi thường cảm tạ. Lục Bách Minh liên thanh nói lời cảm tạ. Chu Diễn thấy thế liền tưởng xuống xe đi cho hắn lấy xăng, Lục Bách Xuyên duỗi tay lôi kéo Chu Diễn nói, kệ ta đi thôi. Buổi sáng ra tới thời điểm, hắn nhìn đến Chu Diễn thả hai thùng 5L bình nước khoáng trang xăng ở cốt xe dự phòng, lúc này hắn đi xuống lấy thì tốt rồi. Đem xăng cho Lục Bách Minh sau, bọn họ lại đợi trong chút lát, chờ Lục Bách Minh bên kia thu phục sau mới khởi động xe, Lục Bách Minh xe đi theo phía sau bọn họ xe khai ra một khoảng cách sau, Diệp Nguyên Dung mới mở miệng hỏi, kẻ lục bách minh kia trên xe là còn có người đi. Hẳn là bạn gái đi, mới vừa không thấy rõ. Lục kiến quốc thuận miệng nói tiếp. Là Cát Lan. Lục Bách Xuyên thấp giọng nói, hắn vừa mới đi cốt xe lấy xăng thời điểm thấy được. Cái này Diệp Nguyên Dung cùng Lục Kiến Quốc đều kinh tới rồi, trên xe nhất thời lâm vào trầm tĩnh. một lát sau Diệp Nguyên Dung mới nói, thì hai người bọn họ sẽ không ở bên nhau đi như vậy mang về làm lục hưng nghiệp nghĩ như thế nào a à? hẳn là sẽ không lục bách xuyên cùng lục bách minh vẫn luôn đồng học đến sơ trung tốt nghiệp đối hắn còn tính hiểu biết cảm thấy lục bách minh không phải cái loại này không màng cha mẹ cảm thụ người chỉ mong đi diệp miên dung thở dài nói chu diễn tuy rằng nghe được như lọt vào trong sương mù nhưng cũng có thể đoán được hẳn là không phải cái gì đơn giản quan hệ lục gia cha mẹ loại này liền chính mình duy nhất nghi tử là đồng tính luyến ái đều có thể tiếp thu hơn nữa còn có thể thường thường trợ công một chút, cư nhiên còn có gì quan hệ làm cho bọn họ cảm thấy là không thể ở bên nhau, không cấm tò mò hỏi, trời kia nữ có cái gì vấn đề sao? Diệp Nguyên Dung đang muốn bác quái hạ đâu, nghe được Chu Diễn nói, lập tức tới hứng thú, tay đều bái tới rồi trước tòa dự ghế, nghiêng thân cấp Chu Diễn nói kia hai sự. Vì thế cấp Chu Diễn từ từ kể ra, ở nguyên lai lục Bách Minh cùng kia Cát lan là cao trung đồng học, hai người cùng lớp, năm đó tình đậu sơ khai thời điểm, hẳn là đều có như vậy điểm ý tứ cao nhị nghỉ hè thời điểm lục bách minh mang theo một ít đồng học tới quê quán chơi trong đó liền có các lan vốn dĩ mang đồng học tới trong nhà chơi cũng không có gì nhưng là trong thôn lại có người nhận ra các lan là từ trong thôn dọn ra đi cái kia các gia nữ nhi các gia cùng lục gia là cái gì quan hệ a kia chính là mối thù giết cha a lục bách minh hắn ba lục hưng nghiệp biết lúc sau lập tức làm lục bách minh đem những cái đó đồng học đều đưa trở về cũng bảo đảm về sau không bao giờ cùng các lan lui tới kết quả các lan biết sau chạy đến hắn hương nghiệp thúc trước mặt nói, nàng là vô tội, hơn. Nữa là thiệt tình thích lục bách minh, thỉnh hắn hương nghiệp thúc thành toàn, lúc ấy thiếu chút nữa không đem hắn hương nghiệp thúc cấp khí điên rồi. Sát! Kẻ thù giết cha! Chu diễn cũng kinh tới rồi, thật là có loại này trong tiểu thuyết mới xuất hiện tình tiết A. À. Diệp Nguyên Dung nhớ tới kia đoạn chuyện cũ, nói được cũng là một trận thổn thức, kia không phải vài thập niên trước kia tràn náo động sao? Lục Bách Minh Gia Gia lúc ấy là dạy học tiên sinh, bị các Lan Gia Gia đánh phá bốn củ danh hào, đi đầu đối Lục Gia thu quát đánh tạp, đối Lục Bách Minh Gia Gia tiến hành phê, đấu, cuối cùng Lục Bách Minh Gia Gia chịu đựng không được vũ nhục tự sát, Lục Hưng Nghiệp còn tuổi nhỏ tan phụ. Vốn dĩ chuyện này ở các gia hai mươi mấy năm trước từ trong thôn dọn đến trấn trên trụ, hai nhà lại không giao thoa, cũng cứ như vậy xong rồi, kết quả mười mấy năm sau, Nhi Tử mang về tới đồng học có thù án người cháu gái, còn nói thiệt tình thích chính mình Nhi Tử, cầu chính mình thành toàn, cái nào cha mẹ chịu được a? À? Chu Diễn nghe xong cũng là một trận trầm mặt, loại quan hệ này, nếu có thể sớm một chút chặt đứt nói vẫn là sớm một chút chặt đứt hảo, chờ thật sự tình đến chỗ sâu trong, cuối cùng không phải thương chính mình cùng thích người tâm chính là thương cha mẹ tâm, chung quy là có người muốn bị thương. Trầm mặt một hồi, Chu Diễn vẫn là không nghiện xuống hỏi mặt khác một sự kiện, bởi vì ngượng ngùng, thanh âm cũng liền có điểm thấp, ngày bọn họ không phải hai mươi mấy năm liền dọn đi rồi sao? Khi học trưởng như thế nào sẽ nhận thức các lan A? Mấy năm trước các lan ba ba qua đời sau, các nàng hai mẹ con liền lại dọn về trong thôn ở. Chúng ta mỗi năm không phải sẽ trở về quá Tết âm lịch sao? Liền đều nhận thức. Diệp Nguyên Dung lắc lắc đầu giải thích nói, hiện tại người trẻ tuổi A. Mấy chục km khoảng cách, ở mấy người nói chuyện phím Trung, thực mau liền đến. Xe khai nhập một cái tương đối hẹp hòi sơn đạo Trung, hai bên đều là trên vên vách núi con đường chỉ có không sai biệt lắm vừa vặn đủ hai chiếc xe song song hành tẩu độ rộng, có thể nhìn ra tới là sau lại nhân công mở, vốn dĩ con đường hẳn là càng vì hẹp hòi. Lúc này trong xe bốn người đều không nói chuyện nữa, dẫn theo một lòng, khẩn trương đi phía trước nhìn xung quanh, không biết con đường kia đầu nghênh đón bọn họ chính là cái gì. Cũng may này giai đoạn cũng không trường, thực mau liền chạy đến cuối, tầm nhìn cũng không hề là vách núi gian âm u, ánh mặt trời không kiên nể gì chiếu xạ qua tới, trong nháy mắt làm người có điểm tránh đuôi mù xe mới vừa khai ra sơn đạo, liền thấy bốn năm người triệu bọn họ xe đã đi tới, xem tư thế đều là người bình thường, mấy người treo một lòng rốt cuộc rơi xuống đất, nơi này hẳn là tạm thời là an toàn. Đại Ly đến gần, Lục Bách Xuyên đem xe dừng lại, quay cửa kính xe xuống cùng bên ngoài người nhất nhất chào hỏi, mới nói xong liền nghe bên trong một cái đại khái năm 60 tuổi đại thúc kinh hỉ nói, ngay mặt sau là nhà ta Trâm Minh xe, Trâm Minh cũng tới, trước không cùng các ngươi trò chuyện, ta qua đi nhìn xem. Chu Diễn nhìn Hà, Nguyên lai liền đây là cái kia lục hưng nghiệp a cùng lục bách minh hai phụ tử lớn lên nhưng thật ra rất giống. Lại nghe lục kiến quốc đang hỏi mặt khác mấy người ở trong thôn hiện tại là tình huống như thế nào a? À? Trong đó một người thở dài nói ngày ban đầu đã chết mười mấy người hiện tại tạm thời không có việc gì mấy ngày nay chúng ta không có việc gì thay phiên phái người ở bên này thủ trấn trên có thể trở về đều trở về không sai biệt lắm xa một chút các ngươi nhưng thật ra đệ nhất gia trở về vừa mới người nọ thấy mấy người phong trần mệt mỏi liền lại nói, để các ngươi một đường gấp trở về phỏng chừng cũng mệt mỏi đến quá sức, đi trước rửa mặt nghỉ ngơi hạ, giữa trưa liền ở nhà ta ăn cơm, buổi chiều ta cũng không cần luân thủ, đến lúc đó lại tế liêu. Lời nói mới nói xong, mặt sau lục bách minh xe bên kia liền truyền đến giận không thể ác khắc khẩu thanh, người này lại dặn dò một lần, làm cho bọn họ giữa trưa nhất định phải đi nhà hắn ăn cơm sau, liền cùng mặt khác mấy người cùng nhau triều mặt sau chạy tới. Chu diễn mấy người bọn họ cũng có thể đại khái đoán được mặt sau lục bách minh phụ tử vì cái gì khắc khẩu. Loại này gia sự cũng không phải người ngoài có thể nhúng tay, liền cũng không đi thấu cái kia náo nhiệt. Lục bách xuyên chân ga nhất dẫm, đem xe triều chính mình phòng ở khai qua đi. Lục gia phòng ở là mấy năm trước trong thôn mọi người đều sửa nhà thời điểm cùng nhau tu, vốn là lục gia cha mẹ tính toán để lại cho chính mình dưỡng lão trụ. Kết quả từ tu hảo sau, bọn họ liền mỗi năm ít nhất có mau một nửa thời gian là ở tại quê quán mùa hè quá nhiệt kia hai tháng nhất định sẽ trở về tránh nóng, năm trước cũng sẽ trước tiên mấy tháng trở về chuẩn bị lạp xưởng thịt khô này đó hàng khô. Mỗi năm nhất định sẽ ở quê quán ăn Tết liền càng không cần phải nói. Phòng ở tu sử cùng trong thôn đại đa số phòng ở có một khoảng cách, lẽ loi tọa lạc ở một bên chân núi, ly phụ cận gần nhất phòng ở đều phân biệt không nhiều lắm mau 50 mét khoảng cách, vốn dĩ lục gia cha mẹ là tưởng đồ cái thanh tĩnh, hiện tại xem ra nhưng thật ra ngoài ý muốn phương tiện. Cùng trong thôn đại đa số phòng ốc giống nhau, đều là hai tầng nửa cách cục, nông thôn không thiếu mà, các gia đều có một cái đại sân, bởi vì đại đa số nhân gia đều là không ở lầu một, sân tường vây tu đều có 2 mét rất cao, cũng không cần lo lắng ngăn trở tầm mắt. Sân cửa sắt là khóa, Lục Kiến Quốc đi xuống đem cửa mở ra sau, Lục Bách Xuyên mới đem xe khai tiến trong viện. Bọn họ gần nhất một lần trở về vẫn là Tết Thanh Minh thời điểm, lúc này sân bên cạnh vườn rau đã là cỏ dại lan tràn, ở một mảnh loạn thảo từ, cư nhiên có thể nhìn đến mấy cái hoang dại bí đỏ, tuy rằng bọn họ không thiếu điểm này ăn nhưng cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ lục bách xuyên xuống xe lúc sau trước tiên chính là khai đại môn lại đem trong phòng cửa sổ tất cả đều mở ra thông khí mấy tháng không có trở về trong phòng đã có một cổ trần vị gia cụ thượng cũng rơi xuống một tầng hôi chu diễn không ôm hy vọng thử một lần thủy điện quả nhiên cũng là cúp điện mở ra vòi nước cũng chỉ nghe được kề phục phục ề không khí thanh cũng không có dòng nước ra tới lục bách xuyên lại đây thấy chu diễn vẻ mặt thất vọng nhìn vòi nước Liền từ bên cạnh cầm cái thùng nước đưa cho hắn, chính mình cũng cầm một cái, "Đi e đi thôi, hậu viện có giếng nước, ta mang ngươi qua đi." Chương 13: Bắt trùng. Nơi này Chu Diễn trước kia đã tới, cũng không có ở trong sân nhìn đến có giếng nước. Chẳng lẽ là sao lại đánh giếng? Hẳn là sẽ không a, à. hiện tại mọi người đều là dùng nước máy, nhà ai còn múc nước giếng a? À? Đi theo Lục Bách Xuyên đi đến phòng ở bên phải dưới mái hiên chỉ thấy lục bách xuyên lấy ra mấy khối tấm ván gỗ đáp thành một cái mưa nhỏ lều bên trong rõ ràng là một cái áp giếng nước bởi vì lâu lắm vô dụng duyên cớ mang theo loang lỗ rỉ sét thứ này chu diễn chỉ ở trong tivi cùng một ít điểm du lịch gặp qua nhưng kia đều là bóng loáng sáng bóng cùng trước mắt cái này giống như bị vứt đi nhiều năm khác biệt quá lớn không cấm phát ra nghi ngờ cái này có thể sử dụng sao trăm xuyên cũng không nói có thể hay không dùng chỉ là dùng cầm chỉ chỉ trong tay thùng không nói để cấp xô nước sẽ biết Chu Diễn duỗi tay từ trong không gian lấy chút thủy, đem thùng không chứa đầy. Lục Bách Xuyên tiếp nhận sau tất cả đều từ giếng nước phía trên đổ đi vào, sau đó cầm lấy bên cạnh đắc thủ bính một chút một chút đi xuống áp, trong chốc lát ra thủy khẩu liền chảy ra xôn xao nước giếng, không bao lâu liền chứa đầy một thùng. Chu Diễn ở bên cạnh xem đến tâm ngứa khó nhịn, nhịn không được muốn đi thử thử, vừa lúc lúc này Diệp Nguyên Vinh đề ra cái nấu nước ấm nước lại đây, làm Lục Bách Xuyên rửa sạch sạch sẽ đợi chút nấu nước dùng. Chu Diễn liền tiếp nhận tay cầm bắt đầu áp thủy. Kết quả càng chơi càng hăng say, một buổi sáng vài người nước tắm cùng quét tước lau da cụ thủy đều là hắn áp, lại đem mấy cái thùng nước đều chứa đầy, còn chưa đã thèm. Cơm trưa là ở Lục Tam Thúc gia ăn, chính là phía trước bọn họ ở cửa thôn gặp được người kia, là Lục Bách xuyên đường thúc. Trên bàn cơm liền một chậu gà, hơn nữa mấy thứ trong đất tiểu thái, không tính là nhiều phong phú, nhưng thắng ở mới mẻ. Tam Thúc liền một cái nghi tử phía trước ở trấn trên cho nhân gia công trường làm việc, tang thi bùng nổ sau, toàn gia đều sớm chạy về quê quán, hai lão nhân ở nhà cũng đều không có việc gì, cho nên nhà bọn họ xem như trong thôn khó được không ai xảy ra chuyện mấy nhà chi nhất. Trên bàn cơm tự nhiên cũng hỏi chu diễn như thế nào cũng đi theo đã trở lại, lục kiến quốc cùng Diệp Nguyên Vinh chỉ nói là chính mình con nuôi, trong nhà không ai liền cùng chính mình đã trở lại, đảo chọc đến hai cái lão nhân một trận thổn thức, tam thẩm còn gấp cái đùi gà cái chu diễn lấy kỳ an ủi sau khi ăn xong tam thúc lại hỏi bọn họ muốn hay không mượn chút lương thực đi ăn. lục kiến quốc chỉ nói chính mình trong nhà còn có một ít năm trước trần hạt kê đủ bốn người ăn một đoạn thời gian, xin miễn tam thúc hảo ý. chỉ là hỏi bọn họ lúc sau muốn hay không cày mấy khối địa loại thời điểm, mấy người tự nhiên là đồng ý tới. bọn họ vốn dĩ liền tính toán muốn loại thượng một bộ phận mà, vì rằng có không gian tồn tại, nhưng là lục kiến quốc cùng diệp miên dung là trải qua quá nạn đói thời đại, một gặp gỡ sự liền cùng trung quốc đại đa số người giống nhau cùng lương càng nhiều càng an tâm. Vì thế lại hướng tam thúc muốn một túi cốc loại, vốn dĩ tam thúc là muốn cho bọn họ đến lúc đó trực tiếp đi hắn ngoài ruộng xả mạ, chỉ là bọn hắn tính toán đem trong không gian mà cũng loại thượng, đến lúc đó xả mạ cùng loại mặt đất tích không khớp, ngược lại chọc người hoài nghi, vì thế liền trực tiếp muốn cốc loại chính mình trở về ương giống. Trước khi đi thời điểm, tam thẩm lại đề ra một rổ rau dưa cho bọn hắn, trải qua quá lần đó đại tuyết, một rổ rau dưa đều có bị đông lạnh quá dấu vết, héo bẹp, nhưng là mấy người cũng không cự tuyệt tam thẩm hảo ý về đến nhà sau mấy người nghỉ ngơi trong chốc lát liền bắt đầu phân công làm việc trong nhà rất dài một đoạn thời gian không trụ người yêu cầu tẩy giặt phơi phơi đồ vật quá nhiều dịp nguyên vinh đem trong ngăn tủ đệm chăn từng cái tất cả đều phiên ra tới thừa dịp ánh mặt trời vừa lúc phóng tới lầu ba sân phơi thượng phơi vỏ chăn này đó trọng vật tay tẩy lên quá mệt mỏi liền cấp chu diễn tất cả đều thu vào trong không gian dùng kia đài tiểu nhân máy phát điện liền máy giặt tẩy tẩy hảo lại lấy ra tới phơi. Trong phòng bếp nồi chén gáo bồn bị Diệp Nguyên Vinh tất cả đều dùng thùng nhắc tới bên cạnh giếng, từng cái rửa sạch xong lúc sau lạnh làm mới thu hồi tới. Lục Bách Xuyên đề ra xô nước khắp nơi trong phòng lau, từ gia cụ đến cửa sổ pha lê, chu diễn lượng hảo chăn sau, cũng đi đề ra xô nước lại đây, đi theo Lục Bách Xuyên mặt sau lau lần thứ hai, chờ đem sở hữu đều lau xong sau, hai người lại đem mà cấp kéo. Lục Kiến Quốc liền cầm cái lưỡi hái ở thu thập bên cạnh vườn rau, cỏ dại đều cắt đặt ở một đống, đợi chút cấp chu diễn thu vào không gian uy dương vừa vặn tốt, lại đào vài cọng cỏ nuôi súc vật, đến lúc đó có thể loại ở không gian cấp dương ăn, phía trước nhìn đến mấy cái giả bí đỏ cũng bị hái được, đặt ở lầu một trữ vật trong phòng lạnh, bí đỏ đằng cũng bị tước lá cây, hai đoạn một đoạn bó ở bên nhau, bị ném ở giếng nước ra thủy khẩu bên cạnh, mỗi lần áp thủy thời điểm có thể dính lên một ít. Thủy, không đến mức bị phơi khô, chờ ngày mai rảnh rỗi thời điểm, lột bên ngoài kia tầng ngạnh sát, dùng để thanh xào hoặc là hầm vịt là không thể tốt hơn, ăn không hết còn có thể phơi thành đồ ăn làm hoặc là làm thành rau ngâm. Lâm chạm vạn thời điểm, Lục Bách Minh lại đây thỉnh mấy người đi nhà hắn ăn cơm, nói là cảm tạ bọn họ trên đường tặng du, lúc này mấy người đã đem nhà ở phía trước phía sau đều thu thập đến không sai biệt lắm, thoái thác bất quá liền đi theo Lục Bách Minh đi qua. Thông này mười mấy hộ nhân gia, trừ bỏ sau lại lại dọn trở về các la mẹ con, mặt khác đều họ Lục, mỗi nhà đều có thể nhấc lên chút thân thích quan hệ, những năm gần đây đại gia đảo cũng hòa thuận. Lục Bách Minh phụ thân có tam huynh đệ, phụ thân hắn đứng hàng già trẻ, hắn đại bá lục kiến nghiệp hiện tại là trong thôn thôn trưởng, người rất chính trực, mấy năm gần đây ở trong thôn nói chuyện cũng là đủ phân lượng. Hơn nữa hiện tại mặt thế tới, vốn dĩ trong thôn cũng chỉ có không đến 20 hộ nhân gia, nhà bọn họ lão lão tiểu tiểu liền chiếm không sai biệt lắm một phần ba, về sau nói chuyện phân lượng phỏng chừng chỉ biết càng sâu. Hiện Lục Bách Minh gia bữa tối muốn so giữa trưa ở Tam Thúc gia ăn muốn phong phú chút, đồng dạng vết chỉ gà, chỉ là cư nhiên còn có một đại bồn mới mẻ cá con, cùng một chậu thịt khô chân heo, vai chính. Trên bàn cơm liền bọn họ bốn người, cùng với Lục gia Tam khẩu, hơn nữa bị mời đi theo tiếp khách Lục Bách Minh đại bá, chậm rãi tùng tùng ngồi một bàn. Mới vừa vừa lên bàn, Lục Hưng Nghiệp liền phân phó Lục Bách Minh lấy ra nhà mình những rượu gạo cấp mấy người nhất nhất kính rượu, cảm tạ bọn họ đưa kia bình du. Tuy rằng mấy người trong lòng đều biết, bọn họ cấp kia bình du, bất quá là vừa lúc gặp gỡ, cũng vừa vặn có bao nhiêu dự phòng. Nhưng đối với lục bách minh tới nói, lại ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau, nếu không có gặp được bọn họ nói, mặt sau không biết muốn tới khi nào mới có thể gặp được người, hơn nữa liền tính gặp được người khác có thể hay không mang về tới cũng không nhất định, tuy rằng ly trong thôn chỉ có mấy chục km, muốn đặt ở bình thường, cùng lắm thì đi đường hồi trong thôn, nhưng là hiện tại lại là hoàn toàn không hiện thực. Ai biết con đường cái nào thôn thời điểm khả năng liền không về được đâu. Chu diễn tuy rằng không uống qua loại này rượu gạo, nhưng thấy lục kiến quốc ngửa đầu uống lên, lục bách xuyên cũng mặc đổi màu uống một hớp lớn, cũng bưng lên cái ly chính là một mồm to, kết quả còn không có nuốt vào, đã bị sặc đến thẳng ho khang, chọc đến đại gia cười không ngừng. Chu diễn uống không quen loại rượu này, trên bà mặt khác mấy người cũng không phải quá thục, ăn được sau thấy bọn họ còn ở uống rượu, liền cùng lục bách xuyên nói thanh đi bên ngoài trong viện thừa lương. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, trong phòng điểm ngọn nến, mờ nhạt ánh nến chiếu không tới trong viện, chỉ có chân trời một câu trăng non, tưới xuống mông lung quan huy, miễn cưỡng đủ thấy rõ trong viện tình huống. Chu diễn thấy trong viện bày đem ghế nằm, liền đi qua đi nằm xuống tiêu thực, vào đêm sau nông thôn phi thường an tĩnh, một hồi đại tuyết qua đi, liền phiền lòng mũi đều không thấy tung tích, nhưng khi xa sắp tới còn có thể nghe được một ít côn trùng kêu vang thanh, cùng trong phòng mơ mơ hồ hồ nói chuyện phím thanh, làm người an tâm. Chu Diễn không cấm hồi tưởng, đời trước lúc này hắn đang làm gì đâu. Khi đó còn chưa có đi căn cứ, Lục Bách Xuyên đã tìm được rồi hắn, nhưng là hắn lại không muốn đi, khăng khăng lưu tại dì gia, mỗi ngày nơm nớp lo sợ nghe ngoài cửa tông cửa thanh, cùng với ngoài phòng thường thường truyền đến tiếng kêu thảm thiết, quá đến trong lòng run sợ. Cùng hiện tại một đối lập, quả thực là cách biệt một trời. Tuy rằng nơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn. Nhưng vừa mới trên bàn cơm Lục Bách Minh Đại Bá Lục Ký Nghiệp, cũng chính là thôn trưởng, đang nghe bọn họ mấy cái cùng Lục Bách Minh nói bên ngoài tình huống sau, quyết định lại chờ cái mấy ngày, xem còn có hay không trong thôn người gấp trở về, nếu không ai lại trở về nói, liền sẽ tổ chức thôn dân đem duy nhất đi thông ngoại giới cái kia con đường tạm thời cấp phong thượng, đến lúc đó liền không cần giống như bây giờ, mỗi ngày 24 giờ yêu cầu người thay phiên canh gác, còn so hiện tại an. Toàn Lục Bách Xuyên thấy chu diễn đi rồi, bộ trưởng bối uống lên mấy chén sau lấy cớ không chịu nổi tủ lực cũng lui ra tới, thấy chu diễn nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bầu trời xem liền đi qua đi thuận miệng hỏi e đang xem cái gì đêm nay ánh trăng thật đẹp chu diễn quay đầu nhẹ giọng nói như là không đành lòng đánh vỡ này một mảnh yên lặng lục bách xuyên vốn là uống đến hơi say nghe xong chu diễn nói nhịn không được muốn biểu đạt điểm cái gì chỉ là hiện tại địa điểm quá không thích hợp cuối cùng chỉ là ở chu diễn ghế nằm trên tay viện ngồi xuống thừa dịp bóng đêm méo một cái chu diễn ngón tay nhỏ Mấy ngày tới khó được một phần an bình, cuối cùng hai người cũng chưa nói nữa, đều nhìn chằm chằm diện tích rộng lớn vô ngần không trung cập đầy trời ngân hà, từng người nghĩ tâm sự, chỉ là phía dưới dao nắm đôi tay chậm rãi biến thành 10 ngón khẩn khấu. Chờ trong phòng mấy người uống lên cái tận hứng ra tới, đã thay đổi lục bác xuyên nằm ở trên ghế nằm, chu diễn ngồi ở bên cạnh cho hắn mát xa phần đầu. Diệp Nguyên Vinh một tay dẫn theo cái lồng sắt, một tay giơ cái từ lòng bếp trừ tới, chính thiêu đại khối củi lửa, thấy thế hỏi, Ê e Trâm Xuyên làm sao vậy? Hẳn là uống rượu uống nóng nảy điểm, vừa mới lại thổi phong, có điểm phía trên. Chu Diễn nói duỗi tay đem Lục Bách Xuyên từ trên ghế kéo tới đỡ. Ra tới tiễn khách Lục Bách Minh một nhà sau khi nghe được, liền đưa ra làm Lục Bách Minh đưa bọn họ trở về. Mấy người bọn họ tự nhiên là cự tuyệt. Lục Kiến Quốc cũng uống không ít rượu, nhưng còn tính thanh tĩnh, không cần người đỡ, chính mình ổn định vững chắc đi tốt đàn trước mặt. Diệp Nguyên Vinh là không dính một giọt rượu, lúc này một tay dẫn theo lồng sắt, một tay còn muốn dơ cái thiêu đốt bó củi, đi ở mấy người trung gian, mỏng manh ánh sáng vừa vặn chiếu sáng lên trước sau con đường. Lục Bách Xuyên lại là đi đường đều có điểm không quá vững chắc, Chu Diễn đỡ hắn khủ tay đi theo Diệp Nguyên Vinh mặt sau, kết quả vẫn là ở viện môn khẩu thời điểm lão đảo một chút, thiếu chút nữa hai người cùng nhau té ngã. Chu Diễn đem Lục Bách Xuyên đỡ hảo, dựa vào trên người mình, thấp giọng hỏi, để nếu không ta cổng ngươi trở về đi. Lục Bách Xuyên lúc này tuy rằng tay chân có điểm mềm như bông không chịu khống chế, nhưng tư duy xác thật là rõ ràng, nghĩ đến cha mẹ đi ở phía trước, cửa còn có Lục Bách Minh một nhà ở nơi đó nhìn, chung quy là ngựa ngùng làm chu diễn bối, chỉ là lại hướng chu diễn bên người nhích lại gần, nhẹ giọng nói, kệ thôi bỏ đi, ngươi đỡ ta điểm là được. Chu diễn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, chờ hơi chút đi xa điểm, liền đem đỡ Lục Bách Xuyên khủ tay hai tay, phân ra một con đến mặt sau, ôm Lục Bách Xuyên eo hai người lẳng lặng đi theo Diệp Nguyên Vinh phía sau trở về đi. Trên đường chỉ có qua qua ép tiếng kêu, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, mang đến một trận lạnh lẽo. Hai nhà cách khoảng cách không xa, vài phút liền đi tới, Chu Diễn mở ra sân cửa sắt, chờ mấy người tiến vào sau lại đem khóa treo lên khóa kỹ, xác nhận không có lầm sau mới lại đỡ lục bách xuyên lên lầu. Mái nhà buổi chiều bọn họ phơi mấy thùng nước ở mái nhà, lúc này vẫn là ấm áp, dùng để tắm vừa vặn, cũng tỉnh đi nấu nước thời gian chu diễn cấp diệp nguyên vinh cùng lục kiến quốc đề ra hai thùng tiếng phòng tắm dư lại đều thu vào không gian thấy lục bách xuyên nằm ở trên sofa mơ màng sắp ngủ liền trực tiếp đem lục bách xuyên mang vào không gian rửa mặt cũng miễn đi mấy người xếp hàng dùng phòng tắm chỉ là rửa mặt xong sau hai người vẫn là ra tới ngủ phòng cho khách buổi chiều liền thu thập ra tới chỉ là chu diễn không yên tâm lục bách xuyên buổi tối một người ngủ sợ hắn say mơ mơ mà màng nửa đêm lên tìm nước uống té ngã vì thế đỡ lục bách xuyên nằm xuống sau liền không ra tới chỉ là lúc này hắn còn không vây, thấy Lục Bách Xuyên ngủ an ổn, liền ở trên giường tìm cái thoải mái vị trí, ngồi xếp bằng ngồi xong, bắt đầu mấy ngày nay tới mỗi ngày tất luyện công khóa. Từ trong nhập định tỉnh lại sau, đem Lục Bách Xuyên đánh thức uống lên chén nước, cũng liền lười đến lại dịch địa phương, thuận thế liền nằm xuống nghỉ ngơi. Chương 14, Bắc Trùng Sáng sớm hôm sau, nhìn đến chu diễn là từ Lục Bách Xuyên phòng ra tới, Lục Kiến Quốc cùng diệp Nguyên Dung đã là thấy nhiều không trách chào hỏi liền xoay người đi vội chính mình sự. Nhưng thật ra Chu Diễn còn có điểm ngựa ngùng, ngẩn người, thấy hai người thần sắc không có gì khác thường, mới xuống lầu rửa mặt. Thủy là trực tiếp từ giếng áp ra tới dùng, lạnh lẽo nước giếng trực tiếp hắt ở trên mặt, đánh tan cuối cùng một ti buồn ngủ. Bữa sáng mấy người tùy tiện ăn điểm phía trước làm tốt, đặt ở trong không gian không ăn xong đồ ăn. Hôm nay muốn làm sống rất nhiều, trong không gian kia mấy đầu đại heo muốn chạy nhanh dết, nhiều y một ngày đều là lãng phí lương thực. Buổi sáng lên thời điểm, lục kiến quốc đã đem cốc loại ngâm, còn phải chạy nhanh lộng khối ruộng mạ ra tới gây giống. Vườn rau cùng ruộng cạn cũng chạy nhanh thu thập ra tới, sớm hiện tại thời gian còn sớm, còn có thể vội vàng loại một vụ bắp cập các loại rau dưa. Cơm nước xong mấy người liền phân công một chút, trong không gian có bốn đầu heo, lục kiến quốc một người khẳng định là thu thập không ra, liền mang theo lục bách xuyên cùng chu diễn cùng đi thu thập, ba người tranh thủ buổi sáng đều thu thập ra tới bởi vì mấy người không thể đều đi vào không gian, để ngừa trong thôn có người có việc đi tìm tới, Diệp Nguyên Dung đã bị lưu tại bên ngoài, còn có thể phiên phiên trong viện kia khối tiểu thái mà, giữa trưa cũng có thể cấp mấy người nấu cơm. Chu diễn đem đã sớm thu thập ra tới, phải dùng công cụ tất cả đều thu vào không gian, lại ấn lục kiến quốc yêu cầu, ở trong sân thu mấy khối đại gạch đi vào, tất cả đều đặt ở trong không gian dòng suối nhỏ hạ du. Lục kiến quốc tiến vào sau, lưu loát đáp một cái thổ bếp, giá thượng nồi to làm chu diễn ở bên cạnh nấu nước ba người vẫn luôn vội đến đại giữa trưa rốt cuộc đêm này mấy đầu heo cấp thu thập xong lục kiến quốc lâu lắm không làm này sống chu diễn cùng lục bách xuyên là chưa từng trải qua ba người đều mệt đến quá sức nhưng nhìn đến bị thu thập ra tới kia một đống thịt cùng với các loại nội tạng thậm chí liền heo huyết cũng chưa lãng phí lại đều là tràn đầy thỏa mãn cảm giữa trưa thời điểm diệp nguyên vinh dùng mới mẻ tài liệu đơn giản làm dưa chu thiêu heo huyết bạo xào gan heo cùng với một chậu bí đao thịt viên canh. Bận rộn một buổi sáng mấy người, liền một nồi cơm, ăn đến sạch sẽ. Cơm nước xong sau, mấy người dọn ghế dựa ở trong sân đại thụ tiểu thừa lạnh. Diệp Nguyên Vinh thấy bọn họ không đi ngủ trưa, liền thượng lầu ba ôm một đống cùi bắp xuống dưới, đại gia cùng nhau xoa bắp viên. Cùi bắp là năm trước thu, ở mái nhà phòng lạnh gần một năm, hơi nước đã hoàn toàn làm, ngón tay căn bản là xoa bất động, chỉ có thể một cái một cái bẻ lục kiến quốc bẻ một lát liền không muốn làm này việc tinh tế đứng dậy nói để ta đi trong thôn hỏi một chút hiện tại bọn họ có cày ruộng cơ kia mấy nhà là như thế nào thu phí tìm cá nhân đem nhà của chúng ta kia mấy khối địa cấp phiên phỏng chừng hiện tại đều không thu tiền lục bách suy nghĩ đến tối hôm qua thôn trưởng nói phỏng chừng lúc sau rất dài một đoạn thời gian trong thôn giao dịch đều đến này đây vật đổi vật ta chính là đi trước hỏi thăm hỏi thăm lục kiến quốc xua xua tay đi đến cổng lớn rồi lại nhớ tới cái gì dường như đi trở về tới hỏi kỳ hài tử mẹ nó nhà của chúng ta còn có dầu diazen sao trong thôn lập tức đã trở lại nhiều người như vậy mọi người đều muốn cày ruộng nói phỏng chừng sẽ muốn chính mình cung cấp dầu diazen nông thôn ở nhà làm ruộng nhân gia cơ hồ mỗi nhà đều sẽ còn có một ít dầu diazen ngày thường cày ruộng hoặc là máy bơm tưới nước thời điểm dùng nhưng bởi vì bọn họ hàng năm không ở nhà diệp nguyên vinh suy nghĩ một chút trong nhà dự phòng dầu Diegen thật là một chút đều không có, vì thế lắc lắc đầu. Mấy ngày nay tới, đối với Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên quan hệ, Diệp Nguyên Vinh là vẫn luôn bãi tuyệt đối duy trì thái độ, Lục Kiến quốc lại thật không nóng không lạnh, không duy trì cũng không phản đối. Lúc này thật vất vả gặp được cái lấy lòng cơ hội, Chu Diễn vội vàng xung xoe, kẻ thúc, mấy ngày hôm trước ở trên đường ta cùng học trưởng lộng một ít dầu Diegen, hẳn là đủ dùng. Lục Kiến quốc mặt vô biểu tình ứng thanh ân, sau đó liền nhàn nhã đến ra cửa. Mấy ngày nay Chu Diễn không thiếu ở Lục Kiến Quốc trước mặt làm loại này lấy lòng sự, nhưng mỗi lần Lục Kiến Quốc luôn là không nóng không lạnh. Diệp Nguyên Vinh sợ số lần nhiều, Chu Diễn sẽ trong lòng không thoải mái, đến lúc đó ảnh hưởng cùng Lục Bách Xuyên cảm tình, vội vàng giải thích, ở ngươi thúc hắn chính là tính tình này, không cần để ý đến hắn, chờ chính hắn biệt nữ đủ rồi liền không có việc gì. Năm đó mới vừa biết Trăm Xuyên thích ngươi thời điểm, hắn cũng như vậy, đối Trăm Xuyên xa cách, Sao lại không phải là không có việc gì, ngươi đừng để trong lòng. Sao có thể chứ? Chu Diễn vội vàng tỏ thái độ, trong lòng cũng minh bạch, giống nhau nam nhân liền tính là nữ nhi tìm cái bạn trai, cũng không thấy đến có thể lập tức hảo ngôn tương đối, huống chi hắn đây là nhi tử tìm cái bạn trai, Lục Kiến Quốc thái độ đã xem như không tồi. Ba người lại bẻ một hồi bắp viên liền đều buông xuống, bởi vì thật sự là ngón tay đau. Diệp Nguyên Vinh nhìn hạ chính mình bá kỳ bắp viên, cảm thấy cũng không sai biệt lắm đủ rồi liền đem chính mình lấy ra tới, đều là bắp bổng đại cái, bắp viên chỉnh tề no đủ kia mấy cái bắp thượng bẻ xuống dưới bắp viên đưa cho lục bách xuyên, phân phó nói, ngày buổi chiều các ngươi không có việc gì nói, liền đem này đó bắp loại bên trong đi. Bọn họ phía trước thương lượng quá, về sau mấy người nói không gian khi, liền nói thẳng bên trong, để ngừa trong lúc vô ý bị người nghe được. Lục Bách Xuyên tiếp nhận bá kia, chỉ chỉ chính mình cùng chu diễn bẻ những cái đó bắp viên, cái này đó không cần cùng nhau giao sao không cần, ngươi trên tay những cái đó đủ rồi, còn muốn lưu chút mà ra tới loại lúa, dư lại những cái đó ta đợi lát nữa nghiền nát uy gà. Tối hôm qua ngươi hưng nghiệp thím cho sáu chỉ gà con, hôm nay trừ bỏ buổi sáng ta xới đất khi đi theo ăn chút con dung, hiện tại còn bị đói đâu. Lục Bách Xuyên tối hôm qua uống say, hoàn toàn không biết mẹ nó xách một lồng sách gà con trở về, hiện tại vừa nghe nói, cảm thấy hiện tại mọi người đều ở độn ăn, nhân gia lập tức cấp sáu chỉ gà, có điểm quá quý trọng điểm, không khỏi nhíu nhíu mày nói, trợ cấp nhiều như vậy, hảo sao? Diệp Nguyên Vinh biết hắn đang lo lắng cái gì, còn không phải là cảm thấy bọn họ liền cho nhân gia một lọ xăng, kết quả nhân gia lại thỉnh ăn cơm lại tặng đồ, chiếm người khác tiện nghi, nhưng đạo lý đối nhân xử thế chính là như vậy, người rất tốt với ta một chút, lần sau ta trả lại trở về, không thể tính đến quá thanh, mới có thể lui tới không ngừng. Vì thế nói, thì không có việc gì, nhà bọn họ giữ một trăm nhiều chỉ choi choi gà con, vốn dĩ tính toán là nuôi lớn đi trấn trên bán hiện tại trong nhà lương thực cũng nuôi không nổi nhiều như vậy gà mấy ngày nay phỏng chừng đều phải đều ra tới cấp người trong thôn hiện tại đưa chúng ta mấy chỉ chúng ta lãnh một cái nhân tình đến lúc đó nhà hắn thiếu cái gì nếu chúng ta có trả lại trở về thì tốt rồi hơn nữa mấy người đều biết liền tính bọn họ trong không gian dưỡng gà nhưng kia đều là không thể qua minh chính đại lấy ra tới hiện tại có này mấy chỉ thứ bật một con gà mái ấp trứng sau liền ai cũng không biết các nàng rốt cuộc dưỡng nhiều ít Lúc sau hai người tiến vào không gian lao động, Diệp Nguyên Vinh lưu trữ bên ngoài giữ nhà cùng sửa sang lại vườn rau. Bắp loại lên kỳ thật thật dễ dàng, lấy cái cái quất, cách một thước khoảng cách đào cái hố, chung hai viên bắp hạt giống là được, không gian thổ địa cũng không cần lo lắng độ vì không đủ vấn đề, vì tùy tiện tiện gieo thu hoạch đều có thể cao sản. Chỉ là công tác tuy rằng đơn giản, lại muốn vẫn luôn công eo, chờ đem hạt giống đều loại xong, hai người đều mệt đến thẳng không dậy nổi eo tới. Ra tới khi còn chưa tới cơm chiều thời gian, Lục Kiến Quốc cũng vừa trở về, Chu Diễn liền cùng Lục Bách Xuyên nằm liệt trên sofa cùng bọn họ nói chuyện phím. Lục Kiến Quốc buổi chiều đi ra ngoài hỏi thăm tình huống, sau lại cùng trong thôn mấy nhà thuận tiện liền ở thôn trưởng dưới sự chủ trì mở cuộc họp, Lục Kiến Quốc đem loại dung thuộc lại một lần, rồi lần này đã trở lại vài hộ nhân gia, ở hơn nửa vốn dĩ liền ở trong thôn, cuối cùng quyết định trong thôn thống nhất giá thị trường, thỉnh có máy móc nhân gia cày ruộng, dầu diesel chính mình ra, lại mỗi mẫu đất cấp 100 cân hạt kê, không có hạt kê có thể hai nhà thương lượng dùng khác thay thế, hoặc là trước thiếu chờ thu hoạch vụ thu lại cấp. Nói dừng một chút tiếp tục, kể trong thôn liền tam gia có máy móc, ta đã cùng các ngươi tam thúc nói tốt, nhà của chúng ta hai mẫu nửa ruộng nước, một mẫu nửa ruộng cạn, đều thỉnh hắn cho chúng ta cày, lương thực chờ thu hoạch vụ thu sau cho hắn. Mấy người tự nhiên là đều không có dị nghị. Chỉ là Diệp Nguyên Vinh nghĩ nghĩ nói, ở ngươi không cùng bọn họ nói chúng ta có bao nhiêu dầu diesel hoặc là đáp ứng rồi ai muốn mượn dầu diesel đi. Lục kiến quốc tức giận nói, ở nhiều năm như vậy ngươi còn không hiểu biết ta sao? Ta là loại người này sao? Lại nói ta cũng không biết này hai tiểu tử có bao nhiêu du a. Diệp Nguyên Vinh biểu môi, cho ta này không phải sợ ngươi lỗ tai mềm, trong thôn ai hướng ngươi mượn, ngươi ngựa ngùng cự tuyệt. Yên tâm đi bọn họ vốn dĩ liền ở trong thôn mấy nhà hẳn là đều đụng đủ sáu tháng cuối năm phải dùng du đại gia đều đều hẳn là đủ dùng được rồi đã biết đi cho bọn hắn hai làm điểm ăn ngon đi hai người bọn họ chiều nay phỏng chừng mệt quá sức diệp nguyên vinh nói lục kiến quốc e đi bên trong đi làm tốt mang sang tới ăn chờ hạ làm thời điểm hương vị phiêu xa liền không hảo nói liền duỗi tay lôi kéo diệp nguyên vinh đi đến chu diễn trước mặt đệ cái tay cho hắn chu diễn bị vô hình tú một phen duỗi tay đem hai người bọn họ đưa vào không gian lại quay đầu lại nhìn xem bên người lục bách xuyên trong mắt toát ra một ti cực kỳ hâm mộ khi nào hắn cùng học trưởng cũng có thể như vậy củi gạo mắm muối tương giấm trà sinh hoạt kia cũng là một loại hạnh phúc a à. bữa tối làm được thực phong phú sườn heo chua ngọt thịt xối mỡ tiểu xào chân heo vai chính ớt xanh khoai tây ti đều là chút không dầu mỡ lại ăn với cơm đồ ăn lại thêm một cái thanh xào rau ngó xuân lục kiến quốc còn tạc một chậu da kẹp mấy người ăn đến cảm thấy mỹ mãn sau khi ăn xong mấy người ở theo thường lệ trong viện thừa lương chu diễn hôm nay phân tu luyện còn không có làm lại bởi vì buổi chiều có một buổi trưa eo thật sự là quá mệt mỏi liền sớm trở về phòng lục bách xuyên thấy thế có điểm lo lắng nhưng lại không tốt ở cha mẹ trước mặt biểu hiện quá rõ ràng cuối cùng vẫn là dịp nguyên vinh thấy hắn nói chuyện thất thần tâm tư rõ ràng không ở này cho hắn cái bậc thang nói để tiểu diễn chiều nay hẳn là mệt hắn trước kia không trải qua loại này sống, ngươi đi xem hắn đi. Lục Bách Xuyên vào nhà thời điểm, liền thấy Chu Diễn ở đã tọa, phỏng chừng một chốc một lát tỉnh không tới, liền cũng tìm vị trí ngồi xuống, bắt đầu nhập định. Chờ Lục Bách Xuyên từ trong nhập định ra tới, Chu Diễn đã tỉnh, đang ngồi ở đối diện, nương ngoài cửa sổ chiếu tiến vào nhà nhạc ánh trăng nhìn xem hắn. Lục Bách Xuyên thấy thế kéo qua Chu Diễn đôi tay, đem hắn bàn tay tiện tay chỉ đều sờ soạn một lần, hỏi, ở trên tay không có khởi bọt nước đi. Không có, chỉ là có một chút trướng. Vậy là tốt rồi, còn có hay không nơi nào khó chịu? Không có. Thật sự. Lục Bách Xuyên nhướng mày, duỗi tay hướng chu diễn sau eo niết đi, hắn cũng không tin, trước nay không trải qua loại này sống người, công một buổi trưa eo, cư nhiên sẽ không eo đau. Lục Bách Xuyên tay mới vừa niết đi xuống, liền nghe được chu diễn GT tê ê một tiếng hút không khí thanh. Lục Bách Xuyên tức giận nói, "Ta không phải nói không nơi nào khó chịu sao? Chu diễn biệt nữ nói, người ta một đại nam nhân, như thế nào có thể nói eo đau? Lục Bách Xuyên, Ê kia muốn hay không ta cho ngươi ấn? Nếu đã bị phát hiện, có đến hưởng thụ như thế nào có thể bỏ lỡ, Chu diễn lập tức ở Lục Bách Xuyên trước người bò hảo, Ê muốn. Vậy đem quần áo liêu đi lên. Lục Bách Xuyên đứng dậy từ tủ đầu giường cầm bình dược du, tích vài giọt ở lòng bàn tay xoa nhiệt sau, mới hướng chu diễn trên eo ấn bàn tay mới rơi xuống đi chu diễn liền thoải mái phun ra một hơi hơn 10 phút sau đau nhức đã không sai biệt lắm tất cả đều giảm bớt lúc này lục bách xuyên ấm áp đôi tay lại ấn xuống tới chu diễn chỉ cảm thấy mang đến một cổ nóng rực toàn thân nhiệt lưu nhắm thẳng hạ bụng phóng đi nhịn một lát vẫn là không nhịn xuống phát ra một tiếng kêu trên thanh âm lục bách xuyên vốn dị ấn chính nghiêm túc nghe thế tiếng kêu đau đớn bị điện đến dường như thu hồi đôi tay đều là nam nhân Hắn tự nhiên biết vừa mới làm sao vậy. Thu hồi tới tay không lại ấn xuống đi, dừng một chút nói, "Ở ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi ra ngoài tẩy cái tay." Chu Diễn khóc không ra nước mắt, người mình thích cho chính mình mát xa, hơn nữa là phần eo loại này mẫn cảm vị trí, này không dậy nổi phản ứng vẫn là nam nhân sao? Đợi một lát cũng không thấy bình ổn xuống dưới, cái này điểm hắn cũng không hảo đi ra ngoài, sợ đánh thức Lục gia cha mẹ, đành phải lắc mình tiếng không gian giải quyết chờ chu diễn thần thanh khí sẵn ra tới thời điểm lục bách xuyên đã ở trên giường nằm chu diễn không xác định hắn hay không ngủ rồi nhưng lúc này cũng không có can đảm lại bế lên đi chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo duỗi tay câu lấy lục bách xuyên đặt ở bên cạnh người ngón tay chương 15 ngày hôm sau sáng sớm thiên tài mới vừa tờ mờ sáng ầm va một trận sấm sét đem mấy người đều từ trong mộng bừng tỉnh chu diễn rời giường mở ra cửa sổ muốn nhìn một chút bên ngoài tình huống chính là một trận cuồng phong từ cửa sổ tưới trong phòng đem trên bàn mấy thứ nhẹ nhàng đồ vật tất cả đều thổi tới rồi trên mặt đất. Bên ngoài đen nghiền nghịch một mảnh, chỉ có chân trời kia một mặt bạch, cùng với tia chớp trong nháy mắt mới, nháy mắt đem ngoài phòng chiếu cái sáng trong, lúc sau lại là hắc ám. Ngay sau đó đậu mưa lớn tích liền hạ xuống dưới, nền ở cửa kính thượng bang bang vang, chu diễn vội vàng đem mở ra cửa sổ đóng lại. Trận này vũ tới rất là kịp thời, đêm qua chu diễn còn nghe lục kiến quốc ở nhắc mãi, nếu này trong khoảng thời gian này không mưa nói, ngoài ruộng không thủy, liền cũng vô pháp cày ruộng. Thường lui tới ngoài ruộng nếu thiếu thủy nói, đều là dựa vào máy bơm từ trong sông Triều đi lên, hiện giờ dầu đia gen khang hiếm, cho dù có máy bơm cũng vô pháp dùng, trận này mưa to nhưng thật ra tiếp lửa xém lông mày. Nhưng là Vũ vẫn luôn hạ đến cơm sáng sau cũng không thấy có thu nhỏ xu thế, chỉ là thiên không hề là như vậy âm u, phòng sau mang theo đất đỏ nước bẩn nhanh chóng từ góc tường hố cừ chảy qua, ở phía trước lại hối thành một cái chảy vào ruộng lúa bọn họ thôn nơi vị trí thật sự thực không tồi bên trong so bên ngoài địa thế hơi chút muốn cao một chút phía trước lại là con sông cho dù là lại đại mưa to trong thôn cũng sẽ không có dọc nước hơn nửa bờ sông cũng có vài mễ cao không giống đối diện là bãi sông theo lục kiến quốc nói cho dù là hai mươi mấy năm trước cả nước đều trướng hồng thủy kia một lần bọn họ thôn cũng chỉ im bờ sông mấy khối địa thế hơi chút thấp một ít điền thủy cũng chưa tăng tới cửa thôn tới lúc sau vũ vẫn luôn không thấy tiểu lục kiến quốc sợ thủy im qua bờ ruộng, đem bờ ruộng để ngã, liền muốn đi đem chính mình ra kia hai khối mà đào cái khẩu tử phóng thủy. Chu diễn cùng lục bách xuyên hai người khẳng định sẽ không làm hắn đi, liền từ trữ vật trong phòng tìm hai kiện áo tơi, lại cầm hai cái nón cói, một người một kiện mặt tốt, lại mang lên nón cói, hai người đều là thân cao chân dài, hoặc nhìn không giống nông dân, đảo có điểm nhàn vân giả hạt cảm giác. Ra cửa khi lục bách xuyên lại cầm đem cái quất áo tơi mặc vào tới tuy rằng không có áo mưa nhẹ nhàng, lại là càng thoải mái, không ngừng gió thổi không đứng dậy, cũng không dính thủy, sẽ không dán ở trên người dính dính khó chịu. Nhà bọn họ hai khối mà, một khối liền ở phòng trước, hai người thực mau liền đến, lục bách xuyên tìm được đổ tốt khẩu tử, tam hạ hai hạ liền đào khai ba phần chi, lại dùng cái quốc đem phía dưới áp kín mít, để tránh bị giải khai đem thủy phóng làm, ngoài ruộng còn muốn lưu một ít thủy đến lúc đó cày ruộng dùng. Một khác khối địa ở ly đến khá xa bờ sông đi, lúc này hẹp hòi trên đường đều là chảy xiết dòng nước hai người chỉ ăn mặc dép lê đi được thật cẩn thận để tránh trượt chân đi đến điện biên thời điểm hai người gặp được đồng dạng lại đây phóng thủy lục bách minh phụ tử lục bách xuyên cùng bọn họ chào hỏi chu diễn cùng bọn họ không quá thục cũng chỉ là gật gật đầu chu diễn nhìn đến lục bách minh tinh thần không tồi sắc mặt cũng so với kỳ thiên gặp được thời điểm muốn hảo rất nhiều cùng lục hương nghiệp hai cha con chi gian không khí cũng bình thường không giống ở cãi nhau bộ dáng phỏng đoán ngày đó khi trở về làm hai cha con đại sảo một trận vấn đề hẳn là giải quyết. Trở về khi Lục Bách Xuyên mang theo Chu Diễn đi rồi mặt khác một cái nói, hơi chút vòng một chút, dọc theo một cái tiểu dòng nước tố lưu mà thượng, thủy là theo một cái nhân công đào thành vũng bùn lưu lại, chỉ có hạ mưa to thời điểm mới có thủy từ nơi này bài xuất, bình thường đều là làm, này đây hai bên cặp vũng nước đều mọc đầy cỏ dại. Chu Diễn thấy Lục Bách Xuyên một đường dùng cái quốc đẩy ra cỏ dại, cũng cẩn thận xem xét cái gì, nhưng không được hỏi, e đang tìm cái gì đâu cá trích. Nói xong lại sợ hắn chờ mong quá lớn, giải thích nói, ngày này mưa mặt trên là chúng ta thôn ao cá ra thủy khẩu, thường xuyên chỉ là dùng hàng rào chống đỡ, ngày thường hạ mưa to thời điểm sẽ có tiểu nhân cá trích chạy ra, trước kia ta khi còn nhỏ thường xuyên trời mưa liền sẽ lại đây bắt cá, không biết bây giờ còn có không có. Nói đến cá trích, Chu Diễn lập tức tới hứng thú, cá tôm loại này thủy sản hắn vẫn luôn phi thường thích, đời trước từ mặt thế sau liền rốt cuộc không ngửi qua mùi cá, hiện giờ vừa nghe đến cá trích hai chữ, trong đầu liền không ngừng toát ra cá trích các loại ăn pháp, cái gì thịt kho tàu, tương nấu, hấp, cá trích đậu hũ từ từ một đống lớn. Ngay sau đó cũng đi theo lục bách xuyên một đường tố lưu mà thượng tìm kiếm, cũng may hôm nay bọn họ vận khí không tồi, chỉ chốc lát sau liền bắt được tới rồi điều thứ nhất cá. Hoang dại cá trích đều không lớn, bọn họ trảo cái này chỉ có người trưởng thành ba ngón tay khoan, lục bách xuyên làm chu diễn đem cá bắt hảo, đừng bị đào tẩu, chính mình từ bên cạnh xả mấy cái thật dài cỏ dại, đem cỏ dại lá cây tất cả đều nắm rớt, lại ở đỉnh chóp đánh cái kết, sau đó từ chu diễn trong tay tiếp nhận cá trích, đem mấy cây cỏ dại căng từ cá trích má xuyên đi vào, lại từ trong miệng ra tới, cá trích liền có thể xuyến ở cỏ dại thượng sách theo đi, cá vừa không sẽ bị đào tẩu, cũng sẽ không chết. Hẳn là những năm gần đây đại gia sinh hoạt trình độ đều không tồi, trong thôn bắt cá người cũng ít, cho nên lúc này du ra tới cá trích không ít, hai người một đường mà thượng, ngắn ngủn một khoảng cách, cư nhiên bắt được hơn 20 điều cá trích, treo tràn đầy tam xuyến cỏ dại, tuy rằng lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng tổng thêm lên cũng có hai cân tả hữu. Hai người cảm thấy mỹ mãn về nhà. Giữa trưa thời điểm, Chu Diễn chủ động yêu cầu nấu cơm, tuy rằng hắn cái khác đồ ăn không thấy được có hàng năm xuống bếp lục kiến quốc cùng Diệp Nguyên Dung làm hảo, nhưng là ở cá tôm phương diện này, bởi vì chính mình thích ăn, trước kia lại hạ tâm tư nghiên cứu quá, làm được hương vị tuyệt đối không chút nào kém cỏi. Hơn 20 con cá, có lớn có bé, quá tiểu nhân phỏng chừng còn chưa đủ một mụn ăn lên cũng không có phương tiện chu diễn liền lấy ra tới bỏ vào không gian dòng suối nhỏ trong lòng còn yên lặng mong đợi một phen hy vọng về sau sinh sản càng ngày càng nhiều dư lại tới còn có mười hai mười ba điều chu diễn ăn mặc áo tơi ở bên cạnh giếng cấp giết, bởi vì hắn không thói quen mang theo nón cói làm việc lục bách xuyên liền ở bên cạnh bung dù giúp hắn che khuất đỉnh đầu nấu cơm này đó sống hắn luôn luôn làm lên tinh tế đem cá tất cả đều phá vỡ lúc sau lại từng điều cẩn thận đem má cấp xé, lại đem trong bụng đồ vật cấp rửa sạch sạch sẽ, hoang dại cá trích đều tương đối sạch sẽ, bụng cá đều không có nhân công dưỡng kia một tầng hát màng. Rửa sạch ra tới nội tạng cũng không vứt bỏ, liền đặt ở bên cạnh một cái chậu, Diệp Nguyên Dung nói phải dùng tới uy gà. Giữa trưa chính là chu diễn chủ bếp, hắn không thói quen nấu cơm thời điểm có người ở bên cạnh, cho nên ngay cả lục bách xuyên muốn lại đây trợ thủ cũng chưa làm, chỉ là cầm bồn rau xanh làm hắn đi bên ngoài tẩy lại bởi vì hắn sẽ không dùng khí than trực tiếp như vậy nấu cơm, cho nên ở hắn sát cá thời điểm Diệp Nguyên Dung cũng đã đem cơm nấu hảo, hắn chỉ cần phụ trách xào rau liền hảo. Giữa trưa thái sắc liền chuẩn bị thịt kho tàu cá trích, xương sườn hầm khoai tây, thanh xào cà rốt, lại thêm một cái rau xanh, bốn người ăn cũng đủ rồi. Chu Diễn đem cá trích cất vào một cái đại trong bồn, gia nhập lát gừng, rượu gia vị, sinh trừ cùng với muối ăn, quấy đều đặt ở một bên im, sau đó bắt đầu chuẩn bị mặt khác tài liệu sương sườn thiết đoạn nước lạnh hạ nồi rác thủy thừa dịp thủy khai thời gian đem khoai tây thiết khối cà rốt quát ti chờ thủy khai lúc sau vớt ra sương sườn để ráo lãnh nồi nhiệt du đem sương sườn cùng khoai tây đều chi một hồi sau đó đem phía trước rác thủy canh bỏ rơi phù mặt đảo tiến trong nồi lại thêm một mảnh hương diệp đắp lên nắp nồi chuyển tiểu hỏa chậm rải hầm gia vị liêu chờ mau ra nồi thời điểm lại thêm thì tốt rồi lúc này cá trích cũng đã ướp hảo khắc khởi một nồi làm nồi du lão đem để ráo hơi nước cá trích từng điều bỏ vào trong nồi, tiểu hỏa chậm rãi chiên, chờ một mặt chiên đến khô vàng mới phi một mặt, như vậy da cá cũng sẽ không phá, chờ đem cá đều chiên hảo sau, lại đánh mấy cái trứng gà đi vào chiên đến khô vàng, cuối cùng trong nồi lưu đế du xào ớt cay, cắt nát mới mẹ ớt cay hơn nửa mấy muỗng băm ớt, mới vừa đảo tiếng trong nồi mùi hương lập tức liền ra tới, từ phía trước nấu xương sườn trong. Nồi múc mấy đại muỗng xương sườn canh đi vào, chờ canh khai sau để vào chiên cá cùng chiên trứng, hơi chút nấu trong chốc lát thêm chút nước tương rải lên hành thái liền có thể ra khỏi nồi đây là chu diễn từ hắn mụ mụ nơi đó học tiệm ăn tại gia ăn ngon lại đơn giản canh cá lại tiên lại cây cực kỳ ăn với cơm cà rốt cùng rau xanh đều là nhanh tay đồ ăn làm lên cũng đơn giản chờ chu diễn đêm này hai cái đồ ăn đều làm ra tới xương sườn hầm khoai tây cũng đã không sai biệt lắm thêm chút gia vị là có thể khởi nồi chu diễn lúc này mới đem lục bách xuyên kêu tiếng vào bưng thức ăn chờ hắn đem cuối cùng một cái đồ ăn trang hảo bàn thời điểm, bên ngoài lục bách xuyên đã cầm chén đũa đều dọn xong. Diệp Nguyên Dung ở cái bàn bên cạnh tuần tra một phen sau, tỏ vẻ bán tương cũng không tệ lắm, Chu Diễn thấy thế để thượng chén đũa ý bảo nàng nếm thử xem. Diệp Nguyên Dung mỗi dạng đồ ăn đều hưởng qua lúc sau, đối Chu Diễn một đốn hảo khen, tuy rằng nàng cùng lục kiến quốc đều là nấu cơm một phen hảo thủ, lục bách xuyên lại hoàn toàn không có di truyền đến một chút, lại có lẽ chính thức bởi vì bọn họ hai quá sẽ nấu cơm, lục bách xuyên không cần lo lắng không tốt ăn cho nên số lượng không nhiều lắm vài lần xuống bếp làm được đồ ăn đều có thể nói hát ám liệu lý giới gian cầm bọn họ trước kia tuy rằng biết chu diễn sẽ nấu cơm nhưng không thật sự kiến thức quá hiện giờ xem hắn trù nghệ cư nhiên như thế không tồi tự nhiên là vui vẻ không chỉ là ngẫu nhiên có thể làm điểm ăn ngon tới hiếu kính chính mình càng là tỉnh đi về sau chính mình hai lão đi rồi về sau nhi tự ăn không tin tức lo lắng một bữa cơm mấy người đều ăn đến thỏa mãn sau khi ăn xong lục kiến quốc chỉ vào ăn đến một chút không dư thừa cá kho nói cái món này ở đâu học cũng không tệ lắm ta mẹ trước kia dạy ta chu diễn đáp ngay sau đó lại nói kẻ e thúc thúc ngươi nếu là thích nói về sau ta thường làm cho ngài ăn hiện tại như thế nào không gọi ba lục kiến quốc một bộ xem tại đây bồn cá phân thượng miễn cưỡng liền cho ngươi cái kêu ta ba cơ hội biểu tình ba ngài nếu là thích nói về sau ta thường xuyên làm cho ngài ăn. Chu Diễn Thuận thế leo lên, lập tức sửa miệng. Làm bộ không biết lục kiến quốc nói như vậy là tối hôm qua bị Diệp Nguyên Dung giáo dục sau kết quả, hiện giờ hắn tai thính mắt tinh, tối hôm qua tuy rằng hắn sớm lên lầu, nhưng là Diệp Nguyên Dung ở dưới lầu cùng lục kiến quốc nói những lời này đó, hắn chính là nghe được rành mạch. Chương 16, Bắc Trùng Sau giờ ngọ không có việc gì, lục kiến quốc liền cùng Diệp Nguyên Vinh trở về phòng ngủ trưa. Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên nằm liệt trên sofa tiêu thực, bên ngoài mưa to tầm tã, không khí ướt át, mát mẻ hợp lòng người, hai người nằm liệt đều không nghĩ động. Nhìn ngoài cửa sổ non xanh nước biếc, trong mưa có cò trắng ở ngoài ruộng bắt cá ăn, hảo nhất phái điền viên phong cảnh. Chu Diễn nhịn không được cảm thán, ngay nếu là có điều cậu liền hoàng mỹ. Lục Bách Xuyên nghi hoặc, vì vì cái gì là cậu không phải miêu đâu. Chu Diễn trở mình, nhìn Lục Bách Xuyên nói, Kẻ ta trước kia chú ý một cái mỹ thực bác chủ, nàng chính là ở tại ở nông thôn, giữ một con chó, mấy con dê, chính mình trồng rau, trong nhà có hoa có cây ăn quả, cái gì rau dưa của quả chính mình trong nhà đều có sản xuất, ngay cả rượu đều có thể chính mình nhưỡng. Mỗi lần nhìn đến nàng Weibo, ta đều hâm mộ đến muốn chết, nghĩ ngày nào đó nếu là tồn đủ rồi tiền, cũng tìm như vậy một cái non xanh nước biết địa phương, đem phòng trước phòng sau đều. Trồng đầy các loại cây ăn quả, sau đó vội khi trồng trọt, nhàn khi dưỡng hoa, chính là thần tiên sinh hoạt. Lục Bách Xuyên nhướng mày hỏi, hey vậy vậy ngươi liền không nghĩ tới muốn cưới một cái như vậy nữ tử cùng nhau quá ngày. Chu Diễn không nghĩ tới hắn chú ý điểm cư nhiên như vậy thiên, vội vàng bảo đảm, nghe tuyệt đối không nghĩ tới. Chu Diễn nói chính là lời nói thật, nói đến cũng là kỳ quái, hắn tuy rằng vẫn luôn phi thường hâm mộ cái kia bác chủ sinh hoạt, lại trước nay không nghĩ tới muốn cưới một cái như vậy tức phụ, chỉ là tưởng chính mình khi nào mệt mỏi, cũng có thể quá thượng cái loại này thần tiên nhật tử, thậm chí nghĩ tới, nếu bên cạnh có Lục Bách Xuyên làm hàng xóm nói, liền quá tốt. Lục Bách Xuyên nghe hắn nói không có, cũng liền không hề hỏi nhiều, mặc kệ hắn trước kia tưởng không nghĩ tới, dù sao hiện tại bồi hắn chính là chính mình. Hai người từng người trầm mặt trong chốc lát, Lục Bách Xuyên thấy hắn không nói lời nào, liền nói, ở ngươi nếu muốn nuôi chó nói, đợi mưa tạnh là mẹ đi trong thôn hỏi một chút, xem ai gia có hay không mới vừa sinh tiểu cẩu, ôm một cái trở về dưỡng là được. Chu Diễn tò mò, Ngày này đều có thể như thế nào liền không thể người trong thôn dưỡng chính là thổ cẩu hơn nữa cũng chưa tuyệt dục mỗi lần sinh tiểu cẩu chính mình gia căn bản dưỡng bất quá tới đều là người trong thôn hoặc là thân thích ôm đi dừng một chút nhìn ngoài phòng phong cảnh nói trời kỳ thật nơi này cũng rất không tồi ngươi nhìn đến đối diện những cái đó sơn sao chu diễn không rõ hắn vì cái gì đột nhiên nói đến đối diện sơn nhưng hắn lại không hạt thì lực hiện tại sao người bình thường cũng không biết hảo bao nhiêu phía trước đi đến bờ sông thời điểm đều có thể thấy rõ đối diện đều là một ít cái gì thụ vì thế vẻ mặt ta lại không mù biểu tình nói kệ thấy được a à. lục bách xuyên nhất chân đá đá chu diễn cẳng chân nói kệ e bên kia vài tòa đỉnh núi đều là chúng ta thôn trên núi loại các loại thụ trước kia khi còn nhỏ trong nhà nghèo mùa xuân thời điểm ta mẹ liền sẽ mang ta đi đối diện trên núi xả măng chính là cái loại này thon dài có thể ăn mới mẻ cũng có thể làm yên măng mùa hè thời điểm giống loại này mưa to qua đi ngày hôm sau liền có thể đi trong núi thải nấm mấy cái đỉnh núi nấm đời đời ở bên này sinh hoạt đại gia biết cái dạng gì có thể ăn cái gì dạng không thể ăn chưa từng có nghe nói qua nhà ai ăn nấm trúng độc sự hương vị nhưng tiên có đôi khi một ngày có thể thải thật nhiều ăn không hết cũng có thể phơi khô chu diễn cười cười nói kẻ thải nấm tiểu tử lục bách xuyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tiếp tục nói rời tới rồi mùa thu thời điểm vậy càng tốt chơi trên núi quả tử đều chính cái gì thu lê quả hồng, hạt dẻ, mỗi lần buổi chiều tan học sau luôn là cuốn lấy đại nhân muốn qua đi trích, chờ trong đất nhà cái đều thu xong rồi, còn có thể đi ngoài ruộng đào cá chạch. Chu diễn không vui, ở nhiều như vậy hảo ngoạn, phía trước ta nghỉ hè thời điểm lại đây, cũng không gặp ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi qua. Lục Bách Xuyên cho hắn một cái xem thường, Cái năm đó là ai trừ bỏ buổi chiều đi trong sông bơi lội, mỗi ngày ngốc tại gia chơi trò chơi, liền môn đều không muốn ra. Chu diễn cười mỉa hạ. Kỳ thật hắn biết Lục Bách Xuyên vì cái gì nói với hắn này đó, chẳng qua là không như vậy có cảm giác an toàn thôi. Hơn nữa Lục Bách Xuyên đối hắn là thật sự tốt không biên, chỉ cần là hắn muốn, phỏng chừng là bầu trời ánh trăng, Lục Bách Xuyên đều sẽ cho hắn tìm mọi cách làm ra. Hắn có thể làm bất quá là hồi báo đồng dạng hảo, cùng với nỗ lực làm hắn an tâm mà thôi. Hai người ở trên sofa câu được câu không trò chuyện, ngoài phòng vũ cũng dần dần ngừng lại, Thái Dương từ đám mây đi ra, màu triệt khu minh. Lục Bách Xuyên nhìn mắt bên ngoài, thấy chỉ có mái hiên thượng có nước mưa típ táp đi xuống típ, đứng dậy nói, Ê e đứng lên đi, nói nhiều như vậy, hiện tại ma ngươi đi ra ngoài kiến thức một chút. Chu Diễn Hưng phấn nói, Ê e đi làm gì? Lục Bách Xuyên, Ê e bắt cá chạch. Chu Diễn nhất thời đầu óc đường ngắn, ngũ âm không được đầy đủ sướng nói, khi hồ nước đầy, cá cũng ngừng, đại ca ca được không, sao nhóm đi bắt cá chạch? Lục Bách Xuyên vẻ mặt bất đắc dĩ ở ngươi hôm nay như thế nào liền như vậy ấu trĩ chu diễn đúng lý hợp tình người ta chỉ ở ngươi trước mặt ấu trĩ dừng một chút lại như là nghĩ tới cái gì dường như vẻ mặt cười xấu xa đi đến lục bách xuyên bên người cuối người ở bên tai hắn nói câu lời nói lục bách xuyên nghe xong lập tức liền cổ đều đỏ thẹn quá thành giận ở ngươi còn có đi hay không chu diễn ê e đi 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 lục bách xuyên thang lầu hạ đến một nửa nhịn không được lại quay đầu lại nói câu ở ngươi nói ta rốt cuộc coi trọng ngươi nơi nào chu diễn đúng lý hợp tình thì coi trọng ta đẹp cái này lục bách xuyên hoàn toàn không nghĩ để ý đến hắn ở lầu một phòng tạp vật lục bách xuyên tìm cái plastic thùng nước đưa cho chu diễn chính mình lại ở bên trong phiên phiên tìm một cái sọc tre mang theo trên đường chu diễn không lời nói tìm lời nói hệ học trưởng ngươi xem có cầu vòng đâu lục bách xuyên cũng không phải thật sinh hắn khí chỉ là có điểm ngựa ngùng hiện tại tự nhiên sẽ không không để ý tới hắn y ân thấy được chu diễn để nếu là mang theo di động thì tốt rồi còn có thể chụp được tới ta thật nhiều năm không có gặp qua cầu vồng lục bách xuyên để cái này không sợ người khác nhìn đến hoài nghi ngươi di động như thế nào còn có điện chu diễn gục xuống đầu giống chị ăn không đến cá miêu để nói nói mà thôi sao lại không phải thật sự lấy ra tới lục bách xuyên thúc giục nói Ngày vậy nhanh lên đi thôi nói không chừng trở về thời điểm cầu vòng còn ở đến lúc đó ngươi có thể ở trong nhà chụp tưởng như thế nào chụp liền như thế nào chụp lục bách xuyên mang theo chu diễn đi đến một cái độ dốc tương đối nhẹ nhàng ruộng lúa ra thủy khẩu thả mặt trên ruộng lúa cùng phía dưới ruộng lúa khoảng cách khá xa này đây vũng nước có cái hai ba mễ chiều dài khoảng cách cái kia vũng nước còn có một khoảng cách thời điểm lục bách xuyên liền ý bảo chu diễn phóng nhẹ bước chân chu diễn thị lực không phải người thường có thể so sánh nổi xa xa mà liền nhìn đến vũng nước đen nghề nghịch một đám cá chạch chính nghịch dòng nước muốn hướng lên trên du nhưng bởi vì vũng nước đổ dốc cùng dòng nước là xuống phía dưới sông trọng quan hệ cá chạch không sai biệt lắm đều là tại chỗ bất động lục bách xuyên nhẹ nhàng đem trên tay sọc tre ở vũng nước tầng đáy nhất tìm vị trí phóng hảo chờ xác nhận cá chạch tiến vào sau không thể từ hai bên đào tẩu liền ý bảo chu diễn từ dòng nước nhất phía trên bắt đầu đuổi cá chạch chính mình ở dưới đỡ hảo sọc tre chu diễn nhìn kia một đám cá chạch muốn đuổi đi xuống lại tưởng nhiều xe một lát loại cảm giác này tự như rất nhiều người luyến ái khi giống nhau, rõ ràng đã tới rồi chỉ cần thổ lộ liền sẽ thành công trình độ, chính là vẫn là nhịn không được muốn nhiều hưởng thụ một lát mông lung ái muội cảm. Nhưng Chu Diễn chưa bao giờ là ước ác bẩn thiểu người, chỉ thưởng thức trong chốc lát, liền từ bên cạnh xả mấy cây cỏ dại, bắt đầu từ nhất phía trên đi xuống kéo, chờ một đường kéo đến thấp nhất thời điểm, Lục Bách Xuyên trong tay giỏ tre đã trang nửa cái sọc cá chạch. Lục Bách Xuyên đem cá chạch đều đảo tiếng thùng sau, làm Chu Diễn lại từ trên xuống dưới kéo một lần, thu hoạch mấy chỉ cá lọc lưới. Chu Diễn nhìn thùng chừng hai ba cân cá chạch kinh ngạc cảm thán nói, kêu cư nhiên còn có thể như vậy bắt cá chạch a. Lục Bách Xuyên, trời cá chạch thích đi ngược dòng, giống nhau mưa to qua đi, ngoài ruộng chỉ cần có cá chạch, tại đây loại dòng nước tổng có thể tìm được một ít, nhiều ít chính là muốn xem vận khí. Tiếp theo có khe nói, ở người hôm nay vận khí phi thường không tồi. Chu Diễn trong lòng yên lặng đắc ý, đó là, liền trọng sinh loại sự tình này đều có thể phát sinh ở ta trên người, vận khí có thể kém sao. Hai người lại tìm mặt khác mấy cái tương tự dòng nước, chỉ ở một cái dòng nước vớt một cân tả hữu cá chạch, mặt khác hoặc là liền mấy cái, có chút dòng nước thậm chí không thu hoạch được gì, nhưng tổng thể tới nói, thu hoạch pha phong. Trở về trên đường, Chu Diễn lại muốn đi xem buổi sáng bắt cá cái kia vũng nước, Lục Bách Xuyên tỏ vẻ cái kia vũng nước thủy là trực tiếp bài đến trong sông đi, bây giờ còn có cá khả năng tính không lớn, Chu Diễn lại là chưa từ bỏ ý định, một hai phải đi xem lục bách xuyên chỉ phải bồi cũng may vẫn là thu hoạch ba bốn điều tiểu ngư không có làm cho bọn họ tay không mà về lục bách xuyên nhịn không được vẫn là hỏi e ngư như thế nào liền nhất định phải đi xem đâu chu diễn ấp a ấp úng nói trời ta ba không phải nói cái kia cá ăn ngon sao lục bách xuyên tuy rằng cảm động hắn nhớ chính mình cha mẹ yêu thích dừng một chút vẫn là nói kể hắn có trọn bộ ngư cụ nếu muốn ăn cá nói sẽ chính mình đi trong sông câu chu diễn cực kia không giống nhau. Lục Bách Xuyên không lại phản bác, nếu Chu Diễn có cái này tâm tư, nếu tự mình lần nữa ngăn đón, ngược lại có vẻ mới lạ. Hai người về đến nhà khi, Lục Kiến Quốc cùng Diệp Nguyên Vinh đều đã đi lên, ở trong phòng khách xoa xoa bắp viên. Thấy Chu Diễn dẫn theo thùng, Diệp Nguyên Vinh chạy qua nhìn nhìn, lại dùng tay ước lượng, treo gẹo nói, Đời thật nhiều năm không gặp Trăm Xuyên như vậy tính trẻ con. Xác thật, ở nông thôn, trừ bỏ những cái đó coi đây là sinh nhân gia, bắt cá bắt cá chạch A, à, đều là hài tử mới thích làm sự tình. Chu diễn sợ lục bách xuyên xấu hổ, vội vàng hướng chính mình trên người gánh, hay là ta cuốn lấy học trưởng muốn đi. Lục bách xuyên lại không vui, kể ta đây là vì cải thiện chúng ta sinh hoạt hảo sao? Phải biết rằng chúng ta hiện tại vẫn là dựa vào năm trước trần hạt kê đồ ăn cùng các loại đồ ăn làm mà sống đâu. Diệp Nguyên Vinh mắt trợn trắng, vô pháp phản bác, ở người trong thôn trong mắt, bọn họ cùng mặt khác những cái đó mới từ trong thành trở về nhân gia giống nhau, đều là quá như vậy nhật tử. Tiếp theo Lục Bách Xuyên lại đi tìm cái cái bình, dùng thủy rửa sạch sạch sẽ sau đưa cho Chu Diễn, lấy tới dưỡng cá chạch. Chu Diễn làm theo đem cá chạch cũng cấp phân, đại dưỡng ở cái bình, ăn nhiều ít vớt nhiều ít ra tới, tiểu nhân cấp thu vào không gian, phóng tới chuẩn bị loại lúa nước miếng đất kia dưỡng. Chương 17 Ngày hôm sau là cái ngày nắng, sáng sớm đồng ruộng liền truyền đến ầm 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 cày ruộng thanh cùng với người trong thôn nói chuyện thanh có vẻ náo nhiệt lại có sức sống chu diễn ở trong sân rửa mặt thời điểm nghe được có người ở cửa sát ngoại keo lục kiến quốc thấy bọn họ một nhà ba người đều ở trên lầu liền đi qua đi mở cửa người tới vừa vặn là hắn nhận thức liền sườn nghi người làm đối phương tiến vào lục bách minh đem trên tay một tiểu bó đậu que đưa cho hắn nói cho ta liền không đi vào đây là ta mẹ làm ta đưa lại đây trong đất rau dưa sống sót không nhiều lắm, ngươi đừng ghét bỏ. Chu diễn duỗi tay tiếp nhận, khách khí cùng hắn nói tạ. Lục Bách Minh cũng không ngại hắn xa cách, tiếp tục nói, kể còn có chính là, ta thúc làm ta lại đây nói một chút, đêm nay nửa đêm về sáng đến phiên ta cùng Lục Bách Xuyên ở giao lộ canh gác, buổi tối 12 giờ trước qua đi giao tiếp, phiền toái ngươi chuyển cáo một tiếng. Chu diễn hỏi, vì vậy ngươi biết ta cùng kiến quốc thúc khi nào canh gác sao? Chu Diễn không có trước mặt ngoại nhân kêu lục kiến quốc ba, đây là bọn họ mấy cái thương lượng quá, nông thôn chuyện nhà nhiều, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Lục Bách Minh cười cười nói, trẻ kiến quốc thúc tuổi lớn, bài chính là hậu thi nửa đêm trước, ngươi người tới là khách, hiện tại tạm thời còn tính an toàn, liền không có bài ngươi ban. Bọn họ quá khách khí, Chu Diễn Đảo có điểm ngựa ngùng, cũng đi theo cười cười nói, ở ngươi cùng ngươi thúc nói một chút, đem ta cũng bài đi lên đi, không đạo lý kiến quốc thúc bọn họ mấy năm nay lớn lên đều đi canh gác, ta còn tại đây lười biếng. Lục Bách Minh ý cười càng sâu chút, cực cực đầu nói, kỳ hành, quay đầu lại ta nói với hắn hạ. Dư quan quét đến trên tay hắn cầm khăn lông, lại nói, kẻ ta còn có chút việc muốn đi vội, vậy không quấy rầy. Chu diễn gật gật đầu, chờ hắn đi xa sau, lại đem cửa sắt cấp khóa lại, đây là hắn đời trước hành thành thói quen, tổng cảm thấy muốn đem cửa khóa kỹ mới có cảm giác an toàn, bằng không tổng lo lắng không cẩn thận liền có tang thi vào được ăn cơm thời điểm hắn đem lục bách minh nói cùng mấy người thuộc lại một lần cũng tỏ vẻ người ta buổi tối cùng học trưởng cùng đi canh gác lục kiến quốc cực gật đầu nói ngày vậy cùng đi đi lần sau đến phi ngươi canh gác thời điểm làm trăm xuyên cũng bồi hai người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau liền tính lục kiến quốc không nói lục bách xuyên cũng là như vậy tính toán tự nhiên gật đầu hẳn là lục kiến quốc nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái lại nói ở ngày hôm qua hạ mưa to trong đất cũng không có gì sống nhưng làm muốn cày kia hai khối mà hôm nay các ngươi tam thúc liền sẽ đi cày đến lúc đó ta đi thủ là được các ngươi buổi chiều thời điểm đi ngủ sớm một chút chờ buổi tối đã đến giờ thời điểm ta cùng mẹ ngươi lại kêu các ngươi lên nửa đêm về sáng mới không dễ dàng mệt rã rời chu diễn nghĩ nghĩ nói hãy đến lúc đó chúng ta đi bên trong nghỉ ngơi bên trong an tĩnh chút mang lên đồng hồ báo thức thì tốt rồi lục kiến quốc cực gật đầu nghe cũng đúng bởi vì bọn họ muốn sớm một chút nghỉ ngơi, cơm chiều Diệp Nguyên Dung liền an bài đến sớm một ít, không đến 5 điểm liền ăn cơm, cơm nước xong liền đem hai người đuổi đi vào nghỉ ngơi. Bởi vì buổi tối có việc, hai người liền tính không nghỉ ngủ cũng cưỡng bách chính mình nghỉ ngơi, tỉnh hạ tâm tới, cũng liền chậm rãi ngủ rồi. Hơn 10 giờ tối một chút khi Chu Diễn liền đã tỉnh, hắn hiện tại tinh thần so người bình thường muốn hảo rất nhiều, mỗi ngày tiêu tốn một giờ tả hữu đã tọa nhập định, ngủ tiếp cái 4-5 cái giờ, liền cả ngày đều là tinh thần sáng láng thấy thời gian còn sớm, liền ngồi xếp bằng ngồi xong, bắt đầu nhập định. Từ trong nhập định ra tới thời điểm đã là 11 giờ qua, Chu Diễn chạy nhanh đẩy đẩy Lục Bách Xuyên, đem hắn đánh thức, nói, Ê thời gian không còn sớm, đứng lên đi. Lục Bách Xuyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong phòng một mảnh hắc ám, liền quần áo đều tìm không ra. Chu Diễn nhưng thật ra thấy được rõ ràng, vội vàng đem quần áo đưa tới trong tay hắn, lại hỏi, Ê có đói bụng không? có muốn ăn hay không điểm đồ vật ở qua đi. Hiện tại cách bọn họ thượng một đống ăn xong đã có hơn 6 giờ, liền tính hiện tại còn hảo, phỏng chừng nửa đêm về sáng cũng sẽ đói, lục bách suy nghĩ nghĩ nói, kể có cái gì có sẵn sao. Tùy tiện ăn chút thì tốt rồi. Chu Diễn nói, kê cơm chiều thời điểm còn dư lại không ít cá chạch canh, sao mì sợi biết không? Lục Bách Xuyên tự nhiên là không ý kiến. Buổi tối nơi nơi đều là đen nhánh một mảnh, chu diễn ở trong phòng bếp tìm một vòng mới tìm được ngắn muỗng một đoạn vô dụng xong ngọn nến lục bách xuyên khái liền chính mình trước đem ngọn nến điểm hảo mới đem lục bách xuyên mang ra tới mì sợi làm lên đơn giản nước trong nấu ra tới bỏ vào dư lại cá chặt canh là có thể ăn hai người liền này như đậu ngọn đèn dầu từng người ăn xong một chén lớn mặt thấy thời gian cũng không sai biệt lắm liền cầm chén đặt ở bồn nước phao trực tiếp ra cửa bọn họ đến thời điểm lục bách minh đã ở đang ở cùng nửa đêm trước canh gác hai người nói chuyện phím, bên cạnh điểm cái chậu thang tử, bên trong củi lửa phát ra mỏng manh ánh lửa, chiếu sáng bên cạnh một vòng địa. Chu diễn đánh giá một chút, thấy nửa đêm trước canh gác hai người đều là năm 60 tuổi tả hữu thúc thúc, như vậy xem ra lục bách minh đại bá còn rất công chính, tuổi đại giá trị nửa đêm trước, tuổi trẻ lực tráng nửa đêm về sáng, ai cũng không thiên vị. Khi hai người tuổi lớn, vốn dĩ liền không quá có thể thức đêm, thấy bọn họ lại đây, chào hỏi liền trở về nghỉ ngơi chu diễn cùng lục bách xuyên ở hai người không ra tới trên ghế nằm ngồi xuống cùng đối diện lục bách minh mắt to trường mắt nhỏ trong chốc lát sau chu diễn ngơ ngác hỏi kể chúng ta đêm nay liền như vậy thủ lục bách minh duỗi người ở trên ghế nằm nằm hảo nói e bằng không đâu ngươi còn tưởng như thế nào thủ muốn đánh trò chơi vẫn là đấu địa chủ dừng một chút cũng không đợi chu diễn trả lời lại nói kẻ liền biết ngươi khẳng định sẽ cùng lại đây cho nên ta chính mình mang theo đêm ghế nằm bằng không hai người các ngươi đêm nay phải tể một phen ghế dựa lục bách xuyên không phản ứng hắn lôi kéo chu diễn cũng nằm hảo giải thích nói liệu giao lộ bên kia bọn họ bố trí qua dùng dây thường hệ ở hai bên trên vách núi dây thường thượng buộc lại lục lạc bất đồng độ cao buộc lại vài căn nếu có cái gì lại đây nói lục lạc sẽ phát ra âm thanh lại chỉ chỉ bên cạnh đại cây liễu nói từ kia mặt trên còn treo một mặt la nếu có chuyện gì nói liền gõ la người trong thôn liền sẽ chạy tới không cần lo lắng Chu diễn vẻ mặt mộng bức, ở ngươi làm sao mà biết được. Bọn họ cả ngày ngốc một khối, cư nhiên còn có Lục Bách Xuyên biết hắn lại không biết sự tình. Lục Bách Minh biểu môi nói, ngày việc này chúng ta thôn tất cả mọi người biết. Chu diễn vẻ mặt bị khi dễ biểu tình nhìn về phía Lục Bách Xuyên. Không đợi Lục Bách Xuyên có phản ứng gì, bên cạnh Lục Bách Minh lại là bá một chút, từ trên ghế nằm ngồi dậy nói, người ta nói hai ngươi chú ý địa ma, ở trước mặt ta là không sao cả, bị người trong thôn đã biết chung quy ảnh hưởng không tốt lắm a à. lục bách xuyên gật gật đầu nói y hảo chu diễn hiếu kỳ nói ở ngươi là như thế nào phát hiện lục bách minh tôi cũng không nhìn xem ta là ai ngày đó hắn ở nhà ta cho ngươi chắn rượu thời điểm ta liền cảm thấy có vấn đề ai sẽ cho học đệ chắn rượu đem chính mình cấp uống say a à? lại không phải học muội còn có hậu tới hai ngươi ở trong sân kéo tay nhỏ đừng tưởng rằng không ai thấy a à. ta chính là hỏa nhãn kim tinh tới diễn, người ta xem ngươi là bác quái tinh đi. Nói xong thấy hắn dù sao biết hai người quan hệ, liền quan minh chính đại nhìn về phía lục bách xuyên cầu nhận đồng, Thì học trưởng ngươi nói đúng không? Lục bách minh cãi giận nói, ngài đừng ở độc thân cậu trước mặt tú ân ái, độc thân cậu cũng là cậu, có thể không yêu, nhưng thỉnh không cần thương tổn. Lục bách xuyên nhà nhạc nói, kể cùng ngươi cùng nhau trở về kia cô nương đâu. Lục Bách Minh giống bị điểm huyệt giống nhau, nháy mắt an tĩnh xuống dưới, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ngươi đừng nói ngươi không thấy được đó là ai a à. đúng một lát lại nói kẻ ta thật sự chỉ là ở trở về trên đường trùng hợp đụng tới nàng ngươi nói đều là một chỗ tổng không thể ném xuống nàng mặc kệ đi vì việc này ta ba thiếu chút nữa không đem ta cấp đánh chết chu diễn để nói được giống như ngươi không thích quá người ta giống nhau nếu không ngươi ba như thế nào sẽ muốn đánh ngươi lục bách minh nghe hắn nói như vậy liền biết hắn khẳng định là biết này đó chuyện của năm xưa nghiêm túc giải thích nói trước kia, kia đều bao nhiêu năm trước sự tuổi trẻ thời điểm ai không có thích sai lầm người a à, hiện tại sớm đi qua chu diễn đúng lý hợp tình người ta liền không thích sai lầm người lục bách minh trong miệng nói e được rồi được rồi đã biết trong lòng lại yên lặng phun tào ngươi thích người ở đại bộ phận người trong mắt cũng không cảm thấy có bao nhiêu đối hảo không chu diễn thấy hắn không vui lại nói cũng liền nằm xuống nghỉ ngơi qua một lát lại giống tự nhớ tới cái gì dường như hỏi bên cạnh lục bách xuyên rồi như thế nào các ngươi một cái keo lục bách xuyên một cái keo lục bách minh nghe tới cùng hai huynh đệ dường như lục bách xuyên cười cười nói kêu trăm tự là chúng ta bối phận chúng ta thôn rất nhiều người đều là như vậy đặt tên còn có keo lục bách thanh lục trăm phi đâu lục bách minh vô ngữ nói trời ta nói ngươi như thế nào như vậy lại thiếu lại hộ thực buổi sáng thấy ta kia phúc cao lãnh kính đâu chu diễn cái kia không phải cùng ngươi không thân sao? Lục Bách Minh tới hứng thú, người kia hiện tại đâu? Chính. Chu Diễn nói, ê nửa thuộc đi. Ba người câu được câu không trò chuyện, đảo cũng không phải không có thú, thỉnh thoảng hướng bên cạnh chậu than thêm căng củi lửa, không cho ánh lửa diệt là được. Mau đến rạng sáng bốn điểm nhiều thời điểm, bắt đầu hạ sương sớm, ba người từng người đem mang lại đây thả mỏng cái hảo. Lúc này đúng là sáng sớm trước hắc ám nhất thời điểm, bầu trời ánh trăng cùng ngôi sao đều đã ẩn vào tầng mây, nơi xa thanh sơn thấy không rõ một chút bóng dáng. Chu diễn thấy ly hừng đông chỉ có một giờ tả hữu, liền nhẹ giọng nói, hệ hai người các ngươi muốn hay không ngủ một lát, ta thủ là được, có vấn đề nói kêu các ngươi. Hai người đều là cẩn thận người, tự nhiên sẽ không đồng ý, lục bách xuyên ngáp một cái nói, ờ không có việc gì, còn không phải quá vây, cùng nhau thủ đi. Chu diễn cũng không lại kiên trì, chỉ là càng thêm tỉnh hạ tâm tới lưu tâm bên kia động tĩnh. Đương phương đông bắt đầu lộ ra bụng cá trắng thời điểm, Chu diễn cho rằng một đêm liền như vậy đi qua, Lục Bách Xuyên cùng Lục Bách Minh hai người cũng thả lỏng xuống dưới, nằm trên ghế mơ màng sắp ngủ. Đã có thể vào lúc này, Chu diễn nghe được đường cái bên kia có hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, ly giao lộ bọn họ bố trí lục lạc nơi này còn có một khoảng cách, tốc độ cũng không phải thực mau, phỏng chừng còn phải đợi một lát lục lạc mới có thể vang. Chu diễn vội vàng đứng dậy để đẩy lục bách xuyên cùng lục bách minh, nhẹ giọng nói, nghe có cái gì lại đây? Chương 18 Lục bách minh mê mê hoặc hoặc nói, nghe lục lạc không va nga. Chu diễn vội la lên, người e ta nghe được tiếng bước chân. Lục bách xuyên nghĩ nghĩ nói, kẻ e có thể nghe rõ ước chừng có bao nhiêu sao? Chu diễn lắc lắc đầu, e quá xa, nghe không rõ ràng lắm. Lục bách xuyên không lưng từ trên mặt đất cầm lấy dao chẻ củi nói đi trước trên cây đi. Liền ở bọn họ bên cạnh kia cây liễu, từ lục bách xuyên khi còn nhỏ có ký ức khởi liền ở nơi đó, lớn lên cành lá tốt tươi, thụ côn ở 2 mét rất cao thời điểm chia ra làm 4, 4 căn cành khô triệu 4 phía sinh trưởng mở ra, hiện giờ mỗi căn cành khô đều có người thường đùi phẩm chất. Ba người lấy hảo chính mình vũ khí, bò lên trên thụ sau, từng người tuyển một cây cành khô trạm hảo, chu diễn trước tuyển nhất tới gần giao lộ cái kia thân cây, lục bách xuyên cùng lục bách minh thì tại hắn hai bên. Ba người ở trên cây trạm hảo sau, cũng không nghe được tiếng chung vang lên, lục bách minh vừa định nói hắn trong gà hóa quốc, liền nghe chu diễn thần sắc ngưng trọng nói, thì hẳn là có bốn đến năm cái. Lục bách minh muốn hỏi bốn đến năm cái cái gì, liền nghe được đinh linh linh lục lạc tiếng vang lên. Lúc này thiên đã tờ mờ sáng, nhìn kỹ nói, Loáng thoáng có thể nhìn đến giao lộ xuất hiện tang thi thân ảnh. Mấy cái tang thi ở giao lộ đầu tiên là mê mang trong chốc lát, sau đó giống phát hiện cái gì giống nhau, tất cả đều triều bọn họ nơi này cây chạy tới. Đường tang thi chạy đến dưới tàn cây thời điểm, nương phía dưới mỏng manh ánh lửa cùng chân trời nắng sớm, ba người có thể nhìn đến mấy cái tang thi đều là quần áo tả tơi, trên mặt vết bẩn loang lổ, thậm chí tàn khuyết không được đầy đủ. Lục Bách Minh sợ tới mức một cái giật mình, chỉ chỉ treo ở chu diễn nơi nhánh cây kia mặt la nói: ở ngươi chạy nhanh gõ a. Kết quả Chu Diễn không những không gõ, còn đem treo la cấp thu đi lên, treo ở càng cao nhánh cây thượng, để ngừa Tang Thi nhảy dựng lên trảo hắn thời điểm đụng tới, ngữ khí bình tĩnh nói, "Nghe chờ một chút." Lục Bách Minh cùng Chu Diễn vừa nói lời nói, mấy chỉ Tang Thi liền toàn vây quanh ở hai người bọn họ dưới chân, có mấy cái thậm chí nhảy dựng lên muốn trảo bọn họ mắt cá chân, nhìn đến Tang Thi móng tay ly chính mình chân không đến một thước khoảng cách, Lục Bách Minh cẩn thận hướng chỗ cao lại xê dịch, vẻ mặt đưa đám nói, vì ở lại chờ ta liền phải bị bắt được." Lục Bách xuyên bất đắc dĩ nói, "Ở ngươi bình tĩnh một chút, này không phải còn cách rất xa sao?" Lục Bách Minh lại hướng lên trên xe dịch, xác nhận tang thi như thế nào nhảy đều bắt không được chính mình lúc sau, rốt cuộc bình tĩnh điểm, nói, "Gại nơi nào cách đến xa, liền ở dưới chân, cảm giác ngay sau đó phải bắt đến ta." Dừng một chút lại chưa từ bỏ ý định hỏi, "Cho chúng ta thật không gõ la thông tri trong thôn người chuẩn bị một chút sao?" Chu Diễn vô ngữ nói, ở ờ, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Lại đây mấy chỉ tang thi vẫn luôn dưới tàn cây vây quanh chúng ta xoay quanh, căn bản là không hướng trong thôn đi. Lục Bách Minh biểu môi nói, người ta đều bị dọa thành như vậy, nào còn có tâm tư chú ý chúng nó chạy trốn nơi đâu, lại không giống ngươi giống nhau, như vậy xa là có thể nghe được, hơn nữa ta cận thị, căn bản là thấy không rõ tổng cộng tới mấy chỉ tang thi, như thế nào sẽ biết tất cả đều lại đây. Chu diễn dở khóc dở cười, ở ờ, ngươi nói ngươi như vậy nhát gan, lúc trước như thế nào liền có lá gan chính mình một người lái xe chạy về tới đâu như thế nào không khóa cửa trốn trong phòng không ra ta kia không phải lo lắng ta ba mẹ ở nhà có nguy hiểm sao lục bách minh đô nam nói đây còn có ta nếu không nhát gan lúc trước liền sẽ không ở nơi đó chờ lâu như vậy mới chờ đến đi ngang qua các ngươi sớm chính mình đi đường đã trở lại lục bách xuyên thấy bọn họ hai dưới loại tình huống này còn ở đấu võ mồm nhắc nhở nói ngài đã có sức lực đấu võ mồm nhìn dáng vẻ là không sợ hãi, không bằng trước tưởng tượng như thế nào đêm này mấy chỉ tan thi giải quyết đi. Lục Bách Minh vừa nghe vừa muốn khóc, thật không từ trong thôn nhiều kêu vài người tới hỗ trợ sao? Lục Bách suy nói, kêu chúng ta ở mặt trên còn không có nguy hiểm, là một gõ vang. Liền sợ trong thôn ai không như thế nào chuẩn bị liền trực tiếp chạy tới, đến lúc đó ngược lại có nguy hiểm. Liền ở hắn nói chuyện trong lúc, chu diễn ngồi xổm xuống thân mình, tay trái đỡ bên cạnh một cây thân cây, tay phải xách theo rìu, ở tang thi đôi tay trảo không buông khoảng cách dùng sức triều dưới chân tang thi trên đầu tạp đi xuống tạp trung sau lập tức thu tay lại hắn sức lực cực đại chỉ nghe ê e phanh ê e một thanh âm vang lên tang thi đầu trực tiếp từ đỉnh đầu bị tạp phá sền sệt tanh tử màu đen chất lỏng từ trong ốc văng khắp nơi phun ra tang thi cũng tùy theo ngã xuống đất mặt khác bốn con tang thi nghe tiếng tụ lại đây chu diễn bắt lấy nhánh cây ở mặt trên trạm hảo không có lại ra tay lục bách minh xem đến đôi mắt đều đăm đăm kinh hỉ nói Kệ huynh đệ, thân thủ không tồi a, à, trước kia luyện qua đi. Chu diễn hàm hồ lên tiếng, chưa nói là cũng chưa nói không phải. Bên cạnh lục bách xuyên thấy hắn giải quyết xong một con, liền dùng trên tay dao trẻ củi gõ gõ dưới chân thân cây, quả nhiên một con tang thi nghe tiếng chạy tới, nhảy dựng lên muốn bắt lấy hắn tay. Lục bách xuyên học vừa mới chu diễn bộ dáng, cũng sấn tang thi tay rơi xuống thời điểm, một dao trẻ củi chém đi lên, chỉ là hắn sức lực không bằng chu diễn đại, dao trẻ củi cũng không giống rìu trọng, hảo hạ lực, kết quả chính là dao trẻ của chém vào tang thi đầu một chút thiếu chút nữa tạp trụ không nhổ ra được chờ dùng sức thời điểm tang thi trong ốc tiêu ra một cổ máu đen sau chỉ là thân thể cua cua lại không có việc gì lục bách xuyên ngốc lăng lăng nhìn cái kia tang thi hoàn toàn không chịu ảnh hưởng tiếp tục ở hắn lòng bàn chân lắc lư thậm chí thường thường duỗi tay hướng về phía trước muốn bắt lấy hắn hai chân trong lúc nhất thời đã quên động tác hãy còn nhớ rõ bọn họ nhất gặp được tang thi thời điểm ở nhà hắn dưới lầu ga ra hắn chỉ là dùng một cái chém cốt đao liền đem tang thi cấp chém ngã chu diễn thậm chí là chỉ dùng một cái chày cán bột hiện giờ hắn một đao rõ ràng chém vào tang thi trong ốc kết quả lại hoàn toàn không có việc gì nhất thời bị cả kinh không biết làm sao chu diễn ở bên cạnh thấy rõ hắn cũng đoán trước tới rồi nhiều như vậy thiên hậu tái ngộ đến tang thi khẳng định không có phía trước dễ dàng như vậy đối phó chỉ là cũng không nghĩ tới cư nhiên chém vào sọ não cũng chưa dùng vì thế nói Người nghĩ cách thử xem xem chém hắn cái óc Lục Bách Xuyên vốn dĩ liền không cam lòng, nghe vậy đứng lên duỗi duỗi tay chân, tìm cái phương tiện xuống tay vị trí, đem dao chẻ của duỗi đi xuống gõ gõ, liền chờ Tang Thi lại đây. Tang Thi sẽ không tự hỏi, vừa mới kia chỉ Tang Thi nghe tiếng lại chạy đến hắn dưới chân tới, cái gọi là thù địch gặp nhau hết sức đỏ mắt, Lục Bách Xuyên dùng ra so vừa rồi lớn hơn nửa sức lực, tìm hảo góc độ, từ phía sau nghiêng bổ về phía cái ót, cái gáy tương đối với đỉnh đầu tới nói, muốn mềm mại một ít, Lục Bách Xuyên đao cũng sẽ không bị tạp, lần này thuận lợi rút ra giao trẻ của sau, tang thi rốt cuộc theo tiếng ngã xuống đất, lục bách xuyên cũng tùy theo nhẹ nhàng thở ra. Liền ở chu diễn bên này này chỉ tang thi rốt cuộc trong lúc, lục bách xuyên cũng nhanh chóng tạp đổ một con từ hắn lòng bàn chân chạy qua tang thi. Như vậy dưới tàn cây cũng chỉ dư lại hai chỉ tang thi. Chu diễn cùng lục bách xuyên liếc nhau, đều xem hạ bên cạnh lục bách minh. Chu diễn cười xấu xa một tiếng, chỉ vào lòng bàn chân tang thi nói, nghe thử xem xem. Lục Bách Minh ngựa ngùng cười một chút, nói, để e có thể không thử sao? Chu Diễn lắc lắc đầu, mê hoặc nói, ê e thử xem đi, ngươi sẽ phát hiện tiềm lực của ngươi là vô hạn. Lục Bách Minh thấy trốn không thoát, chỉ có thể học bọn họ bộ dáng tìm cấp vị trí ngồi sổn hảo, chờ Tang Thi đi đến hắn dưới chân thời điểm, nhanh chóng ra tay, một kích tức trung, chờ đắc thủ sau nhanh chóng đứng lên đi hướng càng cao địa phương, thân thủ tuy rằng so ra kém Chu Diễn, nhưng so với Lục Bách xuyên tới, lại là chỉ biết hảo sẽ không kém chu diễn nhớ mày nói ở ngươi thân thủ cũng không kém a à. lục bách minh trong thanh âm đều mang theo run rẩy nói ở chính là ta sợ hãi a à. chu diễn nhìn nhìn hắn thấy hắn chân hiện tại còn ở rung, không giống như là giả vờ cũng liền không nói thêm nữa dưới gốc cây lúc này cũng chỉ thừa duy nhất một con tang thi cái này tang thi là năm cái bên trong nhất thấp bé chu diễn phát ra âm thanh đem tang thi dẫn tới dưới chân sau nhìn ra một chút khoảng cách tang thi đầu khoảng cách lại nhìn xem điều chiều dài, phát hiện cho dù là duỗi thẳng cánh tay, phỏng chừng cũng là với không tới tang thi đầu, vì thế lại hướng thân cây phương hướng thấp bé chỗ xe dịch, tang thi cũng tùy theo theo lại đây, kết quả dùng sức một đích lại rơi xuống cái không, người cũng thiếu chút nữa bị quăng đi ra ngoài, còn hảo hắn hiện tại thân thể linh hoạt độ không phải người bình. Thường có thể so, lập tức duỗi tay ôm lấy thân cây vừa chuyển, người lại xoay trở về. Không khỏi thở dài nói, ở ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy lùng đâu tang thi tự nhiên là sẽ không đáp lại hắn tiếp tục ở hắn phía dưới nhảy nhót như là đối vừa rồi không bắt được con mồi tỏ vẻ không cam lòng lục bách xuyên lại là sợ tới mức trái tim đều đình nhảy một phách thấy thế chạy nhanh hỏi ở ngươi không sao chứ chu diễn nói ờ không có việc gì chính là cái này có điểm phiền toái đến tưởng cái biện pháp lục bách xuyên nhẹ nhàng thở ra tôi không có việc gì liền hảo lại thử thăm dò nói ờ nếu không ta đi xuống Chu Diễn chạy nhanh nói, Ừ không cần, ta nghĩ đến biện pháp, ngươi liền hãy chờ xem. Nói liền trực tiếp ở trên thân cây ngồi xuống, hai chân câu lấy thân cây. Dưới tàn cây tan thi thế thế, quả nhiên thấu lại đây muốn bắt lấy hắn chân, kết quả mặc kệ như thế nào nhảy, luôn là cách hắn dày còn hơi kém hơn một chút. Chu Diễn đắc ý nói, Ừ thế nào, kêu ngươi lớn lên sao lùng, bắt không được đi. Bên cạnh Lục Bách Xuyên cùng Lục Bách Minh vốn đang có điểm lo lắng, kết quả nghe hắn nói như vậy, đều là vẻ mặt hắc tuyến. Chu diễn đợi trong chốc lát, thấy tan thi không hề không ngừng trảo hắn chân thời điểm, sấn tan thi đôi tay buông kia trong nháy mắt, eo về phía sau một đảo, chỉ chừa hai chân câu ở trên thân cây, tay phải theo xuống phía dưới lực lượng, trực tiếp bổ về phía tan thi cái óc. Lần này mau chuẩn tà nhẫn, tan thi tự nhiên là không hề chống cự đường sống, nháy mắt ngã xuống đất, văng khắp nơi máu đen thiếu chút nữa phun chu diễn vẻ mặt. Chu diễn lại cua cua thân thể, trên eo dùng sức, sau đó một cái thẳng lưng, lại ngồi trở lại trên cây đắc ý nói Người ta thân thủ hảo đi lục bách xuyên vừa định nói gì còn không có tới tập đã bị bên cạnh lục bách minh giành trước ngữ khí vội vàng lại mang theo sùng bái kỳ hảo phi thường hảo từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta đại ca chính là ta thần tượng chu diễn ghét bỏ nói Kỳ ai là đại ca ngươi a à? ngươi một lão nam nhân cũng đừng trang nộn gọi người khác đại ca lục bách minh một bộ ta chính là chọn sự bộ dáng người ta cùng nhà ngươi lục bách xuyên học trưởng cùng tuổi kia hắn cũng là lão nam nhân sao chu diễn đúng lý hợp tình nghề học trưởng phong hoa chính mậu nơi nào là ngươi có thể so sánh lục bách minh còn tưởng lại phản bác lại bị lục bách xuyên đánh gãy chỉ vào nhánh cây thượng la đối hắn nói ở ngươi không phải rất tưởng gõ sao chương mười chín lục bách minh bị nghẹn một chút chu diễn thấy thế cười đem nhánh cây thượng treo la giải xuống dưới đưa cho hắn lục bách minh mắt trợn trắng tiếp nhận chính là một đốn cuồng gõ. Lúc này sắc trời đã càng ngày càng sáng, chỉ chốc lát sau ba người liền nhìn đến có thôn dân trong tay cầm các kiểu nông cụ hướng bên này đuổi lại đây. Lúc này không có tang thi uy hiếp, Lục Bách Minh nhìn đến trước nhất đầu nhân thủ cầm đem cái quất, còn có tâm tình ngồi ở trên cây, chân lắc qua lắc lại cùng bọn họ nói giỡn, ở ngươi nói chúng ta lúc ấy như thế nào liền không lấy đem cái quất đâu. Đều nói một tất trường một tất cường, như vậy vừa mới chúng ta ở trên cây căn bản là không cần lo lắng bọn họ sẽ bắt lấy chúng ta chân. Chu Diễn cười nhạo một tiếng, vì vậy ngươi lần sau nhớ rõ lấy đi. Lục Bách Minh chạy nhanh lắc đầu, ở ngàn vạn đừng, ta nhưng không bao giờ tưởng có lần sau. Khi nói chuyện trong thôn nam nhân đều lục tục chạy tới, nhìn đến trên mặt đất mấy cổ tang thi thi thể, sắc mặt đều không quá đẹp. Lục Kiến Quốc cùng Lục Bách Minh phụ thân cũng ở trong đám người, thấy bọn họ ba người không có việc gì sau, Hai người nghe được la thanh sau treo tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Ba người thấy đại gia lại đây, đều là một cái xoay người liền từ trên cây nhảy xuống tới. Lục Bách xuyên tự nhiên mà vậy đứng ra hướng bọn họ giải thích đã phát sinh sự tình, nhưng cũng không có nói được quá kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là nói, kỳ hừng đông thời điểm, chúng ta nghe được thanh âm sau liền bò đến trên cây đi, thấy chúng nó chỉ là dưới tàn cây vây quanh chúng ta, liền không có gõ la kêu đại gia lại đây, sợ đại gia không có làm hảo chuẩn bị ngược lại nguy hiểm. Lục Bách Minh nghe hắn nói như vậy, liền biết hắn là không nghĩ làm đại gia biết chu diễn thính lực siêu quần sự tình, vì rằng hắn lại nhát gan lại gào to, nhưng cũng sách đến thanh tốt xấu, không tính thượng một lần, cũng chỉ là hôm nay buổi sáng, nếu không phải chu diễn thân thủ hảo, hắn cũng không nắm chắc chính mình hoàn toàn không bị thương, hiện giờ Lục Bách Xuyên không nghĩ là mười biết việc này, hắn tự nhiên cũng liền sẽ không nói, vì thế cũng gật đầu xem như phụ họa. Lúc này đi trước giao lộ kiểm tra tình huống người cũng đã đi tới, nói, ờ mấy cây dây thừng đều đã bị kéo xuống ta lại lần nữa cấp hệ thượng lục ký nghiệp gật gật đầu tỏ vẻ đã biết nói rẽ nếu mọi người đều ở vậy đơn giản khai cái tiểu sẽ đi nơi này tình hình các ngươi cũng thấy được này mấy cái tang thi phỏng chừng đại gia cũng có thể nhận ra tới chính là cách vách thôn bọn họ thông ly chúng ta nơi này ít nói cũng có bốn dặm mà khoảng cách hiện tại lại đây mấy chỉ mặc sao ai cũng không biết còn có bao nhiêu khi nào liền lại lại đây không bằng sấn hiện tại mà còn không có trường hảo đại gia cũng không như vậy vội vã trồng. Trọc thời điểm, chạy nhanh đem con đường này cấp phong thượng, đại gia không ý kiến đi. Đại bộ phận người ở nhìn đến này mấy cái tang thi thi thể thời điểm, trong lòng liền hận không thể chạy nhanh đem lộ cấp phong, làm tang thi vào không được, lúc này tự nhiên là không ý kiến. Nhưng cũng chỉ là đại bộ phận, không đại biểu toàn bộ. Quả nhiên vừa mới dứt lời, một cái hơn 50 tuổi, dáng người khô gầy, làn da ngâm đen nam nhân đứng dậy nói, ở nhà ta tiểu nhi tử còn không có trở về, phong lộ hắn như thế nào vào thôn? Nghe vậy còn lại có người nhà còn không có trở về cũng gật gật đầu. Lúc này từ bên ngoài trở về những người đó, trong lòng đều suy nghĩ, lúc này đều còn không có trở về, trở về tỷ lệ phỏng chừng là không lớn, nhưng bởi vì đều là quê nhà hương thân, lời này quá tru tâm, ai cũng chưa nói ra tới. Nhất thời trường hợp phi thường an tĩnh. Chu diễn nghĩ nghĩ nói, e nếu không, chúng ta liền từ bên trong tu một cái thang lầu đến trên tường vây, nếu bên ngoài có người đã trở lại, ở thang lầu thượng cũng có thể nhìn đến, cho bọn hắn phóng cái cây thang đi xuống là được. Khi mấy người nghe xong cũng cảm thấy được không, cứ như vậy đã bảo đảm chính mình an toàn, nếu có người đã trở lại cũng có thể tiến vào, cùng lắm thì về sau bọn họ mấy nhà nhiều đi tường vây nơi đó thủ là được, vì thế đều gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lục kiến nghiệp thấy bọn họ cũng chưa ý kiến liền nói, nếu mọi người đều đồng ý, vậy chạy nhanh hành động đi, trong thôn đại gia mấy năm nay sửa nhà phỏng chừng đều có còn thừa xi si măng gạch không cần tàn tư đều lấy ra tới đi từ giờ trở đi trừ bỏ tối hôm qua ở chỗ này gác đêm bọn họ ba cái những người khác đều lại đây làm việc bao gồm tiểu hài tử cũng gọi tới dọn gạch mỗi bữa cơm điểm thời điểm một nhà có thể trở về một người nấu cơm nói lại điểm vài người tên đều là trong nhà không ngừng một người nam nhân nói để các ngươi mấy cái trước lưu lại nơi này thủ đi mặt khác mấy cái liền đem này trên mặt đất thi thể xử lý một chút tìm một chỗ thiêu đi còn lại người liền đều tan từng người về nhà lấy công cụ cùng tài liệu chu diễn thấy thế chạy nhanh gọi lại lục kiến nghiệp cùng lục bách minh phụ thân lục hưng nghiệp không giống nhau lục kiến nghiệp lớn lên cao lớn chắc nịch mặt chữ điền mày rậm mắt hổ toàn thân tản ra một cổ uy nghiêm chính khí cảm giác lục kiến nghiệp đối chu diễn ấn tượng không tồi hỏi thì còn có chuyện gì sao Chu Diễn nghĩ nghĩ hỏi, kể các ngươi tưởng đem tường vây kiến thành cái dạng gì? Lục kiến nghiệp nghe hắn nói như vậy, liền biết hắn có chuyện tưởng nói, cười cười nói, ở ngươi có cái gì tốt ý kiến sao? Chu Diễn vốn dĩ chính là muốn đề ý kiến, lúc này tự nhiên sẽ không thoái thác, vì thế nói, thì hôm nay chúng ta gặp được tang thi so với phía trước ta ở bên ngoài gặp được tang thi đã muốn lợi hại rất nhiều, hơn nữa cũng không dễ dàng như vậy bị đánh gục, ta tưởng nếu muốn tu tường vây nói, không bằng tu một cái lại cao lại rắn chắc lục kiến nghiệp nghe vậy gật gật đầu nói kỳ hành ta đã biết sẽ an bài tốt các ngươi ngao cả đêm cũng mệt mỏi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi trên đường trở về chu diễn còn có điểm không yên tâm lôi kéo lục bách xuyên hỏi ở ờ, ngươi nói thôn trưởng có thể hay không nghe ta ý kiến a à? lục bách xuyên nói y yên tâm đi kiến nghiệp thúc là xuất ngũ quân nhân phương diện này hắn có kinh nghiệm nếu là muốn phòng thủ hắn tự nhiên sẽ làm được tốt nhất nếu ngươi thật sự là lo lắng buổi chiều chúng ta quá khứ thời điểm lại đi nhìn chằm chằm là được chu diễn tưởng cũng chỉ có thể như vậy bọn họ về đến nhà thời điểm diệp nguyên dung đang ở cửa gấp đến độ xoay quanh nhìn thấy lục bách xuyên cùng chu diễn đã đi tới vội đón nhận đi đem hai người đều kiểm tra rồi một lần thấy đều không có việc gì lúc sau tưởng bên ngoài tình huống hẳn là khống chế được mới một bộ nghĩ mà sợ ngữ khí nói rồi còn hảo hai người các ngươi đều không có việc gì nghe được la thanh thời điểm nhưng làm ta sợ muốn chết ngươi ba lại không cho ta cùng qua đi lưu ta một người ở chỗ này thiếu chút nữa không cấp điên rồi ngươi nói nhiều như vậy thiên đều không ra sự như thế nào đến phiên các ngươi liền có chuyện đâu lục bách xuyên chạy nhanh nói ngày này không đều không có việc gì sao yên tâm đi chúng ta có chừng mực tiếp theo lại cùng nàng nói một lần hôm nay muốn tu tường vây sự diệp nguyên dung nghe xong nói ngày vậy các ngươi chạy nhanh đi rửa mặt đi ta đi cho các ngươi làm chút ăn bởi vì đuổi thời gian giữa trưa bọn họ lại có hai người muốn đi làm việc cơm sáng liền làm được lại mau lại thật sự trong không gian có lục kiến quốc phía trước làm tốt thịt kho buổi sáng liền năng điểm rau xanh một người nấu một chén lớn mì sợi tưới thượng thịt kho cùng nước chính là một chén thơm nào ngạt thịt kho mặt ăn xong lúc sau lục kiến quốc cùng dịp nguyên dung liền tìm cái tiểu xe đẩy tính toán đem góc tường đôi một đống phía trước sửa nhà sinh hạ tới gạch đẩy qua đi chu diễn cùng lục bách xuyên hảo còn không vây liền qua đi hỗ trợ bốn người cùng nhau chỉ chốc lát sau liền đem gạch đều đẩy đến đại cây liễu hạ lúc sau dịp nguyên dung lại là không muốn làm hai người bọn họ ở lưu tại nơi đó làm việc nói liền tính ngủ không được cũng đến trở về nghỉ ngơi trong thôn nhiều người như vậy không đạo lý hai người bọn họ thủ một đêm hiện tại còn kém bọn họ điểm này nhân lực hai người trở về lúc sau thấy không có việc gì để làm liền đem phía trước thu tốt bí đỏ đằng lấy ra tới lột chu diễn trước kia không ăn qua cái này vẫn là kia một năm nghỉ hè tới nơi này chơi thời điểm lần đầu tiên ăn kết quả ăn một lần liền yêu cái kia hương vị, lúc sau một cái nghỉ hè không ngừng ăn cái thống khoái, liền lột da kỹ thuật cũng một đường tiêu thăng. Lột bí đỏ đằng da là cái tinh tế sống, hai người ngồi ở trên ghế biên lột biên nói chuyện phím, chờ tất cả đều lột xong lúc sau, buồn ngủ cũng tới. Chu diễn đem lột ra tới một đại bồn bí đỏ đằng phóng tới phòng bếp sau, hai người rửa tay chân liền trở về phòng nghỉ ngơi. Lại tỉnh lại thời điểm, bên ngoài chính mặt trời lên cao. Chu diễn nhìn thời gian, đã mau đến cơm trưa điểm, ở trong phòng đi bộ một vòng, thấy Diệp Nguyên Dung còn không có trở về, liền chính mình động thủ chuẩn bị mấy người cơm trưa. Lần trước hắn xem qua một lần Diệp Nguyên Dung nấu cơm, lần này liền tưởng chính mình nếm thử một chút, tìm được nấu cơm cái kia tiểu đào nồi, tẩy hảo mễ lúc sau phóng khí tha mặt trên lửa lớn nấu, chính mình liền ở bên cạnh chuẩn bị phải làm đồ ăn, còn có thể thủ cơm, miễn cho bị đốt trọi. Buổi sáng hắn lột tốt bí đỏ đằng tự nhiên là sẽ không rơi xuống, cái này cắt nát lúc sau phóng điểm ớt cây toái cùng tỏi nhuyễn thanh xào là được. Còn lại lại chuẩn bị mấy thứ cơm nhà. Thấy thời gian còn sớm, nghĩ đến lục kiến quốc cùng Diệp Nguyên Dung ở bên ngoài làm việc hẳn là nhiệt tới rồi, lại chuẩn bị một đại hồ chanh mật ong trà, phóng tới nước giếng ướp lạnh. Chờ Diệp Nguyên Dung trở về thời điểm, Chu Diễn đã đem hết thảy đều chuẩn bị hảo. Mấy năm nay Diệp Nguyên Dung đại bộ phận thời điểm đều là ở trong thành, thật lâu không trải qua như vậy cao cường độ sống, này một buổi sáng vẫn luôn không đình, lại là ở Đại Thái Dương Hạ, tự nhiên có điểm thể lực siêu chi, thế Chu Diễn đã đem cơm làm tốt, không khỏi tặng khẩu khí, nói thật ra, nàng cũng không có gì dư thừa sức lực lại đi nấu cơm. Vì thế mừng rỡ ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, bên cạnh còn có Chu Diễn đoan lại đây thấm vào ruột gan chanh mật ong trà. Đối Chu Diễn quả thực là càng xem càng thích, không khỏi cảm thấy nhà mình nhi tử tìm đối tượng ánh mắt thật hảo, trước kia chỉ cảm thấy Chu Diễn lớn lên không tồi, tính cách cũng không tồi, hiện tại xem còn lại sẽ nấu cơm lại có thể đánh quái quả thực toàn năng thấy chu diễn bận trước bận sau lục bách xuyên lại ở bên cạnh không có việc gì để làm vì thế vẫy vẫy tay nói ở ngươi nhìn xem nhân gia tiểu diễn nhìn nhìn lại ngươi liền ở chỗ này chơi nếu không có việc gì vậy lại đây cho ta ấn ấn bả vai đi lục bách xuyên trong lòng yên lặng phun tào trước kia không biết là ai luôn là lo lắng về sau chu diễn thực xin lỗi ta hiện tại vừa mới ở bên nhau liền bắt đầu trạm chu diễn bên kia cũng không biết ai là ngươi thân nghi tử nhưng cũng không dám nói ra thấy mẹ nó xác thật là mệt liền đi qua cho nàng ấn vai chờ lục kiến quốc sau khi trở về mấy người mới bắt đầu ăn cơm ăn xong rồi cũng không nghỉ ngơi đại gia về nhà ăn cơm thời gian cũng là có quy định một bát người đi về trước ăn chờ một bát người ăn xong trở về làm việc sau một khắc sóng nhân tài có thể trở về bọn họ tự nhiên cũng ngượng ngùng trì hoãn đến lâu lắm thu thập hảo chén đũa sau bốn người liền vội vội vàng vàng đuổi qua đi Chương 20 Bọn họ đến thời điểm, giao lộ một đám người chính làm được khí thế ngất trời, các nam nhân ở bên kia sửa chữa, nữ nhân ở đại cây liễu hạ cùng xi măng mấy thứ này, tiểu hài tử liền ở bên cạnh đệ gạch. Lục kiến nghiệp thấy bọn họ lại đây, buông trên tay sống đi tới chào hỏi nói, thì hai người các ngươi như thế nào không nhiều lắm nghĩ một lát. Lục bách suy nói, kê tỉnh ngủ liền tới đây, sớm một chút lộng xong cũng sớm một chút an tâm. Lục kiến nghiệp gật gật đầu nói, đây cũng đúng sau đó lại chỉ chỉ đang ở thi công địa phương đối chu diễn nói ờ thế nào còn hành đi chu diễn vừa mới đi tới thời điểm cũng đã thấy được xi măng đường cái bị nhân công tạp khai một mét tả hữu độ rộng hẳn là hướng ngầm đào một đoạn nền lúc này nền đã bị điền hảo chỉ dư trước sau hai bài chỉnh chỉnh tề tề thép dựng đứng ở nơi đó hai bài thép trung gian lại bị rậm rạp tài thượng ba hàng chén thô thân cây đang có thuần thục thôn dân ở hướng ra phía ngoài kia bài thép thượng đang xen xây gạch cho dù là chỉ nhìn đến như vậy một cái hình thức ban đầu Chu Diễn cũng có thể tưởng tượng đến cuối cùng thành phẩm có thể có bao nhiêu kiên cố, như vậy độ dày tiếp cận một mét tường vây, lại có nhiều như vậy thép cùng thân cây gia cố, cho dù là hắn đời trước nơi căn cứ tường vây cũng vô pháp so. Không khỏi tán thưởng nói, ngày này kiên cố trình độ, cho dù là khai xe vận tải tới đâm đều có thể không tổn hại mảy may đi. Lục kiến nghiệp dơ dơ lên mi đắc ý nói, kia đương nhiên, vốn dĩ ta còn tưởng đem trồng cây làm kia bộ phận địa phương tất cả đều tài thượng thép, sau lại nhìn đến mọi người trong nhà ghé vào một khối cũng chỉ có thể miễn cưỡng tu trước sau hai bức tường, đành phải miễn cưỡng đem đại gia sửa nhà dùng để trăng lương thân cây đều lấy lại đây dùng. Dừng một chút lại tiếp theo nói, kẻ bất quá cứ như vậy, cũng liền vô pháp tu quá cao, nhiều lắm cũng liền 3 mét nhiều đi, vô pháp quá 4 mét. Chu Diễn suy nghĩ một chút, hắn đời trước nơi căn cứ tường vây giống như cũng mới 3 mét tới cao, cũng trước nay không nghe nói qua có tang thi có thể trèo tường đi vào, nghĩ đến như vậy thăng chức đủ dùng, vì thế gật gật đầu nói, cái độ cao hẳn là cũng đủ dùng. Tiếp theo lại khai cái tiểu vui đùa nói, cho chúng ta này phương Nam, cũng không gặp ai thân cao 2 mét cao, nhảy dựng quá 3 mét, cho dù biến thành tan thi, cũng sẽ không lại trường thân cao đi. Lục ký nghiệp ha ha một chút, tương đương nhận đồng. Chu diễn thấy lục tục có người cơm nước xong gấp trở về, đang ở bận rộn người cũng bị thay đổi xuống dưới trở về ăn cơm, vì thế nói, cái kiến nghiệp thúc còn không có ăn cơm đi ngươi đi về trước ăn cơm đi, ta cũng đi làm việc. Lục kiến nghiệp gật gật đầu nói, kỳ hành, vậy ngươi đi thôi, nhìn xem tu thế nào, có cái gì bại lộ nói cũng hảo nhắc nhở ta. Không biết là chuyện như thế nào, hắn đối cái này đi theo lục bách xuyên trở về người trẻ tuổi có một loại mạc danh tính nhiệm cảm, trực giác nói cho hắn, nghe người thanh niên này khẳng định sẽ không sai. Chờ lục kiến nghiệp đi rồi, chu diễn liền đi tới đang ở xây kia mặt tường nơi đó lúc này lục bách xuyên chính cầm một cái xây đao một khối gạch hướng trên tường xây có thể nhìn ra tới hắn là lần đầu tiên làm loại này sống làm lên vụn về lại không hiệu suất chu diễn thấy thế đi qua đi đệ thượng một khối gạch hỏi như thế nào ngươi cũng tới làm cái này a à? lục bách xuyên tiếp nhận gạch cũng không ngẩng đầu lên nói vốn dĩ trong thôn cũng chỉ có hai cái thuần thục tay già đời vừa mới lại có một cái bị thay đổi trở về ăn cơm đại gia muốn đem bên ngoài này mặt tường ở trời tối phía trước tu hảo liền cần thiết đến có người lại đây hỗ trợ chu diễn phía trước không nhìn kỹ chỉ nhìn đến có bốn năm người ở bên này xây tường hiện tại cẩn thận một quan sát phát hiện xác thật chỉ có một người phi thường thuần thục những người khác đều thủ pháp mới lạ chu diễn thấy hắn một khối gạch bãi đi xuống quan đối chỉnh tề phải một hồi lâu nghĩ đến chính mình đời trước từng có tu tường vây kinh nghiệm liền nói ta đến đây đi Ngươi ở bên cạnh cho ta đệ gạch là được. Lục Bách xuyên vẻ mặt hoài nghi, ngươi được không? Chu Diễn nhướng mày, nam nhân như thế nào có thể nói không được. Nói liền tiếp nhận Lục Bách xuyên trong tay công cụ, từ bên cạnh thùng chọn chút liên tiếp hai khối gạch bùng hôi đặt ở mặt trên, chờ đem gạch phóng đi lên lúc sau, dùng trên tay công cụ tay cầm hơi chút gõ gõ, đem gạch cố định hảo, lại đem tràn ra tới bùng hôi cạo, động tác sạch sẽ lưu loát làm xong lúc sau đắc ý hướng lục bách xuyên dơ dơ lên cầm. Lục bách xuyên thấy hắn này một bộ động tác xuống dưới, không chút nào ước ác bẩn thiểu, không cấm tò mò, cũng không gặp ngươi đã làm cái này a. À. Như thế nào như vậy thuần thục. Chu diễn nói, cũng không nghĩ ta bản chức công tác là cái gì. Lục bách xuyên càng thêm nghi hoặc, nông dân cót. Chu diễn sáng lạng cười, nói, đúng vậy. Nông dân cót cùng mã gạch, không đều là mã sao. Lục Bách Xuyên tức khắc không muốn nghe hắn nói hô nói vượng, chuyên tâm ở bên cạnh cho hắn đệ đồ vật. Chờ đi ăn cơm kia bác người sau khi trở về, đã tiếp cận buổi chiều 2 điểm, lúc này đúng là nhất nhiệt thời điểm, thái dương trên cao chiếu, phơi đến người mồ hôi chảy ròng. Lục kiến nghiệp thấy tiến độ còn tính có thể, khiến cho tiểu hài tử cùng nữ nhân đều đi dưới tàn cây nghỉ ngơi, lưu lại nam nhân ở bên này tiếp tục làm việc. Lục Bách Xuyên thấy Chu Diễn gương mặt phơi đến đỏ bừng, không khỏi có điểm đau lòng, giữa trưa lại đây thời điểm, nhà bọn họ chỉ có hai cái nón cói, liền cấp lục kiến quốc cùng Diệp Nguyên Dung. Lúc này trong thôn có tiểu hài tử ở nghỉ ngơi, liền đi đến đại cây liễu hạ hướng nhân gia mượn cái mũ rơm lại đây, cấp chu diễn mang lên. Chu diễn thấy hắn đem mũ rơm cho chính mình, liền nói, ngươi mang đi, ta không phơi. Lục Bách Xuyên tức giận nói, mặt đều đỏ, còn nói không phơi. Dừng một chút lại nói, mẹ trở về đề nước uống đợi chút lại đây liền sẽ đem nón cói cho ta chu diễn nghe hắn nói như vậy cũng liền không lại thoái thác sấn bên cạnh không ai liền cúi người ở lục bách xuyên bên tai lặng lẽ nói ngươi như vậy vội vã cho ta đi mượn mũ rơm có phải hay không sợ ta phơi đen liền không xoái a à? lục bách xuyên thấy hắn tuy rằng chỉ ăn mặc đơn giản áo thun mang đỉnh đầu đơn giản mũ rơm nhưng là mồ hôi từ cái trán chảy xuống chảy qua gương mặt ở lại trên cầm hội tụ cuối cùng không chịu nổi trọng lượng trực tiếp nhỏ giọt cùng bình thường hình tượng đại gần đình lại là muốn mệnh gợi cảm đành phải nuốt nuốt nước miếng nói muốn hay không ta cho ngươi lau mồ hôi chu diễn vốn dĩ liền hai tay đều cầm đồ vật không có phương tiện lau mồ hôi chính khó chịu nghe hắn như vậy vừa hỏi tự nhiên là cầu mà không được trực tiếp đem cầm nâng lên tới một khuôn mặt trực tiếp xử đến lục bách xuyên trước mắt đi lục bách xuyên vốn dĩ chính là theo bản năng vừa hỏi Thấy hắn đem mặt duỗi lại đây ngược lại có điểm ngượng ngùng, nhanh chóng hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy mọi người đều ở vội, không ai chú ý bên này, liền đem trên tay khăn lông trực tiếp phô Chu Diễn trên mặt, tiếp theo một đống lung tung trà lao. Sát xong sau lại sợ làm đau hắn, ngượng ngùng hỏi: "Thế nào?" Chu Diễn làm ra một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, đầu hắn một chút mới nói, một cổ hãng xú vị. Lục Bách xuyên vốn tưởng rằng làm đau hắn, kết quả lại là cái này liền nói ta cọ qua hãng thăng long không phải hãng xú vị chẳng lẽ vẫn là nước hoa vị a à? chu diễn lý giải nói tiếp ta nói sai rồi không phải hãng xú vị là hãng hương lục bách xuyên nghe hắn nói như vậy không khỏi nghĩ đến hai người gần nhất đối thoại là càng ngày càng ấu trĩ lý trí thượng cảm thấy hẳn là thành thục một chút chính là trong lòng lại cảm thấy rất là vui mừng thậm chí cảm thấy lại ấu trĩ một chút cũng không sự Quả nhiên chỉ chốc lát sau Diệp Nguyên Dung liền dẫn theo một cái ấm nước lại đây, cùng lại đây còn có khoan thai tới muộn lục bách minh. Hai người thấy thế liền đem trên tay sống buông, tính toán đi đại cây liễu hạ uống nước nghỉ khẩu khí. Diệp Nguyên Dung là dùng ấm ấm nước trực tiếp trang nước giếng, này một đường đề qua tới vẫn là băng băng. Lục Bách Xuyên lấy quá ấm nước sau, đầu tiên là đổ chén nước cấp Chu Diễn, Chu Diễn tiếp nhận cái ly, trực tiếp một hơi nhanh nhanh uống làm. Lục Bách Xuyên vội vàng nói: Ngươi chậm một chút uống. Tiểu Tâm sạch đến cùng bị cảm nắng. Chu Diễn cười cười tỏ vẻ không có việc gì. Mọi người đều ở vội, bọn họ hai người uống xong thủy sau cũng không nghỉ ngơi bao lâu, liền tiếp tục qua đi bận việc. Lại thấy Lục Bách Minh đang ở bọn họ phía trước làm việc vị trí thượng xây tường, chỉ là kỹ thuật liền Lục Bách Xuyên đều không bằng. Bọn họ một mặt tường là tu thành hai tầng tường kép, một loạt thép ở hai tầng gạch trung gian ngăn cách khoảng cách lại ở hai tầng gạch chi gian dựng phóng cái gạch, lấy bảo trì nhất củng cố trạng thái, Lục Bách Minh lại là ở phóng nhất bên ngoài kia một tầng gạch thời điểm đều là khoa tay múa chân lại khoa tay múa chân. Thấy Chu Diễn cùng Lục Bách xuyên lại đây, còn nhịn không được muốn khoe khoang một chút, dơ dơ lên trong tay công cụ nói, thế nào, ta kỹ thuật không tồi đi. Chu Diễn cùng Lục Bách xuyên còn không có phản bác, liền nghe bên cạnh vẫn luôn dựa gần bọn họ làm việc một cái đại thúc phục một tiếng bật cười, nói, trăm minh qua tử, ngươi này liền có thể kêu kỹ thuật nói, chúng ta đây thôn sở hữu tiểu hài tử đều là có kỹ thuật trong người. Lục Bách Minh cười mỉa một tiếng, ta này không phải lần đầu tiên sao. Khi đại thúc lại không buông tha hắn, chỉ vào chu diễn nói, nhân gia cũng là lần đầu tiên a. À. Lục Bách Minh vẻ mặt không tin, đem trên tay công cụ đưa cho chu diễn, tỏ vẻ hắn hành hắn thường. Chu diễn tự nhiên cũng sẽ không thoái thác, liền tính lục bách minh không cho hắn, hắn cũng sẽ muốn lại đây, hiện giờ vốn dĩ liền thời gian vội vàng, đương nhiên là ai mau ai thượng. Cùng lục bách xuyên tiếp tục phía trước phân công hợp tác. Lục bách minh lại ở bên cạnh xem đến vẻ mặt khó có thể tin, người trước kia công tác chính là tu tường đi. Chu diễn gật gật đầu nói, đúng vậy, ta trước kia là thành phố ép nhất xoái nhất hồng tu tường, tu tường võng hồng ta nhất hồng. Lục Bách Minh lại là nhịn không được muốn cắn lưỡi, biết rõ mỗi lần đều nói bất quá hắn, lại luôn là muốn đi chèn ép. Bên cạnh đại thúc lại là mặc kệ bọn họ bên này từng cái nói hô nói vượng, thấy lục bách minh rảnh rỗi liền cười nói, nếu ngươi kỹ thuật làm không được chủ lực, không bằng tới cấp ta đệ đồ vật đi. Nói đến kỹ thuật hai chữ khi, còn nhịn không được tăng thêm âm. Một thôn là người đồng lòng hợp lực, rút cuộc ở trạng vạn thời điểm, đem nhất bên ngoài kia một bức tường cấp sửa được rồi, mọi người xem không khỏi đều lỏng một nguồn, ít nhất đêm nay không cần lo lắng hải hùng. Đến nỗi mặt sau này mặt tường cùng tường đỉnh, như thế không vội, có thể mặt sau mấy ngày lại chậm rãi lộng. Vì cẩn thận khởi kiến, lục kiến nghiệp buổi tối vẫn là an bài người lại đây canh gác, chỉ là này không liên quan chu diễn mấy người bọn họ sự. Ở Thái Dương Ánh chiều tà hạ, một thôn làng người đều kéo mệt mỏi thân thể về nhà, nhưng là mỗi người trên mặt tươi cười đều là an tâm. Chương 21 Sáng sớm hôm sau, trời vừa mới sáng chu diễn liền nhẹ giọng chuồn ra phòng ở cửa lại xác nhận một lần thấy lục bách xuyên không tỉnh mới đem cửa đóng lại ở trong phòng đi bộ một vòng sau mới đi trong viện rửa mặt quả nhiên như hắn dự đoán giống nhau diệp nguyên vinh cùng lục kiến quốc bởi vì ngày hôm qua mệt nhọc một ngày hiện tại còn không có rời giường phải biết rằng bình thường cái này điểm lục kiến quốc đã ở trong sân rèn luyện diệp nguyên vinh cũng đã ở quét tước chờ rửa mặt xong sau Chu Diễn liền tính toán cho bọn hắn làm một đốn phong phú bữa tối. Phía trước ở siêu thị thu những cái đó đồ ăn, đến bây giờ chỉ ăn một chút, còn thừa rất nhiều. Nhưng bởi vì dịp Nguyên Vinh cùng Lục Kiến Quốc không thói quen ăn kiểu Tây bữa sáng, bởi vậy có thể làm hình thức liền bài trừ một nửa. Chu Diễn đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều qua một lần, phấn mặt loại làm tốt sau không kịp thời ăn dễ dàng hồ, cuốn bánh hắn cũng sẽ không cùng mặt cuối cùng vẫn là quyết định làm đơn giản nhất trứng vịt bắt thảo thịt nạc cháo cùng sủi cảo chiên, bởi vì không có tủ lạnh có thể đông lạnh mễ, liền đành phải trước đem mễ giặt sạch phóng lẩu niêu ngao, sau đó lại chuẩn bị mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Lúc sau Chu Diễn vẫn luôn lưu ý trong phòng động tĩnh, thẳng đến nghe được bọn họ rời giường tiếng vang sau mới bắt đầu hạ nồi chiên sủi cảo chiên, chờ thủy khai sau chuyển tiểu hỏa chiên liền tạm thời không cần phải xen vào, lúc này trong nồi gạo cũng đã ngao sền sệt, đem ướp hảo thịt vụn đảo đi vào hoa khai lại gia nhập trứng việc bắt thảo chờ cháu lăn sau rải lên hành thái liền có thể ăn diệp nguyên vinh rời giường sau liền vội vàng đi đến phòng bếp lúc này chu diễn bữa sáng đã sắp hảo thấy nàng đi tới liền nói mẹ ngươi đi kêu một chút học trưởng rời giường đi rửa mặt sau bữa sáng liền có thể ăn diệp nguyên vinh thấy hắn làm tốt bữa sáng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một không cẩn thận liền ngủ quên còn hảo ngươi thức dậy sớm Bằng không hôm nay qua đi phải chậm." Chu Diễn cười cười tiếp tục trên tay động tác. Trong nồi sủi cảo chiên đã hảo, Chu Diễn tìm cái mâm đảo khấu ở trong nồi, trên tay hắn sức lực đủ, một tay nâng mâm, một tay nắm nồi bắt tay, trực tiếp liền đem chảo đáy bằng cấp phiên cái mặt. Trong nồi sủi cảo chiên tất cả đều cấp phiên ở mâm, bởi vì hắn phía trước thêm chính là bột mì cùng nước trong ấn tỷ lệ đều bột mì thủy, lúc này ra nồi sủi cảo chiên bốn phía liền có một tầng xinh đẹp băng hoa đẹp lại mê người. Chỉ là chảo đáy bằng một nồi chỉ có thể chiên mười mấy sủi cảo, bọn họ bốn người khẳng định là không đủ ăn, cho nên còn phải chiên đệ nhị nồi. Sấn đệ nhị nồi ở chiên thời điểm, chu diễn lại từ trong không gian cầm mấy thứ trái cây ra tới, giặt sạch điểm quả nho, cắt hai cái chuối hai cái đào, xa lát chén trang tràn đầy một chậu, cắm thượng mấy cây tâm xỉ răng cùng đã hảo kia bùng sủi cảo cùng nhau đoan đến trên bàn. Lục kiến quốc từ bên cạnh đi qua, nhịn không được nhớ một viên quả nho ném vào trong miệng, bị Diệp Nguyên Vinh nhìn đến cấp chụp xuống tay nói, ngươi đánh răng sao? Liền ăn cái gì? Lục kiến quốc không sao cả nói, xoát không đánh răng dù sao là ta chính mình ăn. Đổi lấy Diệp Nguyên Vinh vẽ mặt ghét bỏ. Chờ đệ nhị nồi sủi cảo chiên ra nồi sau, bọn họ ba người cũng đã rửa mặt hảo, ngồi ở trước bàn chờ Chu Diễn qua đi cùng nhau ăn. Chu Diễn bưng mâm đến thời điểm, bọn họ đã thịnh hảo cháo, lục bách xuyên chính cầm cái muỗng một muỗng một muỗng quấy cấp trước mặt kia chén cháo tán nhiệt thấy hắn lại đây liền đem kia chén cháo đẩy đến trước mặt hắn chu diễn bưng lên tới cẩn thận uống một ngụm đã lạnh không sai biệt lắm không khỏi cho lục bách xuyên một nụ cười rạng rỡ hắn vẫn luôn đều ăn không hết quá năng đồ ăn từ mẹ nó qua đời sau liền lúc sau lục bách xuyên sẽ cho hắn lạnh đồ ăn phải biết rằng liền tính là mẹ nó trên đời thời điểm Mỗi lần cho hắn làm này đó cũng sẽ lọc vào hắn ba ngăn cản, hắn ba cảm thấy nam hài tự tháo một chút không quan hệ. Lục Kiến Quốc ở bên cạnh xem đến cảm thấy răng đau, trước kia hai tiểu tử vẫn là lén lút, hiện tại là cảm thấy chính mình không phản đối, tự nhiên ở trên bàn cơm đều như vậy mắt đi mày lại, nhịn không được liền ho khang hai tiếng. Bên cạnh Diệp Nguyên Vinh thấy thế gấp cái sủi cảo chiên ném hắn trong chén. Lục Kiến Quốc lập tức kẹp lên sủi cảo chiên tắt trong miệng làm bộ vừa mới cái gì cũng không phát sinh quá bởi vì muốn đi làm việc bốn người cũng không nhiều trì hoãn vội vàng ăn xong bữa sáng liền hướng đại cây liễu bên kia chạy tới nơi bọn họ đến thời điểm đã có chút người ở nhưng cũng chưa ở làm việc mà là vây quanh ở một vòng thảo luận chút cái gì mấy người thấy thế vội vàng chạy tới hỏi phát sinh chuyện gì lục kiến nghiệp thấy là bọn họ đầy mặt ưu sầu nói tường vây bên kia vây quanh mấy chỉ tang thi lục bách xuyên nhìn mắt bên cạnh đại cây liễu người mặt la vẫn là hảo hảo treo ở mặt trên không khỏi hỏi như thế nào không nghe được la thanh bên cạnh một cái ba mươi tới tuổi sắc mặt ngâm đen hán tử cười ngây ngô nói này không còn ở ngoài tường mặt sao không đạo lý ngày hôm qua buổi sáng tang thi vào được đều bị các ngươi ba năm nhẹ oa tử lặng yên không một tiếng động giải quyết hôm nay tang thi còn ở ngoài tường chúng ta lại muốn đem ngày hôm qua lao lực một ngày đại gia kêu lên Chu Diễn nghe xong càng thêm cảm thấy tới đúng rồi địa phương, cái này địa phương mọi người quả nhiên đoàn kết lại thiện lương, hắn từ ngày hôm qua tu tường vây khi liền đã nhìn ra, vừa nói muốn tu, các gia các hộ liền chính mình đem nhà mình có tài liệu đều lấy ra tới, cũng không so đo chủ nhân nhiều cầm, tây gia thiếu cầm. Mặt sau làm việc thời điểm cũng là, không có ai lười nhác thiếu làm một chút. Chu Diễn không cấm vì hoàn cảnh này cảm thấy vui vẻ, mặt thế sinh hoạt vốn dĩ liền không dễ dàng, nếu gặp lại những cái đó âm mưu dương mưu, lục đục với nhau, không biết sống được có bao nhiêu mệt. Hiện nay thôn dân người đều không tồi, nếu về sau gặp được cái gì khó khăn, ở khả năng cho phép trong phạm vi, chu diễn tưởng, hắn khẳng định sẽ giúp đỡ một phen. Lúc này thấy bọn họ mồm năm miệng mười ở thảo luận, hẳn là không cái kết quả, không khỏi hỏi, kia tưởng hảo muốn xử lý như thế nào bên ngoài kia mấy cái tang thi sao. Lục kiến nghiệp thở dài nói, Tuy rằng đại gia nhất trí cảm thấy tang thi không thể lưu, nhưng là muốn như thế nào giải quyết tang thi biện pháp còn không có tưởng hảo, rốt cuộc nếu người đi ra ngoài gần người vật lộn nói quá nguy hiểm. Chu diễn nhìn mắt tường vây, 3 mét rất cao, cho dù là cái quốc cũng không nhất định có thể gõ đến tang thi, rốt cuộc tang thi lại không phải đứng ở nơi đó bất động nhậm ngươi gõ, hơn nữa liền tính chiều dài đủ rồi, cũng còn muốn lo lắng bị tang thi bắt lấy cái quốc đem người kéo xuống. Chu diễn nghĩ nghĩ nói, vậy các ngươi có hay không suy xét quá dùng cục đá tạp lục kiến nghiệp nói phía trước có người đề qua chính là nếu dùng cục đá nói liền tính chúng ta không cần lo lắng cục đá có đủ hay không dùng vấn đề cũng muốn lo lắng kế tiếp nếu vứt cục đá nhiều bên kia cục đá càng đôi càng cao đến lúc đó tường vây độ cao không đủ dùng khẳng định liền yêu cầu người đi ra ngoài bên ngoài rửa sạch nhưng này lại thành vấn đề rốt cuộc hiện tại bên ngoài quá không an toàn mặc cho ai đi ra ngoài chúng ta đều không yên tâm chu diễn nói vậy các ngươi tưởng không nghĩ tới có thể ở trên tảng đá trói căng dây thừng dùng xong sau liền đem cục đá kéo trở về hoặc là trong thôn có tay nghề người nói có thể làm một ít bất quá cái này đối người sử dụng kỹ thuật cũng có yêu cầu mấy người nghe xong lập tức đôi mắt tỏa sáng này xác thật vẫn có thể xem là một biện pháp tốt không chỉ có không cần cùng tang thi tiếp xúc còn có thể không lưu tai họa ngầm mấy người nghe xong lập tức liền đi tìm thích hợp cục đá cùng dây thừng đi chỉ là lục kiến nghiệp lại không có động mà là triều chu diễn gật gật đầu nói chu diễn đúng không ta ngày hôm qua trâm minh nói ngươi thân thủ không tồi trước kia luyện qua chu diễn cũng mặc kệ lục bách xuyên liền ở bên cạnh tùy thời đều có thể dỡ bỏ hắn nói dối bị đặt lung tung nói không có không có ngày thường cũng liền đi đi phòng tập thể thao quỷ biết hắn tập thể hình tạp từ làm tốt sau liền không đi qua vượt qua một bàn tay ngón tay số lần lục kiến nghiệp cũng không biết là không tin hắn nói bất quá dù sao hắn mục đích không ở này tiếp tục hỏi vậy ngươi có hay không cái gì tốt xử lý tang thi thi thể biện pháp rốt cuộc không thể vẫn luôn lưu tại ngoài tường mặt chờ xuống chu diễn nhíu nhíu mày đời trước hắn ở căn cứ thời điểm mỗi khi tang thi vây thành trừ bỏ binh lính thượng tường thành tác chiến bình thường bá tánh cũng sẽ bị triệu tập qua đi tuy rằng không có vũ khí nhưng có thể dùng chút mặt khác tự chế công cụ lực sát thương lớn một chút có tỷ như linh tinh, nhưng kia cũng không phải tất cả mọi người sẽ làm hoặc là mua nổi, cho nên nhất thường thấy vẫn là hắn nói dùng dây thường cột lên cục đá trực tiếp tạp. Chỉ là kế tiếp lại đều là trong quân đội binh lính ở xong việc đi ra ngoài rửa sạch tường thành ngoại. Này đây lúc này hắn nhất thời cũng không thể tưởng được cái gì đặc biệt tốt biện pháp, chỉ là nói, có hay không cái loại này móc sắt có thể cột vào gậy gộc thượng đem thi thể câu thượng tường thành, đến nỗi lúc sau muốn như thế nào xử lý, các ngươi đối bên này địa hình quen thuộc, hẳn là không cần ta nhọc lòng đi. Lục kiến nghiệp nghe xong cười cười nói, này đảo không cần. Dừng một chút lại nói, nói như vậy cũng không cần đi tìm móc sắt, trực tiếp đi mặt sau chém mấy cây cây, cây trúc xuống dưới, đem trúc tim cành cây tước sạch sẽ, cái thứ nhất cành cây lưu một chút chính là một cây trường móc, bình thường đại gia đi trong núi trích trà hạt cũng dùng đến, chỉ là không nghĩ tới còn có thể như vậy dùng. Lúc này lại lục tục có người lại đây, Lục Kiến Nghiệp cùng bọn họ vừa nói, liền có người trực tiếp đi chém cây trúc đi. Chờ lấy công cụ người đều sau khi trở về, trong thôn người không sai biệt lắm cũng đều tới tề, Lục Kiến Nghiệp làm nữ nhân hài tử cùng với tuổi đại trước tiên ở đại cây Liễu Hạ Đẳng, tuổi trẻ lực tráng nam nhân đều qua đi bên kia đối phó tang thi, cho dù không dùng được nhiều người như vậy, cũng có thể nhìn xem người khác là như thế nào làm, về sau hảo luân thủ trói cục đá sự tự nhiên không cần chu diễn động thủ, người trong thôn làm việc nhà nông bó củi bó rơm rạ luyện ra kỹ thuật, bó cái cục đá tự nhiên không nói chơi. Chỉ là chờ thật sự động thủ thời điểm, các thôn dân đại đa số đều không hạ thủ được. Trong thôn tang thi mới vừa bùng nổ thời điểm, chỉ có mấy cái thôn dân tang thi hóa, kết quả từ người đầu tiên bắt đầu, đến mặt sau vài cá nhân bị cắn cảm nhiễm, cũng không vài người dám xuống tay, cuối cùng vẫn là lục kiến nghiệp mang theo lục gia toàn gia động tay, nếu không phải lúc trước lục kiến nghiệp quyết đoán, phỏng chừng hiện tại lục gia thôn liền cùng cách vách thôn giống nhau toàn quân hủy diệt. Từ ngoài thành trở về những người đó càng thêm không có động qua tay, bọn họ đều là sự phát sau liền vội vã gấp trở về, trốn đều không kịp, khi còn có tâm tư ứng chiến. Bởi vậy lúc này trên tường vây chỉ có lục gia mấy nam nhân cầm cục đá hướng phía dưới tang thi trên đầu tạp, nhưng là tang thi lại không phải đứng ở nơi đó bất động mặt cho bọn hắn tạp, bọn họ tạp một hồi lâu, cũng chỉ tạp đổ một cái, còn có ba con tang thi ở dưới ngao ngao kêu. Cục đá đều không nhỏ, chỉ một hồi chu diễn liền nhìn đến lục bách minh ôm cục đá đôi tay có điểm cử bất động, liền tại hạ một lần cục đá kéo lên thời điểm thuận tay tiếp nhận, chính mình phủng cục đá, đem thật dài dây thừng phía cuối dao cho lục bách xuyên trong tay, ý bảo lục bách minh đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Chu diễn phủng cục đá cũng không vội vã nện xuống đi, mà là quan sát trong chốc lát phía dưới mấy chỉ tan thi khoảng cách cùng hoạt động tốc độ, chờ cảm thấy có thể liền hướng tới xem trọng góc độ dùng sức đi xuống một ném. Hắn chính xác cực hảo, lại dùng toàn kính, một kích tức trung lúc sau, một con tan thi lập tức ngã xuống đất. Người bên cạnh thấy, cho dù là còn sợ hãi, nhưng đều là nam nhân, chung quy không thắng nổi tranh cường háo thắng chi tâm, lục tục đều lại đây hỗ trợ. Phía dưới vốn dĩ cũng chỉ dư lại hai người tang thi, ở một đám người một hồi loạn tạp dưới, cho dù đại gia chính xác lại kém, chỉ chốc lát cũng bị giải quyết. Lúc sau bên cạnh lập tức có mấy người cầm chuẩn bị tốt trúc câu lại đây, câu lấy tang thi lam lũ quần áo cấp câu thượng tường thành, đặt ở bên cạnh xe đẩy tay thượng đẩy đi rồi. Chu diễn cũng không hỏi bọn hắn muốn xử lý như thế nào, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này lớn lên, về sau càng là muốn lâu dài trụ đi xuống như thế nào làm mới có thể lại phương tiện xử lý lại không ô nhiễm hoàn cảnh, đều sẽ so với hắn suy xét chu toàn. Chương 22 Có ngày hôm qua kinh nghiệm, hôm nay đại gia tu khởi tường vây tới thuận buồm xuôi gió nhiều. Ở hơn nửa bên ngoài kia một tầng đã tu hảo, không có ngày hôm qua gấp gáp cảm, đại gia làm khởi sống tới, thường thường còn có thể lưu vài câu. Ở chu diễn bên cạnh vẫn là ngày hôm qua cái kia đại thúc, hôm nay lại nhìn đến hắn, Nhịn không được khen nói, tiểu tử làm việc không tồi, về sau ai gả cho ngươi thật có phúc. Chu Diễn cười hắc hắc nói, hiện tại ai ngờ tìm làm việc lợi hại a. À? Không đều là thích lớn lên soái cùng công tác tốt sao? Đại thúc xoay người đánh giá một chút hắn nói, ngươi lớn lên cũng không tồi, chỉ là nhân gia nữ hài tử phỏng chừng sẽ không quá thích lớn lên so với chính mình còn xinh đẹp. Tiếp theo lại nói, bất quá ngươi có thể làm việc sao, hiện tại phát sinh loại sự tình này, nhà ai không nghĩ tìm cái có thể làm việc con rể, công tác hảo có ích lợi gì, hiện tại còn không phải đều trở về trồng trọt, người có thể sấn hiện tại trong khoảng thời gian này tìm cái thích cô nương. Chu diễn không nghĩ tới có thiên người khác đối hắn tối cao đánh giá cư nhiên là sẽ làm việc, nhưng cũng không tưởng cùng đại thúc xã quá nhiều, chỉ là cười cười nói, loại này nhật tử sớm hay muộn sẽ đi qua. Đại thúc chỉ đương hắn là ngượng ngùng, tiếp tục du thuyết, kỳ thật chúng ta thôn còn có mấy cái vừa độ tuổi cô nương ngươi nếu là có yêu thích ta có thể đi giúp ngươi nói nói chu diễn dở khóc dở cười nói không cần ta có yêu thích người đại thúc chưa từ bỏ ý định nhưng không đi theo ngươi lại đây a à, nói khó nghe điểm hiện tại này thế đạo người cô nương hiện tại sống hay cờ hờ tết ngươi cũng không biết ngươi tổng muốn tìm cá nhân sinh hoạt đi chu diễn tự nhiên là kiên quyết cự tuyệt chính là ta chỉ thích hắn một cái đại thúc còn tưởng lại nói điểm cái gì lại bị bên cạnh cho hắn đệ đồ vật lục bách minh mở miệng đánh gãy chu diễn chạy nhanh hướng hắn đầu đi một cái cảm kích ánh mắt không nghĩ tới tại đây loại thời điểm thế nhưng còn có thể gặp gỡ giới thiệu đối tượng lục bách minh gật gật đầu tỏ vẻ chút lòng thành vừa mới đại thúc nói chu diễn nghe tới khả năng chỉ là có điểm nhiệt tình quá độ hắn lại là nghe ra tới sau lưng khẳng định có người phó thác đại thúc bằng không khẳng định sẽ không như vậy chấp nhất cho nên mới mở miệng giải vây hắn có thể nghe ra tới lục bách xuyên tự nhiên cũng nghe ra tới thậm chí đem khả năng người đều suy nghĩ một lần trong thôn hiện tại vừa độ tuổi chưa lập gia đình nữ hài tử liền ba cái các lan phỏng chừng vẫn là muốn gả cho lục bách minh mặt khác hai cái đều là họ lục mà trong thôn họ lục nhân gia đều là quan hệ họ hàng ấn quy cũ là không thể thông hôn cho nên tự nhiên là đem mục tiêu đặt ở chu diễn cái này duy nhất ngoại lai nhân viên trên người. Chỉ là không biết là đại nhân ý tứ vẫn là trải qua nữ hài tử đồng ý. Không phải hắn tình nhân trong mắt ra Tây Thi, chu diễn dung mạo thế hệ trước người khả năng cảm thấy không đủ dương cương, hơi chút nhu hòa một chút, lại đúng là hiện nay người trẻ tuổi thích cái loại này tuấn mỹ hình, trước kia ở trường học thời điểm thích chu diễn học tỷ học muội liền thật nhiều. Lúc này xem chu diễn không nghe hiểu ý ngoài lời, Lục Bách Xuyên tự nhiên cũng sẽ không lại nói cho hắn. Bởi vì không vội vàng hôm nay liền phải đem bên trong tường vây tu ra tới, cho nên đến giữa trưa 12 giờ vừa đến, Lục Kiến Nghiệp khiến cho mọi người đều trở về ăn cơm, thậm chí giữa trưa nhất nhiệt đoạn thời gian đó cũng không cần làm việc, chỉ cần vào buổi chiều 3 giờ rưỡi trước lại đây là được. Diệp Nguyên Vinh so với bọn hắn muốn sớm một chút trở về nấu cơm, này đây khi bọn hắn về đến nhà thời điểm, Diệp Nguyên Vinh đã đem cơm làm tốt nhưng bởi vì thời tiết quá nhiệt duyên cớ, đi rồi một đoạn đường mấy người đều không nghĩ trực tiếp ăn cơm. Còn Hảo Chu Diễn có ngày hôm qua kinh nghiệm, hôm nay buổi sáng sáng sớm, liền ở trong không gian số lượng không nhiều lắm dưa hấu bên trong tuyển một cái đại đại áp sa dưa cấp băng ở không gian hồ nước. Lúc này vớt ra tới ăn, một ngụm cắn đi xuống, thấm vào ruột gan lạnh, lại giải khát lại giải nhiệt, chỉ là bởi vì quá lạnh, Diệp Nguyên Vinh cùng lục kiến quốc một người ăn hai khối cũng không dám ăn. Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên đều ăn không ít, nhưng bởi vì áp sa dưa cái quá lớn đại, bởi vậy còn dư lại hơn phân nửa cái. Chu Diễn đem dư lại dưa hấu đều thu vào trong không gian, chờ lần sau muốn ăn thời điểm lại lấy ra tới, dưa hấu da cũng ném đến trên sườn núi cấp dương ăn. Lục Bách Xuyên nhìn trên bàn đại gia phun mấy đôi dưa hấu tử hiếu kỳ nói, không biết này đủ loại tử có thể hay không loại chỗ dưa hấu tới. Chu Diễn vừa định nói có thể, bên kia lục kiến quốc liền trước nói hẳn là có thể ta nhớ rõ trước kia có một năm chúng ta nơi này băng tay thời điểm không phải nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu sao năm thứ hai xác thật là cái hảo mùa màng không chỉ có nhà cái đại thu hoạch nờ dê cây cả trong đất hoang dại đồ vật đều đại thu hoạch đại gia liền ở ruộng bắp cùng đậu phộng trong đất tìm được không ít hoang dại dưa hấu đều mười mấy hai mươi cân một cái ta xem bên trong thổ địa hẳn là sẽ không so với kia một năm kém có thể thử xem xem Lục Bách Xuyên nghe vậy tìm cái bồn đem dưa hấu hạt đều trang ở bên nhau nói, kia ta đi đem này đó rửa sạch sẽ phơi khô đi. Nghỉ ngơi trong chốc lát đại gia cũng đều có ăn uống, huống chi dịp Nguyên Vinh làm vài dạng ăn với cơm đồ ăn, bọn họ mấy cái đại nam nhân mệt nhọc một buổi sáng, lúc này đã sớm bụng đói kêu vang, liền đều lên bàn ăn cơm. Sau giờ ngọ bởi vì không vội mà chạy tới nơi, dịp Nguyên Vinh cùng Lục Kiến Quốc liền ở trên sofa nghỉ ngơi chu diễn lôi kéo lục bách xuyên đi bên cạnh vườn rau phát đậu giá đậu xanh là hắn buổi sáng lên phao tốt lúc này xanh biết cây đậu đã phao trướng tròn tròn cây đậu thượng nứt ra một cái phùng đã có thể nhìn đến bạch bạch một tầng nha tim lại không phát đi xuống liền phải ở trong bồn mọc ra tới chu diễn dựa theo trên mạng cách làm ở dưới lầu vườn rau đào cái một thước thâm tả hữu hố lại đem hố thổ đều bào ra tới từ bên cạnh giếng đè ép một gáo thủy đảo đi vào chờ thủy đều bị bùn đất hấp thu sau Mới đem trong bồn phao tốt đậu xanh đều đều chiếu vào đáy hố, lúc sau lại tìm một khối bản tử che lại, bản tử bốn phía dùng bùng đất giấu hảo. Làm xong này hết thể sao, Chu Diễn vỗ vỗ trên tay dính bùn đất nói, hảo, chờ thêm mấy ngày là có thể có đậu giá ăn. Lục Bách Xuyên Hoài Nghi nói, Ngươi này từ nơi nào học, có thể phát ra đậu giá tới sao? Chu Diễn lần này học thông minh, chỉ nói, trên mạng A, à, yên tâm đi, quá mấy ngày qua xem sẽ biết tiếp theo lại đếm trên đầu ngón tay vẻ mặt hưng phấn nói chờ đậu giá mọc ra tới liền có thể dùng để làm thủy nấu thịt bò cùng mao huyết vượng lục bách xuyên vẻ mặt hắc tuyến ngươi như thế nào liền nghĩ ăn chu diễn đúng lý hợp tình lại không phải ta một người ăn ta là vì chúng ta đại gia chờ thời gian không sai biệt lắm thời điểm bọn họ tiếp tục đi giao lộ bên kia làm việc chu diễn thấy lục bách minh cùng cái kia đại thúc đã ở đang muốn đi qua đi lại bị lục bách xuyên lôi kéo thay đổi cái địa phương. Chu diễn tuy rằng có điểm nghi hoặc hắn vì cái gì đột nhiên muốn đổi cái địa phương, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Lần này ở bọn họ bên cạnh cái kia đại thúc không thích nói chuyện, trừ bỏ ban đầu bọn họ quá khứ thời điểm chào hỏi, đến cuối cùng buổi tối kết thúc công việc thời điểm cũng chưa cùng bọn họ lưu một câu. Hôm nay tuy rằng đại gia công tác thời gian không có ngày hôm qua nhiều, nhưng là bởi vì không cần đánh nền duyên cớ, bên trong này một mặt tường cũng sửa được rồi, ngày mai cũng chỉ muốn đem hai mặt tường đỉnh liền thượng phong hảo, lại ở bên trong tu cái thang lầu là có thể hoàn công. Hoàng hôn hạ, một đám người nói nói cười cười trở về đi, bình tĩnh mà lại an hòa, cùng sơn ngoại phản phất hai cái thế giới. Buổi tối mấy người cũng chỉ là đơn giản ăn cái mì sợi, dùng giữa trưa không uống xong canh lót nền, thêm thức ăn cũng là giữa trưa ăn thừa chua cây lòng gà, lại một người một cái chiên khô vàng trứng gà, chua cây lại ngon miệng. Từ tan khi xuất hiện lúc sau, bọn họ liền không còn có lãng phí quá bất luận cái gì đồ ăn, liền tính mỗi đốn ăn xong sau chỉ còn lại có một chút đồ ăn, cũng không có đảo rớt, đều bị chu diễn thu vào không gian lưu trữ tiếp theo đốn lại ăn. Ngày đó chu diễn nói xong muốn nuôi chó lúc sau, ngày hôm sau Diệp Nguyên Vinh liền đi hỏi thăm, trong thôn vừa vặn có nhân gia cẩu cẩu sinh vài cái, Diệp Nguyên Vinh liền cùng người muốn một cái, hôm nay trở về đã sớm tiện đường ôm đã trở lại. Lúc này Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên hai người liền ở trong sân đại thụ hạ cấp tiểu cẩu đáp qua, ổ chó cũng đơn giản, chỉ là dùng một cái củ nát bồn gỗ bên trong dùng rơm rạ cuốn cái qua ra tới. Hai người cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem bên cạnh ăn đến chính hoang tiểu hoàng cẩu ôm lại đây phóng trong ổ thử thử, tiểu hoàng cẩu lập tức liền không vui, rầm rì rầm rì liền phải hướng bên ngoài bò, ấn đều ấn không được, nhưng là cũng còn tính nghe lời, chỉ là bốn chân vừa dẫm trừng, vừa không sổ như điên cũng không cắn người. Lục Bách Xuyên cảm thấy đáng yêu, nhịn không được sờ sờ tiểu cẩu đầu, đem nó từ Chu Diễn trên tay tiếp nhận tới phóng tới tiểu cẩu chậu cơm trước. Tiểu cẩu mông uốn éo, cảm thấy này hai cái người xấu là một đám, cũng không phản ứng hắn, xoay người tiếp tục bẹp bẹp ăn cơm. Chu Diễn điểm điểm tiểu cẩu đầu, bất đắc dĩ nói, tên vô lại, cũng không nhìn xem là ai cho ngươi chuẩn bị cơm chiều ở nông thôn nuôi chó nhân gia đều là chính mình ăn thừa liền dùng tới uy cẩu này đây dịp nguyên vinh cũng không cố ý cấp tiểu cẩu chuẩn bị ăn nhưng chu diễn ở trên mạng nhìn đến quá nói cẩu cẩu không thể ăn quá nhiều muối càng không thể ăn cơm thừa đồ ăn bên trong nước tương cùng hoa tiêu này đó gia vị liêu nhưng lại cảm thấy quan ăn cơm trắng sẽ không dinh dưỡng bởi vậy sau khi ăn xong còn cố ý chưng một cái canh trứng dùng để cấp tiểu cẩu quấy cơm lúc sau cũng không hề quấy rầy nó ngồi ở trên ghế đem phía trước thu vào không gian radio cấp đem ra, nói, thật nhiều thiên chưa từng nghe qua quảng bá, cũng không biết hiện tại bên ngoài là tình huống như thế nào. Radio phía trước dùng lúc sau liền trực tiếp tắt máy, nhưng là lần này khởi động máy sau lại không phản ứng, mấy người khẩn trương xem xét một lần mới phát hiện mặt sau không trang tin, lần trước là trực tiếp cắm nguồn điện. Chu diễn lại từ trong không gian tìm bốn tiệc áp dụng pin ra tới trang thượng, còn hảo phía trước đi siêu thị thời điểm, bọn họ có nhớ rõ sưu tập tin chờ pin trang hảo lại khởi động máy lần này rốt cuộc có hưởng ứng kênh là lần trước điều hảo sau liền không biến động qua bởi vậy khởi động máy sau liền trực tiếp nghe được quảng bá quảng bá loại dung phi thường ngắn gọn sáng tỏ nội dung thái quát lên cũng liền hai điểm một là giáo người sống sót như thế nào bảo hộ chính mình cùng với gặp được tang thi thời điểm như thế nào đối phó này đó không nói chu diễn nờ dê, tay cả lục bách xuyên đều sờ soạn sắp xỉ, nghe xong một lần, cảm thấy cùng chính mình sở hiểu biết không có gì trên lệch, trừ bỏ chu diễn, mặt khác ba người đều có điểm thất vọng, còn tưởng rằng phía chính phủ sẽ có điểm cái gì càng tốt phương pháp đâu. Một cái khác chính là giới thiệu cả nước các nơi người sống sót căn cứ, kêu gọi mọi người nếu có điều kiện nói, đều mau chóng chuyển dời đến gần nhất trong căn cứ đi, tuy rằng bọn họ hiện tại ở chỗ này sinh hoạt thực hảo, nhưng là lo trước khỏi họa, mấy người vẫn là cẩn thận nghe xong biến qua đi thấy nội dung lại là lặp lại chu diễn liền đem radio cấp đóng pin có thể tỉnh điểm dùng liền tỉnh điểm đem radio thu hồi không gian sau chu diễn đối trong đất vị trí này đó vẫn luôn không có lục bách xuyên mẫn cảm hỏi vừa mới nghe được người sống sót trong căn cứ cái kia bạch ngân hồ liền ở bổn tỉnh nội đi nếu chúng ta lái xe quá khứ lời nói đại khái muốn bao lâu lục bách xuyên hồi ức một chút nói một đường thông thuận nói Lái xe đại khái là 7-8 tiếng đồng hồ, bất quá hiện tại loại tình huống này còn không bằng khai thuyền qua đi. Quá khứ lời nói là xuôi dòng, không sai biệt lắm một ngày nữa là có thể đến. Sao đi đường bộ cũng muốn an toàn? Chu Diễn tới hứng thú, bây giờ còn có thuyền, không phải nói mấy năm trước các ngươi bên này liền quy định không thể dùng cái loại này khách thuyền sao? Đại điểm thuyền cũng vào không được a? À. Trước kia bên này khoảng cách ngắn đều có người địa phương ở khai khách thuyền bởi vì đường sông đều bị đào quá hạt cát cho nên rất nhiều địa phương dòng nước phi thường thiển thuyền lớn đều là vào không được cho nên khách thuyền đều là cái loại này 7 8 mét trường 1 mét 5 tả hữu khoang xù xù thuyền dựa dầu diesel động cơ khởi động nước ăn thiển thuyền sử quá sở cần đường sông độ rộng hẹp chỉ là mặt sau ra quá một lần đại hát thuyền ép vự cố loại này thuyền liền tất cả đều bị cấm dùng lục bách xuyên giải thích nói không cho dùng không đại biểu không thể có a không chạy trên dưới thủy lộ liền dòng sông tan băng bờ bên kia tổng có thể đi chúng ta thôn đại bộ phận thổ địa cùng sơn đều ở hà đối diện bình thường thu bắp đậu phộng những cái đó tổng không thể liền dựa từng người trong nhà cái kia tiểu thuyền gỗ qua lại hoa đi chu diễn hỏi kia hiện tại trong thôn còn có mấy cái thuyền nếu chúng ta đi mượn nói có thể mượn đến không lục bách xuyên liền lục bách minh hắn đại bá gia một cái phải dùng nói hẳn là cũng có thể mượn đến Đến lúc đó rồi nói sao? Cũng là, bọn họ hiện tại cũng không có gì sự yêu cầu đi ra ngoài, hỏi như vậy nhiều có không đến cũng vô dụng. Ba chương 23. Nhật Thăng Nguyệt Lạc lại là tân một ngày bắt đầu. Lẽ ra hôm nay nhiệm vụ so ngày hôm qua muốn nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là Chu Diễn bọn họ đến thời điểm, trong thôn người đại bộ phận đều đã ở. Mọi người đều tưởng nhanh chóng đem Tường Vây Tu Hảo hôm nay liền còn có thể không ra một ít thời gian quay lại trong đất làm nhà mình sống, bởi vậy hôm nay so ngày hôm qua ngược lại càng có hiệu suất, giữa trưa thời điểm cũng đã đem tường vây tất cả đều sửa được rồi. Tường vây có 3 mét rất cao, đỉnh chóp độ rộng đại khái ở 1 mét tả hữu, người có thể ở mặt trên tuần tra, cùng với đối phó tang thi, địa phương đều cũng đủ khoan. Ở tường vây bên trong chỗ dựa nhai hai sườn, còn cắt tu một cái nửa thước tả hữu thang lầu, toàn bộ tường vây, thực dụng lại phương tiện buổi chiều bọn họ liền không cần lại qua đây làm việc giữa trưa dịp nguyên vinh cùng lục kiến quốc cùng nhau xuống bếp làm một đốn phong phú đồ ăn trung quốc dùng để khao mấy ngày nay mệt đến không nhẹ cùng với tương lai mấy ngày còn có bận rộn toàn gia đương nhiên bữa tối đồ ăn cũng bao hàm ở bên trong này sau khi ăn xong mấy người cũng không có vội vã xuống đất nhà bọn họ thổ địa diện tích vốn dĩ liền không nhiều lắm ruộng nước còn không đến cấy mạ thời điểm ruộng cạn diện tích liền càng thiếu, hiện tại đại gia vội vã gieo giống mi xuống đều là bắt cùng với một ít rau dưa củ quả. Này đó chu diễn trong không gian bọn họ đều đã loại một ít, nhất thời cũng liền không cứ thế nóng nảy, huống chi nhà bọn họ là bốn cái đại nhân, về điểm này mà đồng lòng hợp lực, một hai ngày cũng liền thu phục, không cần thiết đỉnh độc ác thái dương đi tranh thời gian kia. Chờ không như vậy nhiệt thời điểm, bọn họ mới một người khiên đem cái quất, bối túi bắp viên xuống đất đi loại bắp lúc này đồng ruộng đã là náo nhiệt phi phàm thét to nói chuyện phiếm thanh không ngừng các gia các hộ cơ hồ là toàn viên xuất động trong nhà có tiểu hài tử tiểu hài tử cũng đều theo ở phía sau gieo giống lục gia thôn đồng ruộng đại bộ phận đều là ở hà đối diện bên này cũng có nhưng là mỗi nhà đều không nhiều lắm hiện tại không thể qua sông bên kia đi trồng trọt liền chỉ vào điểm này địa phương trong nhà nhân khẩu thiếu một chút hẳn là còn đủ dân cư nhiều lại có điểm miễn cưỡng bởi vậy ở trên đường, Chu Diễn nhìn đến không ít không ai đi đường bờ ruộng, cùng với hai khối mà giao giới gốc tiểu khối địa phương, đều bị người khai khẩn ra tới, hẳn là loại thượng rau dưa hoặc là bắp. Bọn họ cũng không thể có vẻ quá khác loại, có khối địa bờ ruộng cuối, đại khái có 2 mét vuông tả hữu cỏ hoang mà, bình thường đều là không cần, nhưng lần này bọn họ đem trong đất loại thượng bắp lúc sau, lục kiến quốc cũng liền thuận tay đem về điểm này mà cấp phiên một lần, mặt sau chờ cà tím mầm trường hảo sao, có thể tài mấy bài cà tím, không có gì bất ngờ xảy ra nói có thể kết cà tím kết đến cuối mùa thu, còn có non nửa năm thời gian đâu. Chạng vạn bọn họ về nhà thời điểm, trong đất còn có rất nhiều người gia ở bận việc. Vốn dĩ đại bộ phận cây nông nghiệp trồng trọt đều là ở mùa xuân, hiện tại đều mùa hè, khẳng định đến chạy nhanh gieo đi, có thể sớm một ngày liền sớm một ngày. Trở về trên đường, Lục Bách Xuyên lại lôi kéo Chu Diễn Tha một vòng, nói là muốn đi cắt đốt đèn tâm thảo trong nhà vốn dĩ còn thừa kia một chút ngọn nến cũng rốt cuộc ở tối hôm qua hoàn toàn thiêu hết nhà bọn họ lại không thiêu củi lửa hiện tại là một chút chiếu sáng vật phẩm cũng không có bất đèn thảo xem tên đoán nghĩa chính là dùng để cấp đèn dầu làm tâm bọn họ ở bờ sông thượng tìm được kia mấy đại tùng thảo thời điểm có thể nhìn đến rõ ràng đã bị người cắt đi rồi một ít dấu vết lục bách xuyên nói một cây là có thể dùng thật lâu cho nên bọn họ cũng không muốn quá nhiều, chỉ cắt 10 tới căng. Về đến nhà thời điểm, Lục Bách Xuyên chọn một cây khô khốc lột ra, mặt khác tìm căng dây thường bó lên treo ở trên tường phơi khô. Pause. Không giờ. Không giờ 2 phút. 1 giờ 54 phút. Mu. Ác đi tập Major giờ sờ. Bất đèn thảo lột ra tới tâm chỉ có bút tâm lớn nhỏ, trắng tinh lại biển chuyển nhẹ nhàng, một không cẩn thận liền sẽ bẻ gãy. Lục Bách Xuyên làm chu diễn đều chiếc thành 15 cm tả hữu dài ngắn, để lại tam căn ra tới, mặt khác tìm cái hộp trang hảo, đặt ở bàn trà phía dưới, phải dùng thời điểm phương tiện lấy. Chính mình tắt đi trong phòng bếp cầm ba cái chén lại đây, mỗi cái trang thượng nửa chén dầu hạt cải, lại đem chuẩn bổn cốt thảo tâm mỗi cái trong chén phóng một cây, chờ thảo tâm tất cả đều bị dầu cải thấm vào sau, dùng gậy gỗ đem thảo tâm từ trong chén hơi chút lấy ra tới một chút lưu một cm tả hữu ở chén duyên ngoại. Chu diễn lấy bật lửa bật lửa một cái thử hạ, ngọn đèn dầu so ngọn nếm hơi chút muốn ám một chút, nhưng tổng so không có hảo. Ba cái đèn dầu, một cái đặt ở phòng khách, bọn họ phòng cùng hai lão nhân phòng cắt một cái, vừa vặn tốt đủ dùng. Cơm chiều mấy người chính là liền như đậu ngọn đèn dầu ăn xong. Trong không gian mạ cũng trường đến có thể cắm đi xuống lúc, nhưng là mấy ngày nay bọn họ vội liền bên trong đồng ruộng đều không kịp chỉnh, chỉ là từ nhỏ khê dẫn chút thủy qua đi ở ngoài ruộng. Cơm chiều khi mấy người thương lượng một chút, bên ngoài ruộng cạn đã tất cả đều gieo, ngày mai liền trước đêm trong không gian ruộng nước thu phục, bằng không mạ liền đều trường qua. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày lao động, Chu Diễn đã hành thành quy luật làm việc và nghỉ ngơi thói quen, ngày hôm sau ngày mới lượng thời điểm liền tỉnh lại. Thừa dịp dịp Nguyên Vinh còn ở làm cơm sáng, mấy người bọn họ liền đi vào trước bận việc thượng bởi vì không dám mượn nhân gia cày ruộng cơ tiến vào, bọn họ đều là tay động xới đất. Cũng may không gian thổ địa không ngừng so bên ngoài phì nhiêu, cũng càng thêm mềm xốp, nhưng là bởi vì phao thủy duyên cớ, mỗi một cái quốc lực qua tới cũng không thoải mái. Mấy người không cấm may mắn còn hảo diện tích không phải rất nhiều, ruộng nước bọn họ cũng liền lộng không đến hai mẫu địa, nhưng là quan xới đất cũng hoa hai ngày thời gian. Lúc sau cũng chỉ dư lại cái mạ, cái này cùng xới đất so sánh với quả thực nhẹ nhàng nhiều, Lục Kiến Quốc cùng Diệp Nguyên Vinh đều là một phen hảo thủ, Lục Bách Xuyên cũng còn không có trở ngại. Chỉ có Chu Diễn là cái hoàn toàn sẽ không, nhìn bọn họ trợ thủ đắc lực phối hợp, tốc độ cực nhanh sau này lùi lại, nhìn nhìn lại chính mình trước mặt, ngã trái ngã phải liền tính, ít nhất đứng vững vàng, thậm chí còn có một ít trực tiếp liền hiện lên tới. Cuối cùng vẫn là Diệp Nguyên Vinh nhìn không được, nói làm hắn một người đi xả mạ thì tốt rồi cái này nhưng thật ra đơn giản chỉ cần sức lực đủ trực tiếp một phen đem xả ra tới rửa sạch sẽ căng bó thành một tiểu bó là được bốn người hợp tác không gian ruộng lúa một ngày thời gian liền cắm xong rồi mấy người nhìn chính mình lao động thành quả vui mừng lại an tâm người trung quốc đại bộ phận thời điểm đều là như thế này ở một ít riêng thời điểm mọi người cảm giác an toàn là cùng đồ ăn nhiều ít có quan hệ trực tiếp bọn họ hiện tại liền ở vào loại tình huống này lại lúc sau bên ngoài thổ địa cũng muốn bắt đầu cấy mạ, chỉ là lần này so bên trong muốn đơn giản đến nhiều, mà đều là người ta hỗ trợ cày tốt, bọn họ chỉ cần phụ trách xã ương cấy mạ là đủ rồi. Làm xong ruộng lúa sống, bọn họ khi trở về gây giống những cái đó rau dưa mầm cũng tới rồi nhổ trồng thời điểm. ớt cây, cà tím, bí đỏ, bí đao từ từ này đó đều có loại một ít, trong đất mỗi một góc cũng chưa lãng phí, cho dù là chỉ có thể gieo một gốc cây đồ ăn địa phương, cũng phần lớn không phải bị loại bí đỏ chính là khổ qua này đó nhưng thật ra không thế nào lao lực chỉ là bọn hắn phía trước rơi tại bờ ruộng cùng vườn rau bên cạnh đậu que cùng đậu cô ve đều tới rồi bò đằng lúc bình thường ở nhà trồng trọt nhân gia chờ thu sau đậu que kết bại đều sẽ đem trước một năm dùng quá cột thu khí tới lưu trữ tiếp theo năm dùng nhưng là này đó nhà bọn họ lại là không có bọn họ trụ bên này lại không có rừng cây cũng không có cái loại này tế cây trúc rừng trúc Diệp Nguyên Vinh cùng Lục Kiến Quốc vì này đó hảo là phiền não rồi mấy ngày. Cuối cùng vẫn là Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên hai người quyết định, đi đối diện trên núi chém một ít cây trúc trở về. Diệp Nguyên Vinh lại cảm thấy không cần thiết vì mấy cây lập đậu que cây trúc đi mạo hiểm như vậy, đậu que không đứng lên tới cùng lắm thì thiếu chút thu hoạch. Lục Bách Xuyên lại không như vậy cho rằng, rừng trúc liền ở đối diện hạ du bờ sông Biên, tinh tế cây gậy trúc đều lớn lên rậm rạp, bình thường liền tính là người bình thường ở bên trong hành động đều không phải thực phương tiện hắn không cho rằng sẽ có tang thi chạy nơi đó mặc đi hơn nữa liền tính gặp được tang thi bọn họ chạy đến trên thuyền đem thuyền hoa đi là được hơn nữa nói thật ra từ cùng chu diễn hai người bắt đầu tu luyện lúc sau hiện tại ở hai người thân thủ đều có thể nhìn đến một ít rõ ràng biến hóa tuy rằng chưa nói muốn đi ra ngoài sấm tiếp theo phiến thế giới nhưng cũng không nghĩ liền qua ở chỗ này liền đi hà đối diện chém cái cây trúc cũng không dám. Diệp Nguyên Vinh tự nhiên là không lay chuyển được hai người bọn họ, huống chi còn có lục kiến quốc ở bên cạnh giúp đỡ, cảm thấy nam nhân có loại suy nghĩ này là bình thường. Nói hành động liền hành động, hai người trưa hôm đó liền đem trong nhà cái kia tiểu thuyền gỗ dọn tới rồi trong sông, phóng tới trong nước thử trong chốc lát, xác nhận không lậu sau liền dùng dây thường hệ ở bên bờ trên cây, ngày hôm sau buổi sáng dùng. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người liền một người cầm một phen dao chẻ củi xuất phát. Kết quả việc này làm lên lại hoàn toàn không phải bọn họ tưởng đơn giản như vậy. Bởi vì tiểu thuyền gỗ không phải động lực, hoàn toàn tay dựa hoa, hai người lại đều không có chèo thuyền kinh nghiệm, một người trên tay một cây tương, kết quả chính là hơn 10 phút sau, thuyền còn ở ly ngạn mấy mét xa địa phương đảo quanh. Xem đến trên bờ không yên tâm cùng lại đây dịp Nguyên Vinh cùng lục kiến quốc thẳng lắc đầu. Hai người cũng không phải kéo không dưới mặt mũi người, lại nếm thử sau khi thấy vẫn là không có tìm được bí quyết quyết đoán dùng trúc cao đem thuyền căng trở về hướng lục kiến quốc xin giúp đỡ thuyền gỗ tái ba người cũng đúng chỉ là đến lúc đó có thể trang cây gậy trúc liền sẽ thiếu một ít bất quá dù sao bọn họ muốn cũng không phải đặc biệt nhiều đến lúc đó cùng lắm thì qua lại nhiều chạy hai tranh là được nếu này một chuyến chu diễn cùng lục bách xuyên có thể nắm giữ bí quyết tiếp theo tranh cũng là có thể hai người chính mình qua đi có lục kiến quốc tỏa trấn lần này tiểu thuyền gỗ thuận lợi rời đi bờ sông. Thuyền nhỏ theo nước sông, nghiêng nghiêng hướng nghiêng đối diện xẹt qua đi, lục kiến quốc một bên thủ hạ không đình, một bên cùng bọn họ hai giảng giải muốn như thế nào dùng sức, lúc sau khiến cho bọn họ hai chính mình nếm thử hạ, có lục kiến quốc chỉ điểm, chu diễn cùng lục bách xuyên thực mau liền thượng thủ. Ba người đem con thuyền ngừng ở một cái phi thường rậm rạp rừng trúc bờ sông hạ, nơi này không có bất luận cái gì con đường, trên bên bờ sông thường chỉ hỗn độn trường mấy cây tế trúc, bình thường căn bản không ai từ nơi này quá. Chu diễn cùng lục bách xuyên hai người bám vào cây cột hệ rễ hướng lên trên mặt bò, lục kiến quốc ở dưới đem thuyền nhỏ hơi chút đi xuống du cắt một chút, chờ chu diễn cùng lục bách xuyên chém hảo cây trúc ném mạnh đến trong sông, hắn liền ở dưới thủ, vớt xuôi dòng mà xuống cây gậy trúc. Chu diễn cùng lục bách xuyên bò lên trên bờ sông, nhìn kia một mảnh rậm rạp tiểu rừng trúc, một chút cũng không lo lắng sẽ có tang thi lại đây, bởi vì cho dù là bọn họ hai muốn hướng trong đi đều làm không được, còn hảo bờ sông thượng lớn lên không nhiều lắm, bằng không hai người không chém một ít phía dưới cây trúc đều thượng không tới. Bởi vì ước định mà thành thói quen, bọn họ nơi này người đều sẽ không đi phá hư bờ sông phía dưới bất luận cái gì thực vật, bởi vì nếu chém, một khi phát L vũ L vụt, ai cũng không thể bảo đảm bùng đất sẽ không bị hướng suy sụp, loại này tế trúc phân chi lại thiếu lại tế hai người chém một cây liền tùy tay đem phân chi đều tước sạch sẽ sau đó dùng sức đi xuống một ném ném đến nước sông cây trúc là phù cho dù bị ném mạnh lực lượng trầm tới rồi đáy nước một lát liền lại nổi lên theo dòng nước chảy tới lục kiến quốc thuyền nhỏ biên chu diễn cùng lục bách xuyên thủ hạ không đình một lát liền chém ra tới một mảnh đất trống chờ hai người cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm mới lại đi xuống bò lúc này lục kiến quốc đã trói bốn đem cây trúc ở bờ sông nước cạn biên phóng. Chờ chu diễn cùng lục bách xuyên hai người lên thuyền, phát hiện tiểu thuyền gỗ nhiều nhất chỉ có thể lại trang một bó cây trúc, cứ như vậy bọn họ lại muốn tới hồi vài tranh. Vì thế quyết định tiếp theo tranh lại đây liền không cần lục kiến quốc tỏa trấn, bọn họ hai chính mình lại đây. Lúc sau trong thôn có người thấy bọn họ đi chém cây trúc trở về, liền tới đây hỏi thăm tình huống, lục kiến quốc đúng sự thật cùng bọn họ nói, mặt sau cũng có yêu cầu quá khứ chém quá, chỉ là đều không có rời đi quá kia phiến rừng trúc, bởi vậy cũng không có xảy ra chuyện gì, kết quả là người trong thôn đối bên ngoài sợ hãi trình độ đều giảm bớt một ít. 24. Bắt trùng Nhật tử không nhanh không chậm quá, đảo mắt bọn họ trở về đều đã hơn một tháng. Chiều hôm nay, Chu Diễn cùng Lục Bách xuyên xuống ruộng cấp rau dưa tưới nước, ngoài ruộng cắm mạ đã chuyển thanh biến tráng, đậu cô ve cùng đậu que cũng đã bò đằng, có thể nhìn đến đằng thường có dắt ngắn muỗng đậu que, cà tím cùng ớt cây đều đã kết quả, mấy cây khổ qua mầm cũng đã bò mãn non nửa cái trúc tim. Phía trước ông trở về chó con chính tung ta tung tăng nhi đi theo bọn họ ở bờ ruộng thượng nơi nơi loạn xuyến, đã so mới vừa ôm trở về thời điểm lớn một vòng. Chu diễn xem nó trên người đã dính vài cái thương nhĩ, nhíu nhíu mày quát, đại hoàng lại đây, đừng chạy loạn. Tiểu hoàng cẩu cũng không có phản ứng hắn, tiếp tục bốn con chân ngắn nhỏ một nhảy một nhảy vui vẻ. Lục Bách Xuyên xem đến không khỏi muốn cười, phía trước kêu tiểu hoàng kêu đến hảo hảo, ngươi một hai phải cho nó sửa tên kêu đại hoàng, quả nhiên không phản ứng ngươi đi. Chu diễn không hề ấy nấy chi sắc, đó là khi còn nhỏ mới kêu tiểu hoàng, trưởng thành tự nhiên liền kêu đại hoàng, bằng không chờ nó lớn lên lại cao lại tráng thời điểm còn gọi tiểu hoàng, nhiều danh không hợp thật. Lục Bách Xuyên nói, khó không thể chờ về sau nó già rồi, lại muốn sửa tên kêu lão hoàng. Chu diễn nói, không thay đổi, bằng không đại hoàng đến sinh khí. Nói đem trên tay thùng nước đưa cho lục bách xuyên, chính mình chạy tới đem tiểu hoàng cẩu bế lên tới, từng viên kéo xuống cẩu mau thượng dính thương nhĩ. Buổi tối ngủ thời điểm, thấy chu diễn một bộ muốn nói cái gì cuối cùng lại nhìn xuống biểu tình, như vậy vài lần lúc sau, lục bách xuyên chịu không nổi, hỏi, ngươi rốt cuộc có cái gì tưởng nói, chạy nhanh nói đi chỉ cần không phải ngươi coi trọng nhà ai cô nương muốn nói chia tay mặt khác ta đều có thể tiếp thu đừng một bộ muốn nói lại thôi biểu tình thấm người hoảng chu diễn thấy hắn nói như vậy cũng không hảo lại gạt ấp a à ấp úng nói ta muốn đi bên ngoài nhìn xem chu diễn như vậy tưởng cũng không phải nhất thời xúc động từ trở về nơi này từ vừa mới bắt đầu chỉnh đốn tường sau đó trong đất vội cái không ngừng cũng không có thời gian miên man suy nghĩ nhưng từ sau nửa tháng nhàn rỗi xuống dưới, hắn liền cảm giác nhật tử quá đến một chút không chân thật. đời trước lúc này hắn đang ở trong căn cứ quá ấm no cũng vô pháp bảo đảm nhật tử, mà nay nơi này lại là phản phất thế ngoại đào nguyên, tổng sợ ngày nào đó đột nhiên thanh tĩnh, nguyên lai là giấc mộng nam kha. cũng là từ rảnh rỗi bắt đầu, hắn mỗi ngày buổi tối đều phải nghe quảng bá, cẩn thận nghe mỗi một cái nội dung, mỗi ngày nghe quảng bá nói cái nào thành thị lại hoàn toàn luân hãm cái nào tiểu nhân căn cứ bị tan thi công hãm. Tuy rằng có đời trước ký ức, hắn biết cho dù là tan thi bùng nổ sau một năm, hắn trọng sinh đêm trước, các đại quân phương căn cứ cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng tổng nhịn không được lo lắng, sợ ngày nào đó toàn thế giới đều luân hãm cũng chỉ dư lại bọn họ này ngăn cách với thế nhân một phương tiểu thế giới. Lục Bách Xuyên nghe được hắn nói, giật mình mới hỏi, vì cái gì muốn đi ra ngoài, nơi này không hảo sao? cùng chu diễn bất đồng nơi này là hắn quê nhà lại cũng đủ an toàn hắn thân nhân cùng ái nhân cũng đều ở chỗ này ở chỗ này không thể so chịu đựng bên ngoài những cái đó nguy hiểm không cần ở vào tùy thời khả năng mất đi thân nhân cùng ái nhân sợ hãi trung nói hắn không cốt khí cũng hảo nói hắn người nhát gan cũng thế chỉ cần chính mình để ý người đều mạnh khỏe tại bên người bồi chính mình cho dù ở chỗ này qua cả đời hắn cũng nguyện ý chu diễn nghe hắn ngữ khí sợ hắn hiểu lầm vội vàng giải thích nói "Để ta liền muốn đi xem bên ngoài thế nào thực mau liền sẽ trở về. Lục Bách Xuyên thấy hắn nói như thế, nghĩ nghĩ nói, để chờ lại quá mấy ngày đi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Chu Diễn nói, ở ờ, ngươi đi theo ta cùng đi, ba mẹ sẽ càng thêm lo lắng. Lục Bách Xuyên vội la lên, thì chẳng lẽ ngươi còn tưởng một người đi ra ngoài? Ngươi đi chúng ta liền sẽ không lo lắng sao? Nói liền đôi mắt đều đỏ. Chu Diễn xem đến đau lòng, vội ôm lấy hắn nói, Ê, không có không có ta này không phải sợ ngươi nguy hiểm sao lục bách xuyên sinh khí ờ chính là ta cũng sợ ngươi gặp nạn a à? ngay từ đầu chu diễn liền không cảm thấy có thể chính mình một người đi thành bởi vậy lập tức nói tiếp nói vì vậy chúng ta cùng đi đi chu diễn cũng không rõ ràng lục bách xuyên vì cái gì nói muốn vãn mấy ngày lại xuất phát nhưng hắn tưởng lục bách xuyên khẳng định là có chính mình nguyên nhân cũng liền không hỏi nhiều nếu đã nói tốt lục bách xuyên khẳng định sẽ không đổi ý thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại thói quen tính duỗi tay hướng bên cạnh sờ sờ kết quả sờ soạn cái không phải biết rằng từ bọn họ bắt đầu tu tập thanh nguyên bút ký tới nay có lẽ là bởi vì tiến độ vấn đề hắn giấc ngủ vẫn luôn so lục bách xuyên muốn thiếu mỗi ngày đều so lục bách xuyên trước tỉnh tỉnh lại thời điểm đều là thói quen tính nhìn xem bên cạnh ái nhân mỗi lần đều dị thường an tâm kết quả hôm nay lại không thấy bóng người liền lục bách xuyên nằm quá địa phương đều không có độ ấm Chu Diễn hoắt một chút, trực tiếp từ trên giường xoay người dựng lên, hướng phòng khách chạy tới. Mới mở cửa, liền thấy Lục Bách Xuyên bưng một cái chén lớn từ phòng bếp ra tới. Thấy hắn ra tới liền cười nói, y vừa định kêu ngươi rời giường, không nghĩ tới liền ra tới, chạy nhanh đi rửa mặt đi. Rửa mặt xong rồi lại đây ăn bữa sáng. Nhà bọn họ, bình thường đều là Diệp Nguyên Vinh cùng Lục Kiến Quốc ở nấu cơm, Chu Diễn cũng sẽ ngẫu nhiên xuống bếp, Lục Bách Xuyên lại là chưa bao giờ xuống bếp. Hiện giờ thấy hắn sáng sớm từ phòng bếp ra tới, không khỏi có điểm tò mò, muốn xem hắn quả nhiên là cái gì. Lục Bách xuyên thấy hắn lại đây, lại là đôi tay bưng chén, một cái vững vàng xoay người, nói, "Ê chạy nhanh đi rửa mặt. Tẩy xong rồi mới có thể xem." Hắn không né còn hảo, một trốn ngược lại gợi lên chu diễn lòng hiếu kỳ. Chỉ là hắn cũng không có chết bái muốn xem, chỉ là bay nhanh chạy đến dưới lầu, lung tung rửa mặt xong liền lên lầu lại thấy ba người đang ngồi ở bàn ăn biên chờ hắn, thấy hắn lại đây, Lục Bách Xuyên cười chỉ chỉ hắn vị trí thượng chén nói, để thử xem xem, hương vị thế nào. Chu Diễn đi qua đi vừa thấy, chỉ thấy trong chén trang tay xả mặt, mặt trên cái còn vài miếng rau xanh lá cây cùng qua một cái đùi gà, màu canh mát lạnh cam vàng, hẳn là điếu tốt canh gà. Vốn nên là sắc hương vị đều đầy đủ một chén tay xả mặt, lại bởi vì mì sợi phẩm chất không đều hơi hiện kém cỏi, đang xem xem bọn họ ba người trong chén, lại là mì sợi phẩm chất đều đều, chỉnh chỉnh tề tề. Chu diễn trong lòng vừa động, hỏi, e này chén mì là ngươi xả. Lục Bách Xuyên gật gật đầu nói, e đúng vậy. Ta xả, chỉnh chén mì liền một cây, muốn toàn bộ ăn xong. Cười cười lại nói, e còn có, sinh nhật vui sướng. Chu diễn nghe được hắn nói chỉnh chén mì liền một cây thời điểm, liền ý thức được là chuyện như thế nào, mặt sau quả nhiên nghe được hắn nói sinh nhật vui sướng, không khỏi đỏ hốc mắt, nhưng lại không nghĩ bị phát hiện vì thế làm bộ ăn canh cúi đầu hãy còn nhớ rõ đời trước thời điểm lúc ấy hắn cũng giống hiện tại giống nhau căn bản là quên mất chính mình sinh nhật cũng là cùng ngày buổi sáng lục bách xuyên không biết từ nơi nào làm ra mì sợi cho hắn nấu một chén mì bởi vì không có hiện tại điều kiện hảo đừng nói rau xanh cùng đùi gà ngay cả hành thái cùng trứng gà đều không có cũng chính là từ khi đó khởi hắn bắt đầu phát hiện lục bách xuyên đối hắn cảm tình không giống nhau hiện giờ trước nay một lần Lục Bách Xuyên đồng dạng cho hắn chuẩn bị mì sợi, hắn cảm động lại là chỉ nhiều không ít, duy nhất không giống nhau chính là, hiện giờ bọn họ đã ở bên nhau. Diệp Nguyên Vinh thấy hắn không nói, sợ hắn cảm thấy mì sợi không thể ăn, giải thích nói, ngày mặt là Trâm Xuyên tối hôm qua năng nỉ ta cùng, canh gà cũng là tối hôm qua liền treo, chỉ là mì sợi hắn thế nào cũng phải chính mình kéo, kết quả thô phẩm chất tế, vì làm thô địa phương đều thuộc thấu, liền nhiều nấu trong chốc lát, hương vị khẳng định chẳng ra gì, không thể ăn nói trong nồi còn có mặt khác. Chu Diễn cũng không đợi đem trong miệng mì sợi nuốt xuống, liền hàm hồ nói, ấy ăn rất ngon. Không biết là bởi vì trong miệng hàm chứa đồ vật duyên cớ, vẫn là mặt khác, thanh âm có một chút khàn khàn. Dựa theo lục gia tập tục, sinh nhật cùng ngày, thọ tin là không cho làm việc, huống chi hiện tại vốn dĩ phải nhàn, bọn họ càng sẽ không làm Chu Diễn đi làm gì. Vì thế cơm sáng sau lục bách xuyên liền lôi kéo Chu Diễn đi trong sông câu cá. từng câu là lục kiến quốc, bởi vì hắn thật là thích cái này hoạt động, trong nhà ngư cụ đã sớm không ngừng một bộ lục bách xuyên tìm cái bình nhỏ hai người ở vườn rau đào điểm con dung làm nhị liêu liền một người khi một cây cần câu dẫn theo đem ghế nhỏ hướng bờ sông đi bởi vì trước ngày hôm qua hạ vũ duyên cớ lục bách xuyên liền tìm cái dòng nước quay lại chỗ đem cá câu buông đi không giống địa phương khác dòng nước chảy xiết nơi này bởi vì mặt trên có đại nam thạch chống đỡ dòng nước ở chỗ này hơi chút có điều dừng lại mồi câu mới buông đi lục bách xuyên còn không có tới kịp đem cần câu trên mặt đất cố định hảo liền thấy lơ là có điều động tỉnh lại chạy nhanh đem cần câu cấp kéo đi lên chu diễn đầy cõi lòng chờ mong thấy kéo lên cá chỉ có người trưởng thành ngón trỏ lớn nhỏ không khỏi có điểm thất vọng ở như vậy tiểu nhân cá có thể ăn sao lục bách xuyên cười nói chờ chờ ngươi thử qua sẽ biết loại này cá chúng ta nơi này kêu thuyền đinh cá toàn bộ cá cũng chỉ có một cái xương cột sống tươi mới màu mỡ Lục Bách Xuyên đem cá từ móc thượng gỡ xuống tới, lại ra một chút nhị liêu đi lên, tiếp theo nói, thì hơn nửa loại này cá đều là tụ tập xuất hiện, có thể câu đến một cái, đã nói lên còn có một đám, chạy nhanh thử xem đi. Chu Diễn thấy hắn đem cá kéo lên thời điểm liền có điểm ngo ngoe rụt rịch, nghe vậy chạy nhanh đem cá câu thả đi xuống, quả nhiên chỉ chốc lát sau lơ là cũng động. Hai người một buổi sáng thủ hạ cơ hồ không đình, như vậy cho dù cá cái đầu lại tiểu, một buổi sáng xuống dưới cũng không sai biệt lắm câu có hơn phân nửa thùng thẳng đến sau lại cá thượng câu tốc độ càng ngày càng chậm phỏng chừng nhóm người này cá không sai biệt lắm đều bị bọn họ câu hết hai người mới đứng dậy trở về đi về đến nhà thời điểm lục bách xuyên thấy thùng cá sát thật không ít vì thế cùng dịp nguyên vinh thương lượng một chút đổ một nửa ra tới phân thành hai phân mỗi phân không sai biệt lắm có hai cân tả hữu tính toán cầm đi đưa cho lục tam thúc cùng lục bách minh gia làm cảm tạ vừa trở về thời điểm bọn họ nhiệt tình chiêu đãi một chút đáp lễ. Lục Bách Xuyên mang theo chu diễn cho bọn hắn từng người đưa đến trong nhà đi, kết quả là tam thẩm tử từ cái bình sờ soạn hai thanh dưa chua cho bọn hắn, nói là dùng để nấu cái này cá tốt nhất ăn, hai người như thế nào thoái thác cũng chưa dùng, chỉ phải nhận lấy, húng chi mọi người đều nói vừa vặn là dùng để nấu cá. Lục Bách Minh gia liền dùng túi lưới ra mười mấy trứng gà, muốn bọn họ mang về, mấy người đánh nhau dường như, một phương phải cho, một phương không nghĩ muốn, kết quả chính là chu diễn cùng lục bách xuyên trốn cũng dường như trở về chạy lục bách minh dẫn theo trứng gà lại mặt sau truy một hai phải bọn họ cầm không thể hai người bưng hai bồn cá đi ra ngoài kết quả lại bưng hai bồn đồ vật đồ vật trở về trên đường cho nhau nhìn thoáng qua đồng loạt thở dài vốn là muốn đi còn nhân tình kết quả lại càng tích càng nhiều chương hai mươi lăm buổi tối vì chúc mừng chu diễn sinh nhật diệp nguyên vinh cùng lục kiến quốc xuống bếp hảo hảo làm vài đạo đồ ăn khoảng thời gian trước chu diễn lại đã phát một ít đậu giá lúc này vừa lúc đã tới rồi có thể ăn thời điểm diệp nguyên vinh liền tất cả đều xả một bộ phận cùng buổi sáng câu cá cùng tam thẩm đưa dưa chua là một chậu cá hầm cải chua một khách chút liền trang bị trong không gian còn có huyết vịt cùng mau bụng này đó là một chậu mau huyết vượng. bởi vì diệp nguyên vinh mặc kệ là trong nhà ai sinh nhật đều thích xào một con gà tới ăn thói quen liền lại xào một chậu gà này tam dạng đồ ăn phân lượng đều đại lại nhiều làm bọn họ chính là ngày mai cũng đều ăn không hết bởi vậy cũng chỉ nhiều xào một chậu thanh xào mang tây cùng một chậu rau xanh ăn cơm thời điểm lục kiến quốc làm chu diễn từ trong không gian cầm bình rượu ra tới đây là hắn phía trước ở bên trong thời điểm liền nhìn chúng bởi vì diệp nguyên vinh cảm thấy số độ quá cao vẫn luôn không cho hắn uống hiện giờ thật vất vả tìm cái cớ tự nhiên là sẽ không bỏ qua còn vì chứng minh không phải chính mình tưởng uống ngạnh muốn lôi kéo chu diễn cùng lục bách xuyên bồi hắn cùng nhau chu diễn cùng lục bách xuyên vốn là không có hắn tửu lượng hảo cũng may lục kiến quốc cũng không cưỡng bức bọn họ uống, chỉ là cấp hai người một người đổ một chén nhỏ. Có lẽ là rượu số độ sát thật quá cao, một bữa cơm xuống dưới hai người đều có điểm choáng váng ngược lại là lục kiến quốc một chút việc đều không có. Diệp Nguyên Vinh Biên thu thập cái bàn biên quán giận nói, ngày đều theo như ngươi nói, này rượu độ tử quá cao, ngươi thế nào cũng phải uống liền tính, còn mang theo bọn họ cùng nhau uống, cái này hảo, đều uống say. Lục kiến quốc cười mỉa một chút, không dám hé răng. Lục Bách Xuyên lại là nghe vậy có điểm lay động đứng lên nói, kẻ còn không có say, ta còn có việc. Nói liền muốn động thủ giúp Diệp Nguyên Vinh thu thập trên bàn đồ vật. Diệp Nguyên Vinh thấy thế vội vàng đoạt lấy trong tay hắn đến chén đũa nói, kẻ tổ tông, ngươi sống yên ổn điểm đi. Nơi này ta tới thu thập, còn có ngươi còn có gì sự, nói đi. Ta đi cho ngươi lộng. Lục Bách Xuyên lại là chết sống không muốn nói, chỉ nhìn trầm trầm Diệp Nguyên Vinh thu thập cái bàn, lắc lắc đầu nói, kệ không được ta phải chính mình đi lộng diệp nguyên vinh bị hắn nhìn chằm chằm chỉ phải bay nhanh thu thập hảo cái bàn chén đũa lại đem cái bàn cấp lau khô liền muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì lục bách xuyên thấy cái bàn thu thập chạy nhanh liền đỡ ghế đứng lên triều phòng ngủ đi đến diệp nguyên vinh muốn dìu hắn một chút lại bị cự tuyệt còn không cho nàng đi theo mặt sau diệp nguyên vinh thấy hắn còn có thể đi thẳng tách hẳn là không phải say đến quá lợi hại cũng liền từ hắn đi chỉ chốc lát sau Lục Bách Xuyên liền từ trong phòng ngủ ra tới, chẳng qua đôi tay bưng một cái đại đại mâm, bên trong bãi một cái bánh kem hình dạng dưa hấu tâm, mặt trên dùng màu trắng nho bày sinh nhật vui sướng bốn chữ. Chờ đi đến bên cạnh bàn, đem mâm hướng Chu Diễn trước mặt một phóng, nói: "Ê không có bánh kem cùng ngọn nến, liền làm cái này, ngươi tạm chấp nhận hứa nguyện đi." Lục Bách Xuyên tuy rằng giữa trưa hỏi hắn muốn trái cây, buổi chiều cũng đem hắn nhốt ở phòng ngủ bên ngoài không cho đi vào, Chu Diễn lại không nghĩ rằng là ở chuẩn bị cái này cảm động đồng thời cũng nghi hoặc nói ờ như thế nào nghĩ đến phải làm cái này lục bách xuyên tức giận nói ở ngươi cho ta không lên mạng a à? nói liền thúc giục chu diễn chạy nhanh hứa nguyện chu diễn vốn định nói không ngọn nếm như thế nào hứa nguyện a à, nhưng là xem lục bách xuyên nghiêm túc bộ dáng cũng liền nhắm mắt lại cho phép cái nguyện chờ hứa xong nguyện lục bách xuyên liền đưa qua bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt dao gọt hoa quả ý bảo hắn thiết chu diễn cầm đao đang muốn cắt xuống đi lại thấy vui sướng mau tự cái kia dựng tâm bên thiếu một chút không khỏi nghi hoặc nói để nơi này như thế nào thiếu một chút lục bách xuyên nghe vậy có điểm ngượng ngùng nói trời ta vừa mới ở bên trong muốn thử xem xem quả nho ngọt không ngọt liền ăn một viên lúc sau chu diễn cũng không giống thiết bánh kem giống nhau cho mỗi người phân đến mâm chỉ là mấy đao đi xuống đem dưa hấu cắt thành phương tiện nhập khẩu lớn nhỏ cắm mấy cây tam xỉa răng ở mặt trên cho đại gia ăn chờ ngủ thời điểm chu diễn không biết vì sao vẫn luôn vô pháp đi vào giấc ngủ, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Thẳng đến cảm giác được lục bách xuyên nóng bỏng hô hấp phun ở chính mình trên vai, thân thể bắt đầu lặng lẽ nổi lên biến hóa, mới phát giác không thích hợp ở nơi nào. Giống nhau uống say rượu, hô hấp là sẽ nhiệt một ít, nhưng sẽ không đến loại trình độ này. Bình thường hai người ngủ chung, cũng không phải chưa từng có nhu cầu, chỉ là hai người tổng sợ đối phương cảm thấy tùy ý, vì thế thân mật nhất thời điểm cũng bất quá là giúp đỡ cho nhau, càng có rất nhiều chính mình giải quyết. Nhưng là hôm nay không khí vừa lúc, Chu Diễn có thể từ Lục Bách Xuyên hô hấp nghe ra hắn còn chưa ngủ, vì thế ngéo một cái Lục Bách Xuyên tay hỏi, Ê Trăm Xuyên, ngươi ngủ rồi sao? Nói xuất khẩu, Chu Diễn mới phát hiện chính mình giọng nói là có bao nhiêu khàn khàn. Lục Bách Xuyên nghe vậy thanh âm rầu rĩ nói, y không có. Vì thế Chu Diễn xoay người, hôn hôn hắn cái trán, sau đó là chớp mũi, lại sau đó là môi, một đường đi xuống sáng sớm hôm sau chu diễn tỉnh lại khi lục bách xuyên còn ở ngủ say chu diễn thấy thế liền kéo qua thảm mỏng đem hắn lộ ra bên ngoài bả vai cái hảo cũng giấu đi kia một mặt dấu vết đứng dậy khi lại ở lục bách xuyên khóe môi hôn hạ nhẹ giọng nói ở ờ ngày hôm qua quà sinh nhật ta thực thích cũng mặc kệ trong lúc ngủ mơ người có không nghe được liền sung sướng xuống lầu rửa mặt đi đánh răng thời điểm còn nhịn không được tưởng cũng không biết lục kiến quốc có biết hay không hắn kia bình rượu hiệu quả bất quá phỏng chừng là không biết bằng không biết là này kết quả còn không được khí tạc. Thẳng đến bọn họ ăn bữa sáng thời điểm, Lục Bách Xuyên đều còn không có lên, Diệp Miên Vinh cùng Lục Kiến Quốc cũng không nghi ngờ có hắn, chỉ đương Lục Bách Xuyên là say rượu, cho hắn để lại điểm ăn liền xuống lầu làm việc. Hơn phân nửa cái buổi sáng đi qua, Chu Diễn cảm thấy Lục Bách Xuyên ngủ tiếp liền sẽ đau đầu, vì thế tính toán vào nhà đem hắn đánh thức. Lục Bách Xuyên đến lúc này kỳ thật đã ngủ đủ rồi, ở hắn mở cửa thời điểm liền tỉnh lại, thấy hắn tiến vào liền ngồi đứng dậy, chờ cảm nhận được chính mình trên người không một vật, liền quán tính cúi đầu nhìn nhìn, lại nhìn thấy ngực bụng thượng dấu vết, không khỏi mặt ửng hồng lên, chạy nhanh từ bên cạnh xả quá thảm mỏng muốn che khuất, chờ đem thảm nhất lên tới sau, rồi lại cảm thấy chính mình này động tác cùng tiểu tức phụ vô dị, nhưng cũng không tốt ở lại kéo ra, vì thế liền tùy tay đều đôi. Ở eo bụng gian, chu diễn thấy hắn động tác, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, nhưng sợ hắn thẹn quá thành giận, vì thế những cười nhẫn đến vất vả. Được Lục Bách xuyên một cái xem thường sau mới vút cái mũi đi đến mép giường hỏi, "Trời có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái?" Lục Bách xuyên lắc lắc đầu nói, "E không có việc gì." Chu Diễn nói, "Y vậy đi bên trong rửa mặt đi." Lục Bách xuyên không thể hiểu được, vì vì cái gì muốn ở bên trong rửa mặt. Chu Diễn nói, "Y rửa mặt xong rồi liền ở bên trong ăn cơm." Lục Bách xuyên vẫn là không hiểu hắn ý tứ, chớp chớp mắt tỏ vẻ nghi vấn vì cái gì muốn đi bên trong ăn cơm chu diễn cười cười nói Người mẹ hôm nay buổi sáng nấu miếng thả rất nhiều băm ớt cùng giấm chua cay vị mười phần cho ngươi để lại một ít ta tưởng ngươi vẫn là ăn chút thanh đạm hảo liền trộn ở bên trong cho ngươi ngao điểm trứng vịt bắt thảo thịt nạc cháo ngươi đi vào uống điểm lục bách suy nghe được là loại lý do này đỏ mặt đáp ờ nga sau đó lại giống nghĩ tới cái gì dường như nói từ Ki kia lưu lại miếng làm sao bây giờ Chu Diễn Trộn cho hắn chuẩn bị cháo, hai người lại đi bên trong ăn, chính là không nghĩ làm Diệp Nguyên Vinh cùng Lục Kiến Quốc phát hiện nguyên nhân, không phải nói đây là cái gì không thể gặp người sự, mà là nếu đem loại chuyện này bại lộ ở cha mẹ trước mặt, chung quy có điểm ngựa ngùng, mà nếu để lại cho hắn bữa sáng không bị ăn luôn, khẳng định sẽ bị truy nguyên hỏi. Đến lúc đó làm hắn như thế nào trả lời, nói dối nói không đói bụng là không có khả năng, càng không thể nói thật, như vậy còn không bằng làm hắn nhẫn nhẫn toàn ăn đâu. Chu Diễn thấy hắn vẻ mặt rối rắm, cười nói, ở những cái đó miếng ta ăn thành không? Lục Bách Xuyên, ở ngươi buổi sáng không phải mới ăn qua sao? Chu Diễn nói, cho ta nhìn đến bữa sáng liền biết để lại cho ngươi kia phân phỏng chừng đến ta ăn, vì thế buổi sáng cố ý ăn ít điểm. Vì thế bữa sáng ở Chu Diễn hỗ trợ hạ tất cả đều ăn xong. Quá xong sinh nhật, Chu Diễn cũng minh bạch ngày đó Lục Bách Xuyên vì cái gì nói phải đợi mấy ngày lại đi ra ngoài, chỉ là mấy ngày nay hai người đúng là nùng tình mật ý khi, Tự nhiên cũng liền không vội mà đi ra ngoài. Không cấm cảm khái, quả nhiên Ôn Nhu Hương là anh hùng trũng, tuy rằng hắn cũng không có muốn làm anh hùng tính toán. Lúc sau mấy ngày, hai người nếu không có vội vã đi ra ngoài, cũng liền giúp đỡ đem trong đất cỏ dại đều trừ bỏ một lần. Vài ngày sau, chờ bọn họ đem trong đất cỏ dại đều trừ xong rồi, mà cũng quốc một lần, hai người đều cảm thấy không thể lại trì hoãn. Vì thế tìm cái cơm chiều thời gian cùng Lục Kiến Quốc cùng Diệp Nguyên Vinh nói, Diệp Nguyên Vinh cùng Lục Kiến Quốc phản ứng lại là so lúc ấy Lục Bách Xuyên mãnh liệt nhiều, ở bọn họ thế hệ trước người trong mắt, liền hài tử đi ra ngoài công tác đều hận không thể bồi tại bên người cho bọn hắn giặt quần áo nấu cơm, hiện tại thế đạo như vậy loạn, bọn họ thật vất vả đuổi trở về, trên đường những cái đó quái vật bọn họ chính là xem đến so trong thôn người càng rõ ràng, cũng càng biết chúng nó nguy hiểm. Hiện giờ bọn nhỏ lại ở hảo không dung yên ổn xuống dưới thời điểm, nói muốn đi ra ngoài bên ngoài kia địa ngục giường như thế giới nhìn xem hai người mới nghe được bọn họ tính toán liền lo lắng đến liền tâm đều rối rắm lên nhưng là đối với bọn nhỏ tính toán bọn họ tuy rằng trong lòng sẽ lo lắng nhưng là lý trí lại cảm thấy làm như vậy là đúng không thể vĩnh viễn liền như vậy qua chết ở chỗ này vì thế hai người nghe xong chỉ là trầm mặt trong chốc lát sau đó lục kiến quốc nói để các ngươi tính toán đi nơi nào đi bao lâu phía trước chu diễn liền cùng lục bách xuyên thương lượng qua bọn họ lần này cũng không có tính toán đi quá xa địa phương vì thế nói liền đi trấn trên, mau nói ngày đầu tiên xuất phát, ngày hôm sau là có thể gấp trở về. đối với chu diễn hiện tại thân thủ, có đôi khi buổi sáng chu diễn bồi hắn luyện công thời điểm, lục kiến quốc cũng có kiến thức quá một chút, ngay cả lục bách xuyên thân thủ cũng so trước kia lợi hại không ngừng một chút. hiện tại nghe bọn hắn nói là đi trấn trên, hơn nửa ngày hôm sau liền hồi, trong lòng cảm thấy ít nhất không có như vậy nhiều nguy hiểm, vì thế dạng dò nói, nếu các ngươi quyết định, chúng ta đây cũng không ngăn cản chẳng qua mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, các ngươi đều không thể đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, phải biết rằng ta cùng mẹ ngươi còn ở nhà chờ. Chu diễn đời trước chết quá một hồi, đối với sinh mệnh tự nhiên là càng thêm quý trọng, nghe vậy lập tức nói, e đây là khẳng định, yên tâm đi. Lúc sau lục kiến quốc lại hỏi bọn hắn tính toán như thế nào đi ra ngoài, ở nghe được bọn họ nói là muốn đi mượn thuyền thời điểm gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, như vậy ít nhất so lái xe muốn an toàn điểm. Chương 26 To M Remaining time Hôm nay buổi tối bởi vì nghe thấy cái này tin tức, Diệp Miên Vinh cùng Lục Kiến Quốc trong lòng đều thật lo lắng. NGA cả bình thường cơm chiều sau bốn người ở dưới lầu thừa lương nói chuyện phím đều hủy bỏ, mấy người đều đầy bụng tâm sự sớm trở về phòng. Nửa đêm chu diễn từ trong nhập định ra tới khi, còn nghe được cách vách phòng xoay người cùng thở dài thanh âm, không cấm bắt đầu nghĩ lại chính mình như vậy quyết định đến tột cùng là đúng hay sai. Bình thường lúc này Diệp Nguyên Vinh cùng Lục Kiến Quốc đã sớm ngủ rồi, hiện giờ bọn họ còn không có đi ra ngoài, hai lão nhân cũng đã vì bọn họ lo lắng trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ, chờ bọn họ thật sự đi rồi, còn không biết sẽ lo lắng thành thế nào. Nhưng vấn đề này cũng không làm hắn rối rắm lâu lắm. Ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, Lục Kiến Quốc liền tỏ vẻ muốn cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, đến lúc đó cho dù không lên bờ, cũng có thể ở dưới chờ bọn họ. Có tối hôm qua nghe được những cái đó động tĩnh, Chu Diễn vô pháp cự tuyệt. Chỉ là cứ như vậy, bọn họ liền cần thiết cùng ngày xuất phát cùng ngày gấp trở về, buổi tối trong nhà không thể không ai thủ. Vì thế mấy người thương nghị một phen, quyết định buổi sáng liền đi đem con thuyền mượn xuống dưới, buổi chiều lại đem trong nhà thu thập một phen, nên thu nhặt lên tới đồ vật đều thu vào chu diễn trong không gian, để tránh bọn họ rời đi thời điểm có không có hảo ý người tiến vào nhìn đến không nên xem đồ vật. Nếu đã quyết định hảo, ăn xong bữa sáng một nhà bốn người liền cùng nhau hướng thôn trưởng gia đi đi đến sân cửa thời điểm, Lục Bách suy nghĩ nghĩ làm Chu Diễn đem radio đem ra, ôm đi thôn trưởng gia. Mấy người thấy thế liền biết hắn là tính toán mượn cơ hội này, đem radio cấp trong thôn cùng nhau dùng. Bọn họ cầm radio trở về thời điểm, liền không tính toán chính mình cất giấu không nói, chỉ là nGA từ đầu mọi người đều vội vàng, bọn họ chính mình cũng đều không kịp nghe, mặt sau lại là không có tìm được cơ hội, lần này nếu vừa vặn có thể lấy ra tới, bọn họ tự nhiên đều không phản đối đến lục ký nghiệp gia thời điểm lục ký nghiệp vừa vặn ăn xong cơm sáng hắn tức phụ ở thu thập chén đũa lục ký nghiệp ở bên cạnh bàn uống trà nhà bọn họ vẫn luôn không hài tử này đây thanh tịnh đến có chút quạng cu ẻ thấy bọn họ tiến vào lục ký nghiệp vội tiếp đón bọn họ ngồi ánh mắt lại là bị chu diễn trong lòng ngực ôm radio cấp hoàn toàn hấp dẫn chỉ chỉ radio nói ở đây là radio hắn những lời này tuy rằng là hỏi câu dùng lại là trần thuật ngữ khí loại đồ vật này trước kia đại gia trong nhà đều có chỉ là sau lại theo tivi máy tính phổ cập liền nhanh chóng bị đào thải chỉ có một ít lão nhân cùng nhà sưu tập mới có thể lưu có mấy thứ này nhìn đến bọn họ gật đầu xác định lục kiến nghiệp cũng không ngoài ý muốn chỉ là ngữ khí hưng phấn hỏi cái thứ này hiện tại có thể sử dụng lục bách xuyên gật gật đầu nói về phía trước thử một chút có thể thu được radio liền mang lại đây lục kiến nghiệp nghe vậy liền muốn đi ôm chu diễn trên tay radio nhưng lại sợ hãi hai người tiếp nhận khi không cẩn thận quăng ngã, cuối cùng chỉ là chà sát tay, chờ Chu Diễn đem radio phóng hảo. Chu Diễn mới đem radio ở trên bàn phóng ổn, lục kiến nghiệp liền gấp không chờ nổi ấn xuống khai mấu chốt, nhưng lại giống sợ dùng sức quá lớn, không cẩn thận ấn hỏng rồi giống nhau, có vẻ thật cẩn thận. Kênh là phía trước liền điều tốt, cũng không có động quá, bởi vậy lục kiến nghiệp mới khởi động máy liền nghe được quảng bá thanh. Cùng lục bách xuyên bọn họ lần đầu tiên nghe so sánh với, lục kiến nghiệp chỉ biết thực kích động phải biết rằng bọn họ lúc ấy còn chỉ là tang thi vừa mới bùng nổ thời điểm hiện giờ lại là hơn một tháng không có bất luận cái gì ngoại giới tin tức mặc cho ai đều sẽ kích động không thôi chỉ là lục kiến nghiệp cho tới nay tính cách liền không phải cái loại này rõ ràng biểu hiện ra ngoài này đây trên mặt cũng không rõ ràng chỉ là đôi mắt là lóe sáng chờ một vòng quảng bá nghe xong trong phòng người đều không có phát ra bất luận cái gì thanh âm có thể nói lúc này liền tính một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được tiếng vang. Chờ quảng bá tiếng vào tiếp theo luân phát lại, lục kiến nghiệp cầm lấy trên bàn chén trà uống một hớp lớn, mới hỏi, thì còn có thể thu được khác kênh sao? Lục bách xuyên lắc lắc đầu nói, kể tạm thời chỉ thu được này một cái. Lục kiến nghiệp trầm ngâm một chút, cực cực đầu đem radio tắt đi, hỏi, thì các ngươi tính thế nào? chu diễn nghĩ lầm lục kiến nghiệp là hỏi bọn hắn là tính toán lưu lại vẫn là muốn đi người sống sót căn cứ vì thế đương nhiên nói để đương nhiên là lưu lại nơi này a à. lục kiến nghiệp phục một tiếng cười ra tới bọn họ đều là ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương sao có thể sẽ cho rằng lục kiến quốc sẽ có muốn rời đi tính toán vì thế nói kẻ ta hỏi chính là radio các ngươi là tưởng chính mình lưu trữ vẫn là cấp trong thôn đại gia cùng nhau dùng lục bách xuyên cười nói nên nếu lấy lại đây đương nhiên là cùng nhau Lục kiến nghiệp gật gật đầu nói, kỳ hành, một khi đã như vậy, cũng không thể không cái kết cấu, radio vẫn là tha các ngươi gia, trong thôn người mỗi ba ngày tập hợp nghe một lần, đặt ở nhà các ngươi trong viện hoặc là sân phơi lúa, đêm nay liền bắt đầu đi, không thành vấn đề nói trễ chút ta làm lục bách minh đi thông tri đại gia. Lục bách xuyên nói, e phóng sân phơi lúa đi, mặt khác không thành vấn đề. Lục kiến nghiệp tỏ vẻ có thể, lục bách xuyên nhà bọn họ sân tuy rằng không nhỏ, nhưng là thật sự muốn trạm toàn thôn người, vẫn là miễn cưỡng. Việc này cứ như vậy gõ định. Liền ở lục kiến nghiệp làm hắn tức phụ đi kêu lục bách minh lại đây khi, lục kiến quốc nói, trời kỳ thật hôm nay tới tìm ngươi còn có một chút sự. Lục kiến nghiệp chỉ cho là nhà hắn lương thực không đủ, muốn tìm hắn đi làm chứng kiến, hướng nhà ai mượn điểm lương thực, mấy ngày này liền có không ít từ trong thành trở về thôn dân vì việc này lại đây đi tìm hắn, vì thế căn bản không để trong lòng nói, e chuyện gì. Lục kiến quốc nói, kể trong đất hoa màu không có phân bón lớn lên không phải thực lý tưởng hai người bọn họ thấy được liền muốn đi trấn trên tìm điểm phân bón ta suy nghĩ lái xe qua đi quá mức nguy hiểm liền nghĩ đến hướng ngươi hỏi một chút có thể hay không mượn nhà ngươi thuyền đi một chuyến đương nhiên không phải miễn phí chờ trở về thời điểm chúng ta lộng tới đồ vật cho ngươi một thành lục kiến nghiệp không nghĩ tới bọn họ là nói cái này cũng có chút bị kinh hách tới rồi khuyên nhủ kệ hoa màu lớn lên thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa đi hà tất đi ra ngoài mạo cái kia hiểm Lục Bách Xuyên nói, kể kiến nghiệp thúc, chúng ta liền qua đi nhìn xem, nếu thật sự không được nói liền trở về, sẽ không lấy thân phạm hiểm. Lục kiến nghiệp thấy bọn họ hẳn là đã quyết định hảo, cũng không thật nhiều khuyên, nói, vậy nếu các ngươi nghĩ kỹ rồi, ta cũng không cần ngươi kia một thành đồ vật, chỉ là nếu có thể nói, các ngươi có thể nhiều mang điểm trở về liền nhiều mang điểm đi, đến lúc đó chia cho người trong thôn, làm đại gia lấy đồ vật cùng các ngươi đổi. Chu Diễn chạy nhanh nói, vì vậy đa tạ kiến nghiệp thúc. Mấy người trong lòng lại là suy nghĩ, tuy rằng hắn nói không cần, nhưng là bọn họ lại không thể không cho, đến lúc đó trở về tới vẫn là phải cho hắn chuẩn bị một phần đồ vật. Lục kiến quốc cười cười nói, kẻ thuyền ở nơi đó phóng cũng là phóng, các ngươi nếu phải dùng liền cầm đi dùng bái, bất quá các ngươi giàu đia giang còn đủ dùng sao? Không đủ nói nhà ta còn có một chút. Lục bách xuyên nói, thì hẳn là đủ một cái qua lại, đến lúc đó chúng ta đến trấn trên nhìn nhìn lại có thể hay không lộng tới một ít đi. Lục Kiến Quốc nói, kẻ có liền hảo, bất quá lâu như vậy không ở trong thôn, còn biết trấn trên địa phương nào có thứ gì bán sao. Những lời này lại là nói đến điểm tử thường, Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên liền không cần phải nói, ai cả Lục Kiến Quốc, cũng bởi vì trường kỳ không ở nhà trụ, trấn trên địa phương nào có bán thứ gì cửa hàng, cũng chỉ biết cái đại khái, húng chi mấy năm nay trấn trên biến hóa phi thường đại, đã sớm không phải ban đầu bộ dáng, muốn tìm cái đồ vật nào có dễ dàng như vậy. Lục ký nghiệp xem mấy người bọn họ bê yểu tê in, liền biết không một cái rõ ràng. Không khỏi thở dài, từ bên cạnh trong ngăn kéo tìm giấy cùng bút ra tới cho bọn hắn bắt đầu họa giảng dị bản đồ. Mấy người nhìn đều là đôi mắt tỏa sáng, có cái này không biết có thể tỉnh đi nhiều ít phiền toái. Nói là bản đồ, kỳ thật cũng bất quá chính là dùng đường công đại biểu con sông cùng đường phố, bọn họ cái kia trấn kiến ở con sông hai bờ sông, từ hai tòa kiều liên tiếp, bởi vậy có không ít cửa hàng cùng siêu thị đều là ven sông hoặc là lâm kiều. Lục kiến nghiệp kinh nghiệm phong phú, họa ra tới bản đồ đơn giản lại dễ hiểu, hơn nữa tiêu ra tới cửa hàng đều là một ít bán cần thiết phẩm. Tỷ như nói đầu cầu đại hình siêu thị, ven sông bên đường nông sản phẩm phụ một cái phố, ở nơi đó phân hóa học, nông dược, dầu diesel này đó đều có thể tìm được, đối diện trên đường bán gạo và mì du lương cửa hàng, phần lớn là ven sông, bọn họ ở trên thuyền là có thể nhìn đến mấy người tự nhiên là cảm kích không thôi, như hoạch trân bảo đem trang giấy thu hảo. Lúc này Lục Bách Minh cũng vừa lúc bị hắn thím keo lại đây, nghe nói chu diễn bọn họ muốn đi một chuyến trấn trên, cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng, tuy rằng chưa nói ra tới nhưng là trong ánh mắt lại là đang nói các ngươi chẳng lẽ là đều điên rồi đi chu diễn bọn họ cười cười cũng không lại giải thích lục bách minh còn tưởng lại nói điểm gì lại bị lục kiến nghiệp thúc giục đi thông tri trong thôn người làm đại gia chạng vạn đi sân phơi lúa nghe quảng bá Chu diễn bọn họ cũng liền đứng dậy cáo từ, trước khi đi thời điểm Lục Bách Xuyên nói, để kiến nghiệp thúc, radio liền trước thả ngươi nơi này đi. Lục kiến nghiệp lại nóng nảy, e lấy về đi, chính mình đồ vật chính mình bảo quản. Lục Bách Xuyên đoán hắn là nghĩ sai rồi, cười cười nói, để chúng ta chiều nay còn có chuyện muốn bận việc, khả năng không có thời gian qua đi sân phơi lúa, hơn nữa radio đưa ngươi nơi này nói, buổi tối ngươi cùng Lục Bách Minh không có việc gì cũng có thể giọng xem có thể hay không thu được khác kênh hắn lời này nói nửa thật nửa giả đã giải thích bọn họ đi trấn trên chỉ là nhìn xem nhất định sẽ an toàn trở về làm lục ký nghiệp không cần lo lắng cũng che giấu bọn họ dùng radio đã một đoạn thời gian hiện thực lục ký nghiệp lúc này mới gật gật đầu tỏ vẻ đã biết tuy rằng hắn từ lục bách minh nơi đó hiểu biết tới rồi lục bách xuyên cùng chu diễn thân thủ đều phi thường không tồi vẫn là không yên tâm dặn dò nói Ngay vậy là tốt rồi nhớ rõ đừng mạo hiểm gặp được nguy hiểm liền trực tiếp trở về liền tính không có phân hóa học nhiều ẩu điểm phân nhà nông độ phì tuy rằng không bằng phân hóa học, nhưng mọc ra tới nhà cái cũng đủ ăn, không đói cờ hờ ép người. Mấy người đều gật đầu đáp ứng, lục ký nghiệp lúc này mới đem thuyền động cơ chìa khóa cho bọn hắn. Trạng vạn thời điểm chu diễn cùng lục bách xuyên vẫn là đi sân phơi lúa, bọn họ đến thời điểm, sân phơi lúa đã ngồi đầy người, lục bách xuyên tuần tra một lần, phát hiện trong thôn người không sai biệt lắm đều tới. Mọi người đều im ắng ngồi ở chỗ kia chờ lục bách minh khởi động máy, mỗi người đều là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, mãi cho đến quảng bá phóng hoàn hảo trong chốc lát, mới có người bắt đầu nói chuyện. Một có người đi đầu, giống như là trong chảo dầu tích vào một giọt thủy, nháy mắt liền nổ tung. Mọi người đều bắt đầu ríu rít thảo luận mở ra, Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên hai người nghiêm túc nghe sau một lát, tất cả đều là nói muốn nhiều trung lương thực cùng đem tường vây bảo vệ tốt, cư nhiên không có một thanh âm nói ra muốn đi người sống sót căn cứ, bất quá đây cũng là dự kiến bên trong sự. Lâm trở về khi, hai người lại cùng Lục Bách Minh làm ơn một phen, làm hắn ngày mai không có việc gì thời điểm hỗ trợ lưu ý điểm chính mình gia động tỉnh, loại này thế đạo, phòng người chi tâm không thể vô, liền sợ có cái nào không có mắt muốn đi trộn điểm cái gì. Chương 27 Ngày hôm sau, chân trời mới toát ra bụng cá trắng, bọn họ một nhà bốn người liền mạo nắng sớm xuất phát. Loại này chạy bằng điện thuyền so với bọn hắn phía trước hoa cái loại này tiểu thuyền gỗ thật sự là phương tiện quá nhiều, chỉ cần một người ở phía sau phía trên thuyền trưởng thất nắm giữ phương hướng cùng tốc độ là được, hơn nữa thao tác lên đơn giản phương tiện, Lục Kiến Quốc cùng Lục Bách Xuyên vốn dĩ liền đều sẽ, chính là Chu Diễn ở bên cạnh nhìn trong chốc lát cũng học xong. Con thuyền khai ra bọn họ thôn trước này phía nước sâu đàm sau, Lục Kiến Quốc cùng Diệp Nguyên Vinh còn có thể tại phía trước khoang thuyền ngủ nướng. Từ nhà bọn họ đến trấn trên, bởi vì là xuôi dòng mà xuống, không sai biệt lắm muốn hơn 2 giờ mới có thể đến, bọn họ xuất phát đến lại phi thường sớm, này đây 7 giờ nhiều bọn họ ăn cơm sáng thời điểm liền đi rồi hai phần ba lộ trình dựa theo bọn họ tính toán thời gian, đi thời điểm xuôi dòng hơn 2 giờ, trở về thời điểm nghịch lưu liền không sai biệt lắm sắp 4 cái giờ, bởi vì cần thiết trước khi trời tối chạy về, cho nên hôm nay nhất vãn buổi chiều 2 giờ đồng hồ phải rời đi, cứ như vậy, để lại cho bọn họ thời gian cũng chỉ có 6 tiếng đồng hồ tả hữu. Cơm nước xong sau, Thái Dương còn không tính mãnh liệt, lục kiến quốc liền cùng Diệp Nguyên Vinh ở đầu thuyền trúng gió, bờ sông Phong vẫn luôn rất lớn, thổi tới trên người dị thường sảng khoái nhưng ở thuyền sử quá một cái chỗ ngoặt sau, rất xa hai người liền nhìn đến phía trước xa đôi chỗ, ngừng một con thuyền có thể cùng bọn họ kiểu dáng giống nhau con thuyền. Bên trong người hẳn là nghe được bọn họ thuyền động cơ thanh âm, đã từ trong khoang thuyền chạy ra tới, liều mạng hướng bọn họ phất tay. Đó là bọn họ cần thiết trải qua địa phương, Lục Bách Xuyên thấy thế chậm lại con thuyền đi tốc độ. Đại cách này con thuyền chỉ có 5-6 mét thời điểm, Lục Bách Xuyên khống chế được con thuyền không hề đi trước, nhưng là động cơ lại không có quang, cùng chu diễn hai người đều đi đến đầu thuyền dùng trúc cao đem thuyền cố định hảo. Lúc này mấy người cũng đã sớm thấy rõ trên thuyền ba người bộ dáng, đều là một bộ xanh sao vàng vọt, tiều tụy bất kham bộ dáng, chỉ là mơ hồ nhìn ra được phía trước bộ dáng. Khi ba người nhìn đến bọn họ lại là kích động đến không tầm thường, hai năm kỷ đại đối với lục kiến quốc cùng Diệp Nguyên Vinh kích động kêu, kiến quốc ca, kiến quốc tẩu tử, là chúng ta a à. Chu Diễn xem bọn họ bộ dáng lại là so lục kiến quốc cùng Diệp Nguyên Vinh còn muốn lão rất nhiều bộ dáng, hẳn là trong khoảng thời gian này quá đến phi thường không tốt. Trên thuyền còn có một người tuổi trẻ nữ hài tử, hoặc nhìn lại là muốn so hai cái lão nhân muốn bình tĩnh một ít. Diệp Nguyên Vinh nhìn trầm trầm các nàng nhìn một hồi, mới chần chờ hỏi, ở ngươi là Tú Nga. Nữ nhân nghe vậy kích động không thôi, nói năng lộn xộn nói, e là ta, tẩu tử, chính là ta. Diệp Nguyên Vinh nhíu nhíu mày hỏi, kể các ngươi như thế nào lại ở chỗ này nữ nhân nghe xong thanh âm bắt đầu nghẹn ngào rồi lần này sự tình bùng nổ lúc sau nhà của chúng ta bởi vì không xe lại vừa vặn ở tại bờ sông liền kịp thời triệt tới rồi trên thuyền không nghĩ tới lại là tránh thoát một kiếp vốn định khai thuyền hồi trong thôn tránh tránh nào biết như thế xui xẻo chạy đến nơi này liền không du nơi này trước sau lại đều là hồ sâu liền này phụ cận có chút thạch đôi hướng lên trên du là như thế nào cũng hoa không đi lên nếu thuận lưu phiêu liền sẽ bay tới trấn trên, đi đối mặt kia một đám quái vật. Nói liền bắt đầu ra bên ngoài mạo nước mắt, ngày hôm nay nếu không phải ở chỗ này gặp gỡ các ngươi, chúng ta liền phải bị cờ hờ ép đói. Chu diễn cùng lục bách xuyên liếc nhau, bọn họ đây là cái gì vận khí? Lần trước trở về thời điểm gặp được lục bách minh, muốn cho bọn họ mang đoạn đường, lần này đánh giá lại là muốn mang. Diệp Nguyên Vinh nghe vậy nhíu nhíu mày, nói, cho chúng ta hiện tại có dầu diesel cũng không đủ hai con thuyền mở hộp đi, nhưng chúng ta hiện tại muốn đi trấn trên một chuyến, trên thuyền còn có một ít chuẩn bị giữa trưa ăn đồ ăn, trước cho các ngươi, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, chờ chúng ta buổi chiều trở về thời điểm cùng nhau đi. Nữ nhân nghe xong kích động nói, đi trấn trên làm gì? Nơi đó hiện tại đều bị quái vật xâm chiếm. Diệp Nguyên Vinh lại không có nhiều lời, chỉ là nói, e đi tìm một ít dầu đi e Nói đối chu diễn gật gật đầu phân phó nói, nghe tiểu diễn, đi đem ăn đồ vật lấy lại đây cấp tú Nga cô cô đi. Chu diễn thế mới biết kia nữ nhân là lục gia thôn gã đi ra ngoài cô nương. Tiếp theo liền tiến khoan thùy nội lấy đồ ăn, bọn họ mang ăn đều thu ở chu diễn trong không gian, hắn tuyển mấy thứ dùng bao nilon trang hảo, nghĩ nghĩ lại dùng sạch sẽ bình rỗng ra một lọ sạch sẽ nước suối, cùng đặt ở bao ni lon. Ra tới thời điểm, lục bách xuyên đã chống trúc cao làm hai chiếc thuyền tới gần, ở khoảng cách một mét tả hữu thời điểm dừng lại, Chu Diễn liền đi tới thuyền biên đưa qua bao ni lon. Đối diện trên thuyền nữ hài tử thấy thế đi tới duỗi tay tiếp nhận, đồng thời lên tiếng cảm ơn. Lục Bách Xuyên thấy bên kia tiếp nhận đồ ăn sau liền đem thuyền tạo ra một chút, hắn không đem thuyền trực tiếp dựa sát vốn chính là sợ gặp được rắp tâm bất lương người, không nghĩ tới đối diện nữ hài tử như thế mẫn cảm, trực tiếp liền chính mình lại đây tiếp đồ vật, nàng xác thật là kia ba người bên trong uy hát ít nhỏ nhất, thấy nàng như thế, Lục Bách Xuyên đảo có điểm ngựa ngùng, cảm thấy chính mình tiểu nhân chi tâm bất quá lại cũng không hối hận, ở mặt thế, vẫn là tiểu tâm mới có thể xử đến vạn năm thuyền, cho dù ngươi gặp gỡ 100 người tốt, nhưng chỉ cần gặp gỡ một cái hư, như vậy có chút nguy hiểm liền sẽ phát sinh. Nữ nhân thấy thuyền hoa đi, làm như sợ bọn họ đi rồi liền không trở lại, vội vàng nói, để các ngươi thuyền là mượn lục kiến nghiệp đi. Chỉ cần các ngươi trở về đem chúng ta đưa tới lục gia thôn, ta liền đem ta thuyền tặng cho các ngươi. Ở chu diễn đi trong khoang thuyền thời điểm, nàng liền cùng Diệp Nguyên Vinh hỏi thăm qua, lục gia thôn hiện tại phi thường an toàn, hơn nữa nàng cha mẹ cũng hảo hảo đều ở, nàng lại không có huynh đệ tỷ muội, nếu trở lại lục gia thôn, khẳng định ở tại cha mẹ gia, cha mẹ gia cũng có đồng ruộng, lúc sau chỉ cần chính mình cần lao điểm, khẳng định không lo ăn mặc, đến lúc đó lưu trữ này không du liền vô pháp khai thuyền, trừ bỏ đương củi đốt, cũng không khác tác dụng, không bằng dùng để làm trao. Đổi điều kiện, làm cho bọn họ mang chính mình toàn gia trở về, nhiều điểm lợi thế chung quy sẽ an tâm điểm. Lục Bách Xuyên bọn họ ba người, bởi vì là cùng thôn, tuy rằng rất muốn cái kia thuyền, nhưng cũng ngựa ngùng đồng ý, Chu Diễn lại là không cái này cố kỵ, nghe vậy liền đáp, kỳ hảo, đến lúc đó ta đem các ngươi mang về lục gia thôn, ngươi đem thuyền tặng cho ta. Trên thuyền kia ba người sau khi nghe được không những không cảm thấy không thoải mái, ngược lại tặng khẩu khí, chính mình nếu có đối phương muốn đồ vật, trả giá tương ứng thù lao, tổng so thỉnh cầu nhân gia bạch bạch trợ giúp chính mình muốn tới có nắm chắc. Lúc sau thuyền lại tiếp tục về phía trước, ở gặp được kia một nhà lúc sau, trên đường bọn họ liền càng thêm lưu tâm chú ý bên bờ, bên này ngẫu nhiên còn có thôn xóm hoặc là đang xem một hai hộ nhân gia, nói không chừng còn có thể gặp được người sống sót. Cũng không biết là bọn họ vận khí quá hảo vẫn là vận khí không tốt, cư nhiên tưởng cái gì liền tới cái gì. Lấy chu diễn hiện tại thính lực, nếu ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hắn đều có thể nghe được lục gia thôn phạm vi ở ngoài một khoảng cách thanh âm, hiện tại cho dù là có động cơ cu ấy nhờ yểu thanh, bờ sông phụ cận thanh âm cũng là rõ ràng sáng tỏ ở trải qua một chỗ tiểu nhân thôn xóm thời điểm ban đầu chu diễn chỉ là nghe được có tang thi ở không ngừng đâm cửa sắt loãng xoảng thanh cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì một đường tới nay hoặc là là yên tĩnh không tiếng động hoặc là chính là nghe được một ít hỗn độn tiếng bước chân chỉ có lần này tang thi hay không ở chấp nhất chút cái gì chu diễn cẩn thận phân biệt trong chốc lát chờ nghe rõ thanh âm chính là từ nhất tới gần bờ sông căn nhà kia truyền đến lúc sau liền cùng lục bách xuyên bọn họ nói mấy người thương nghị một chút quyết định đem thuyền cập bờ thử xem bọn họ thuyền động cơ thanh âm không nhỏ chỉ cần tới gần nếu trong phòng có người nói khẳng định có thể nghe được đến lúc đó khiến cho chu diễn lưu ý có hay không nói chuyện thanh nếu trong phòng có người bọn họ liền lên bờ nhìn xem không ai nói liền không đi lên quả nhiên ở thuyền tới gần thời điểm chu diễn nghe được trong phòng truyền ra một nam hài tử nói chuyện thanh mụ mụ bên ngoài có thuyền thanh âm bị tiểu hài tử gọi là mụ mụ người lại không có phát ra âm thanh, hơn nữa từ nhỏ nam hài cũng không nói nữa tới xem, hẳn là còn làm tiểu nam hài cũng không cần nói nữa. Nhưng điểm này thanh âm cũng đủ. Chu diễn đánh cái thủ thế, ý bảo trong phòng có người, lục bách xuyên liền đem thuyền cập bờ đình hảo, cùng chu diễn hai người một người lấy dao trẻ củi một người lấy rìu hạ thuyền, lưu diệt miên vinh cùng lục kiến quốc ở trên thuyền, bởi vì sợ ly ngạn thân cận quá sẽ có tan thi ngửi được khí vị chạy tới thiệp thủy lên thuyền, hai người lại đem thuyền hướng trong sông căng một chút. Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên hai người lên bờ lúc sau, còn không có bò lên trên đê, liền gặp được nghe tiếng mà đến hai chỉ tang thi, căn cứ phía trước nghe được tiếng bước chân, trên bờ này phụ cận tang thi cũng bất quá 4 năm con bộ dáng, hiện tại lại đây hai chỉ vậy càng tốt, không cần tập trung ở một khối, có thể phân tán tiêu diệt. Hai người liếc nhau, liền một người một con phân hảo. Hiện tại không ngừng là Chu Diễn, chính là Lục Bách Xuyên linh hoạt độ, không phải nhiều tang thi vây công nói, một hai chỉ nghĩ muốn bắt đến hắn cũng là không có khả năng. Tuy rằng lần này là tang thi từ thượng mà xuống phát lại đây, hai người ở vào hoàn cảnh xấu bên trong, nhưng vẫn là nhẹ nhàng lắc mình tránh thoát, nhưng để tránh thủy triều lên thời điểm đem THITH ể vọt tới trong sông, ảnh hưởng hạ du thủy chất. Nhẹ nhàng giải quyết xong này hai chỉ tang thi lúc sau, hai người không khỏi lòng tự tin bạo lều, cảm thấy cho dù lại đến mấy chỉ cũng không nói chơi. Chờ bọn họ đi mau đến kia đóng lâu cửa thời điểm, chính không biết mệt mỏi đụng phải cửa sắt ba con tang thi rốt cuộc phát hiện càng gần mục tiêu cấp không chờ nổi giống bọn họ nhào tới kết quả tự nhiên là cùng phía trước kia hai chỉ tang thi đồng dạng kết cục hai người đi đến cổng lớn vừa thấy không cấm đều đối chưa từng gặp mặt chủ nhà cảm thấy vô hạn kính nể bọn họ bên này đại gia sơn ngoại cửa sắt đều là cái loại này ngón cái phẩm chất cung sắt hàng mà thành sau đó tùy tiện quải đem khóa nói trắng ra đều là phòng quân tử không ngại tiểu nhân mà cái này sân đại môn vừa thấy chính là định chế, thanh thép đều có tiểu hài tử cánh tay phẩm chất, hơn nữa mặt trên khóa là cái loại này có thể thừa nhận cao cường độ dịch áp các khiên dịch áp các khóa. Hai người không biết là nên bội phục chủ nhà dự kiến trước vẫn là bội phục hắn phòng người chi tâm. Ở cửa đứng trong chốc lát, Chu Diễn có thể cảm nhận được trong phòng có người ở nhìn chăm chú vào bọn họ, nhưng vẫn luôn thấy trong phòng người không có muốn ra tới dấu hiệu, hai người cũng có thể lý giải, rốt cuộc xem nhân gia sân đại môn liền biết người trong phòng phòng bị lòng có nhiều trọng, huống chi là tại đây loại thế đạo, chỉ biết phiên bội tiểu tâm cẩn thận. Hai người lại xuyên thấu qua cửa sắt khe hở quan sát một chút trong viện, thấy bên cạnh vườn rau bắp cùng các loại rau dưa đều lớn lên phi thường tươi tốt, nhìn dáng vẻ bên trong người là không lo này đó ăn. Liền cũng không lại nhiều lưu lại, trước khi đi thời điểm chu diễn quay đầu lại nhìn mắt, vừa vặn nhìn đến lầu hai cửa sổ trong một góc có cái tiểu nam hài đem bức mà một chân kéo tới nhìn bọn họ, thấy hắn xoay người lại chạy nhanh đem bức màn buông nút vào. Chương 28 Dựa theo phía trước nói tốt, Lục Kiến Quốc cùng Diệp Nguyên Vinh nhìn đến bọn họ trở lại bờ sông mới đem thuyền căng lại đây. Phía trước bọn họ ở trên thuyền thấy được Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên nhẹ nhàng đối phó tan thi bộ dáng, này đây cũng không như vậy lo lắng, hiện tại thấy hai người hoàn hảo không tổn hao gì trở về, cũng chỉ là thuận miệng hỏi câu trên bờ phát sinh sự tình. Chu Diễn lắc lắc đầu nói, ở ờ người không ra tới. Lúc sau mấy người cũng không nói thêm nữa, nhân gia không muốn ra tới thấy bọn họ, bọn họ tổng không thể đi vào đem người bức ra đến đây đi, lại không phải thổ phỉ. Con thuyền tiếp tục đi trước, bởi vì ở trên đường trì hoãn hai lần, chờ con thuyền chạy đến trấn trên thời điểm, đã qua 8 giờ. Mấy người tìm cái dựa kiều sườn địa phương, muốn đem thuyền đình hảo, kết quả còn cách thật xa, liền có cuồn cuộn không ngừng tan thi hướng bọn họ phương hướng đuổi lại đây. Cùng bọn họ thôn bờ sông không giống nhau, Trấn trên bên này đều là nhân công sửa chữa quá, đây gần như vuông góc, hơn nữa lại cao, ở mặt trên đường phố bên cạnh có lan can vây quanh. Nhưng không biết có phải hay không bản năng nguyên nhân, Tang Thi cũng không có muốn lướt qua lan can nhảy xuống đến dấu hiệu, chỉ là đều vây quanh ở mặt trên lan can chỗ ngao ngao gọi bậy. Đây là Liền Chu Diễn cũng chưa nghĩ đến, Tang Thi cư nhiên như vậy sợ thủy. Nhưng bởi vì bọn họ vốn dĩ liền không tính toán ở chỗ này cập bờ, chỉ là muốn tìm cái địa phương đem thuyền đình hảo mà thôi cho nên con thuyền cũng không có ly ngạn thân cận quá, ở khoảng cách bên bờ còn tính xa địa phương, tìm cái dòng nước không như vậy cấp vị trí, dùng trúc cao từ đầu thuyền chuyên môn lưu một cái viên trong động cắm vào đi, thâm nhập đến trong nước bùng xa, con thuyền liền đình hảo, sẽ không tùy dòng nước phiêu đi xuống. Bọn họ này chỉ thuyền lớn động cơ thanh âm không nhỏ, nếu trực tiếp khai hướng mục đích địa, nhất định sẽ đưa tới không ít tang thi, bởi vậy đình thật lớn thuyền lúc sau, chu diễn cùng lục bách xuyên đem phía trước đặt ở trong khoang thuyền tiểu thuyền gỗ dọn ra tới tính toán sấn đại bộ phận tang thi ở bên này vây quanh thuyền lớn thời điểm, hai người hoa thuyền nhỏ đi hà bờ bên kia nhìn xem. Dựa theo phía trước lục ký nghiệp cấp họa giảng dị bản đồ, có thể biết bên kia đều là bọn họ sở nhu cầu cấp bách một ít nông sản phẩm phụ. Chu diễn cũng có thể thấy rõ đối diện cửa hàng chiêu bài, đều là phân hóa học, hạt giống cùng nông dược linh tinh. Cùng phía trước bọn họ ở trong thành thời điểm có điều bất đồng, phía trước trong thành trừ bỏ đại hình siêu thị cùng với một ít 24 giờ cửa hàng, mặt khác đều không có mở cửa. Bên này lại là bởi vì rất nhiều chủ tiệm gia không ở nơi này, loại này mặt tiền cửa hiệu cũng đều là lầu một là cửa hàng, lầu 2 là trụ người cách cục, cho nên ở tang thi bùng nổ lúc sau, rất nhiều người vội vã rời đi, cửa hàng đều không kịp đóng cửa. Bởi vậy liếc mắt một cái xem qua đi, ít nhất có một nửa mặt tiền cửa hàng muôn là mở ra, cũng bởi vì này đó không phải sinh hoạt sở cần sản phẩm, cho dù có người sống sót từ bên này đi ngang qua, cũng không ai sẽ đi vào lấy đồ vật cho nên nhìn đến bên trong đồ vật cũng phần lớn chỉnh chỉnh tề tề, không có bị lật qua dấu hiệu. Loại này sửa chữa tốt đê, cách một khoảng cách đều sẽ có cái thang lầu từ phía trên đường phố đi thông mặt sông, chẳng qua vì phòng ngừa có người không có việc gì đi xuống chơi, mà ra ngoài ý muốn, mặt trên lan can cho dù đã mở miệng tử cũng là bị khóa kỹ. Chu diễn cùng lục bách xuyên liền tìm gần nhất một cái cầu thang địa phương đem tiểu thuyền gỗ cấp đình hảo. Thuyền gỗ không giống bọn họ thuyền lớn, ly ngạn quá xa nói, bọn họ liền tính có thể đi xuống, trở về thời điểm lại là không tốt hơn thuyền, bởi vậy chỉ là tìm cái tảng đá lớn khối dùng dây thừng hệ hảo. Bọn họ một chút thuyền, mặt trên bổn lang thang không có mục tiêu hành tẩu tan thi, ly đến gần, phỏng chừng là nghe thấy được khí vị, tất cả đều điên cuồng hướng lan can bên này chạy tới. Số lượng tuy rằng không bằng đối diện nhiều, lại là so với kia biên càng vì điên cuồng. Hai người lo lắng mặt trên lan can không chịu nổi như vậy nhiều tan thi chen chút, sập nói, đến lúc đó bọn họ trở về thời điểm liền phiền toái. Bởi vậy hai người bay nhanh triều thang lầu mặt trên chạy tới. Cũng may thang lầu là nghiêng, Tăng Thi sẽ đi theo bọn họ chạy động mà đi phía trước di động, cũng không phải gắt cao tể tại đây một khối, hơn nữa lúc này chính ở vào lũ định kỳ, nước sông độ cao khoảng cách mặt trên đường phố chỉ có 3 mét tả hữu, liền tính là nghiêng cũng không bao xa khoảng cách. Bởi vậy hai người thực mau liền chạy tới lan can chỗ, rốt cuộc không cần ở vào Tăng Thi tùy thời khả năng từ đầu thượng đập xuống tới lo lắng bên trong nhưng là lại càng nguy hiểm, cách một cái lan can, bên kia liếc mắt một cái vọng qua đi ít nhất 20 tới chỉ tan thi đổ. Hai người cần thiết ở tan thi trong đàn mở một đường máu mới có thể rời đi. Cũng may lan can đều là đá cẩm thạch, ít nhất có thể ngăn cản được trụ một thời gian. Cứ như vậy ít nhất không cần lo lắng hai mặt thù địch. Bọn họ sở trạm thang lầu lại là chỉ có nửa thước tả hữu độ rộng, căn bản là không đủ hai người song song đứng thẳng. Chu diễn làm lục bách xuyên đứng ở phía sau, chính mình trực diện tan thi. Trên tay hắn tuy rằng cầm rìu, dùng cũng thuận buồm xuôi gió, lại bởi vì hắn sở trạm vị trí vốn là thang lầu, nếu ly thân cận quá, cũng lo lắng sẽ có tan thi từ dưới chân hoặc là không bận tâm đến địa phương bắt được hắn, cách khá xa rồi lại bởi vì độ cao không đủ mà không dễ dàng tạp đến tang thi phần đầu, bởi vậy đối phó lên đặc biệt vất vả. Cũng may hắn hiện tại các phương diện đều người phi thường có thể so sánh, chỉ chút lát sau liền đem vây quanh tan thi tạp đảo một mảnh, thi thể đôi đến mặt khác tan thi vô pháp tới gần hai người vốn là không nghĩ ham chiến, tăng thi là sẽ không mệt nhọc, bọn họ lại sẽ, hơn nữa trấn trên nhiều như vậy dân cư, liền tính chỉ có một nửa biến thành tăng thi, bọn họ nếu muốn tất cả đều giết nói, cũng không biết đến giết đến năm nào tháng nào đi. Bởi vậy Chu Diễn tìm cái khoảng cách, lôi kéo lục bách xuyên bay nhanh nhảy lên lan can, lan can mặt trên tay viện chỉ có thành niên bàn tay độ rộng, hai người đi tới lại là như dẫm trên đất bằng. Bởi vì phía trước tăng thi đều là vây quanh bọn họ, cho nên lúc này hai người vừa chạy ra tang thi phạm vi chung quanh ngược lại không gì tang thi chỉ có một đám ở phía sau theo đuổi không bỏ nhưng hai người tốc độ phi thường mau lục bách xuyên chỉ tiếp theo cái cửa cuốn chỉ khai nửa thước tả hữu độ cao cửa hàng đây là chu diễn ở đối phó tang thi thời điểm hắn liền xem trọng bởi vì cửa cuốn chỉ khai một chút từ hắn sở trạm góc độ lại vừa vặn có thể nhìn đến bên trong một bộ phận tình huống tuy rằng không nhiều lắm lại rõ ràng không có hỗn độn dấu vết liền có thể biết bên trong là không có tang thi nhưng môn lại là mở ra, hắn đoán hẳn là chủ tiệm rời đi thời điểm muốn khóa cửa lại bởi vì tình huống khẩn cấp từ bỏ, sau lại bởi vì bên trong không có người sống, tang thi cũng sẽ không mở cửa, cũng sẽ không toản bên trong đi. Quan trọng nhất chính là, hắn nhìn đến cửa rơi rụng một chuỗi chìa khóa, không có gì bất ngờ xảy ra nói, có rất lớn có thể là chủ tiệm rời đi khi rối ren bên trong đánh rơi. Này đối với bọn họ tới nói, lại là không thể tốt hơn. Hai người một chạy đến cửa, liền bay nhanh không lưng chui đi vào, Lục Bách Xuyên thuận tay nhặt lên trên mặt đất chìa khóa, lúc sau ấn bọn họ phía trước ở thành phố ép liền bồi dưỡng tốt ăn ý, một người phòng bị bốn phía, để ngừa có tang thi ở, một người nhanh chóng đem cửa cuốn kéo xuống, Chu Diễn dùng Lục Bách Xuyên để thượng chìa khóa thử một lần, quả nhiên có thể khóa lại. Lúc này tốc độ mau tang thi đã tới cửa, chính không ngừng đụng phải cửa cuốn. Hai người thở hỗn hển trong chốc lát mới bình phục hô hấp. Chu Diễn muốn nói cái gì, lại bởi vì bên ngoài tang thi chính vây quanh, không dám quá lớn thanh, chỉ cuối người đến chu diễn bên người, nhẹ giọng nói, người e ta tức phụ thật lợi hại. Lục Bách Xuyên, y. chu diễn cũng là lần đầu tiên mở miệng đùa giỡn người, phía trước ở trong nhà trừ bỏ ngủ thời điểm, đều là cùng cha mẹ ngốc tại một khối, vẫn luôn không tìm thấy cơ hội, hiện giờ hảo không dung cơ hội tới, tự nhiên sẽ không bỏ qua, lại thấy Lục Bách Xuyên không những không có ngựa ngùng, còn một bộ tưởng trận trắng mắt biểu tình, không cấm có điểm quẻ quải. Lục Bách Xuyên thấy thế nghĩ nghĩ, lôi kéo hắn hướng bên trong đi, nói, để tức phụ, đi trước trên lầu nhìn xem đi. An toàn nói lại xuống dưới. Chu diễn biểu môi, ở ờ, ngươi vì cái gì cũng muốn kêu ta tức phụ, không thể kêu cá biệt ái xưng sao. Lục bách xuyên nhớ mày, vì vậy ngươi vì cái gì kêu ta tức phụ. Chu diễn không quá minh bạch hắn ý tứ, người ta không gọi ngươi tức phụ kêu ai. Lục bách xuyên, từ Ki kia ta như thế nào liền không thể như vậy kêu ngươi đâu. Nói liền buông lỏng ra chu diễn tay, một bộ ngươi dám đem cái kia lý do nói ra ta liền dám tức giận biểu tình. Chu diễn trong nháy mắt đột nhiên nhanh trí, đột nhiên liền minh bạch lục bách xuyên không vui lý do, mọi người đều là nam nhân, không đạo lý bởi vì lục bách xuyên là thừa nhận đến kia một phương, liền cũng muốn tiếp thu một nữ tính xưng hô, tuy rằng hắn như vậy kêu, thật sự chỉ là tình thú mà thôi, nhưng nếu lục bách xuyên không thích cái này xưng hô, như vậy hắn lúc sau khẳng định sẽ không như vậy kêu. Vì thế phi thường thức thời nói, kẻ thân ái, về sau không như vậy kêu lại cúi người đến lục bách xuyên bên tai kéo thanh âm hô thanh rồi lão công lục bách xuyên nghe hắn như vậy kêu nháy mắt liền đỏ mặt cũng cảm thấy chính mình vừa mới hành vi quá mức chuyện bé xé ra to đơn giản là hắn phía trước nhận thức một cái cũng thích đồng tính bằng hữu bằng hữu bạn trai thiếu đối bằng hữu phi thường không tôn trọng cảm thấy hắn bằng hữu liền nên hảo hảo ở nhà nấu cơm giặt giũ cái loại này tuy rằng hắn bằng hữu phi thường có tài hoa lại không cho hắn bằng hữu đi ra ngoài công tác cho rằng chính mình dưỡng hắn bằng hữu là được nếu là Thẳng Nam nói, quả thực chính là sách giáo khoa Thẳng Nam ung thư, mà người nọ liền luôn là tức phụ tức phụ như vậy xưng hô hắn bằng. Hừ. Trong khoảng thời gian ngắn, nghe được Chu Diễn như vậy kêu hắn, liền phản xạ có điều kiện có điểm sinh khí. Hiện tại nghe được hắn cùng chính mình xin lỗi, không cấm có điểm hối hận lại có điểm ngượng ngùng, còn nghe hắn như vậy kêu chính mình, càng thêm thẹn thùng. Vì thế duỗi tay kéo qua vừa mới bung ra Chu Diễn cái tay kia nói, y vừa mới là ta xúc động chu diễn thấy hắn lại lôi kéo chính mình hẳn là không tức giận biên xả quá hắn tay ở trên cổ tay hôn một cái nói ở ngươi không tức giận thì tốt rồi lục bách xuyên điện giật giường như mặt đỏ bắt tay thu trở về nói ở ngươi cũng không chê dơ chờ nhìn đến chu diễn vắng vẻ treo giữa không trung tay khi lại nhịn không được bẻ lại đây giữ chặt làm bộ chỉ là bởi vì sợ gặp được tang thi hảo tiến vào không gian phương tiện mà không phải bởi vì nhìn đến hắn tay như vậy xấu hổ phóng liền nhịn không được muốn dắt lấy nói để chúng ta chạy nhanh đi lên đi. Hai người đem cửa đóng lại lúc sau, cũng chỉ có từ lầu hai cửa thang lầu chiếu xuống dưới một tia sáng tuyến. Phòng bởi vì quá dài thời gian không ai đã tới, đã rơi xuống một tầng hôi, lúc này bọn họ hai người chạy tiến vào, mang theo cho bụi ở trong không khí phù phù trầm trầm, bị ánh mặt trời một chiếu, xem đến rõ ràng. Nếu không phải bên ngoài tang thi không ngừng tông cửa thanh, khoảng hốt trung cư nhiên có loại năm tháng tỉnh hảo cảm giác. Hai người theo thang lầu hướng lầu hai đi đến, lầu hai cũng cùng lầu một giống nhau, một bộ thật lâu không ai đã tới dấu vết. Cửa thang lầu bên này một mảnh nhỏ khu vực, bày một cái bàn, mấy cái ghế, còn có cái tiểu tủ lạnh, cùng với một cái tiểu vê đúc xe cách gian, bên trong ai tường còn bày một trương tiểu giường gỗ, này một mảnh hẳn là chủ tiệm sinh hoạt khu vực. Nhưng là liếc mắt một cái vọng qua đi, diện tích còn không đến lầu một một nữa. Nhưng trên giường bên cạnh còn có một cánh cửa, bên trong hẳn là còn có một phòng. Chương 29 Hai người ở cửa đứng trong chốc lát, xác nhận bên trong không có động tĩnh lúc sau, mới quyết định đi vào. Môn là hờ khép. Hai người đẩy mở cửa, ập vào trước mặt chính là một cổ trần vị, hỗn hợp phân hóa học nông dược hương vị, kích thích đến hai người liền đôi mắt đều khó có thể mở. Chu diễn lôi kéo lục bách xuyên thối lui đến tiểu mép giường, từ trong không gian tìm hai cái khẩu trang ra tới, từng người mang lên. Lại đi đến thang lầu chỗ ngoặt chỗ, đem cửa sổ nhỏ cửa kính mở ra thông khí đợi một hồi lâu, bên trong hương vị mới hơi chút tan điểm, hai người lúc này mới đi vào bên trong phòng. Vừa mới mở cửa thời điểm vội vàng thoáng nhìn, cũng chỉ nhìn đến bên trong chất đống không ít đồ vật, hiện giờ nhìn kỹ tới, lại là chất đống không ít nông dược cùng các loại phân hóa học, phân loại, chất đống chỉnh chỉnh tề tề. Chu diễn cùng Lục Bách Xuyên cũng xem không hiểu cụ thể là cái gì công hiệu, bất quá dù sao bọn họ có không gian, lại nhiều đồ vật cũng không lo trang không dưới, vì thế từng cái tất cả đều thu vào không gian trong chốc lát lúc sau, cái này 30 tới bình phòng nhỏ liền hoàn toàn không xuống dưới, chỉ còn đầy đất cho bụi dấu vết. Ở phòng sát đường vị trí, có một cái không nhỏ cửa sổ, cũng không có bị bên ngoài biển quảng cáo ngăn trở, hai người ở bên cửa sổ nhìn trong chốc lát. Này chỗ tầm mắt cực hảo, không những có thể nhìn đến bên ngoài trên đường phố tình huống, ngay cả mặt sông cùng bờ bên kia cũng là vừa xem hiểu ngay, hai người không cấm vì này trước phòng chủ cảm thấy đáng tiếc, tốt như vậy phong cảnh một phòng cư nhiên dùng để làm kho hàng nghĩ đến kho hàng hai người không khỏi lại cảm thấy có điểm không thích hợp hiện tại chính trực ngày mùa thời điểm cái này cửa hàng diện tích tuy rằng không phải rất lớn nhưng là liền dưới lầu về điểm này hàng hóa cùng trên lầu phòng này điểm này căn bản là không đủ chống đỡ khởi một cái cửa hàng giống nhau trong nhà thiên địa nhiều lại đây mua đồ vật bảy tám gia liền đủ đem cái này cửa hàng mua không như vậy vừa thấy khẳng định là còn có mặt khác phóng đồ vật địa phương hai người nghĩ đến chỗ này liền cũng không rảnh lo dưới lầu đang ở liều mạng tông cửa những cái đó tan thi nhanh chóng xuống lầu, muốn đem dưới lầu đồ vật đều thu vào không gian. Ở thang lầu đấy, hai người xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào tới ánh mặt trời, chú ý tới cửa thang lầu kia phiến cửa nhỏ. Cái này môn bọn họ phía trước tiến vào thời điểm liền thấy được, chỉ là lúc ấy tưởng đi thông mặt sau đường phố, liền không để ý nhiều. Vừa mới chu diễn ở thang lầu chỗ ngoặt mở cửa sổ thời điểm, thấy được mặt sau hình như là một cái sân, cũng mấy cái giảng dị vũ lều, cũng không phải bọn họ sợ cho rằng đường phố sau lại hai người lại cảm thấy một cái cửa hàng kho hàng khẳng định không ngừng trên lầu về điểm này đồ vật hiện tại nhìn hậu viện phỏng chừng cũng là dùng để phóng hàng hóa chu diễn ở tang thi tông cửa thanh nhanh chóng đem cửa hàng đồ vật đều thu hảo lúc sau liền đứng ở cái kia cửa nhỏ khẩu cẩn thận nghe xong trong chốc lát xác nhận bên ngoài trong viện không đồ vật mới cùng lục bách xuyên hai người đi ra ngoài hắn hiện tại thính lực phi phàm cũng là có chỗ lợi mỗi lần muốn đi đâu đều có thể trước cẩn thận nghe trong chốc lát nếu không động tĩnh liền lại qua đi, nhất định là an toàn, rốt cuộc tang thi chỉ số thông minh còn không có cao đến có thể nín thở bất động tàn hảo. Môn là thực cổ xưa cái loại này then cài cửa khóa, chỉ cần hướng bên cạnh lôi kéo liền khai. Bên ngoài quả nhiên là một cái tiểu viện tử, ở giữa nhà ở bên này đáp một cái giảng dị lều, có thể nhìn đến bên trong các kiểu phân bón cùng nông dược chất đống tràn đầy. Sân hai bên cùng mặt sau còn có độ cao không thấp tường vây, vừa vặn hình thành một cái tương đối phong kính không gian, hai bên tường vây tuy rằng không thấp nhưng là đối với chu diễn cùng lục bách xuyên tới nói hiện tại cũng có thể dễ dàng lật qua đi người khác lại là không nhất định bởi vậy hai người nghĩ nghĩ chu diễn đem phía trước ở nông gia nhạc thu cái kia xích sắt cùng khóa đầu tìm ra tới đem mặt sau cái này cửa nhỏ từ bên ngoài khóa lại về sau bọn họ nếu lại đến trấn trên nói có thể từ bên cạnh cửa hàng trèo tường lại đây nơi này đem nơi này coi như một chỗ cứ điểm hai người đem vũ lều đồ vật tất cả đều thu xong cũng đã rất nhiều hiện tại trong thôn đại gia mà lại không nhiều lắm liền tính phân cho đại gia một ít cũng đủ dùng hai người lần này tới trấn trên vốn là không có minh xác mục đích hiện tại liền duy nhất yêu cầu đồ vật đều tìm được rồi liền tính toán trước rời đi bên này đi hà bờ bên kia nhìn xem bên kia đều là một ít bán du lương gạo và mì cập vật dụng hàng ngày cửa hàng nói không chừng còn có một ít người sống sót bởi vì này một loạt cửa hàng cách cục đều là giống nhau hai người lại vì từ bên trái đi vẫn là bên phải đi rối rắm một hồi lâu cuối cùng vẫn là lựa chọn bên trái, không chỉ là bởi vì bên trái phi thường an tĩnh, không giống bên phải có rõ ràng tan thi đi lại thanh âm, càng bởi vì dựa theo lục ký nghiệp cấp giản dị bản đồ, bên trái cửa hàng hẳn là cái bán của du. Hai cái cửa hàng tường vây đối với người tới tới nói, cũng không tính quá cao, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng lật qua đi, chờ muốn động tác thời điểm, mới phát hiện nguyên lai trên tường vây đều được khảm không ít toái pha lê, còn hảo bọn họ thấy được, bằng không một cái đại ý, tay trực tiếp leo lên đi, đến hoa máu tươi đầm đìa hai người liếc nhau, đều có điểm khó xử. Cuối cùng vẫn là Chu Diễn thử bò lên trên vũ lều cây cột, một tay bám vào vũ lều, một tay dùng rìu đem trên tường vây nhỏ vụn pha lê đều gõ toái, lại tìm mấy khối hậu giấy da lại đây, chiếc hảo đáp ở mặt trên. Mấy cái động tác xuống dưới, ngay cả Chu Diễn đều cảm thấy có điểm mệt đến hoảng, không có đặt chân nơi, chỉ dựa vào một con tay trái chống toàn thân lực lượng, tay phải còn muốn động tác, này có thể so đứng đối phó tang thi còn muốn cố sức vì lúc sau có cũng đủ thể lực ứng phó gặp được ngoài ý muốn, hai người lại ở bên này nghỉ ngơi trong chốc lát mới trèo tường qua đi. Bên này cửa hàng cách cục cùng phía trước kia da giống nhau như đúc, duy nhất khác nhau chính là, nhà này lầu 2 không có kho hàng. Chủ nhà cùng phía trước kia da giống nhau, ai cửa thang lầu phòng nhỏ thả cái bàn tủ lạnh, còn có cái tiểu sofa, xem như phòng khách cùng nhà ăn cùng nhau, mặt sau sát đường cái kia phòng là phòng ngủ, tầm mắt cũng không thể so bên cạnh kia da kém trong phòng không có bất luận cái gì hỗn độn dấu vết, hiển nhiên tang thi bùng nổ khi chủ nhà không ở nơi này, hoặc là rời đi phi thường bình tĩnh. Chu diễn chỉ là đem dưới lầu cùng mặt sau trong vị một ít dầu đia gen cập nông cụ cấp thu vào không gian, mặt khác hai người hoàn toàn không có động. Lục Bách Xuyên ở sát đường cái kia phòng cửa sổ nhìn nhìn, quả nhiên bên phải hạ giác phòng trộm cửa sổ phát hiện một cái tiểu nhân mở miệng. Cái này khẩu tử cùng kỳ thật là từ phòng trộm cửa sổ một chân cắt ra tới bộ dáng, bình thường đều là dùng khóa khóa, gặp được sự thời điểm, đem khóa mở ra, là có thể giống một phiến cửa nhỏ giống nhau để ra kia một góc, vừa vặn không sai biệt lắm đủ một cái người trưởng thành chui ra đi. Trước kia bọn họ bên này cửa hàng phòng trộm cửa sổ là không có cái này cửa nhỏ, Lục Bách suy nhớ rõ là mấy năm trước bọn họ trấn trên có cái cửa hàng cháy, kết quả thiêu một cái phố, đại buổi tối vài cá nhân bởi vì dưới lầu đã cháy, mà trên lầu bởi vì phòng trộm cửa sổ quan gắt cao, liền tính ở tại lầu 2 cũng không thể từ cửa sổ nhảy xuống đi tránh né, bởi vậy chờ phòng cháy đến thời điểm, đều bị bỏng. Sau lại bọn họ bên này rất nhiều nhân gia đều đem phòng trộm cửa sổ làm như vậy cải tạo, ngày thường khóa, vạn nhất ra ngoài ý muốn thời điểm cũng có thể hơn một cơ hội. Hai người ở trong phòng phiên trong chốc lát, thực mau liền ở tủ đầu giường tìm được rồi chìa khóa, ở khóa lại thử một lần, quả nhiên khai. Chờ đem cái kia cửa sổ nhỏ mở ra, hai người miêu yêu chui đi ra ngoài, mới ở phòng vũ duyên thượng trạm hảo, đi xuống vừa thấy, phía dưới đã ô áp áp đứng một đám tang thi, như là đói cực kỳ rốt cuộc phát hiện đồ ăn giống nhau ở dưới múa may đôi tay ngao ngao kêu tuy là hai người tố chất tâm lý lại hảo cũng không khỏi có điểm bị dọa đến bởi vì lo lắng vạn nhất có người sẽ cùng bọn họ giống nhau yêu cầu dùng đến cái này tiểu nhân chạy trốn cửa sổ hai người cũng không có đem cửa sổ lại khóa lại chỉ là hờ khép dù sao tang thi cũng với không tới cái này độ cao nhưng là tang thi vẫn luôn ở dưới vây quanh lại phi thường tra tấn nhân tâm cho dù bọn họ chạy vội tốc độ hiện tại so tang thi mau cũng vô dụng bởi vì ngươi nhảy dựng đi xuống liền sẽ nhảy vào tang thi trong đàn đến lúc đó bị vây công căn bản đi không được thấy vậy tình hình chu diễn không cấm có chút hối hận lúc ấy mới vừa lên bờ thời điểm như thế nào không nhiều lắm sát mấy chỉ tang thi như vậy nói không chừng hiện tại ở dưới vây quanh bọn họ tang thi là có thể thiếu mấy chỉ như vậy vẫn luôn bị vây khốn tang thi háo khởi bọn họ lại háo không dậy nổi tuy rằng hiện tại thời gian vẫn là cũng đủ không tới mấy người cần thiết phải rời khỏi thời điểm nhưng là thái dương lại phi thường đại lúc này đúng là một năm trung nhất nhiệt thời điểm chỉ trong chốc lát hai người tráng thượng liền thấm ra mồ hôi tới thực mau lại tụ tập thành từng giọt nhỏ dọc tới hai người còn như vậy bị tan thi vây thượng một đoạn thời gian liền tính không bị tan thi cắn chết cũng muốn bị thái dương phơi mất nước cuối cùng hai người thật sự là không có biện pháp chu diễn làm lục bách xuyên lui về trong phòng chính mình từ không gian cầm một thùng xăng ra tới khống chế được phương hướng triều phía dưới trống trải chỗ đảo, chờ xác nhận mặt trên biển quảng cáo không có dính lên xăng lúc sau, phía dưới tang thi trên người cũng đều lây dính không ít, chu diễn chính mình cũng chui vào trong phòng, sau đó điểm tờ giấy triều dưới lầu ném đi. Lúc sau nhanh chóng quan hảo cửa sổ cũng lôi kéo lục bách xuyên ở góc tường ngồi sổn hảo. Chỉ nghe oanh một tiếng vang, phía dưới nhanh chóng có khói đặc mạo đi lên. Hai người đợi trong chốc lát, thấy khói đặc chậm rãi biến phai nhạt, mới đem khẩu trang lại bỏ thêm một tầng, mở cửa sổ đi ra ngoài. Hiện tại thấy phía dưới chỉ có lát đác lưa thưa mấy chỉ tan thi, phần lớn còn trên người còn mạo hỏa tinh tử, trên mặt đất không có minh phát hỏa, nơi xa nhưng thật ra còn có một ít tan thi, nhìn thấy hai người ra tới, lập tức lại không biết sợ hãi muốn vây lại đây. Chu diễn lôi kéo lục bách xuyên nhanh chóng từ trên lầu nhảy xuống, này muốn đặt ở trước kia, hai người cho dù là không bị thương cũng là cũng sẽ bị chấn nhất thời vô pháp nhúc nhích, hiện tại này 3 mét tả hữu độ cao, đối hai người không có chút nào ảnh hưởng, mới vừa vừa rơi xuống đất, liền nhanh chóng triều bờ sông chạy đi. Hai người ở tốc độ thượng, hiện tại là không có tang thi có thể so sánh được với, hiện tại lại chỉ có như vậy ngắn ngủn một khoảng cách, tự nhiên là không có đem tang thi ném đến xa xa địa. Chờ hai người nhảy lên thuyền nhỏ cũng vẽ ra một khoảng cách lúc sau, mới có thời gian quay đầu lại xem trên bờ tình huống, chỉ thấy một đám tang thi vây quanh ở lan can chỗ ngao ngao gọi bậy, làm như ở phẫn nộ đến miệng đồ ăn chạy. Cách khá xa, mới có thể nhìn đến vừa mới cái kia cửa hàng cửa tình huống, mặt trên chiêu bài bị khói đặc hung ô OH, hắt, dường như thiếu chút nữa liền bật lửa, hai người nhìn đến không khỏi nghĩ lại mà sợ. Chương 30 Hai người trở lại trên thuyền lớn thời điểm, cũng mới không đến 12 giờ. Diệp Nguyên Vinh cùng Lục Kiến Quốc lo lắng hải hùng một buổi sáng, thấy hai người hoàn hảo không tổn hao gì trở về, thiếu chút nữa lão lệ tung hoành. Đặc biệt là phía trước cách một cái hà thấy chu diễn phóng hỏa thời điểm, thiếu chút nữa không sợ tới mức bệnh tim đều ra tới. Hiện tại thấy hai người trở về, lại là như thế nào cũng không chịu làm cho bọn họ lại đi mặt trên tìm đồ vật, hiện giờ bọn họ ăn dùng độn đến độ đủ, không cần thiết làm cho bọn họ đi mạo cái kia hiểm. Chu diễn cùng lục bách xuyên lại không như vậy tưởng, hai người hiện tại cảm thấy tang thi số lượng là hữu hạn, cũng sẽ không sinh sản, nếu bọn họ nhiều giết chết một con tang thi, như vậy trên thế giới này liền sẽ thiếu một con tang thi, tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng nếu sở hữu người sống sót đều cùng bọn họ ý tưởng giống nhau, như vậy bọn họ một ngày nào đó sẽ đem tang thi toàn bộ tiêu diệt, một lần nữa đoạt lại thuộc về bọn họ thế giới, huống chi bọn họ còn có lực lượng cường đại. Chính phủ cùng quân đội Hai người khuyên can mãi, cuối cùng Diệp Nguyên Vinh cùng Lục Kiến Quốc tuy rằng không đồng ý bọn họ lại đi phong bế trong phòng tìm đồ vật, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý bọn họ ở cuối cùng rời đi trước trong khoảng thời gian này, có thể đi trên bờ sát tang thi. Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên cũng biết hai lão nhân dọa tới rồi, cũng không lại miễn cưỡng quá nhiều ở diệp nguyên vinh mãnh liệt yêu cầu hạ hai người lại ở trên thuyền ăn chút gì mới đi lên phía trước ở trên bờ đối phó rồi như vậy nhiều tang thi hiện tại hai người đối với ăn nào còn có ăn uống nhưng nghĩ đến lúc sau đối phó tang thi muốn tiêu hao đại lượng thể lực hai người chỉ phải miễn cưỡng ăn chút cùng phía trước ở đối diện bất đồng lần này ở lên bờ phía trước chu diễn cùng lục bách xuyên hai người bò đến thuyền đỉnh cẩn thận xem xét trong chốc lát trên bờ tình huống bọn họ lần này mục đích cũng chỉ có đối phó tang thi cần thiết tìm một cái nếu thể lực chống đỡ hết nổi cũng đến có nhưng cung nghỉ ngơi địa phương mà liếc mắt một cái vọng qua đi bờ sông thượng cách một khoảng cách liền loại một viên đại thụ nhưng cung bọn họ nghỉ tạm nhưng là một khi tang thi thi thể chồng chất đến nhiều lại xử lý không tốt hai người phía trước dùng một lần hỏa công hiện tại cảm thấy dùng xăng tới xử lý tang thi thi thể nói cũng là không tồi dù sao hiện tại nhà xưởng đều ngừng kinh doanh điểm này yên phỏng chừng cũng không đủ trình độ không khí ô nhiễm hơn nửa sương khói ô nhiễm tổng so mặt sau thi thể hư thối sở tạo thành các loại ô nhiễm muốn tiểu đến nhiều. Hai người không nghĩ lựa chọn bờ sông đường phố nơi này, còn có một chút chính yếu nguyên nhân, chính là hai người phát hiện gần nhất có người đã tới dấu hiệu, trên đường phố cư nhiên có rơi rụng gạo và mì, hẳn là có người vội vàng rời đi khi không cẩn thận rơi xuống. Đời trước chu diễn ở trong căn cứ thời điểm, bởi vì người nhiều lương thiếu, không ít ở trong căn cứ tìm không thấy sự làm, vô pháp kiếm được đồ ăn người, hoặc là năng lực rất mạnh người đều sẽ tổ chức thành đoàn thể đi bên ngoài tìm kiếm đồ ăn. Hiện giờ nhìn đến tình huống này, đoán được hẳn là có người sống sót trong nhà lương thực không đủ, đi ra ngoài tìm đi tìm ăn. Hai người nếu ở kia trên đường vết quá nhiều tang thi, khẳng định sẽ đối mặt sau đi ra ngoài tìm tìm ăn nhân tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cuối cùng đứng nhìn trong chốc lát, Chu Diễn nhìn đến đường phố cuối hẳn là có một cái rất lớn ven sông quảng trường. Rời thuyền hướng Lục Kiến Quốc dò hỏi một chút, Lục Kiến Quốc vừa vặn biết nơi đó cũng cho rằng nếu muốn tuyển một cái đối phó tan thi địa phương, nơi đó sẽ là thượng thượng chi tuyển. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì trên quảng trường trừ bỏ có một cây che trời đại thụ ở ngoài, còn có hai cái sông tầng đài sen thạch điêu, thạch điêu tầng thứ hai, ít nhất có 2 mét rất cao, hơn nữa phía dưới nền độ cao, nếu bọn họ đứng ở mặt trên, tang thi tuyệt đối là với không tới. Hơn nữa thạch điêu ly bờ sông Phi thường gần, hai người chỉ cần lên bờ, ba bước năm bước là có thể đi đến. Nếu đã quyết định hảo, Chu Diễn liền cùng Lục Bách Xuyên liền hoa tiểu thuyền gỗ đi trước. Lục Kiến Quốc cùng Diệp Nguyên Vinh chờ Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên leo núi Thạch Điêu thời điểm lại đem thuyền khai qua đi, để tránh động cơ thanh âm quá lớn đưa tới quá nhiều tang thi, đem còn không có lên bờ hai người lấp kín. Lúc gần đi, hai người còn một người cầm một tiểu thùng xăng đi, chưa chừng nơi nào liền có người sống sót nhìn bọn họ đâu. Đến lúc đó trống rỗng lấy ra xăng còn không hù chết người. Hai người lần này cũng không tìm thang lầu, mà là dẫm lên đê thượng đột ra hình thoi xi măng biên hướng lên trên bò. Trên quảng trường phi thường trống trải, hơn nữa chính trực đại giữa trưa, tang thi phần lớn bản năng chạy đến càng vì thoải mái có bóng cây trên đường phố lắc lư, lúc này cho dù có tang thi ngửi được khí vị đuổi lại đây, lớn như vậy một cái quảng trường, chờ tang thi chạy đến thời điểm, bọn họ đã sớm bò lên trên đê chạy đến đài sen thượng tầng, tang thi chạy tới cũng bất quá là chua đầu vô lưới mà thôi. Hai người một người một bên, lưng tự lưng đứng ở đài sen thượng, tập trung tinh thần đối phó phía dưới tang thi. Chỉ chốc lát sau hai người cũng đã đổ mồ hôi đầm đìa, phía dưới tang thi lại là càng tụ càng nhiều, thi thể cũng là càng đôi càng nhiều. Hai người duỗi trường cánh tay đều sắp với không tới mặt sau vây tới tang thi. Đồng dạng, mặt sau vây tới tang thi cũng càng thêm không gặp được bọn họ. Chu diễn nghĩ nghĩ, quyết định hai người trước nghỉ một lát. Phía trước bọn họ lại đây thời điểm, chỉ lo mang theo xăng, cư nhiên quên mang thủy, lúc này hai người giọng nói đều khát sắp bốc khói tự nhiên cũng liền không thể chú ý đến có thể hay không bị người nhìn đến chu diễn nương lục bách xuyên thân thể yểm hộ làm bộ từ trong túi lấy ra một lọ thủy vặn ra đưa cho lục bách xuyên chờ lục bách xuyên uống xong rồi chính mình mới tiếp nhận cái chai đem dư lại nửa bình thủy một hơi uống làm tiếp theo lại làm lục bách xuyên trước nghỉ một lát dù sao hiện tại tang thi cũng không làm gì được bọn họ chính mình lại tuyển cái phương tiện động tác vị trí duỗi dài cánh tay một triều một triều gõ hướng tang thi đầu hai người còn chưa tới rời đi thời gian liền thiếu chút nữa tin bị lực tẩn sợ sức lực dùng xong lúc sau chạy bất quá tang thi bị vây khốn tại đây cuối cùng hai người quyết định trước tiên kết thúc lần này hành động hai người quả thực là từ tang thi thi thể đôi đi ra vừa đi vừa một bàn tay phòng thủ một bàn tay đem cái chai còn thừa săn hướng phía sau sái bởi vì vừa mới ở đài sen thượng hai người đem bốn phía có tang thi thi thể địa phương đều sái chỉ dư bọn họ phải rời khỏi ai bờ sông này một khối không có chờ hai người lật qua lan can thời điểm chu diễn làm lục bách xuyên đi trước sau đó chính mình tiếp tục điểm cái tờ giấy dùng sức hướng phía sau ném đi sau đó nhanh chóng đến triều phía dưới nhảy dựng lúc này lục kiến quốc đã đem thuyền lớn chạy đến phía dưới tiếp ứng chờ chu diễn vừa lên thuyền diệp nguyên vinh liền nhanh chóng căng cao rời đi lục kiến quốc ở phía sau khống chế động cơ đem trên quảng trường sương khói ánh lửa toàn ném tại phía sau vừa tiến vào khoang thuyền chu diễn cùng lục bách xuyên liền trực tiếp tê liệt ngã xuống ở bông thuyền thượng nghỉ ngơi dù sao hiện tại hai người quần áo cũng đều dơ đến không thành dạng, bông thuyền ngược lại so quần áo càng sạch sẽ. Diệp Nguyên Vinh cấp hai người một người đổ một chén nước, ở bên cạnh đau lòng nhìn bọn họ. Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên thân thể tuy rằng cảm thấy mệt, tinh thần lại dị thường phấn khởi, nam nhân sao, đều có tâm huyết một mặt. Ba người ở trong khoang thuyền câu được câu không trò chuyện, Lục Kiến Quốc ở phía sau phòng điều khiển khai thuyền, toàn gia đảo cũng nhàn nhã. Ở thuyền trải qua phía trước kia đóng tiểu lâu thời điểm, chu diễn lại nghe được cái kia tiểu nam hài nói chuyện thanh có lẽ lần này không có tang thi ở dưới lầu không ngừng tông cửa tiểu nam hài mụ mụ cũng không có ngăn cản tiểu nam hài còn kiên nhẫn trả lời tiểu nam hài vấn đề ở bọn họ thuyền cách này đóng phòng ở còn xa thời điểm chu diễn liền nghe được tiểu nam hài phi thường kích động thanh âm gây mụ 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 cái kia thuyền bọn họ lại khai đã trở lại tiểu nam hài mụ mụ tự hồ ở bận rộn cái gì thất thần ứng đến y ân nghe được tiểu nam hài lại dùng phi thường khác khao thanh âm hỏi ngươi mụ mụ ngươi nói bọn họ có thể hay không có câu đến cá a à? ta đều đã lâu không ăn qua cá cùng thịt khi nói chuyện chu diễn thậm chí nghe được nuốt nước miếng thanh âm nữ nhân thở dài nói khi ta đợi lát nữa đi cho ngươi nấu bắp ăn có được hay không tiểu nam hài đô nam nói ê lại là bắp ta đều liên tục ăn mấy ngày bắp nữ nhân thanh âm bất đắc dĩ nói ê rõ ràng chỉ là buổi sáng ăn bắp giữa trưa cùng buổi tối ăn chính là cơm a tiểu nam hài làm nũng tiếng vang lên cái chính là ta hảo muốn ăn thịt a có phải hay không ba ba trở về chúng ta liền có thịt có thể ăn a nữ nhân thanh âm không có chút nào trì độn hay là chờ ngươi ba ba trở về chúng ta liền có thịt ăn tiểu nam hài tiếp tục hỏi cho chúng ta đây có phải hay không cũng không cần lo lắng bên ngoài những cái đó quái vật ba ba sẽ giống buổi sáng kia hai cái anh hùng thúc thúc giống nhau đem quái vật cấp tiêu diệt Nữ nhân khe nói, e đúng vậy, thần thần thật thông minh. Tiểu nam hài tiếp tục hỏi, cho chính là ba ba khi nào mới trở về A? À? Nữ nhân nói, e ba ba là giải phóng quân, hắn muốn đi trợ giúp những cái đó gặp được khó khăn yêu cầu trợ giúp người, trợ giúp xong những người đó, ba ba liền đã trở lại. Tiểu nam hài hỏi, cái chính là chúng ta hiện tại cũng yêu cầu trợ giúp A? À? Nữ nhân tự hồ lại thở dài, có rất nhiều người so với chúng ta còn cần trợ giúp bọn họ khả năng liền bắp cũng chưa đến ăn. Tiểu Nam hài tự hồ bị thuyết phục, nói, kỳ hảo đi, kia ta trộn đi xe một chút buổi sáng kia hai cái anh hùng thúc thúc có thể chứ. Liền liền ở cửa sổ xe một chút. Hẳn là được đến nữ nhân cho phép, Chu Diễn nghe được thịt 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 vui sướng tiếng bước chân triều bờ sông tới gần. Đời trước ở căn cứ thời điểm, Chu Diễn liền gặp qua không ít quân nhân vì bảo hộ nhân dân quần chúng mà hy sinh, trước kia mỗi ngày đều gặp phải các loại uy hiếp, cũng không có thời gian suy nghĩ, này nhóm người sau lưng người nhà sẽ là như thế nào một loại trạng huống, bọn họ hay không sẽ có ngẩn cổ chờ mong thê nhi cha mẹ. Hiện giờ nghe đến mấy cái này, không khỏi có chút hốc mắt đỏ lên. Nghĩ nghĩ, đêm vừa mới nghe được này đó một chữ không lậu thuộc lại cấp lục bách xuyên cùng Diệp Nguyên Vinh nghe. Diệp Nguyên Vinh nghe xong lúc sau, xoa xoa khóe mắt, trực tiếp làm hạ quyết định. Làm lục kiến quốc đem thuyền dự hướng căn nhà kia ven sông sân, chính mình tiến không gian bắt hai chỉ gà mái, một con gà trống, lại tìm một túi gạo, một ít chocolate kẹo này đó ra một đại túi. Bởi vì buổi sáng Chu Diễn thấy được cái kia tiểu Nam hài, bởi vậy Diệp Nguyên Vinh còn thả cái viết e đưa cho tiểu bằng hữu ăn. Tờ giấy ở gói đồ ăn vặt. Tiếp theo đem đồ vật từng cái dùng dây thừng hệ hảo, ngay cả ba con gà đều dùng dây thừng đem hai chân bó hảo, làm Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên đứng ở thuyền trên đỉnh, dùng thật dài trúc cao hướng bên trong tặng đồ. Mới bỏ vào đi đệ nhất túi đồ ăn vặt. Diệp Nguyên Vinh liền nghe được bên trong tiểu hài tử tiếng kinh hô. Liền cũng cao giọng nói, kê tiểu bằng hữu, đây là các thúc thúc tặng cho ngươi ăn, cà trống làm nhà ngươi đại nhân cấp đốn tới ăn, cà mái có thể lưu trữ đẻ trứng. Nàng cũng không hỏi trong phòng người muốn hay không cùng bọn họ cùng đi lục gia thôn, đại gia phía trước đều không quen biết, liền tính đối phương là người tốt, bọn họ có tâm, đối phương lại không nhất định cố ý, nhân gia cô nhi quả phụ, nói không chừng còn sẽ càng phòng bị bọn họ, sợ bọn họ rắp tâm bất lương hiện tại đối phương phòng ở còn tính an toàn không bằng ở này đó có thể giúp được đối phương địa phương liền giúp giúp nữ nhân nghe được dịp nguyên vinh thanh âm hẳn là vẫn là có điểm phòng bị chính mình không ra tiếng chỉ là nhẹ giọng làm tiểu nam hài nói lời cảm tạ tiếp theo chính là tiểu nam hài mềm mại nhu nói lời cảm tạ tiếng vang lên bọn họ vốn dĩ thời gian liền không nhiều lắm tại đây nhiều lưu lại lâu rồi nói không chừng còn sẽ khiến cho người trong phòng hoài nghi chờ xác nhận người trong phòng thu được đồ vật lúc sau liền trực tiếp khai thuyền rời đi 31 tấn gian độc gia Lúc sau không chỉ có là Diệp Nguyên Vinh ngay cả Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên đều có điểm lòng có xúc động. Chẳng qua bọn họ thời gian không nhiều lắm, không như vậy nhiều thời gian đi thương cảm, thực mau thuyền liền phải đến phía trước gặp được cái kia tú Nga cô cô địa phương. Trước đó, bọn họ cần thiết muốn đem mang về một ít đồ vật từ trong không gian bắt được trong khoang thuyền tới, tuy rằng trên thuyền đồ vật thiếu có thể tỉnh không ít dầu diesel, bất quá nếu thuyền trước sau nước ăn trên lệch rất lớn nói, nhân gia liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vấn đề. Ở trấn trên thu phân hóa học nông dược này đó, Chu Diễn chậm rãi từ trong không gian ra bên ngoài lấy, Lục Bách Xuyên ở bên ngoài nhìn thuyền nước ăn tình huống, chờ cảm thấy không sai biệt lắm khiến cho Chu Diễn dừng lại, kết quả mới lấy ra hơn phân nửa liền Lục Bách Xuyên liền keo ngừng. Còn có dầu diesel, trấn trên cửa hàng đều là dùng cái loại này đại du hồ trang, Chu Diễn cũng cầm hai đại thùng thêm một tiểu hồ ra tới, đại bọn họ chính mình lưu trữ, tiểu nhân là cho Tú Nga cô cô chuẩn bị bởi vì phía trước nói phải cho lục kiến nghiệp một thành đồ vật hiện tại bọn họ có đều là phân hóa học nông dược này đó lục kiến nghiệp vẫn luôn ở nhà trồng trọt này đó ở đầu xuân thời điểm liền sẽ bị hảo đi cả năm sở cần nhất định sẽ không lại muốn bọn họ mấy người thương nghị một chút phía trước trong không gian mấy con dê tháng trước vừa vạn sinh mấy chỉ tiểu dê con liền quyết định lấy mấy chỉ tiểu dương ra tới đưa lục kiến nghiệp hai chỉ chính mình ra lại dưỡng mấy chỉ nếu chỉ lấy hai chỉ ra tới đưa lục kiến nghiệp hắn nhất định sẽ không muốn chính mình lại dưỡng mấy chỉ nói cũng hảo, dù sao trong thôn cũng không ai dưỡng dương, trong đất cỏ dại hơn nữa chính mình trong nhà rơm rạ lá cải, này đó thất thất bát bát uy mấy con dê hẳn là cũng đủ, chờ mùa đông thời điểm, còn có thể qua minh chính đại ăn lẩu thịt dê. Chờ đến phía trước gặp được Tú Nga địa phương, quả nhiên kia một nhà ba người đều đã đứng ở đầu thuyền nhón chân mong chờ chờ bọn họ. Thấy bọn họ thuyền khai gần, chu diễn rõ ràng nhìn đến ba người nhẹ nhàng thở ra bộ dáng có lẽ là so với phía trước nhiều hy vọng, mấy người nhưng thật ra muốn so với phía trước gặp được thời điểm bình tĩnh nhiều. Thấy bọn họ thuyền lái qua đây, tuy rằng thực kích động, lại không có vẻ điên cuồng, lễ phép hỏi hạ bọn họ có vô bị thương, không có vẻ quá thân mật, cũng không mới lạ. Chờ lục bách xuyên đem tiểu du hồ đưa cho bọn họ lúc sau, ba người liền hồi hồi phòng điều khiển, hồi hồi khoan thuyền, đem thuyền thúc đẩy, đi theo phía sau bọn họ trở về đi. Không ai hỏi bọn hắn kia rõ ràng ăn thuyền trang chút thứ gì. Chu diễn bọn họ đối kia người nhà đều thực vừa lòng, loại thái độ này muốn so nhìn đến bọn họ có vật tư liền bái đi lên hành vi làm cho bọn họ cảm thấy thoải mái nhiều, ít nhất không phải vừa thấy liền rõ ràng đối với ngươi có điều đồ. Thuyền một đường thông suốt, rốt cuộc ở Thái Dương Mau Lạc Sơn thời điểm đến mục đích địa. Thuyền khai nhập bọn họ thôn trước kia phía nước sâu đàm, có thể nhìn đến Thái Dương chính treo ở bọn họ thôn sau kia tòa sơn đỉnh, muốn rơi lại chưa rơi, hoàng hôn màu đỏ cam dư quan chiếu vào mặt nước, lân lân ba quan diệu người hai mắt xa xa mà chu diễn liền nhìn đến có mấy người đang ở bến tàu thượng đẳng bọn họ theo bọn họ thuyền càng khai càng gần còn có nhiều hơn người đuổi lại đây thậm chí đứng ở bến tàu đằng trước lục bách minh đều nhảy dựng lên triều bọn họ dùng sức phất tay thuyền một khai gần bến tàu còn không có định ổn lục bách minh liền trực tiếp nhảy lên thuyền cho chu diễn cùng lục bách xuyên một người một cái đại đại ôm ngữ khí kích động nói liền biết các ngươi sẽ không có việc gì chu diễn vẽ mặt mờ mịt nhìn lục bách xuyên trong mắt tất cả đều là nghi vấn hắn khi nào cùng chúng ta như vậy chính lục bách xuyên nhún vai tỏ vẻ không biết nhưng hai người trong lòng cũng không phản cảm lục bách minh nhân phẩm cùng tính cách đều cũng không tệ lắm làm bằng hữu nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn người khác đều không có lên thuyền tới chu diễn nhìn hạ cũng không phải bọn họ không nghĩ đi lên mà là lục kiến nghiệp ở dưới đứng bất động chặn bọn họ đi lên lộ nhưng liền tính chặn bọn họ lên thuyền lộ cũng ngăn không được mọi người tò mò chi tâm một đám người ở dưới mồm năm miệng mười hỏi bọn hắn trấn trên hiện tại tình huống thế nào cùng với bọn họ trên thuyền trang chút thứ gì ngay cả cùng bọn họ cùng nhau trở về tú nga cô cô toàn gia đại gia cũng chỉ là cùng bọn họ chào hỏi chỉ có cùng nàng nàng quen biết nhân gia cùng nàng trò chuyện vài câu liền đều lại tới chu diễn bọn họ bên này xem náo nhiệt từ bọn họ thuyền nước ăn trình độ tới xem nhất định trang không ít đồ vật bởi vậy trong đám người tò mò cực kỳ hâm mộ ghen ghét đều có bởi vì bọn họ trên thuyền trang đồ vật, vốn dĩ liền tính toán muốn chia cho đại gia, hiện tại nếu bị đổ ở chỗ này, bọn họ cũng liền không lại che che giấu giấu. Bằng không nhân gia còn bởi vì bọn họ được cái gì thứ tốt, đến lúc đó nổi lên ý xấu ngược lại phiền toái. Bởi vậy ở một cái thúc thúc bối hỏi bọn hắn trên thuyền là chút gì đó thời điểm, Lục Bách Xuyên trả lời, ngày đều là một ít phân hóa học cùng nông dược, chúng ta trước kia không ở trong thôn, trong nhà không mấy thứ này, trong đất lại phải dùng, liền đi tìm chút nói dừng một chút, quan sát từng cái mặt đại gia biểu tình lại nói, ở nghĩ trong thôn đại gia khả năng cũng sẽ thiếu cái này, chúng ta liền nhiều lộng chút, nếu có ai yêu cầu nói, chúng ta có thể đều chút đi ra ngoài. Hắn nói chính là đều, không phải đưa. Là nghĩ đến mặt sau bọn họ nếu lại đi ra ngoài nói, khẳng định còn sẽ có khác thu hoạch, đến lúc đó người trong thôn muốn nói, là cho vẫn là không cho, rốt cuộc có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, đến lúc đó lon gạo ân, Cánh gạo thù loại sự tình này cũng không phải không có khả năng phát sinh. Người trong thôn nói đều, đều là muốn trả giá nhất định báo đáp. Nghe được hắn nói như vậy, những cái đó không có nhu cầu liền yên lặng thối lui đến một bên xem náo nhiệt. Vẫn là vừa mới cái kia đại thúc, nghe được hắn nói như vậy liền hỏi, theo kia đều là ấn như thế nào cái giới vị đổi. Lục Bách Xuyên cười cười nói, ngày này đó tuy rằng là chúng ta miễn phí được đến, bất quá cũng là đã trải qua thật mạnh nguy hiểm, nhưng đều là một cái thôn chúng ta cũng không thể tăng giá vô tội vạ như vậy đi đại gia yêu cầu nhiều ít liền lấy nhiều ít đến nỗi đổi đồ vật đại gia trong nhà có cái gì liền cấp điểm cái gì đi dừng một chút lại nói tôi cũng không nóng nảy hiện tại liền phải cấp rất nhiều vừa trở về chúng ta cũng đều biết tình huống chờ đỉnh đầu dư giả lại cấp cũng đúng lời nói vừa mới xuất khẩu liền nhìn đến phía dưới có người vẻ mặt kinh hỉ biểu tình hắn nói như vậy cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ nếu bọn họ định đã chết muốn nhiều ít đồ vật mới có thể đổi, nhất định có người là đổi không dậy nổi, đến lúc đó ngược lại đắc tội với người, như vậy làm đại gia chính mình nhìn cấp, xem như cho một cái nhân tình, cũng có thể nhìn xem các gia tính tình thế nào, những cái đó chỉ lo chiếm tiện nghi, về sau liền có thể thiếu lui tới. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, đồ vật lại không thể làm người tùy tiện đi trên thuyền dọn. Mấy người thương nghị một chút, là muốn đồ vật người đều ở trên bến tàu xếp hàng, lục ký nghiệp ở bên cạnh hỗ trợ đăng ký, hắn biết rõ nhà ai có bao nhiêu mà lại yêu cầu nhiều ít đồ vật chu diễn cùng lục bách xuyên còn có lục bách minh ba người liền ấn hắn phân phó đi vào lấy đồ vật nhà ai cầm nhiều ít đồ vật đều cấp nhớ rõ rành mạch mấy người đều tưởng sớm một chút đem đồ vật phân xong không cần lưu đến ngày hôm sau để tránh đêm dài lắm mộng bởi vậy một khắc cũng chưa ngừng lại qua lại bận rộn rốt cuộc ở thiên sắp hoàn toàn đêm đen tới thời điểm xếp hàng cuối cùng một cái thôn dân cũng đem đồ vật lãnh đi rồi lúc này trên thuyền còn dư lại không ít đồ vật phía trước đã đem đồ vật dọn về đi lại về rồi cùng một ít ở bên cạnh chơi thôn dân đại gia chủ động một người dọn một chút thực mau liền đem trên thuyền về điểm này còn thừa đồ vật tất cả đều dọn đến lục bách xuyên gia trong viện chu diễn cùng lục bách xuyên ở phía sau vội vàng tiểu dê con đi đến sân cửa thời điểm các thôn dân đang muốn rời đi nhìn thấy bọn họ vội vàng tiểu dê con lại đều dừng lại nhìn một lát có người hướng bọn họ hỏi thăm ở nơi nào lộng tới chu diễn cùng lục bách xuyên chỉ nói ở một cái bãi sông thượng nhìn đến liền tóm được trở về dù sao cũng không ai biết bọn họ nói chính là thật là giả có nghĩ đến lâu dài điểm liền bắt đầu cùng bọn họ dự định nói nếu tiểu dê con sau khi lớn lên sinh nhỏ có thể hay không đều bọn họ hai chỉ hai người cũng chỉ là đáp lời nói chờ sinh lúc sau lại nói bọn người đi rồi trong viện cũng chỉ thừa bọn họ một nhà bốn người cùng lục bách minh thúc cháu hai lục bách minh thấy bọn họ vội vàng dê con tiến sân lập tức cảm thấy hứng thú chạy tới lấy tìm căn cỏ dại trong miệng mị 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 keo đậu tiểu dương, hắn phía trước ở trên thuyền thời điểm cũng đã thấy được, bởi vì vẫn luôn ở bận rộn, cũng chưa tới kịp nhìn kỹ. Lục kiến nghiệp lại chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt, đem trên tay vỡ đưa cho lục bách suy nói, e ở đây là từ cầm các ngươi đồ vật minh tế, bên trong đều nhớ cho kỹ nhà ai cầm nhiều ít, ngươi lưu lại đi. Lục Bách Xuyên duỗi tay tiếp nhận nói, để cảm ơn kiến nghiệp thúc, cho các ngươi đi theo vội lâu như vậy, cũng không thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm lục kiến nghiệp lắc lắc đầu nói trời cơm liền không cần ăn ngươi thiếm đã sớm làm tốt ta trở về là có thể ăn thời điểm cũng không còn sớm các ngươi cũng sớm một chút lộng điểm ăn nghỉ ngơi đi hôm nay hẳn là cũng bận việc cả ngày ngày mai lại cùng ta nói nói trấn trên tình huống đi lục bách xuyên gật đầu nói kỳ hành ngày mai tùy thời đều có thể nói lại chỉ chỉ lục bách minh đang ở đùa với dê con nói kỳ vốn tưởng rằng lần này chỉ lộng tới phân hóa học mấy thứ này nghĩ đến ngươi cũng không ít này đó không nghĩ tới trở về thời điểm, cư nhiên ngoài ý muốn bắt được này mấy con dê cao, vừa vặn có thể đưa ngươi hai chỉ, ngươi nhưng đừng không cần. Lục kiến nghiệp thấy hắn nói như thế, liền cũng không hề thoái thác, cực cực đầu đồng ý. Cái này vui mừng nhất cần phải thuộc lục bách minh, hắn mới vừa nhìn đến tiểu dê con liền cảm thấy thích, nhưng xem tổng cộng mới mấy chỉ, còn nghĩ chu diễn bọn họ phỏng chừng đều sẽ chính mình lưu trữ, sẽ không bỏ được đều ra tới. Không nghĩ tới cư nhiên đảo mắt liền đưa hắn đại bá hai chỉ, hắn đại bá không có nhi nữ, bình thường đối bọn họ mấy cái đường huynh đệ đều cùng chính mình nhi tử dường như, hiện giờ hắn đại bá được, tuy rằng không phải nhà mình đồ vật, nhưng trong lòng lại là cảm thấy ly chính mình càng gần, đến lúc đó nếu sinh tiểu dê con, phân hắn hai chỉ tự nhiên là không nói chơi. Vì thế ở chu diễn dưới sự trợ giúp, tìm hai sợi dây thường đem dê con cấp buộc hảo, cao hứng phấn chấn vội vàng hồi hắn đại bá gia. Chu diễn bọn họ ngày này, mặc kệ là tinh thần thượng vẫn là thân thể thượng, đều là phi thường mỏi mệt, vì thế mấy người cũng bất chấp trong viện đồ vật, vội vàng lộng điểm ăn ăn xong, liền đều từng người rửa mặt, sớm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau toàn gia đều là bị trong viện động vật tiếng kêu cấp bừng tỉnh. Mới phát hiện đã là mặt trời lên cao, từ Chu Diễn cùng Lục Bách xuyên bắt đầu tu hành sau, này vẫn là hai người bọn họ lần đầu tiên ngủ đến như vậy trầm cùng lâu như vậy, có lẽ là cùng ngày hôm qua thể lực hao hết có quan hệ. Mấy người xuống lầu mới phát hiện Tối hôm qua sau khi trở về đã bị buộc ở đại thụ hạ mấy chỉ tiểu dê con đã bị đói mị 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 thẳng kêu, đều nỗ lực muốn đủ đến vườn rau rau xanh, lại bởi vì dây thừng không đủ trường mà bị lần lượt kéo về. Dưới mái hiên lồng sắt mấy chỉ gà lại là so chúng nó thảm hại hơn, ngày hôm qua còn chỉ là buổi sáng rời đi thời điểm uy chút ăn, tối hôm qua sau khi trở về, mấy người đều quên mất, đến bây giờ đã cả ngày không ăn qua, đều đói điên rồi giống nhau tưởng từ lồng sắt nhảy ra. Diệp Nguyên Dung thấy thế có chút ấy nấy, chạy nhanh từ phòng tạp vật trong túi múc muỗng nghiền nát bắp đảo tiếng lồng gà thượng treo máng ăn lại cấp nước tàu thêm mảng thanh thủy bên cạnh tiểu dê con tự hồ nghe thấy được bắp hương vị cũng đều không hướng vườn rau bên kia chạy bắt đầu hướng tới diệp nguyên dung mị 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 kêu to diệp nguyên dung lại đi vào múc mấy muỗng bắp toái ngã vào đại thụ hà cái này cũng không cần chậu trang tiểu dê con nhóm đều sẽ ăn sạch sẽ lại vào nhà tìm cái chậu trang tiếp nước đặt ở dưới tàn cây cấp tiểu dê con uống chờ làm xong này hết thảy, nàng mới có thời gian rửa mặt. Cũng may trong nhà thủ công nghiệp đều là ai có thời gian liền ai làm, không giống trong thôn một ít nhân gia, uy gia súc, giặt quần áo quét rác nấu cơm đều là nữ nhân Việt. Ở nàng uy gà cùng dương thời điểm, Lục Kiến Quốc cũng đã tiến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên cũng bắt đầu động thủ đêm này hôm qua đôi ở trong sân vài thứ kia đều dọn vào phòng tạp vật. Chờ nàng rửa mặt xong lúc sau, đại gia nấu cơm cơm cũng làm hảo, làm việc sống cũng làm xong rồi nếu bọn họ đã lộng tới phân hóa học, liền tính toán sớm một chút truy rắc mà, chẳng qua hiện tại mỗi ngày độ ấm đều phi thường cao, lại hảo chút thiên không trời mưa, ngoài ruộng thủy vốn dĩ liền không nhiều lắm, nếu buổi sáng hoặc là giữa trưa đi rải phân bón nói, phỏng chừng thực dễ dàng liền sẽ đem trong đất lúa cấp thiêu chết, bởi vậy liền tính đuổi theo phì, cũng đến chờ chạng vạn thời điểm. Lại nghĩ đến ngày hôm qua lục kiến nghiệp nói hôm nay muốn lại đây hỏi thăm trấn trên tình huống, nói không chừng trong thôn còn có những người khác cũng sẽ lại đây, hơn nữa bọn họ ngày hôm qua đã bận rộn cả ngày hôm nay buổi sáng dứt khoát liền đều ở nhà nghỉ ngơi không nghĩ tới không chờ tới lục kiến nghiệp lại trước chờ tới ngày hôm qua bị bọn họ mang về tới tú nga cô cô một nhà tú nga là trong thôn gã đi ra ngoài cô nương ấn bối phận cùng lục kiến quốc là đồng lứa cha mẹ nàng lục kiến quốc phải gọi thúc thúc thím lúc này hai lão nhân mang theo một nhà ba người trong tay đều dẫn theo đồ vật tiếng nhà bọn họ sân môn ngay cả liền nói lời cảm tạ lại nói ngày hôm qua thiên quá muộn liền không lại đây hiện tại lại đây hy vọng bọn họ không cần chú ý diệp nguyên dung vội dẫn hai cái lão nhân ở trên ghế ngồi xuống cũng cho bọn hắn đảo thượng nước trà cầm mấy cây tẩy tốt dưa leo bọn họ lấy lại đây vài thứ kia mấy người lại không có tiếp bọn họ ngày hôm qua mang mấy người trở về tới vốn chính là tiện đường hơn nữa đã muốn nhân gia cái kia thuyền làm thù lao hiện giờ lại muốn nhân gia đồ vật liền nói bất quá đi hơn nữa xem bọn họ đề qua tới đồ vật một rổ trứng gà hai chỉ gà mái mấy cái thịt khô phỏng chừng đều là hai lão nhân thật vất vả tích cốc xuống dưới bọn họ lại là không thiếu điểm này đồ vật tự nhiên là sẽ không muốn cuối cùng ở mấy người cho nhau nhúng nhường trung diệp nguyên dung chỉ phải nhận lấy hai điều thịt khô mặt khác lại là như thế nào cũng không chịu lại muốn bên này chân trước mới vừa đem tới nói lời cảm tạ toàn gia tiễn đi phía sau lục bách minh liền theo tiến vào mới vừa vào cửa liền lôi kéo chu diễn tò mò hỏi kẻ chu quyên các nàng toàn gia lại đây làm gì chu diễn vẻ mặt mờ mịt, và chu quyên là ai? lục bách minh vẻ mặt vô ngữ biểu tình, thầy liền vừa mới từ nhà các ngươi đi ra ngoài kia cô nương. chu diễn chửi thầm, nhân gia như vậy đại toàn gia, ngươi cũng chỉ nói nhân gia cô nương tên ta như thế nào sẽ biết? trong miệng lại là bởi vì không nghĩ cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, nói ở nga, bọn họ lại đây cảm tạ ngày hôm qua chúng ta đem bọn họ mang về tới. lục bách minh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết thấy trong rổ có tẩy tốt dưa leo, liền thuận tay cầm một cây bắt đầu gặm. Gặm xong rồi còn nói, thì vì, vì cái gì ta tổng cảm thấy nhà ngươi dưa leo so với ta gia muốn ăn ngon đâu. Mỗi lần ăn nhà ngươi, lại trở về ăn ta chính mình gia, tổng cảm thấy quá mức nhạt nhẽo vô vị. Chu diễn tổng không thể nói hắn đây là trong không gian loại, khẳng định so với hắn gia hương vị muốn hảo, vì thế chế nhạo hắn nói, để ta xem chỉ cần là nhà người khác ngươi đều cảm thấy ăn ngon đi. Lục Bách Minh nghe vậy ngựa ngùng dường như gãi gãi đầu nói, người ta cũng chỉ cảm thấy đến nhà ngươi tương đối ăn ngon, ta đại bá gia cũng không thể ăn. Lục Bách Xuyên thấy thế sợ không cẩn thận nói lỡ miệng, vì thế ngắt lời nói, ở ngươi lại đây sẽ không chính là tưởng nói cho chúng ta biết, nhà của chúng ta dưa leo tương đối ăn ngon đi. Lục Bách Minh lắc lắc đầu, chạy nhanh đem cuối cùng một tiểu tiết dưa leo gặm xong mới nói, người ta tới là có chính sự. Chu diễn nhớ mày, tỏ vẻ, ngày gì sự ngươi chạy nhanh nói, chúng ta đang nghe đâu lục bách minh nghe vậy như là sợ người nghe thấy giống nhau phóng thấp thanh âm nói ở ừ ngày hôm qua ta đại bá không phải nói muốn tới hỏi ngươi trấn trên tình huống sao chu diễn gật gật đầu nói y ân sau đó đâu biểu tình cũng là một bộ tò mò bộ dáng có thể nói là thập phần phối hợp lục bách minh thấy thế tiếp tục hạ giọng nói ngày buổi sáng vốn dĩ ta là muốn đi nhà hắn sau đó cùng hắn cùng nhau lại đây các ngươi nơi này kết quả ở trong sân liền nghe được trong nhà hắn có người đang định đi vào thời điểm liền kêu ta đại bá mẫu kéo lại vì thế ta liền ở bên ngoài nghe nguyên lai like đám kia người là đi tìm ta đại bá mượn thuyền ngày hôm qua bọn họ thuận lợi mang về đồ vật người trong thôn thấy có người cũng muốn đi thử xem chu diễn cùng lục bách xuyên cũng có thể lý giải chỉ là trấn trên tình huống hiện tại người bình thường đi nói chu diễn vì thế hỏi lục bách minh vì vậy ngươi đại bá mượn sao lục bách minh thở dài bất đắc dĩ nói kẻ có thể không mượn sao đại gia một cái thôn mượn các ngươi tổng không thể không mượn bọn họ đi đúng hạ lại như là nhớ tới cái gì dường như nói điều kỳ thật bọn họ ban đầu không phải đi tìm ta đại bá mượn thuyền mà là đi tìm vừa mới từ nhà các ngươi đi ra ngoài tú nga cô cô chẳng qua tú nga cô cô nói là đem thuyền đưa nhà các ngươi này có phải hay không thật sự a à? chu diễn gật gật đầu nói e là thật sự lục bách minh nghe vậy hỏi Vậy vậy các ngươi muốn cùng đại gia cùng đi trấn trên sao? Dù sao các ngươi hiện tại chính mình cũng có thuyền, không cần cùng đại gia một khối, hơn nữa ta ngày hôm qua nhìn đến các ngươi cũng lộng tới dầu đi Aegean. Lục Bách suy nghĩ nghĩ nói, nghe nếu bọn họ có người tới kêu chúng ta nói liền đi, bằng không liền không đi. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải bởi vì hắn làm ra vẻ, mà là nhân gia nếu là cố ý muốn tránh đi bọn họ đi nói, bọn họ chết đi theo ngược lại chọc người ngại hơn nữa trấn trên tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng đại gia chỉ cần không xuống thuyền liền còn không có sự. Lục Bách Minh gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Chu Diễn tò mò hỏi, ở ngươi muốn cùng bọn họ cùng nhau sao? Lục Bách Minh biểu môi nói, ê không đi, nếu hai người các ngươi đi nói ta nhưng thật ra tưởng đi theo, bọn họ đi ta liền không đi. Chu Diễn dở khóc dở cười, và cũng không hỏi xem chúng ta có nguyện ý hay không mang ngươi. Lục Bách Minh chơi xấu, chờ không mang theo ta cũng muốn đi theo chờ lục bách minh đi rồi chu diễn cùng lục bách xuyên nhàn rỗi không có việc gì liền nghĩ đem vườn rau biên không chuồng heo thu thập ra tới cấp mấy chỉ tiểu dê con trụ về sau dương trong giới còn có thể nhiều chút phân bón ra tới khi mấy gia nhà trệt nhỏ tu hảo sau liền vô dụng quá bên trong chỉ là đôi một ít tạp vật thanh lên cũng phương tiện chu diễn cùng lục bách xuyên không ra một gian tiểu nhân ra tới thấy bên trong đều là mạng nhện lại cấp quét tước một lần cuối cùng còn dùng nước trôi một lần xi si măng mặt đất đem nửa thanh cao cửa gỗ mở ra để ở đâu thông gió như vậy chờ buổi tối tiểu dương trụ đi vào mới có thể thoải mái mãi cho đến buổi chiều lục tục có nhân gia tặng vài thứ lại đây cho bọn hắn gia hẳn là tính làm ngày hôm qua cầm phân bón thù lao mặc kệ là nhiều là thiếu lục kiến quốc cùng diệp nguyên vinh đều nhận lấy tới cũng làm lục bách xuyên ghi nhớ chỉ là tới nhiều người như vậy lại không một người cùng bọn họ nói trong thôn có người cũng mượn thuyền muốn đi trấn trên sự càng không ai hỏi bọn hắn muốn hay không cùng đi, bọn họ một nhà cũng coi như làm không biết. Buổi chiều tiếp tục xuống ruộng bón thúc bón thúc, tưới nước tưới nước. Ngày hôm sau buổi sáng, thiên tướng lượng thời điểm, chu diễn cùng Lục Bách Xuyên liền nghe được thuyền rời đi động cơ thanh âm. Ngày hôm qua bọn họ không đi hỏi thăm có người nào đi trấn trên, hiện tại bên ngoài như vậy nguy hiểm, chỉ hy vọng đại gia có thể cẩn thận điểm. Buổi sáng thời điểm Diệp Nguyên Vinh cùng Lục Kiến Quốc cũng biết đại gia đi rồi, Tuy rằng người trong thôn không có tới hỏi bọn hắn tình huống, bọn họ cũng không thể trực tiếp đi ngăn đón đại gia không cho đi, nhưng là nghĩ đến phía trước chính mình ở trấn trên nhìn đến những cái đó tan thi, còn là phi thường lo lắng, mấy người treo tâm chờ, ngược lại so với chính mình đi còn muốn càng lo. 32 tấn giang độc gia Loại này bất an vẫn luôn liên tục đến sau giờ ngọ. Diệp Nguyên Vinh cùng Lục Kiến Quốc theo thường lệ sau giờ ngọ trở về phòng nghỉ ngơi đi, chu diễn cùng Lục Bách Xuyên hai người không vây liền nằm ở trên giường câu được câu không trò chuyện thiên. Chu Diễn thấy Lục Bách Xuyên luôn là thất thần, biết hắn là nghĩ đến trong thôn đi ra ngoài những người đó, nhưng vẫn là có điểm không vui. Vì thế kéo qua Lục Bách Xuyên đặt ở bên cạnh người tay, từng cây ngón tay thưởng thức. Hắn ngón tay trắng nõn thon dài, gần nhất bởi vì làm việc, lòng bàn tay mang theo điểm vết chai mỏng, sờ lên không những không cảm thấy thô ráp, ngược lại cảm thấy càng có hương vị, làm Chu Diễn có điểm yêu thích không buông tay nhưng là hiện tại thời tiết vốn là khô nóng, lại hơn nữa trong lòng có việc, Lục Bách Xuyên cảm giác bị hắn lôi kéo tay lửa nóng khó nhịn, vì thế chân chân vào đá đá Chu Diễn, bắt tay rút về nói, ơ nhiệt đã chết. Chu Diễn vốn là đối hắn thất thần không hài lòng, hiện nay kéo cái tay nhỏ còn bị ghét bỏ, càng thêm tức giận. Vì thế một cái xoay người đè ép đi lên, đối với Lục Bách Xuyên chính là một đốn cuồng phong bảo tố hôn môi, hôn đến hắn không rảnh khích nói ra cự tuyệt lời nói dần dần hai người đều có điểm động tình lục bách xuyên cũng không phải làm ra vẻ người vì thế duỗi tay ôm lên chu diễn cổ nghiêm túc đáp lại thẳng đến hai người mệt cực đều nặng nề ngủ qua đi cũng liền vô tâm tư đi lo lắng những cái đó có không kết quả hai người mới vừa ngủ liền nghe được dưới lầu có khóc kêu tiếng ồn ào chu diễn cùng lục bách xuyên hai người đều trong lòng một cái lột bột tưởng sợ là đã xảy ra chuyện hai người vội vàng đứng dậy tìm quần áo mặc vào lục bách xuyên tuy rằng không phải lần đầu tiên nhưng trên người vẫn là có điểm bủng rủng, tốc độ muốn so chu diễn chậm một phát. bởi vậy diệp nguyên vinh lại đây gõ cửa thời điểm hắn còn ở hướng trên người bộ áo thun chu diễn chờ hắn đem quần áo kéo hảo mới mở cửa diệp nguyên vinh vốn là cấp muốn chết thấy hai người còn cọ tới cọ lui liền thúc giục nói để tốc độ nhanh lên đã xảy ra chuyện chờ chu diễn đem cửa mở ra diệp nguyên vinh nhìn đến hai người đem tỉnh chưa tỉnh thần thái cùng với ngửi được trong phòng không tan hết hương vị, tự nhiên biết trong phòng phía trước đã xảy ra cái gì, cũng ngựa ngùng lại hướng bên trong xem, chỉ ném xuống một câu, rồi chạy nhanh xuống dưới đi. Liền cũng không đợi hai người, trực tiếp xuống lầu. Chu diễn cùng lục bách xuyên từng người lay phía dưới phát, cũng đi theo dịp nguyên vinh đi xuống lầu. Một chút tới chỉ thấy trong viện đen nghìn nghịp đứng một đám người, phỏng chừng trong thôn người hơn phân nửa đều lại đây, lục bách minh cùng hắn đại bá lục kiến nghiệp cũng ở trong đám người chu diễn vừa định qua đi hỏi hắn phát sinh chuyện gì lại có người so với hắn tốc độ càng mau vừa thấy hai người xuống lầu trong viện hai cái chính khóc đến sắp đau sốc hông nữ nhân liền vọt tới hai người trước mặt nói năng lộn xộn khẩn cầu nói trăm xuyên chu diễn cầu xin các ngươi cứu cứu ta nhi tử chỉ cần các ngươi đã cứu ta nhi tử về sau chính là làm ta cho ngươi làm ngưu làm mã đều được nói liền phải tấp hai người quỳ xuống chu diễn thấy thế vội vàng sườn nghiêng người đem lục bách xuyên che ở chính mình phía sau tay mắt lanh lẹ giữ chặt hai người nói có chuyện gì trước nói rõ ràng đi lúc này hắn đã biết khẳng định là buổi sáng đi trấn trên đám kia người có người đã xảy ra chuyện phỏng chừng là xem mấy ngày hôm trước bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì trở về liền cảm thấy bọn họ có cái gì đối phó tang thi phương pháp hoặc là từ nơi nào nghe nói bọn họ thân thủ không tồi sự tình liền cầu tới rồi nơi này tới mà sở dĩ đem lục bách xuyên che ở phía sau, bất quá là lấy phòng vạn nhất các nàng thật sự quỳ xuống, đến lúc đó lục bách xuyên nếu bị này một quỳ, liền không có cự tuyệt đường sống, mà hắn vốn không phải nơi này người, liền không như vậy nhiều mạc không đi mặt mũi. Bên cạnh lục bách minh cũng là cơ linh, thấy chu diễn đã kéo lại hai người, lập tức ý bảo nàng mẹ cùng đại bá mẫu lại đây đỡ lấy hai người. Hai người bọn nàng bổn bị lục bách minh ý bảo, biên an ủi hai người biên khuyên nhủ trước không vội khóc đã xảy ra chuyện mọi người đều sốt ruột cũng đều sẽ nghĩ cách hai người bọn họ tuổi trẻ cũng không phải thần tiên các ngươi trưởng bối đi quỳ cầu nhân gia không phải chiết sát người sao hai người trung một người tự hồ bị khuyên tới rồi không hề khóc sướt mướt một người lại là ngữ khí ác độc đối lục bách minh mẹ nó mắng nếu là ngươi nhi tử không trở về xem ngươi sốt ruột hay không lục bách minh mẹ nó cùng đại bá mẫu nghe vậy đều lạnh mặt các nàng là tới khuyên bọn họ có chuyện hảo hảo nói đừng lấy thân phận bắt cóc người khác hỗ trợ kết quả lại bị người như thế ác ngôn tương hướng nếu không phải mọi người đều nhìn phỏng chừng đã sớm phủi tay đi rồi lục kiến nghiệp cũng có chút sinh khí khẽ quát nói có chuyện hảo hảo nói chỉ lo khóc có ích lợi gì nếu là khóc hữu dụng nói kia toàn thôn người cùng nhau giúp các ngươi khóc bên cạnh một thanh niên thấy lục kiến nghiệp nói như thế vội đứng ra giải thích nói chúng ta mấy cái đến trấn trên thời điểm, nhìn đến như vậy nhiều tang thi vây quanh ở bờ sông, vốn là không nghĩ lên rồi, nhưng là thanh tùng hắn thế nào cũng phải muốn đi lên, chúng ta không biện pháp, tổng không thể làm hắn một người đi, vì thế đại gia liền cùng nhau thượng, kết quả còn không có chạy đến cửa hàng, đã bị tang thi cấp đổ trở về, thanh tùng cùng tiểu võ không kịp chạy về tới, liền tránh ở bên. Đường trên cây Có lẽ là bởi vì ấy nấy, nói nói hắn thanh âm càng ngày càng thấp, dừng một chút lại như là muốn giải thích dường như, vội vội vàng vàng nói, chúng ta thử qua thật nhiều phương pháp, muốn đem vây quanh ở bọn họ dưới tàn cây tang thi dẫn đi, chính là cũng chưa dùng, cuối cùng chỉ phải trở về giúp cứu binh. Bên cạnh mấy cái hẳn là cùng đi thanh niên, nghe xong vội vàng phụ họa, chứng minh hắn không có nói dối. Vừa mới đối lục bách minh mụ mụ ác ngữ tương hướng cái kia phụ nữ, nghe vậy sau càng là ngôn ngữ kích động, kêu to nói, sao có thể là thanh tùng muốn đi lên, các ngươi có phải hay không xem hắn không trở về liền vu oan cho hắn. Bên cạnh mấy cái thanh niên đầy mặt bất đắc dĩ nói, thẩm thẩm, thật là thanh tùng muốn đi lên. Phải biết rằng bọn họ vốn dĩ liền không nghĩ đi lên, kết quả còn ra loại sự tình này, còn lại trách bọn họ trên đầu tới, tự nhiên trong lòng đều là không lớn thống khoái. Chỉ là ngại với mặt mũi, đều khó mà nói đến quá mức. Phụ nữ nghe vậy lại muốn xảo đi lên. Lục kiến nghiệp đau đầu nói, đều đừng nói nữa hiện tại xuất phát nói không chừng còn có thể tại trời tối trước đem bọn họ từ phía trên lộng xuống dưới chờ trời tối liền thật sự nguy hiểm nhìn xem người nào muốn đi chạy nhanh đi thôi bọn họ tới phía trước cũng đã kêu trong thôn một ít nam nhân buổi sáng cùng đi những người đó tự nhiên cũng còn sẽ cùng qua đi hiện tại lại đây chẳng qua là muốn kêu thượng chu diễn cùng lục bách xuyên vì thế mọi người đều động tác nhất trí nhìn chu diễn cùng lục bách xuyên hai người hai người tự nhiên cũng không lại thoái thác, từ trong phòng cầm công cụ liền đi theo đại bộ đội đi rồi. Lên thuyền khi phát hiện trừ bỏ vừa mới kia hai cái khóc thúc thích nữ nhân ngoại, một thuyền mười mấy người, còn lại đều là đại lão gia, hẳn là trong thôn tuổi trẻ lực tráng nam nhân đều ở chỗ này. Có lẽ là muốn đi đối mặt sự tình quá mức nguy hiểm, đại gia tốt năm tốt ba ngồi ở một khối, đều không có nói chuyện, chỉ có thường thường truyền đến nữ nhân nức nở thanh, có vẻ không khí phi thường áp lực. Chu Diễn không nghĩ lại ở trong khoang thuyền ngốc, vì thế lôi kéo Lục Bách Xuyên ra khoang thuyền. Lúc này đúng là buổi chiều 3 giờ tả hữu, một ngày trung thái dương nhất mãnh liệt thời điểm, nhưng bởi vì là trên mặt sông, thuyền lại là thúc đẩy, nên diện có gió thổi tới, bởi vậy trừ bỏ phơi điểm, cũng hoàn toàn không cảm thấy nhiệt. Hai người đứng một hồi, Chu Diễn sợ Lục Bách Xuyên trên người khó chịu, liền hỏi, muốn hay không vào bên trong ngồi. Lục Bách Xuyên lắc lắc đầu tỏ vẻ không cần chu diễn duỗi tay ở hắn trên eo khát một chút còn chưa thế nào dùng sức liền cảm giác được lục bách xuyên run rẩy cười hỏi không khó chịu sao lục bách xuyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái trên người vẫn là có điểm không dễ chịu chẳng qua trong khoang thuyền không khí làm hắn càng thêm không dễ chịu từ mọi người xem bọn họ trong ánh mắt có thể cảm giác được đại gia đem đại bộ phận hy vọng đều ký thác ở hắn cùng chu diễn trên người loại cảm giác này làm hắn lưng như kim chích đứng ngồi không yên nếu không phải chu diễn lôi kéo hắn ra tới, phỏng chừng ngay sau đó hắn cũng ngồi không nổi nữa. Không phải hắn không nghĩ hỗ trợ, chỉ là loại này bị người ký thác toàn bộ hy vọng cảm giác làm hắn áp lực phi thường đại. Bởi vậy chu diễn hỏi hắn muốn hay không đi vào, hắn vẫn là không nghĩ đi vào. Nghĩ nghĩ sau, từ thuyền trên đỉnh tìm điểm ngày hôm qua di lưu bì cứng, đang tới gần khoang thuyền một tiểu khối bóng ma bên trong dọn xong, sau đó lôi kéo chu diễn dựa lưng vào khoang thuyền mặt tường ngồi trên mặt đất chu diễn ngồi ở bên ngoài hắn ngồi ở dựa vô trong mặt dựa môn vị trí hắn giữa trưa bị hảo hảo lăn lộn một phen ngủ trưa mới vừa ngủ hạ liền lại bị kêu tỉnh lại tinh thần tự nhiên là không được tốt lúc này thổi một lát phong cảm giác căng chặt tinh thần cũng có chút thả lỏng lại sau lưng lại có dựa vào địa phương liền bắt đầu có điểm mơ màng sắp ngủ cái trán bắt đầu có một chút không một chút đi xuống điểm Chu Diễn thấy thế ngồi thẳng điểm, đem hắn đầu vớt đến chính mình trên vai dựa vào, nói, vây nói liền trước ngủ một lát đi, này ít nhất còn muốn hai cái giờ mới có thể đến, chờ mau tới rồi ta kêu ngươi. Thuyền hành tốc độ vốn chính là cấp cũng cấp không tới, nếu còn có thời gian, không bằng dưỡng dưỡng tinh thần, đợi lát nữa mới có thể phát huy tối cao tiêu chuẩn, vì thế lục bách xuyên cũng không cự tuyệt, ở ầm 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 động cơ thanh, cùng cuộn sóng sóc nảy trung, dựa vào chu diễn ngủ hôn hôn trầm trầm mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu lại tỉnh lại thời điểm thuyền còn ở tiếp tục đi tới nói thật ra như vậy dựa vào chu diễn trên người ngủ cũng không phải thực thoải mái mặt sau tấm ván gỗ là thẳng tắp nghiêng đầu dựa vào chu diễn trên vai trong chốc lát đảo còn hảo ngủ lâu rồi bất động ngay cả cổ đều cương lục bách xuyên đôi tay sau này kéo duỗi giật giật cứng đờ phía sau lưng lại tả hữu chuyển động một chút đầu hoạt động cổ chuyển hướng chu diễn bên này thời điểm Chu Diễn còn thuận thế lôi kéo hắn, cho hắn sửa sang lại hạ ngủ đến hỗn độn tóc. Chờ chuyển hướng bên phải thời điểm, mới nhìn đến nguyên lai Lục Bách Minh cũng ra tới, chính vẻ mặt răng đau biểu tình nhìn hắn, Lục Bách Xuyên vốn dĩ liền cứng đờ cổ không khỏi càng cương. Liền động tác đều đốn hạ, lại sau đó lại dường như không có việc gì quay đầu, làm bộ đang xem phong cảnh. Cuối cùng Lục Bách Xuyên vẫn là không chịu nổi hắn kia trần trụi ánh mắt, quay đầu hỏi, ngươi như thế nào cũng ra tới. Lục Bách Minh nhún vai nói, tự nhiên là cùng các ngươi giống nhau a. À? Nói vẫn là vẻ mặt hài hước nhìn chầm chầm Lục Bách Xuyên xem. Lục Bách Xuyên thấy thế thật sự chịu không nổi, hỏi, ta trên người có cái gì sao? Lục Bách Minh thấy hắn rốt cuộc hỏi ra khẩu, mục đích đạt tới, vì thế chỉ chỉ cổ hắn, làm cái ái muội biểu tình. Lục Bách Xuyên nháy mắt liền nghĩ tới là chuyện như thế nào, mặt nháy mắt liền đỏ, yên lặng lay trong khoảng thời gian này có điểm quá dài tóc, muốn che khuất trên cổ dấu vết, kỳ thật hắn liền cụ thể vị trí ở đâu cũng không biết. Lục Bách Minh khó được nhìn thấy hắn thẹn thùng bộ dáng, vì thế bay nhanh triều chu diễn bay cái ánh mắt, nhân tiện thổi cái huyết sáo. Chương 33 Tấn Giang Độc Gia Chờ thuyền tới gần trấn trên, ba người cũng đều không có chơi đùa tâm tư. Trong khoang thuyền người cũng đều lục tục đi ra, phía trước từ trấn trên trở về người bên trong, có cái người trẻ tuổi đứng ra cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng chu diễn thị lực hảo ở người trẻ tuổi chỉ ra phía trước hắn cũng đã thấy được vây ở trên cây hai người bởi vì kia chỗ tang thi thật sự là quá nhiều phía trước kia hai cái phụ nhân cũng thấy được loại tình huống này lập tức liền khóc ra tới bất quá bởi vì bị người dặn dò quá cũng không dám khóc thành tiếng chỉ là không ngừng nức nở trong thôn những người khác nhìn đến như vậy đen nghìn nghịt một mảnh tang thi vây quanh trong lòng cũng đều lạnh không ai cảm thấy còn có cái gì có thể chạy ra tới hy vọng trong khoảng thời gian này bọn họ ở cửa thôn tường vây nơi đó cũng đều nhìn thấy quá không ít tang thi có bao nhiêu hung ác đại gia cũng đều biết chẳng qua cũng không thể còn không có nếm thử liền nói thẳng từ bỏ mọi người đều quan hệ họ hàng nói thật ra lời nói liền như vậy từ bỏ nói ai đều không đành lòng nhưng là rồi lại không điểm biện pháp lục kiến nghiệp vẫn là tính có thấy xa rất xa khiến cho người ngừng thuyền để tránh càng nhiều tang thi nghe được thanh âm chạy tới mặt khác hắn cũng không có quá nhiều biện pháp, muốn nói tan thi thiếu thời điểm, hắn cũng muốn đi thử xem, nhưng là hiện tại nhiều như vậy tan thi, liền tính là đại gia muốn đi cứu người, hắn cũng không dám thả người đi lên, rốt cuộc nhà ai đều có thân nhân đang chờ. Vì hai người, kết quả đáp thượng một đám người, việc này hắn làm không tới. Bất quá hắn người này có một chút hảo, chính mình sẽ không đồ vật, sẽ lập tức buông giá người giống sẽ người thỉnh giáo. Không cần xem cũng biết, này trên thuyền mọi người bên trong liền tính không đề cập tới thân thủ tốt xấu vấn đề quan chỉ là đối phó tang thi liền thuộc chu diễn cùng lục bách xuyên nhất có kinh nghiệm vì thế hắn liền lập tức đi đến hai người trước mặt làm hai người nhìn xem còn có hay không cái gì càng tốt phương pháp chu diễn kỳ thật ở nhìn đến kia hai người thời điểm cũng đã suy nghĩ biện pháp bởi vậy lúc này lục kiến nghiệp hỏi hắn cũng liền không cất giấu nói thẳng ta vừa mới nhìn hạ trên đường phố tang thi quá nhiều nếu chúng ta trực tiếp quá khứ lời nói cho dù có năng lực có thể đối phó đã ở tang thi mặt sau cũng còn sẽ có cuồn cuộn không ngừng tang thi chạy tới đến lúc đó toàn bộ trên đường đều là tang thi chúng ta liền ai đều đừng nghĩ đi rồi cho nên hàng đầu chính là xem có thể hay không đem đường phố hai bên trước đổ lên làm bên ngoài tang thi tạm thời vô pháp tiến vào này đường phố cái này không ngừng lục kiến nghiệp bên cạnh nghe thôn dân đều cho rằng hắn là ý nghĩ kỳ lạ liền tính trước kia Muốn dễ dàng lấp kín một cái phố, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tuy rằng ven sông này nói chỉ là đường độc hành, không phải thực khoan. Cái này cũng chỉ có Lục Bách xuyên vô điều kiện tin tưởng hắn, ân, ừ, có lẽ còn muốn hơn nữa Lục Bách Minh, tiểu tử này nghe vậy vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn, hỏi, chúng ta đây muốn như thế nào làm? Chu Diễn trần chờ nói, chúng ta có lẽ có thể thử một chút đem đường phố hai đầu đại thụ cắt chém một cây ngã vào trên đường phố hẳn là có thể tạm thời ngăn trở tang thi bọn họ bên này bên đường loại cây cối đều là cái loại này không phải quá cao nhưng là cành lá phi thường tươi tốt nếu có thể vừa lúc ngã vào trên đường phố có lẽ thật sự có thể ngăn trở tang thi chỉ là loại này cây cối thân cây cũng muốn so giống nhau cây cối muốn thô hơn nữa còn có rất nhiều rễ phụ từ cành cây thượng rủ xuống tới nếu ngã xuống chính là có thể ngăn cản tang thi đi tới vũ khí sắc bén không ngã xuống phía trước đồng dạng cũng có thể ngăn cản bọn họ tới gần rễ cây các thôn dân càng thêm cho rằng hắn chẳng lẽ là điên rồi chỉ có gặp qua hắn chém tang thi đầu lục bách minh không chút do dự tin năng lực của hắn lúc ấy thấy hắn dùng rìu chém tang thi liền nhịn không được não bổ một phen nếu dùng hắn này sức lực đi đốn cây phỏng chừng so chạy bằng điện công cụ còn muốn dùng tốt hiện giờ thấy có cơ hội thưởng thức nhịn không được gật đầu tỏ vẻ tán đồng lấy lục kiến nghiệp này đó thời gian đối chu diễn hiểu biết biết hắn cũng không phải cái loại này bắn tên không biết người, huống chi lục bách minh cũng tán đồng, tiểu tử này so với hắn càng hiểu biết chu diễn càng lục bách xuyên, nhất định còn có cái gì hắn không biết sự tình. Liền hỏi, kia hiện tại muốn như thế nào làm? Loại chuyện này muốn người ở tinh không ở nhiều, nhiều còn muốn bận tâm đến những người khác an toàn, ngược lại phân tâm tư, không bằng liền chính mình cùng lục bách xuyên qua đi, ngược lại nhanh nhẹn vì thế chu diễn chỉ chỉ lục bách xuyên cùng lục bách minh nói chúng ta tam trước hoa thuyền nhỏ qua đi nhìn xem lục bách xuyên liền tính chu diễn không cho hắn đi theo hắn đều không đồng ý nghe được nói muốn cùng nhau qua đi tự nhiên không điểm ý kiến lục bách minh nghe vậy lại là cả kinh trợn mắt há hốc mồm há to miệng chỉ vào chính mình hỏi vì cái gì là ta ta cái gì đều sẽ không a à? chu diễn nói chèo thuyền tổng hội đi qua đi cho chúng ta chèo thuyền lục bách minh cùng ăn toàn bộ trứng gà dường như nuốt không dưới cũng phun không ra chỉ phải ngạnh ủ rũ cục đuôi đi theo hai người phía sau triều vừa mới buông thủy tiểu thuyền gỗ đi đến quả nhiên xem náo nhiệt không được là muốn trả giá đại giới lục bách minh tuy rằng luôn là lãi nhãi sợ hãi nhưng làm việc còn tính ổn trọng hơn nữa hắn cũng biết chu diễn cùng lục bách xuyên đây là tín nhiệm hắn mới làm hắn đi theo bằng không tùy tiện tới cá nhân nếu ở hai người sau khi lên bờ nếu là bởi vì sợ hãi liền trực tiếp đem thuyền hoa đi rồi như vậy tuy là hai người lại lợi hại cuối cùng tốt kết quả cũng bất quá là cùng phía trước kia hai người giống nhau bị nhốt ở nơi đó bị tang thi vây quanh lại thiếu chút nữa kết quả đó chính là không dám tưởng tượng bởi vậy dọc theo đường đi chính mình hoa thuyền cũng không cho chu diễn cùng lục bách xuyên nhúng tay chỉ vì làm hai người tỉnh điểm sức lực đợi chút lên bờ thời điểm dùng chờ thuyền cập bờ sau Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên bay nhanh triều mặt trên bò đi, hắn cũng thành thành thật thật ở dưới chờ, cho dù là tan thi ở mặt trên ngao ngao thẳng kêu, dường như ngay sau đó liền phải nhảy xuống giống nhau, cũng cố nén không đi hoa động thuyền mái chèo. Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên hai người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp vọt tới trên đường phố, cũng may đại thụ có một mặt là triều bờ sông, hai người vừa lên đi liền đem lối đi bộ ai bờ sông bên này tan thi giải quyết, lúc sau cũng chỉ dùng phòng thủ hai mặt, phía trước có đại thụ rễ phụ chống đỡ, tạm thời tang thi vẫn là vô pháp tới gần, chu diễn chính mình tay trái cầm một phen trường đao, vũ đến kính không kẻ hở, không cho tan thi tới gần, tay phải muốn bắt triều chặt. Cây làm, cũng chỉ có thể giao cho lục bách xuyên phòng thủ bên phải. Tại đây khẩn cấp thời điểm, chu diễn đem trên người chân khí tất cả đều vận chuyển tới hai tay thượng, bất quá ba năm rìu đi xuống, đại thụ cũng đã đem đoạn chưa chặt đứt, bất quá nhất làm người kinh tủng vẫn là bên tay trái những cái đó muốn tới gần tang thi, tất cả đều bị trên tay hắn trường đao cấp tước đến tứ chi đầu bay loạn. Cuối cùng một triều đi xuống, đại thụ ầm ầm ngã xuống đất, chu diễn ý bảo lục bách xuyên trước đi xuống, lục bách xuyên biết hắn hẳn là có khác động tác, cũng liền không trì hoãn, trực tiếp một cái xoay người liền nhảy xuống bờ sông. Chu diễn thấy lục bách xuyên đã đi xuống, liền đôi tay đồng thời dùng sức, đem tang thi bức cho rời khỏi người xa hơn một chút, sau đó dùng hết toàn lực kéo bị chém đứt đại thụ cành khô sau này kéo thẳng đến đáp ở nhất bên cạnh lan can thượng mới dừng lại sau đó chính mình xoay người nhảy xuống bờ sông bước lên lục bách minh ngừng ở bên người tiểu thuyền gỗ mà đi sau đó quay đầu lại vừa lòng nhìn nhìn bị đại thụ che ở bên kia tang thi bởi vì thời gian vốn dĩ liền không còn sớm hai người cũng không hề trì hoãn làm lục bách minh đem thuyền hoa đến đường phố một thác đầu lại bào chế đúng cách chém đứt một thác cây sau đó mới cùng nhau trở lại trên thuyền lớn hơi làm nghỉ ngơi lúc này nhìn đến hai người động tác thôn dân đều giống xem quái vật giống nhau nhìn chằm chằm hai người này nơi nào là một người bình thường có thể có tốc độ cùng lực lượng cho dù là điện ảnh đều không thấy được có thể làm được đến hai người nếu đã bắt đầu hành động liền nghĩ tới sẽ có loại kết quả này lúc này cũng không nghĩ nhiều làm giải thích tiếp nhận lục kiến nghiệp truyền đạt thủy một người uống lên một ít ở bên cạnh hơi làm nghỉ ngơi người trong thôn cho dù có nghi vấn, lúc này cũng không hảo quá tới hỏi, chỉ phải ở bên cạnh chờ. Nhất kinh hỉ đều quá là nhi tử bị nhốt ở trên cây hai nhà người, chu diễn cùng lục bách xuyên năng lực với bọn họ tới nói, càng cường bọn họ nhi tử có thể được cứu vớt hy vọng lại càng lớn. Mặt khác vấn đề liền bé nhỏ không đáng kể. Chờ hai người nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, chu diễn liền cùng lục kiến nghiệp nói, làm đại gia đem mang lại đây tiểu thuyền gỗ đều hoa đến bờ sông Hạ, hy vọng có thể phân tán một ít tan thi lực chú ý. Bởi vì mọi người đều biết phía trước chu diễn cùng lục bách xuyên bọn họ tới trấn trên là mang theo tiểu thuyền gỗ, bởi vậy lần này bọn họ này trên thuyền không chỉ có mang theo, còn mang theo không ít. Bởi vì cũng không có muốn lên bờ, lần này mọi người đều thực dứt khoát, mấy người một cái thuyền phân hảo, nào chiếc thuyền đi đâu vị trí cũng không tranh luận, thực mau thuyền gỗ tựa như từng điều cá giống nhau ly thuyền lớn mà đi chu diễn cùng lục bách xuyên nơi thuyền nhỏ sau mặt khác mấy cái muốn lạc hậu một chút chính là vì bọn họ có thể nhiều dẫn đi một ít tang thi hảo phương tiện hai người lên bờ cứu người chèo thuyền vẫn là lục bách minh bởi vì đường phố hai bên bị trắng đã chết một đoạn này lộ liền nhiều thế này tang thi lập tức phía dưới nhiều nhiều như vậy thuyền tang thi lại không có tư tưởng rất nhiều rõ ràng rối loạn đầu trận tuyến căn bản không biết nên đi truy đuổi cái nào bởi vậy vây quanh ở phía trước kia hai cái thanh niên dưới tàn cây tang thi lập tức liền ít đi hơn phân nửa vì tiết kiệm thời gian chu diễn cùng lục bách xuyên ấn thương lượng hảo một người phụ trách cứu một người chu diễn phụ trách hơi chút xa một chút lục bách xuyên liền phụ trách bọn họ lên bờ gần gũi cái này ấn bọn họ dự đoán chu diễn ở phía trước có thể trước rửa sạch một đợt tang thi lục bách xuyên không hắn như vậy lợi hại đi theo mặt sau cũng sẽ hơi chút nhẹ nhàng điểm chỉ là không nghĩ tới chu diễn đi đến hẳn là lục bách xuyên phụ trách kia cây hạ đem phụ cận mấy chỉ tang thi còn không có rửa sạch xong trên cây đang ở tránh né cái kia thanh niên liền trực tiếp nhảy xuống thụ không nghĩ tới rơi xuống đất khi thiếu lại không cẩn thận trẹo chân cái này hảo hai người không chỉ có phải đối phó nghe tiếng mà đến tang thi còn phải bảo vệ cái kia thanh niên không bị tang thi thương đến bởi vì hắn chân bị thương không thể linh hoạt di động hai người chỉ là bảo hộ hắn không bị tang thi bắt được liền có điểm cố hết sức như vậy đi xuống căn bản là không phải biện pháp chu diễn nghĩ muốn hay không trước đem thanh niên này đưa đi xuống trở lên tới cứu một cái khác thanh niên chỉ là đưa đi xuống nói chỉ có thể từ hắn tới lục bách xuyên sức lực muốn mang một cái vô pháp hành động người đi xuống vẫn là không được nhưng là muốn lưu lục bách xuyên một người ở phía sau cảng phía sau hắn lại không yên tâm kết quả hiện thực căn bản không có cho hắn nhiều rối rắm cơ hội Ba người là trình hình tam giác đứng thẳng hình dạng, Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên đứng ở đằng trước, thanh niên bị hai người che ở phía sau, lưng dựa bờ sông lan can. Như vậy thanh niên là an toàn nhất vị trí, hai người lại là bởi vì sau lưng nhiều một người, muốn phòng thủ diện tích càng khoang. Đường 78 chỉ tang thi đồng thời phát lại đây thời điểm, Chu Diễn bên này đảo vẫn là có thể đối phó, Lục Bách Xuyên bên kia liền nguy hiểm liên tục. Ngay cả phòng tuyến tự hồ đều lỏng thanh niên ở sau người giống như cũng không như vậy an toàn liền ở lục bách xuyên dùng hết toàn lực đối phó xong bên tay trái này hai chỉ tang thi thời điểm bên tay phải liền không có thể kịp thời ngăn cản kỳ thật vị trí này nếu chu diễn bên kia có thừa lực nói cũng có thể hỗ trợ đối phó hạ chỉ là bên kia lúc này cũng có chút ứng không rảnh tiếp mắt thấy tang thi phải bắt tới rồi bên trong thanh niên đôi tay thanh niên ánh mắt trầm trầm tự hồ hạ quyết tâm đôi tay căng thượng lan can liền tưởng hướng bờ sông hạ nhảy, chỉ là hắn một chân uy, lật qua đi kia chỉ chân cũng vô pháp ở bên kia đứng vững, còn bởi vì muốn trực tiếp đem trọng tâm ra bên ngoài biên dịch, không cẩn thận đá tới rồi lục bách xuyên. Bên này chu diễn mới vừa giải quyết xong phía chính mình, nghĩ tới đi hỗ trợ, kết quả nhìn đến chính là thanh niên chân đá thượng lục bách xuyên khuỷu tay, làm lục bách xuyên trên tay dụng cụ cắt gọt thiếu chút nữa rời tay mà ra, một màn này thẳng sợ tới mức hắn liền trái tim đều đình nhảy một phách. Chương 34 tấn gian độc gia. Chu Diễn vội vàng động thủ đem phát lại đây này chỉ tan thi bổ ra. Nhưng là hai người lại hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến. Lục Bách Xuyên khó khăn lắm cầm chắc bởi vì khuỷu tay cái kia gân bị đá đến suýt chút trời tay mà ra vũ khí, nhưng là lại không kịp đối phó phát lại đây tan thi. Thanh niên tự hồ cũng bị một màn này dọa ngây người, đã quên động tác. Chu Diễn lại là vừa kinh vừa giận, hắn hảo tâm đi lên cứu giúp, nhưng không muốn đem chính mình hoặc là lục bách xuyên cấp đáp đi vào. Vì thế cũng quản không được như vậy nhiều, nghi người đem lục bách xuyên hộ tại bên người, một tay cầm vũ khí điên rồi giống nhau múa may, một tay bắt lấy ghé vào lan can thượng thanh niên quần áo, một cái dùng sức, trực tiếp đem thanh niên nhắc lên, ném tới rồi phía dưới con sông. Cái này bảo đảm hắn sẽ không bị tan thi cắn được, đến nỗi có thể hay không bị sặc đến, Vậy không liên quan hắn sự, dù sao phía dưới có như vậy nhiều người, không đến mức làm hắn chết đuối là đủ rồi. Mặt sông trên thuyền lớn còn có một ít người ở nhìn chăm chú vào bên này, thấy như vậy một màn, bên kia lập tức truyền đến thê lương tiếng thét chói tai. Chu Diễn trong lòng càng giận, chỉ sợ càng nhiều tang thi sẽ vây lại đây, liền đường phố hai đầu thụ đều ngăn không được. Vì thế cũng bất chấp mặt khác, mang theo lục bách xuyên Bằng mau tốc độ triều một khát cây thượng thanh niên chạy tới nơi. Thẳng đến bọn họ đến dưới tàn cây, thanh niên đều dường như bị dọa đến không phục hồi tinh thần lại, nghe được lục bách xuyên thúc giục, mới đôi tay ôm đại chậm rãi trượt xuống dưới. Kỳ thật hai người mang một cái, nói khó khăn cũng khó khăn, nhưng chỉ cần bị mang người nghe lời lại cơ linh điểm, liền còn tính có thể ứng phó được. Bởi vậy hai người lần này đem thanh niên đưa tới bên bờ thời điểm cũng chưa phát sinh cái gì ngoài ý muốn chu diễn cũng không màng thanh niên có hay không chuẩn bị sẵn sàng dẫn theo thanh niên cánh tay cùng liền lục bách xuyên cùng nhau nhảy xuống lục bách minh con thuyền vẫn là tận chức tận trách ở dưới chờ đãi ba người nhảy lên thuyền mới nhanh chóng rời đi mặt khác người trên thuyền thấy bọn họ nơi này xong việc có đều lập tức đi theo rời đi phía trước bị chu diễn ném xuống tới cái kia thanh niên cũng đã bị người vớt lên đang ở bên cạnh thuyền nhỏ thượng không ngừng ho khan Chu diễn mắt lạnh nhìn thoáng qua, liền không lại phản ứng. Cùng mặt khác thuyền nhỏ thượng sống sót sau tai nạn vui sướng bầu không khí bất đồng, bọn họ này trên thuyền không khí ngưng trọng đến độ sắp kết băng dường như, bị bọn họ mang xuống dưới cái kia thanh niên co rúng lại sút trên đầu giường, liền nói lời cảm tạ cũng không dám, sợ chu diễn một cái sinh khí, hối hận đem hắn mang về tới giường như. Lục Bách Minh nhận thức chu diễn cũng có như vậy một đoạn thời gian, trước nay chưa thấy qua hắn này phó biểu tình, tuy rằng trước kia mỗi lần không thấy được đều là cười hì hì, nhưng thật không nghĩ tới còn có như vậy dọa người thời điểm không khỏi cũng có chút khiếp đến hoảng hắn vừa mới là ở đê phía dưới cụ thể cũng thấy không rõ lắm mặt trên đã xảy ra sự tình gì chỉ nhìn đến chu diễn trực tiếp đem thanh tùng từ phía trên ném xuống dưới nhưng nghĩ đến trên thuyền mặt khác hai người khi khẳng định biết đến vì thế hắn đầu tiên nhìn về phía ngồi ở đầu thuyền tiểu võ hy vọng hắn cho chính mình giải thích giải thích không nghĩ tới tiểu võ nhìn đến hắn ánh mắt lại làm bộ không rõ có ý tứ gì dường như cúi đầu lục bách minh hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn tiểu võ liếc mắt một cái quay đầu lập tức thay đổi cái biểu tình lấy lòng nhìn lục bách xuyên hy vọng hắn có thể hống hống chu diễn hắn tổ tông còn như vậy phóng khí lạnh đi xuống hắn cùng tiểu võ liền phải đông cứng lục bách xuyên bất đắc dĩ lôi kéo chu diễn cánh tay nói ê đừng nóng giận này không phải không có việc gì sao chu diễn nổi giận nói ê về sau không bao giờ quản bọn họ đại gia thích làm gì thì làm chính mình chọc sự người khác cho hắn chùa đít liền tính còn muốn liên lụy nhân gia. Lục Bách Xuyên nghe vậy đầu tiên là xin lỗi nhìn mắt tiểu võ, hy vọng hắn đừng hướng để ý chu diễn khí lời nói, khi hài tử từ lên thuyền sau liền yên lặng ngồi ở đuôi thuyền, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ, có thể đừng lại dọa hắn. Lúc sau mới sờ sờ chu diễn phía sau lưng cho hắn thuận mau nói, thì hắn cũng không phải cố ý, chúng ta không cùng hắn chấp nhặt. Chu diễn lẩm bẩm nói, thì nếu là cố ý ta liền không phải đem hắn ném trong sông, mà là ném tan thi đôi ngữ khí lại là thả lỏng xuống dưới sau lưng bị lục bách xuyên thuận thoải mái biểu tình cũng nháy mắt từ mổ đại hình động vật họ mèo biến thành bị thuận mao tiểu nải miêu tiểu võ ở bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm cái này ân nhân cứu mạng thượng một khách ở trong lòng hắn vẫn là cứu người với tai nạn anh hùng hiện tại lại là suy nghĩ ân nhân chẳng lẽ là học biến sắc mặt đi lục bách minh lại là tập mãi thành thói quen liền biết lục bách xuyên có thể thuận hắn mới làm lục bách xuyên ra ngựa mấy người con thuyền dừng ở cuối cùng chờ bọn họ đến thuyền lớn thời điểm, người khác đều đã lên rồi, tiểu võ mới vừa lên đi, hắn mụ mụ liền vọt lại đây, đối với hắn trên dưới một đống sờ soạn đánh giá, thế nhi tử không có việc gì, liền chạy đến chu diễn cùng lục bách xuyên trước mặt liên tục nói lời cảm tạ. Bị chu diễn ném tới trong sông thanh tùng mụ mụ, lại là trực tiếp đã đi tới, hùng hổ dọa người hỏi, kể các ngươi vì cái gì muốn đem ta nhi tử ném trong nước, không biết hắn sẽ không bơi lội sao? Nếu là chết đuối làm sao bây giờ? nếu không phải cảm thấy quá khó coi, Chu Diễn thật muốn cho nàng một cái phiên trời cao xem thường, vì thế tức giận nói, thì cũng không hỏi xem ngươi nhi tử làm cái gì. Phụ nhân còn ở lại nhảy, thế nhưng ngươi cũng không thể đem hắn ném xuống tới tới A. À? Nếu là... Lời nói còn chưa nói xong, đã bị cả người ước đẫm con của hắn cấp kéo trở về, bởi vì phía trước sự tình, thanh tùng sắc mặt cũng không phải rất đẹp, nhưng là làm trò nhiều người như vậy mặt, vẫn là ngữ khí trần khẩn nói, vì vừa mới sự tình ta không phải cố ý, thực xin lỗi. Kỳ thật người ở nguy hiểm hoàn cảnh hạ, bản năng cầu sinh sẽ làm ra như vậy sự tình, chu diễn có thể lý giải, chỉ là đương lan đến gần lục bách xuyên thời điểm, hắn phát hiện hắn cũng không tưởng tha thứ nhân gia. Vì thế lôi kéo lục bách xuyên rời đi đám người, lục bách xuyên bị hắn lôi đi phía trước, vốn định quay đầu lại cùng thanh tùng nói hạ tính, nhưng là nghĩ nghĩ, chính mình trong lòng cũng không phải không ngại, hơn nữa cũng sợ chu diễn sinh khí, liền vẫn là cũng không quay đầu lại đi theo đi rồi. Dư lại người, đại gia hoặc là ở đê hạ, mặt khác mấy cái ở trên thuyền lớn cũng thấy không rõ mặt trên cụ thể tình huống, so với bọn hắn ở dưới duy nhất có thể biết nhiều hơn chính là Thanh Tùng vừa mới muốn xoay người hạ đê, nhưng cũng không biết chu diễn vì cái gì đột nhiên liền phải đem hắn ném đi xuống. Lục ký nghiệp nghĩ nghĩ, đem tiểu võ kêu lại đây, hắn là những người này bên trong duy nhất khả năng nhìn đến chi tiết người. Tiểu võ vẫn là một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng, nghe được lục kiến nghiệp đặt câu hỏi tuy rằng có điểm sợ hãi nhưng là nghĩ đến chính mình là chu diễn cùng lục bách xuyên cứu trở về tới không thể làm đại gia hiểu lầm bọn họ vì thế lấy hết can đảm nói vì vừa mới thanh tùng nhảy xuống cây thời điểm trẹo chân trăm xuyên ca cùng chu diễn liền giúp thanh tùng chống đỡ tan thi chỉ là thanh tùng muốn lật qua lan can thời điểm hẳn là không cẩn thận đá đổ trăm xuyên ca tay sau đó trăm xuyên ca liền thiếu chút nữa bị tan thi cắn được chu diễn mới đem hắn ném tới trong nước dừng một chút như là rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới giống nhau, nhìn vừa mới đối với Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên chất vấn Thanh Tùng mẫu thân, ngữ khí nghiêm túc nói, thì hơn nữa vừa mới nếu không phải Chu Diễn đem Thanh Tùng ném xuống thủy nói, Thanh Tùng khẳng định sẽ bị tan thi cắn được. Nghe xong tiểu võ nói, vây quanh đám người nhìn về phía vừa mới cái kia phụ nhân ánh mắt đều đổi đổi, tiểu võ ngày thường ở trong thôn chính là lấy nhát can sưng, không có người cho rằng hắn sẽ nói dối, hơn nữa Thanh Tùng chính mình cũng ở bên cạnh, không có phản bác, việc này nhất định chính là thật sự phụ nhân thấy mọi người xem hướng chính mình mẫu tự ánh mắt không đúng, ấp úng thoái thác nói, vì vừa mới ta cũng không biết cụ thể tình huống, chỉ nhìn đến hắn đem thanh tùng cấp ném trong nước mới như vậy nói. Càng nói càng cảm thấy chính mình có đạo lý, vì thế càng thêm đúng lý hợp tình nói, thì huống chi hắn như vậy lợi hại, liền tính thanh tùng không cẩn thận đá đổ trăm xuyên, hắn cũng có biện pháp cứu trăm xuyên đi. Thanh Tùng nghe vậy chạy nhanh giữ chặt mẹ nó, không cho nói tiếp. Trong thôn người khác nghe nói sau, đều là yên lặng mà lắc lắc đầu tránh ra. Ngay cả vốn dĩ cùng hắn cùng nhau, tiểu võ mẫu thân, cũng lôi kéo tiểu võ vào khoang thuyền, muốn trấn an hạ bị dọa ba ngày nhi tử. Sự tình tuy rằng không như vậy tẩn như người ý, nhưng ít ra là ở không ai bị thương dưới tình huống đem người đều cứu ra tới, liền còn tính viên mãn. Lục ký nghiệp thấy sự tình đã giải quyết, liền vội vàng an bài người chạy nhanh xuất phát, tốc độ cao nhất phản hồi, nói như vậy không chừng bọn họ đến buổi tối có thể thiếu đi điểm đêm lộ. Phải biết rằng những năm gần đây, bởi vì đường sông thường xuyên có đào hạt các thuyền, đem rất nhiều nguyên bản bình thản đường sông đào đến mương khe rảnh hát, cho dù là ba ngày đi thuyền, tay mơ nói có đôi khi đều sẽ không cẩn thận mắc cạn, húng chi phía sau bọn họ một đoạn ngắn lộ trình nhất định là trời tối. Bất quá còn hảo, trên thuyền hơn nửa hắn, vẫn là có mấy cái quen thuộc này đường hàng không người ở. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới dám suốt đêm chạy về. Thấy thuyền đã khởi động, không có việc gì mọi người cũng đã thất thất bát bát đều hồi trong khoang thuyền ngồi xuống nghỉ ngơi, đầu thuyền cũng chỉ dư lại chính mình cùng Lục Bách Minh. Nhìn đến Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên lại là đã xoay người ngồi ở mũi thuyền thượng, cũng không có tiếng khoang thuyền, Lục Ký Nghiệp nghĩ nghĩ, phân phó Lục Bách Minh đi lên hỏi thăm hạ hai người có phải hay không còn ở sinh khí, chính mình liền về trước mặt sau phòng điều khiển. mũi thuyền ly đầu thuyền độ cao cũng không thấp, Lục Bách Minh không có hai người bọn họ như vậy tốt thân thủ, đôi tay chống lều đỉnh một hồi lâu, cũng không dám trực tiếp hướng lên trên phiên, hơn nửa thuyền ở cuộn sóng trung sóc nảy, tổng cảm giác nếu hắn một chút phiên đi lên, kết quả rất có thể không đứng vững trực tiếp cấp ở tài trong sông đi cũng không phải không thể nào. Cuối cùng chỉ có thể đôi tay bám vào, chậm rãi bò đi lên. Chu diễn vốn là không thế nào sinh khí, lại nhìn hắn này vừa ra giống khỉ làm trò lên thuyền lều, không cấm cảm thấy có điểm buồn cười, nhưng lại không thể cười ra tới, chỉ có thể nghẹn. Lục Bách Minh thật cẩn thận đi đến hai người bên người ngồi xuống, thấy hắn tuy rằng không cười ra tới nhưng vẫn là bả vai rung lên rung lên liền tức giận nói ở ngươi không sai biệt lắm được a à? dừng một chút lại hỏi ngươi e hiện tại không tức giận đi chu diễn lập tức nhận được ê e sinh khí lục bách minh bị nghẹn một chút bất đắc dĩ nói ê e đại nam nhân liền không thể hào phóng điểm sao chu diễn tức giận nói ê e nếu là ngươi thích người bị người đẩy mạnh nguy hiểm địa phương ngươi có thể không tức giận sao lục bách minh tuy rằng là điều độc thân cẩu nhưng vẫn là nghiêm túc não bổ một phen sau đó ngữ khí nghiêm túc nói ờ không thể chu diễn ề kia không phải được lục bách minh thấy việc này chính mình đã nhận đồng hắn cái nhìn nhưng là vẫn là nhịn không được tò mò mặt khác một sự kiện vì thế hỏi để các ngươi như thế nào sẽ có như vậy tốt thân thủ có phải hay không có cái gì cơ duyên xảo hợp ở đâu cái danh sơn đại xuyên được cao nhân đánh rơi võ công bí tịch a chu diễn Ơ ừ, ngươi như thế nào không nói chúng ta gặp được cái gì thần tiên yêu quái, sau đó dạy chúng ta một thân pháp thuật đâu. Lục Bách Minh thứ này cư nhiên nghiêm túc suy xét trong chốc lát, sau đó nói, thì cũng không phải không thể nào a. À. Chương 35 Tấn Giang Độc Gia Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên trộn liếc nhau, quả nhiên hiện thực vĩnh viễn so bất quá người não động đại. Lại cũng không dám nói thêm nữa. Lục Bách Minh thấy bọn họ không ở nhiều lời, còn tưởng rằng bọn họ là bị chính mình thiên mã hành không ý tưởng kinh tới rồi, vì thế ngựa ngùng giải thích nói, người ta ngày thường xem tiểu thuyết, bên trong không đều là như vậy viết sao. Chu diễn cùng lục bách xuyên. Con thuyền còn không có đi đến một nửa, thiên cũng đã hoàn toàn đen, nếu là trước đây nói, hai bờ sông ngọn đèn dầu tổng hội chiếu rọi trên mặt sông, lúc này lại bởi vì hai bờ sông đã sớm không ai, càng thêm sẽ không có ngọn đèn dầu, bởi vậy cùng ngày tối sầm, mặt sông liền đen nhánh như mực, cái gì đều thấy không rõ cũng may loại này con thuyền bản thân chính là có chứa chiếu sáng đèn, hơn nữa vẫn là cùng động cơ liền ở bên nhau, sử dụng dầu diesel. Bất quá đèn một khai, lại là phi thường lượng, thậm chí có thể chiếu hai bên đê đề đều giống như ban ngày. Hơn nữa động cơ thanh âm ở ban đêm càng thêm rõ ràng, bởi vậy đèn mới thắp sáng không lâu, hai bờ sông liền theo không ít tan thi. Lục ký nghiệp làm người đem ánh đèn cấp điều tối sầm chút, cần phải sao là hiệu quả không thế nào rõ ràng, tan thi như cũ sẽ đi theo, hoặc là lại ám liền lại sẽ ảnh hưởng phân rõ phương hướng rồi. Kỳ thật cho dù không có ánh đèn, Chu Diễn cũng có thể trong bóng đêm chuẩn xác tìm được chạy phương hướng. Chẳng qua có buổi sáng kia vừa ra, hai người vốn dĩ liền rất thấy được, hiện tại liền tính có thể làm đến cũng không thể đi làm. Phỏng chừng lục kiến nghiệp cũng suy xét tới rồi điểm này, bởi vậy cũng không có tới tới dò hỏi hai người hay không có biện pháp, ngay cả vẫn luôn ở hai người bên người chuyển động lục bách minh cũng không có lên tiếng. Con thuyền gia nan đi trước, ở vài lần thiếu chút nữa mắc cạn lúc sau, lục kiến nghiệp vẫn là quyết định làm đại gia ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm lại trở về. Quê nhà người giống nhau đều ngủ đến sớm, húng chi từ cúp điện lúc sau, đại gia càng là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Lúc này đã trời tối có trong chốc lát, đại gia lại là khẩn trương một buổi trưa, nghe nói đêm nay muốn ở chỗ này qua đêm, liền tốt năm tốt ba ở trong khoang thuyền tìm một chỗ tính toán nghỉ ngơi. Trên thuyền mọi người đều vẫn là giữa trưa ăn qua đồ vật, bị nhốt ở trên cây hai người càng là giữa trưa cũng chưa ăn qua, bổn đều nghĩ buổi tối có thể về nhà ăn chút tốt an ủi hạ này một buổi chiều lo lắng hải hùng, kết quả hiện tại trực tiếp liền không quay về. Cũng may buổi sáng kia mấy người rời đi thời điểm, đều bị một ít thức ăn tính toán giữa trưa ăn, lúc này cũng còn ở trên thuyền, hiện giờ lấy ra tới mỗi người cũng có thể phân đến một chút, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng tổng so không có hảo. Bị chu diễn cùng lục bách xuyên cứu tới hai người, cũng từng người ở mẫu thân cùng đi hạ, mang theo chút ăn lại đây cấp hai người, bánh rán dưa muối này đó phân lượng đều không ít, phỏng chừng hai người buổi sáng mang chưa cho đại gia phân, liền trực tiếp cho bọn hắn đưa lại đây. Chu diễn các cầm trương bánh rán, lưu lại điểm dưa muối liền không muốn, hắn cùng lục bách xuyên mấy ngày nay căn bản là không có thiếu quá ăn, trong không gian đồ ăn, trong tương lai rất dài một đoạn thời gian phỏng chừng đều sẽ không thiếu. Bởi vậy đối với loại này ở đại mùa hè thả cả ngày bánh rán, cho dù không hư, hai người cũng đều là tính chất thiếu thiếu, hơn nữa nếu là đói bụng, dù sao hiện tại đen thùi lùi, Lục Bách Minh cũng đi xuống ăn cái gì, thuyền trên đỉnh cũng chỉ có bọn họ hai người, chu diễn trong không gian có dịp Nguyên Vinh thường xuyên bị, để tránh đói thời điểm không kịp làm đồ vật dùng để lót bụng màng thầu, sấn hắt lấy mấy cái ra tới ăn cũng sẽ không có người biết. Hơn nữa hắn để lại điểm dưa muối, của cải làm quấy băm ớt sinh khương im dưa muối, dùng để hạ màng thầu vừa lúc. Thuyền thông dân mỗi người phân đến đồ vật đều không nhiều lắm, bởi vậy ăn xong sau liền đều sớm ngủ hạ, để tránh đợi lát nữa đói đến ngủ không được vẫn luôn không gặp chu diễn cùng lục bách xuyên đi xuống sắp ngủ trước lục ký nghiệp lên thuyền đầu hô bọn họ thanh nói ở bên trong cấp hai người để lại vị trí làm hai người buổi tối nhất định phải đi xuống nghỉ ngơi không cần cảm thấy người nhiều liền ở thuyền trên đỉnh ngủ chờ nửa đêm hạ sương mù thời điểm liền lạnh thấy hai người đồng ý cũng liền không nói thêm nữa cũng tiến trong khoang thuyền nghỉ ngơi dần dần trong khoang thuyền liền có đức quản tiếng ấy truyền ra tới ngẫu nhiên còn có thể nghe được có người bởi vì đói bụng bụng huyên thiên vang Hai bờ sông tan thi tự hồ bởi vì không có thanh âm cùng ánh sáng hấp dẫn, cách nước sông, đối khí vị cũng còn không có nhảy bén đến cái loại này trình độ, ở mấy cái giờ lúc sau, cũng đều tan đi hơn phân nữa, phỏng chừng ở sáng mai liền nên tán không sai biệt lắm. Chu diễn cùng lục bách xuyên hai người nằm ở thuyền đỉnh, kỳ thật lúc này chính trực cuối tháng, bầu trời không chỉ có không có ánh trăng, liền một viên ngôi sao đều nhìn không thấy, không có một tia ánh sáng, ở người thường trong mắt chính là duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng bởi vì hai người thị lực đều hảo, còn có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến nơi xa như đại thanh sơn, cùng với nước chảy xiết không thôi nước sông. Sấn xôn sao nước chảy thanh, nhưng thật ra có khác một phen phong vị. Hai người nhất thời đều không nghĩ đi xuống. Nhưng là buổi tối trong núi vốn dĩ liền lạnh, hơn nữa bọn họ lại ở mặt sông, mặt trời xuống núi lúc sau, độ ấm ngay lập tức giảm xuống, tuy rằng không đến mức quá lạnh, nhưng phong quá lớn, cũng thổi đến người cả người lạnh lẽo. Hai người nằm trong chốc lát, chu diễn liền cảm giác được lục bách xuyên đánh cái rùng mình vì thế nhẹ giọng hỏi em muốn hay không đi xuống nghỉ ngơi kỳ thật bọn họ bình thường rất ít có loại này một chỗ thời điểm thường xuyên là ba ngày làm việc buổi tối ngủ trước hai người lại là muốn từng người tu tập hoặc là làm một ít thân mật sự tình rất ít có loại này thanh thản thời điểm mà buổi tối thừa lương thời điểm đều là một nhà bốn người cùng nhau ở trong sân đại thụ hạ mỗi ngày cùng gia trưởng ngốc tại một khối cho dù gia trưởng không ngại hai người bản năng thượng liền sẽ nhiều một chút khắc chế không đến mức quá mức làm càng bởi vậy lục bách xuyên nhất thời có điểm tham luyến loại cảm giác này không phải rất tưởng đi xuống chu diễn thấy hắn không hé răng liền đoán được hắn ở rối rắm vì thế duỗi tay sờ sờ hắn tay phát hiện đều bị gió thổi đến lạnh thấu liền cũng không đợi hắn rối rắm ra cái nguyên cớ tới trực tiếp kéo người liền rời thuyền đỉnh kết quả lại ở muốn nhảy xuống đi thời điểm thấy được từ đầu thuyền tới gần khoang thuyền vị trí này trực tiếp toát ra tới lục bách minh Chu diễn phía trước không như thế nào để ý cái này, bởi vậy nhìn đến trực tiếp toát ra tới bóng người, cùng lục bách xuyên hai người đều bị dọa một cái, hai người vừa mới toát ra tới buồn ngủ đều cấp dọa không có. Vì thế tức giận nói, ơ ngươi như thế nào không ngủ được, tại đây làm gì đâu. Nhưng bởi vì sợ đánh thức trong khoang thuyền người, hắn thanh âm phóng thật sự thấp. Lục bách minh lại là so với hắn cùng vô ngữ, chu diễn thậm chí nhìn đến hắn trong bóng đêm mắt trợn trắng, nhưng cũng may còn tính lý trí, đồng dạng đè thấp thanh âm nói, thì ai kêu các ngươi vẫn luôn không xuống dưới ngủ, ta đành phải chờ lạc. Hắn không đem nói đến quá rõ ràng, chu diễn cùng lục bách xuyên lại là nghe minh bạch. Kỳ thật bọn họ vẫn luôn không đi xuống, trong khoang thuyền người tuy rằng cũng chưa nói cái gì, nhưng là đại gia trong lòng đều rõ rành rành, nói không chừng lúc sau liền sẽ ở sau lưng nói chút có không, có lục bách minh cùng nhau đi theo chưa tiến vào, ít nhất nói liền không ngừng là bọn họ hai cái, lại còn có có thể lấp kín một ít khả năng xuất hiện não động quá lớn màu hồng phấn tư tưởng hơn nữa lục bách minh ở dưới thủ cũng có thể phòng ngừa thuyền ai không có việc gì chạy ra không cẩn thận nhìn đến không nên xem lục bách minh chung quy là vì bọn họ suy nghĩ hắn xong cũng không đợi hai người trả lời liền chi vào khoang thuyền tìm vị trí nằm xuống nghỉ ngơi chu diễn cùng lục bách xuyên đi vào khoang thuyền để lại cho bọn họ vị trí cũng chỉ có cửa nơi này bởi vì thuyền ngủ không ít người nguyên nhân tuy rằng khoan thuyền môn là đóng lại, nhưng là khai mấy phiến cửa sổ thông khí, bởi vậy không khí lưu thông đảo còn hảo, bên trong cũng không buồn. Hai người từ tiến vào, Chu Diễn liền cảm giác được đến có mấy người tỉnh lại, nhưng là nhân gia không nói chuyện, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi chào hỏi, hai người dựa gần lục bách minh ở cửa nằm xuống. Bông thuyền đều là đầu gỗ, nằm xuống trừ bỏ ngạnh điểm cũng không phải quá lạnh, chỉ là hai người ngủ quán thoải mái mềm mại giường đệm, hai người là lăn qua lộn lại đều ngủ không được, nếu nói cứng rắn tấm ván gỗ thân thể còn có thể miễn cưỡng chịu đựng nói, kia không có gối đầu, hai người đầu đều phải gối lên tấm ván gỗ thượng, cùng thân thể cùng cái độ cao, khiến cho hai người cổ phi thường khó chịu. Chu Diễn nghĩ nghĩ, đứng dậy ngồi dậy, dựa lưng vào vách tường, đem Lục Bách Xuyên đầu dọn đến chính mình trên đùi, làm hắn ngủ đến thoải mái điểm. Chính hắn cả đêm không ngủ cũng không quan hệ, Lục Bách Xuyên ngày này xuống dưới, đã mệt đến không được, hiện tại tuy rằng không thể về đến nhà hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng có thể tận lực thoải mái điểm liền thoải mái điểm. Lục Bách Xuyên cảm giác hắn đứng dậy, bổn còn tưởng rằng hắn muốn đi ra ngoài thượng vê đút xe, kết quả cũng chỉ là ngồi ở bên cạnh, cũng đem chính mình đầu gối lên hắn trên đùi, vừa định nói điểm cái gì, Chu Diễn ngón trỏ liền đặt ở hắn trên môi, cũng nhẹ giọng nói, e đi ngủ sớm một chút, ta còn không vây, đợi lát nữa lại nói." Lục Bách Xuyên còn tưởng phản bác, nhưng bị Chu Diễn đôi tay cưỡng chế đem đầu đặt ở hắn trên đùi, hắn chân lúc này chính thả lỏng duỗi, cơ bắp cũng không căng chặt nhưng lại vừa vặn có thể thừa nhận khởi đầu trọng lượng, mềm mại vừa phải, mới dưới gối đi, lục bách xuyên liền cảm giác bị hút lấy giống nhau, một chút cũng không nghĩ nâng lên tới. Vừa mới cương cổ cũng thả lỏng lại, bởi vì không cần lại banh xương cổ, ngay cả phần eo cũng đi theo thả lỏng, không hề như vậy bụng rủng, buồn ngủ lập tức đánh úp lại, phản phất dây tiếp theo liền phải ngủ. Chu diễn thấy hắn một lát liền ngủ rồi, thậm chí đánh nhau rồi tiểu kho khè, phần đầu trọng lượng tất cả đều đè ở chính mình trên đùi, nhưng là đôi tay lại ôm chặt lấy chính mình chân, không khỏi trong lòng một mảnh mềm mại. Nhịn không được vươn tay, chậm rãi miêu tả hắn mặt bộ hình dáng. Sau nửa đêm độ ấm càng thấp, trong khoang thuyền người vì sự ấm, từng cái đều càng dựa càng gần, bởi vậy hai người bên này góc càng thêm không xuống dưới. Chu diễn xem lục bách xuyên trong lúc ngủ mơ tự hồ co rúng lại một chút, ôm chính mình đôi tay ôm đến càng khẩn, nghĩ nghĩ từ trong không gian cầm điều thảm lông ra tới cho hắn bọc lên, dù sao hiện tại bọn họ hiện tại ở nhất bên cạnh, trời tối cũng không ai thấy được, ngày mai ở mọi người đều lên trước thu hồi tới là được. Lục Bách Xuyên tự hồ cảm giác được ấm áp, mơ mơ màng màng dùng mặt ở hắn bắp đùi làm nũng giường như vút ve một chút. Chu diễn dở khóc dở cười, vội vàng đem hắn mặt dời đi, vị trí này cũng không thể ở ngay lúc này loạn cọ. Đêm nay thượng đều tường an không có việc gì, Chu diễn cũng cứ như vậy ngồi cả đêm, ngày hôm sau buổi sáng, thiên tướng lượng khi Chu diễn liền đem cái ở lục bách xuyên trên người thảm thu lên, sau đó lục tục đại gia cũng đều tỉnh. Chờ có thể thấy rõ mặt sông trạng huống khi, liền khải hàng trở về đi, nói không chừng về đến nhà khi còn có thể đuổi kịp cơm sáng. Chương 36 Tấn Giang Độc Gia Thuyền trở lại thôn bến đò thời điểm, sắc trời còn chưa đại lượng, nhưng là bến tàu thượng đã tụ đen nghìn nghịch một đám người. Mắt thấy liền phải về đến nhà, đại gia ngày hôm qua không có tới đến cảm thụ sống sót sau tai nạn cảm, lúc này tất cả đều xông ra, nhìn đến trên bờ các thân nhân đang chờ, từng cái đều kích động từ trong khoang thuyền đi ra, hướng trên bờ người vẫy tay. Muốn cho trên bờ lo lắng chính mình an toàn thân nhân sớm một chút buông tâm. Chu diễn cùng Lục Bách Xuyên là sáng sớm lại bò lên trên thuyền lều thượng, bởi vậy lúc này cũng không cần cùng đại gia đi tể ở đầu thuyền, đứng lên cùng bến tàu Thượng Diệp Nguyên Vinh cùng Lục Kiến Quốc vẫy vẫy tay, thấy bọn họ thấy được chính mình, liền nhàn nhã chờ thuyền cập bờ. Thậm chí còn có tâm tư tưởng, đợi chút muốn ăn cái gì dạng bữa sáng hai người thẳng đến người đều đi được không sai biệt lắm, mới thông thả ung dung từ lều thượng nhảy xuống, triệu Diệp Nguyên Vinh bọn họ đi đến. Diệp Nguyên Vinh cùng Lục Kiến Quốc vẫn là bình tĩnh đứng ở nơi đó chờ hai người, đại hoàng lại là đã sớm không kiên nhẫn, thấy hai người nhảy dựng rời thuyền, liền gấp không chờ nổi vọt lại đây, cái đuôi lay động lay động vây quanh hai người xoay quanh. Chu diễn nhịn không được duỗi tay sờ sờ đầu của nó, treo đùa một phen mới tiếp tục đi phía trước đi. Đại hoàng tiếp tục ở phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo. Tương đối với trong thôn những người khác, Lục Kiến Quốc cùng Diệp Nguyên Vinh liền phải bình tĩnh nhiều, chỉ là trên dưới đánh giá hai người một phen, thấy hai người chỉ là thoạt nhìn có điểm mỏi mệt, không mặt khác vấn đề, liền trực tiếp lãnh hai người trở về đi rồi. Chỉ là tiếng viện môn, mới đem cửa đóng lại, hai vợ chồng liền trăm miệng một lời hỏi, y vừa mới nghe người trong thôn nói, Thanh Tùng cùng Tiểu Võ là hai người cứu tới. Chu Diễn gật gật đầu ứng đến, ở lúc ấy thấy mọi người đều không có biện pháp, không có nghĩ nhiều liền thử thử. Lục kiến quốc nhíu nhíu mày nói, để mọi người xem đến các ngươi động thủ đi. Nói lại thở dài, phỏng chừng lúc sau rất dài một đoạn thời gian nhà của chúng ta đều phải không được an bình. Chu diễn ngữ mang xin lỗi nói, đều là ta suy xét không chu toàn, đến lúc đó người trong thôn nếu lại đây hỏi, liền nói các ngươi không biết, ta này công phu là tổ truyền, học trưởng cũng chỉ là cùng ta học gia lông. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Diệp Nguyên Vinh cấp đánh gãy, về cái gì chúng ta không biết, đều đẩy cho ngươi, chúng ta đem mươi đương chính mình hài tử nào có gặp được vấn đề thời điểm liền đem chính mình hài tử đẩy ra đi đạo lý nói công phu là nhà ngươi tổ truyền cũng đúng bất quá ngươi yên tâm đi chỉ cần tìm được ta nơi này tuyệt đối không chiếm được cái gì chỗ tốt nói lại chỉ chỉ lục kiến quốc nói kể còn có ngươi cái gì phiền toái không phiền toái nếu đều đã biết tiểu diễn cùng trăm xuyên lợi hại nếu là không ý xấu đại gia nói nói cũng không cái gọi là nếu là ai nổi lên ý xấu kia cứ việc phóng ngựa lại đây chẳng lẽ còn sợ bọn họ không thành. Nói còn xoa xoa thủ đoạn, trong khoảng thời gian này tới, nàng cùng lục kiến quốc rèn luyện cũng không bỏ xuống, tuy rằng không bằng chu diễn cùng lục bách xuyên như vậy có chất bay vọt, nhưng là thân thể tố chất cũng rất có đề cao, lâu như vậy tới không chỉ có liền cảm mạo đều không có quá, ngay cả chân cẳng cũng cảm giác linh hoạt rồi không ít, cảm thấy hiện tại cho dù là tới cái thanh tráng niên nam nhân nàng đều có thể phóng đảo. Lục kiến quốc giải thích nói, ta này không phải cũng là sợ tiểu nhân khó phòng sao. Diệp Nguyên Vinh ngữ khí kinh thường nói, một ngày sợ này sợ kia, nhật tử còn như thế nào quá, giặt tới thì đánh, nước lên nâng nền, ai sợ ai đâu. Mấy người đều có điểm bị Diệp Nguyên Vinh ý tưởng sợ cảm nhiễm, hiện tại mặt thế nhật tử vốn là quá đến gian nan, mặt khác một ít vấn đề so sánh với Tang thi uy hiếp, liền quá không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần không gian không bị phát hiện, bọn họ năng lực bị đại gia biết, cũng không thể đối bọn họ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, sự tình đều có tính hai mặt, hư một mặt nhiều lắm là bị hoài nghi như thế nào sẽ có tốt như vậy thân thủ, cùng với khả năng bị người cuốn lấy muốn học, nhưng là cũng có tốt một mặt, nói không chừng còn có thể kinh sợ một phen những cái đó khả năng sẽ rắp tâm bất lương người. Chu diễn tưởng so với bọn hắn còn muốn đơn giản, hắn ở mặt thế sinh hoạt quá một năm, biết đến cuối cùng đều là lấy năng lực cường giả cầm đầu, sở hữu âm mưu quỷ kế ở tuyệt đối vũ lực giá trị dưới đều không đáng giá nhắc tới, bởi vì có thể ở mặt thế bảo hộ đại gia sống sót, nhất hàng đầu vẫn là đối phó tan thi năng lực. Bởi vậy mấy người nên làm gì tiếp tục làm gì? Diệp Nguyên Vinh thấy Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên đầy mặt mỏi mệt, trâu kéo trác, liền đem hai người chạy đến rửa mặt, chính mình cùng Lục Kiến Quốc đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Kỳ thật bởi vì Chu Diễn cùng Lục Bách Xuyên hai người một đêm chưa về, hắn cùng Lục Kiến Quốc cả đêm cũng không như thế nào ngủ, lúc này thấy hai người đã trở lại, cũng bắt đầu ngáp liên miên, nghĩ ăn xong cơm sáng sau người một nhà lại đi ngủ nướng. Bởi vì hiện tại đại bộ phận thời điểm đều là trực tiếp ở trong sân giếng nước điên rửa mặt, vừa trở về thời điểm, Lục Bách Xuyên liền ở bên cạnh trên tường treo một mặt tiểu gương, phương tiện bình thường cạo râu thời điểm dùng. Lúc này hai người đều là mãn cầm cạo râu bọc biển tể ở tiểu trước gương, chu diễn nhìn nhìn cầm, tâm huyết dân trào, đột nhiên nghĩ đến, người nói ta nếu không cạo râu, đem nó lưu trường lúc sau sẽ là bộ dáng gì. Lục Bách xuyên não bổ một chút cái kia hình ảnh, một trương mặt mày như họa mặt, lại mọc đầy hỗn độn chồng râu, nếu lại đầy mặt thâm tình đối với chính mình trăm xuyên, học trưởng kêu, mới nghĩ đến liền không khỏi rùng mình một cái. Chu diễn vốn chính là nói hô nói vượng, nhưng là xem hắn vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, liền lập tức đầy mặt bị thương, ngươi chẳng lẽ ái không phải ta người, mà là ta mặt sao? Lục Bách Xuyên đầy mặt kết bỏ, thiếu niên, ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Chu diễn lã chả chực khóc, kỹ thuật diễn phù hoa, quả nhiên được đến chính là máu con mũi sao. Này liền bắt đầu ghét bỏ ta. Lục Bách Xuyên không lại để ý đến hắn, ba lượng hạ đem chính mình cầm cấp quát sạch sẽ, sau đó bẻ quá chu diễn cầm, cẩn thận cho hắn quát trên cầm hồ tra. Hôm nay bọn họ dùng chính là tay động dao cạo râu, không có dao cạo râu điện ong 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 thanh âm, lạnh băng lưỡi dao từ làn da thượng xẹt qua, lưỡi đao thổi qua hồ tra, có sàn sạc tiếng vang. Bởi vì ly thật sự gần, lục bách xuyên ấm áp hô hấp tất cả đều phun ở hắn trên mặt, chọc hắn tâm ngứa. Nhịn không được trợn mắt nhìn nhìn lục bách xuyên, lại thấy hắn chính hơi hơi ngửa đầu, nghiêm túc nhìn chầm chầm chính mình cầm, không buông tha mỗi một góc. Chu diễn hầu kết hoạt động, nuốt một ngụm nước miếng, lục bách xuyên nắm hắn cầm tay đột nhiên dùng sức, khẽ quát nói, đừng lộn xộn bởi vì mới vừa xoát xong nha, phun ra tới trong hơi thở còn mang theo một cổ bạc hà vị. Tiếp theo lục bách xuyên trên tay dao cạo râu liền dời xuống di, sắp đến chu diễn hầu kết vị trí, cái này chu diễn là nói cái gì cũng không dám lộn xộn. Ở một trận ngọt ngào dày vò, lục bách xuyên rốt cuộc đem hắn hồ ra cấp quát xong rồi, mới đem cạo hồ đao dời đi, chu diễn liền gấp không chờ nổi trở tay nắm lục bách xuyên cầm, đại đại hôn một cái mới buông ra không nghĩ tới lại bị ra tới kêu bọn họ ăn cơm sáng dịp nguyên vinh đâm vừa vặn ba người cùng nhau náo loạn cái đại mặt đỏ lục bách xuyên toàn bộ ăn cơm quá trình cũng chưa lý chu diễn chỉ là chu diễn không ngừng kẹp cho hắn đồ ăn hắn cũng không cự tuyệt từng cái tất cả đều cấp ăn sạch sẽ bởi vì tính toán ngủ nướng cơm sáng chính là đơn giản cháo rau xanh xứng mấy thứ thanh đạm tiểu thái mấy người ăn xong sau cũng sẽ không cảm thấy dầu mỡ lại dễ tiêu hóa dày nặng che quang bức màn kéo hảo lúc sau trong phòng lập tức lâm vào tối tăm bên trong chu diễn cả đêm không ngủ lúc này lại uống lên nhiệt cháo dạ dày ấm áp mới nằm xuống liền cảm thấy suy nghĩ bắt đầu bị rút ra ý thức dần dần mơ hồ chậm rãi lâm vào giấc ngủ lại tỉnh lại khi bởi vì trong phòng một mảnh hắc ám hai người đều có điểm không biết hôm nay hôm nào cảm giác khoảng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại cảm nhận được dạ dày trống rỗng đói khát cảm cùng với bàn quan nghẹn trướng cảm hai người nhanh chóng xoay người rời giường giải quyết sinh lý nhu cầu mới kéo ra môn liền nhìn đến bên ngoài hơi hơi tây nghiêng ánh mặt trời đã chiếu vào phòng khách nhà ăn trên bàn còn có dịp nguyên vinh để lại cho bọn họ cơm trưa dùng võng lòng bàn tử cái tưởng là xem bọn họ không tỉnh liền không gọi bọn hắn lầu trên lầu dưới dạo qua một vòng lại chưa thấy được dịp nguyên vinh cùng lục kiến quốc thân ảnh ngay cả đại hoàng đều không ở hai người không khỏi có chút buồn bực lúc này bên ngoài thái dương đang mãnh liệt hẳn là không phải đi trong đất làm việc a à. Diệp nguyên vinh cùng lục kiến quốc cũng không phải cái loại này thích nơi nơi xuyến môn người bởi vậy hai người đều cảm thấy có chút kỳ quái nghỉ cơm nước xong liền đi ra ngoài tìm xem xem tuy rằng không cảm thấy sẽ có chuyện gì nhưng là tại đây loại thế đạo chỉ có tùy thời biết hành tung mới có thể an tâm điểm kết quả không đợi hai người ăn xong dưới lầu liền vang lên tới cửa sắt bị mở ra thanh âm, ngay sau đó đại hoàng liền từ thang lầu xuyến đi lên, theo sau Diệp Nguyên Vinh cùng lục kiến quốc thân ảnh cũng xuất hiện ở cửa thang lầu. Thấy hai người đang ở trên bàn cơm ăn cơm, Diệp Nguyên Vinh từ trên bàn trà tới rồi chén nước, thuận miệng hỏi, đi lên. Lục Bách Xuyên gật gật đầu, hỏi, vừa mới các ngươi đi đâu? Diệp Nguyên Vinh đem cái ly nước uống xong, mới nói, vừa mới lục kiến nghiệp triệu tập người trong thôn mở họp, đem ngày hôm qua buổi sáng đi kia nhóm người mắng một đốn cũng thuyết minh về sau nếu ai lại đi ra ngoài gặp được nguy hiểm chính mình gánh vác người trong thôn sẽ không lại đi ra ngoài nghĩ cách cứu viện chu diễn cùng lục bách xuyên nghe xong lúc sau cảm thấy cũng không tệ lắm nếu không có cái này quy định nói nói không chừng còn sẽ có người không sợ chết đi ra ngoài mạo hiểm đến lúc đó một gặp được nguy hiểm khẳng định là trước hết tìm được bọn họ nơi này tới hiện giờ có cái này quy định đảo không phải nói thực sự có người gặp được nguy hiểm, bọn họ có thể dùng cái này lý do thoái thác, mà là đại gia đi ra ngoài mạo hiểm phía trước, sẽ lo lắng nhiều một chút, nếu người trong thôn đều sẽ không đi ra ngoài hỗ trợ sẽ có cái dạng nào kết quả, người vốn là nên vì chính mình hành vi phụ trách. Chu Diễn nghe xong lúc sau, nghĩ nghĩ nói, như thế cũng hảo, dù sao kế tiếp chúng ta bên trong nhà cái cũng muốn thành thục, ngay sau đó lại là Tết Trung Thu, tiếp sau bên ngoài bắp lúa cũng nên thu hoạch, chúng ta cũng không có gì khang hiếm đồ vật, gần nhất cũng không vội mà dùng ra đi. Lục gia mấy người tự nhiên không có gì ý kiến, Lục Bách Xuyên còn hảo điểm, Diệp Nguyên Vinh cùng Lục Kiến Quốc vốn là ước gì hai người thiếu đi ra ngoài điểm, bọn họ còn có thể thiếu gánh điểm tâm. Chu Diễn đột nhiên nghĩ đến, người trong thôn không có làm khó dễ các ngươi đi. Diệp Nguyên Vinh không để bụng, liền bọn họ còn muốn vì khó ta. Nàng gã đến Lục Gia Thôn nhiều năm như vậy, tuy nói không đến mức đến đanh đá trình độ, nhưng cũng tuyệt đối không ai dám khi dễ đến nàng trên đầu tới, hôm nay cũng không phải không ai hướng nàng cùng lục kiến quốc trước mặt thấu. Muốn hỏi thăm điểm gì đó, nàng cũng hảo ngôn cùng bọn họ giải thích nói đó là chu diễn gia truyền công phu, đến nỗi muốn biết càng nhiều, đều là bị nàng mặt lạnh trắng trở về. Chu diễn xem nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, lúc này mới yên lòng. Tác giả có lời muốn nói, thân ái nhóm Tết Trung Thu vui sướng mấy ngày này ở bên ngoài lãng quá mức, đổi mới không ổn định, chờ tiết sau lại khôi phục mỗi đêm 8 giờ rưỡi đổi mới. Chương 37 Tấn Giang Độc Gia Lúc sau mấy ngày, trong nhà luôn là liên tiếp có người lại đây xuyến ngôn. Bọn họ cũng không hảo đều trốn vào trong không gian làm việc, cũng may trong không gian lúa nước cũng vừa mới cúi đầu, bông lúa tim mới bắt đầu nhiễm kim hoàng, ly thành thục có thể thu hoạch còn muốn cái 10 ngày qua bởi vậy mấy ngày nay cũng còn có thời gian tới ứng phó những người này trong không gian lúa nước điền chu diễn cùng lục bách xuyên cũng ở mấy ngày trước dựa theo lục kiến quốc phân phó đem từ nhỏ khê dẫn thủy cái kia tiểu cừ cấp lấp kín cứ như vậy dòng suối nhỏ dòng nước liền sẽ không lại rót vào ruộng lúa chờ lúa hoàn toàn thành thục thời điểm ruộng lúa hẳn là cũng đã làm ruộng lúa là làm đối với bọn họ thu hoạch tới nói là muốn nhẹ nhàng nhiều Bất quá nếu muốn tiếp theo gieo một quý lúa nước nói, liền phải một lần nữa lại phiên một lần địa. Cũng may bọn họ tính toán một chút năm nay đến lúa thu hoạch, bên ngoài hai mẫu nhiều mà đảo còn hảo, trong không gian lại là mỗi mẫu đất thu hoạch so bên ngoài ít nhất muốn phiên một phen, bởi vậy này một quý thu hoạch, liền đủ bọn họ toàn gia ăn từ thiếu hai năm, còn bao gồm nuôi nấng gia cầm gia súc. Cho nên toàn gia cũng không tính toán ngay sau đó trồng trọt tiếp theo quý, kế hoạch chờ sang năm đầu xuân thời điểm bên ngoài gieo giống thời điểm lại cùng nhau gieo giống, như vậy chăm sóc lên cũng phương tiện. Tuy rằng không có gì đứng đắn sự phải làm, nhưng việc vặt lại một đống lớn, lại còn có muốn sấn lúa còn không có thuộc phía trước, đem thật lâu không cần nông cụ cấp thu thập ra tới. Bọn họ người một nhà vội đến dừng không được tới, cũng vừa vặn đỡ phải lại đây xuyến môn người xem bọn họ không có việc gì nhưng làm, liền cả ngày ngốc tại trong nhà không đi. Lưỡi hái này đó ma ma cũng là có thể dùng, chính yếu chính là máy đập lúa, đem phía trước dùng động cơ hủy đi tới, lại làm lại trang bị thượng chân bàn đạp, đến lúc đó liền dựa chân dẫm lực đạo đến mang động vòng lăn chuyển động thoát cốc. Vòng lăn thượng bá răng bởi vì trường kỳ không cần, có chút buông lỏng hoặc là đã tổn hại, cũng muốn một lần nữa cấp thay, cái này công tác tuy rằng thoạt nhìn đơn giản, chỉ dùng đem vừa phải phẩm chất dây thép cắt thành 15cm tả hữu chiều dài, lại lộng công, cuối cùng hai đầu gõ tim cấp cố định tiếng vòng lăn bên trong, nhưng làm lên trường rà lại khiến người mệt mỏi. Khi trở về gieo các kiểu rau dưa cũng tới rồi đại lượng thành thục thời điểm, mỗi ngày buổi sáng đều có thể trích thượng một đại rổ trường đậu que, còn có cả tím đậu cô ve này đó, mỗi ngày quan xử lý này đó rau dưa đều đến tiêu tốn non nửa thiên thời gian. ớt cây cũng là cách thượng ba bốn thiên là có thể trích thượng một hồi, cũng may bọn họ nơi này một năm ớt cây tiêu hao đến nhiều, xử lý phương thức cũng nhiều, căn bản sẽ không sợ ăn không hết ớt cay đỏ trực tiếp phơi khô liền thành ớt khô, lại hong khô một chút còn có thể lôi thành bột ớt, mới mẻ ớt cay đỏ tẩy sạch sau phơi khô hơi nước, phóng đại bồn gỗ, hơn nửa tép tỏi, băm hơn nửa đại lượng muối ăn, phóng thượng mấy ngày chính là hương cay ngon miệng băm ớt, phóng nhiệt độ bình thường hạ đều có thể chứa đựng một năm. Đậu que bởi vì đều không có đánh nông dược, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút lỗ sâu đục, trích về nhà còn muốn từng cây chọn sạch sẽ, lúc sau tẩy sạch rác thủy phơi khô, làm thành đậu que khô, hoặc là liền trực tiếp tẩy sạch phơi khô ném vào dưa chua cái bình làm thành toan đậu que. Cà tím liền hảo xử lý nhiều, tẩy sạch cắt miếng liền thành, phơi khô làm thành làm cà tím phiến, lưu đến mùa đông thời điểm xào lạp xưởng thịt khô lại là một đạo hảo đồ ăn. Bất quá là nửa tháng thời gian, trong nhà đậu que khô liền tồn không ít, lúc sau nửa năm thời gian đậu que khô xào thịt khô, đậu que khô hầm xương sườn đều sẽ không thiếu, bọn họ liền không ở đêm mỗi ngày thu hồi tới đều phơi khô, mà là để lại một bộ phận ra tới buôn trong không gian tồn, mùa đông thời điểm cũng có thể ăn thượng mấy đốn mới mẻ rau dưa. Có thiên lục bách minh còn cho bọn hắn đưa tới một cây đao đậu, Diệp Nguyên Vinh nghĩ nghĩ, hoa điểm tâm tư, thanh đao đậu lột bên trong ngạnh sát, cùng rác thủy đậu que cà tím cùng nhau đặt ở Thái Dương phía dưới bạo phơi, bởi vì các loại rau dưa sở hàm hơi nước bất đồng, chờ cái khác đều phơi khô thời điểm, cà tím vừa vặn là đem làm chưa khô, đã ra du trạng thái, lại đem cho nên tài liệu cùng nhau quấy thượng muối ăn, băm ớt, đậu cổ, mã tiếng cái bình, cuối cùng dùng thủy phong hảo đàn duyên. Đặt ở râm mát thông gió địa phương, quá thượng một tháng, chính là đàn đặc sắc cái bình đồ ăn. Này không chỉ có là chu diễn, ngay cả lục bách xuyên cùng lục kiến quốc đều rất nhiều năm không ăn qua loại này cái bình đồ ăn, bởi vì trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn xử lý lên rất là tốn công ở ngoài, còn cùng địa phương khí hậu có quan hệ đồng dạng cách làm diệp nguyên vinh ở thành phố ép làm được chính là không có ở quê quán làm ăn ngon hơn nữa làm cái này đồ ăn cũng là muốn xem mùa bởi vậy nhà bọn họ cũng rất nhiều năm không ăn qua loại này đồ ăn xem bọn họ toàn gia vội đến khí thế ngất trời trong thôn tới nhà bọn họ xuyến môn người cũng đều nghĩ đến chính mình gia không làm song sống huống chi lục gia toàn gia tuy rằng không đuổi người nhưng cũng lấy bận rộn vì lý do đem muốn tới lôi kéo làm quen người đều không nóng không lạnh lạnh, thời gian lâu rồi, đại gia cũng đều không thú vị, lục tục cũng đều không hề tới. Lục gia toàn gia vốn dĩ muốn chính là loại kết quả này, thấy mục đích đạt tới, tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Hôm nay mỗi ngày khí rất tốt, cũng có hai ba thiên không ai tới nhà bọn họ xuyến môn, hôm nay tốt như vậy thời tiết, phỏng chừng mọi người đều có việc hảo vội, vì thế bọn họ liền định ở hôm nay tiếng không gian thu lúa vì để ngừa vạn nhất vẫn là giống dĩ vãng giống nhau lưu diệp nguyên vinh ở bên ngoài bọn họ ba nam nhân đi vào thu thập sáng sớm ba người liền tiến không gian cắt hạt kê bởi vì trong không gian lúa mọc kỳ hảo cho nên cắt lên cũng tương đối khiến người mệt mỏi chút chẳng qua là một hai cây liền cảm giác nặng triểu, thủ đoạn có điểm niết không được cho nên sáng sớm trên dưới tới ba người cũng bất quá cắt không đến nửa mẫu đất nhưng là cắt bỏ lúa lại đem trên mặt đất chất đóng đến tràn đầy liền đặt chân mà đều không hảo tìm. Nghĩ lúc sau còn có tuốt hạt phơi hạt kê này một loạt đều không thoải mái sống, ba người liền trước đi ra ngoài ăn cơm sáng, mặt sau là có thể thoát nhiều ít viên lại cắt nhiều ít. Bởi vì muốn làm việc nặng, Diệp Nguyên Vinh buổi sáng liền không có làm những cái đó mang thang thang thủy thủy bữa sáng, trực tiếp nấu một nồi to cơm, còn cố ý xào vài đạo mọi người đều thích ăn ăn với cơm đồ ăn, kết quả ba người bởi vì lại nhiệt lại mệt, đều không thế nào nuốt trôi chu diễn xem lục bách xuyên ra tới sau cũng chỉ là không ngừng rót nước lạnh cơm ở bên cạnh lại không như thế nào động mấy khẩu không khỏi có điểm đau lòng hỏi như thế nào không nhiều lắm ăn chút bởi vì nấu cơm chính là chính mình thân mụ trong nhà vẫn luôn cũng không có gì không thể nói lục bách xuyên liền nói thẳng cảm giác buổi sáng ăn cơm quá ngạnh ăn không vô chu diễn nghe vậy nói khi nếu không ta đi cho ngươi nấu điểm khác lục bách xuyên còn không có nói tiếp Bên cạnh Diệp Nguyên Dung liền lập tức ngăn đón nói, "Ngươi đừng chiều hắn, đều là vội sáng sớm thượng, mọi người đều có thể ăn, hắn như thế nào liền không thể ăn, chờ đói bụng chỉ biết ăn." Chu Diễn đứng dậy nói, "Không có việc gì, vừa vặn có cà chua xào trứng, nấu chín trực tiếp tưới đi lên là được." Nói lại quay đầu hỏi Lục Bách Xuyên, "Muốn ăn bún gạo vẫn là mì sợi?" Lục Bách Xuyên ở Diệp Nguyên Dung sắc bén ánh mắt, căng da đầu nói, "Liền mì sợi đi." trong lòng lại là nhịn không được phun tào mẹ nó bình thường ngươi sai sử ta ba thời điểm cũng không gặp ngươi mềm lòng a à, ta này bất quá là bạn trai cấp nấu chén mì ngươi như thế nào liền không vui rốt cuộc ai là ngươi thân nhi tử a à? từ thủy khai đến mì sợi chính vớt ra tới bất quá là vài phút sự tình ra nồi sau chu diễn còn thuận đường qua một lần nước lạnh như vậy mì sợi cho dù là phóng trong chốc lát cũng sẽ không hồ bình thường trang canh dùng chậu trực tiếp trang hơn phân nửa bồn mì sợi, cũng may dịp Nguyên Dung buổi sáng xào cà chua trứng gà lượng không ít, làm thêm thức ăn cũng đủ rồi. Chỉ là chờ một chén lớn thêm thức ăn đắp lên đi lúc sau, chính là tràn đầy một đại bồn cà chua mì trứng, lục bách xuyên một người căn bản ăn không hết, bất quá mặt khác mấy người cũng còn không có ăn no, ngửi được cà chua mì trứng hương vị, không khỏi lại ngón trỏ đại động, cuối cùng bốn người đem một chậu tràn đầy cà chua mì trứng cấp ăn cái sạch sẽ sau khi ăn xong dịp nguyên dung không cấm tưởng chính mình người một nhà mấy năm nay quả nhiên vẫn là thói quen bữa sáng ăn chút mang than than thủy thủy về sau bữa sáng vẫn là không nấu cơm sợ làm việc đói bụng nói cùng lắm thì làm chút có thể đỡ đói mặt khác thức ăn trung gian nghỉ tạm thời điểm ăn cơm nước xong sau mấy người cũng không nghỉ ngơi thừa dịp thời gian còn sớm chạy nhanh tiến không gian làm việc ruộng lúa ở các lúa thời điểm cũng đã không một tiểu khối đất trống ra tới vừa vặn để lại cho hiện tại phóng máy đập lúa dùng đem máy đập lúa phóng ổn sau lại dùng mấy khối tấm ván gỗ đem máy đập lúa mặt sau thùng gỗ cấp che lên để ngừa vòng lăng đem hạt kê tuốt hạt sau hạt ngũ cốc vẩy ra đi ra ngoài vừa mới bắt đầu lục kiến quốc còn ở phía trước giáo hai người như thế nào nắm lúa cán đem bông lúa đưa vào máy đập lúa vòng lăng thượng tuốt hạt chờ hai người thượng thủ lúc sau hắn liền đi mặt sau thùng đem tuốt hạt hảo hạt thóc một cái ki một cái ki giả bộ tới ngã vào bên cạnh phô vải dầu trên đất trống phơi nắng. Loại này tay động máy đập lúa là một loại phi thường háo thể lực sống, không chỉ có nếu không đình không lưng đổi mới trên tay lúa cán, còn muốn dưới chân vẫn luôn dùng sức khởi động kia căng một bàn đạp đến mang động hai sườn bánh răng, bánh răng lại kéo đại vòng lăn nhanh chóng chuyển động tới tuốt hạt. Không ngừng nghỉ cao cường độ lao động, buổi sáng ăn về điểm này mì sợi quả nhiên không đỉnh đói, còn chưa tới 11 giờ, mấy người liền đói trước ngực dán phía sau lưng, Bất quá cũng may Diệp Nguyên Dung đã sớm liệu đến điểm này, đem buổi sáng dư lại cơm, cùng cắt nát cà rốt chân giò hung khói rau xanh này đó, lại đánh thượng hai cái trứng gà, xào cái thơm nứt cơm chiên. Cái này Lục Bách Xuyên cũng không chê cơm quá làm, liền mới vừa nấu tốt mướp hương canh, thành thạo liền ăn xong rồi một chậu. Nếu đã ăn no, mấy người làm khởi sống tới tự nhiên là càng thêm ra sức, hơn nửa lúc này trên đất trống vải dầu sắp bị hạt thóc cấp phủ kín, lại nhiều trong không gian liền không địa phương phơi, bọn họ cũng không có khả năng phơi đi ra bên ngoài, bởi vậy lại nhiều đánh trong chốc lát hôm nay sống cũng liền không sai biệt lắm hoàn thành, chờ hôm nay đem mới vừa đánh ra tới này phê lúa phơi khô chút hơi nước, ngày mai lại đánh tiếp, tiếp theo phơi. Phơi thượng một ngày cũng không sai biệt lắm có thể đem lúa phơi cái nữa làm, mặt sau liền có thể chờ có thời gian lại chậm rãi phơi toàn làm thu hồi tới. Chỉ là bận việc sáng sớm càng thêm một buổi sáng, ba người mới đem lúa cấp thu một phần tư tả hữu lại đều mệt mỏi cái chết khiếp nhìn dư lại còn có ba phần tư ít nhất còn muốn thu thượng ba ngày chu diễn không cấm cảm khái được mùa tuy rằng khả quan lại cũng mệt mỏi người a à. còn hảo bên ngoài lúa không có như vậy nghịch thiên mộc lời này nghe tới tuy rằng thực thiếu tấu nhưng lại là mệt đến liền eo đều thẳng không đứng dậy mấy người lúc này nội tâm nhất chân thật ý tưởng kết quả mặt sau mấy ngày mấy người bởi vì quá mệt mỏi làm khởi sống tới cũng liền không có ngày đầu tiên hiệu suất, mấy người phía trước phía sau vội một tuần, mới đem trong không gian lúa cấp thu thập xong. Nhìn đôi mảng thương hạt thóc, mấy người đều cảm thấy phá lệ an tâm. Chương 38 Tấn gian Độc Gia. Lại quá mấy ngày, liền phải đến Tết Đoan Ngọ. Tuy rằng thế đạo không tốt, nhưng các thôn dân ăn Tết nhiệt tình không giảm, ngược lại như là muốn quá cái rực rỡ ngày hội, tới hướng trước một ít đen đuổi dường như mỗi nhà mỗi hộ đều làm phi thường long trọng. Diệp Nguyên Vinh cùng lục kiến quốc vốn dĩ cũng liền thích làm này đó, tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Tết đoan ngọ cùng ngày buổi sáng, thiên tài tờ mờ sáng, Chu Diễn liền nghe được lục kiến quốc mở cửa rời đi thanh âm. Ngày hôm qua buổi chiều có người tới đi tìm bọn họ, nói trong nhà có đầu heo tưởng ở hôm nay buổi sáng giết, muốn lục kiến quốc buổi sáng qua đi hỗ trợ, hiện tại trong thôn này một vòng người, cũng liền lục kiến quốc sẽ giết heo, tự nhiên là không hảo cự tuyệt. Chu Diễn nhìn nhìn bên cạnh Lục Bách Xuyên, vẫn là một bộ mộng đẹp chính hàm bộ dáng, tóc mái hơi hơi nhếch lên, theo hô hấp rung lên rung lên. Gần nhất sớm muộn gì độ trên lệch nhiệt độ trong ngày trọng đại, nhưng bởi vì hai người đều là nhiệt thể chất, buổi tối cũng liền cái điều thảm lông là đủ rồi, thường xuyên còn sẽ bởi vì cho nhau dựa sát vào nhau, đến cuối cùng liền thảm đều ngại nhiệt, bởi vậy rất nhiều thời điểm, hai người tỉnh lại thời điểm, đều là tay chân lẫn nhau cuốn lấy thảm lại không biết tung tích chu diễn nghĩ nghĩ vẫn là không có đứng dậy đi tìm không biết bị đá đến nơi nào thảm mà là đẩy đẩy lục bách xuyên đem hắn diêu tỉnh nhẹ giọng nói thời gian không còn sớm rời giường đi lục bách xuyên mơ mơ màng màng tỉnh lại khó được đem mặt chôn ở chu diễn hõm vai cọ cọ mới đứng dậy bình thường loại này động tác đại bộ phận thời điểm đều là chu diễn đối với lục bách xuyên làm hiện tại lục bách xuyên làm tới chu diễn nháy mắt liền không nghĩ rời giường duỗi tay muốn đem lục bách xuyên ôm thân thiết một phen nào biết lục bách xuyên như là đã sớm liệu đến giống nhau ở chu diễn động tác trước một cái cá chép lộn mình liền ngồi lên thân sau đó lại là một cái nghiêng người liền xuống giường trạm hảo hắn gần nhất thân thủ càng thêm rèn luyện đến không tồi chu diễn một cái không liền ôm cái không ở trên giường trận mắt há hốc mồm nhìn nhìn chính mình vắng vẻ đôi tay lại ngẩng đầu nhìn nhìn bình tĩnh tự nhiên ở khấu nút thắt lục bách xuyên, hậu tri hậu giác phát hiện nguyên lai chính mình bị treo đùa. Vì thế không cam lòng ở trên giường lăn một cái, ngữ khí tạo tác nói, nhân gia bị thương thấu tâm, muốn thân ái bồi thường mới có thể hảo lên. Lục bách xuyên bị hắn này ngữ khí nói được đầy người nổi da gà, nhưng vẫn là không nhịn xuống, cười hỏi, muốn cái gì dạng bồi thường. Chu diễn tiếp tục trang ngoan bán manh, nói, ngươi thân ta một chút thì tốt rồi. Lục Bách Xuyên cái này phục một tiếng, trực tiếp bật cười, cuối người nhanh chóng ở chu diễn trên môi ấn một hôn, nói, hiện tại có thể rời giường đi. Nói xong liền ngên ngang mà đi. Chu diễn sờ sờ môi, nhìn Lục Bách Xuyên bóng dáng câu môi cười cười, không nghĩ tới học trưởng cư nhiên còn ăn này bộ, nhưng là ngẫu nhiên vì này là tình thú, nghĩ đến vừa mới chính mình rải si bán niên bộ dáng, không khỏi chấn động rớt xuống một thân nổi da gà, muốn chiếm tiện nghi, về sau có rất nhiều cơ hội, làm nũng vẫn là có thể dùng, nhưng về sau không cần thiết làm được liền chính mình đều cảm thấy ghê tởm trình độ. Bởi vì lục kiến quốc muốn đi cho nhân gia giết heo, cơm sáng liền khẳng định ở trong nhà người khác ăn, chu diễn cùng lục bách xuyên hôm nay là đến phiên đi cửa thôn tường vây nơi đó canh gác, dựa theo bọn họ trước kia thói quen, cơm sáng là tối hôm qua liền chuẩn bị hảo đặt ở không gian, rửa mặt xong rồi lấy ra tới là có thể ăn. Hai người ăn xong sau, lại đem dịp nguyên dung kia phân lưu tại trên bàn, dùng võng lồng bàn tử cái, hiện tại thời tiết chuyển lạnh, cũng không lo lắng sẽ hư. Hai người ra cửa khi, đại hoàng cũng xuyến ra cửa, đi theo hai người phía sau cùng nhau triều đại cây liễu bên kia đi qua đi. Bởi vì trải qua một đoạn thời gian quan sát, phát hiện bọn họ tu cái kia tường vây vẫn là thực an toàn, bởi vậy lục kiến nghiệp liền hủy bỏ rạng sáng 1 giờ đến 6 giờ đồng hồ canh gác. Người trong thôn khấu vốn dĩ liền không phải rất nhiều, hơn nữa mọi người đều có việc nhà nông muốn làm, khi mấy cái giờ lại là mệt nhất thời điểm, ngao thượng cả đêm, đều là muốn hảo chút thiên tài có thể hoãn lại đây. Kết quả không quá mấy ngày, khả năng liền lại muốn thức đêm. Như vậy cho dù là người trẻ tuổi cũng chịu đựng không nổi, bởi vậy hủy bỏ khoảng thời gian này canh gác sau, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Chu diễn cùng Lục Bách Xuyên chính là đến phiên buổi sáng này ban canh gác, hai người đến thời điểm, tường vây bên ngoài đã vây quanh một vòng tang thi, Bất quá loại tình huống này, trong thôn mọi người đều đã thói quen, đại gia ai đến phiên buổi sáng canh gác, đều là phải tốn thượng một đoạn thời gian rửa sạch phía dưới tang thi, chỉ có ngẫu nhiên vận khí tốt thời điểm, mới có thể gặp được thiếu mấy chỉ. Hai người tới rồi cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp liền bắt đầu làm việc, bọn họ hai người mặc kệ là sức lực vẫn là chính xác, đều không phải thường nhân có thể so sánh, lúc này lại không có người thứ ba ở, hai người cũng không cần tất giấu, cùng phân cao thấp dường như một cái cục đá ném xuống chính là một con tang thi ngã xuống đất. Hai người bất quá là ném mười tới phút, phía dưới tang thi cũng chỉ dư lại cuối cùng một con, chu diễn nhìn nhìn lục bách xuyên, sấn hắn đem trong tay dây thừng kéo lên thời điểm, nhanh chóng giải quyết xong cuối cùng một con. Lúc này thiên tài vừa mới đại lượng, nhìn tường vây hạ đôi một đống tang thi thi thể, cùng với đặc sệt tanh hôi màu đen máu, hai người đều có điểm buồn nôn, nhanh chóng đem tang thi thi thể cấp câu đi lên, đôi ở bên cạnh xe đẩy thượng, dùng vải dầu cái hảo, chờ trễ chút sẽ chuyên môn có người lại đây xử lý. Lúc sau hai người liền đem mang lại đây hoa cúc hao bật lửa ném xuống, trong chốc lát sương khói liền che giấu phía dưới tanh hôi vị. Hoa cúc hao loại này thảo, bọn họ bên này phòng trước phòng sau lớn lên nơi nơi đều là, hơn nửa mọc phi thường mau, một cái mùa hạ muốn rửa sạch rất nhiều lần, liền sợ lớn lên rậm rạp bụi cỏ gian sẽ có xà trùng. Hơn nửa loại này thảo, bình thường trừ bỏ có người ngẫu nhiên dùng để đôi khói sông mũi, ngay cả làm củi đốt đều không cần, bởi vì sẽ ghét bỏ sương khói quá nặng. Cũng đúng là bởi vì có người dùng để hôn mũi, mới ở ngày nọ buổi tối trong thôn có người canh gác thời điểm, mũi cắn đến quá lợi hại, liền từ bên cạnh xả vài cọng tùy tay bật lửa, không nghĩ tới cư nhiên có thể che giấu tanh hôi tan thi mùi máu tươi, sau lại đại gia mỗi lần rửa sạch xong tan thi lúc sau, liền sẽ điểm thượng vài cọng hoa cúc hao tới trừ vị lệnh người buồn nôn hương vị bị che giấu lúc sau, cũng chỉ dư lại mát mẻ gió núi, nhưng là cúi đầu xem nói, đầy đất nâu đen sắc, loang lỗ bát bát, rất là gây mất hứng. Gần nhất đã rất dài một đoạn thời gian không trời mưa, có chút địa phương vết máu đã là một tầng cái một tầng. Cũng may Chu Diễn nhớ rõ, đời trước cũng không có nghe nói qua nơi nào có nguyên nhân vì tan thi máu ô nhiễm nguồn nước mà cảm nhiễm người hoặc là động vật, này khả năng xem như trời xanh đối nhân loại cuối cùng thương hại, bất quá từ tường vây tu sữa hảo gần nhất thôn dân dùng để uống thủy đều là thiêu lăn phóng lạnh sau mới uống đã không ai trực tiếp uống nước giếng chu diễn bọn họ chính là trực tiếp uống trong không gian nước suối ngay cả tẩy mẻ rửa rau đều là trong không gian thủy bên ngoài nước giếng chỉ là dùng để giặt quần áo tưới đồ ăn này đó cũng không phải sợ uống ra cái tốt xấu tới rốt cuộc hắn đời trước kia một năm cũng không uống ít mà là hiện tại đã có sạch sẽ nước suối liền không cần thiết liền ăn vào trong bụng đều là dùng bên ngoài thủy bởi vì không nhiều lắm tưởng đảo còn hảo nếu là tưởng nhiều điểm căn bản là liền cơm đều ăn không vô nhìn thời gian còn sớm trong thôn bên kia đã truyền đến heo tru lên thanh đứng ở bên này căn bản nhìn không tới trên đường có một bóng người hẳn là đều qua bên kia xem vết heo cùng chờ phân thịt heo chu diễn nghĩ nghĩ nói dù sao hiện tại phỏng chừng cũng sẽ không có người lại đây ta muốn đi bên kia trên núi nhìn xem đem phụ cận đỉnh núi tang Thi đều rửa sạch một chút, đại gia cũng có thể quá cái hảo tiết. Lục Bách suy nhìn mắt trong thôn, xác thật không có bất luận kẻ nào muốn lại đây dấu hiệu, vì thế nói, chúng ta cùng đi. Đối với hiện tại thân thủ, hai người đều là tương đương tự tin, ở thành thị cái loại này dân cư dày đặc còn không có chỗ có thể trốn trong hoàn cảnh, có lẽ còn sẽ có nguy hiểm, nhưng là tại đây loại vốn là dân cư thưa thớt, còn tùy ý có đại thụ nhưng cung hai người bò lên trên đi nghỉ tạm tránh né núi rừng, hai người là hoàn toàn không cảm thấy có cái gì đáng sợ, dù sao tang thi cũng còn không có cao cấp đến sẽ che giấu bất động đánh lén, nhưng là hai người nhĩ lực lại là có thể nghe được chung. Quanh rất xa một khoảng cách thanh âm, ở núi rừng liền tính là không nghĩ chính diện đối mặt tang thi, cũng có thể đủ kịp thời tránh né. Chu diễn nghĩ nghĩ nói, ta một người đi thôi, ngươi ở chỗ này thủ, vạn nhất có người lại đây, phát hiện nơi này không ai liền không hảo lục bách xuyên nghĩ nghĩ xác thật là như thế này chờ hạ nếu thực sự có người lại đây lại phát hiện bọn họ đều không ở thế tất sẽ kinh động toàn bộ thôn vì thế nói vậy ngươi đi nhanh về nhanh đừng đi được quá xa ba mét rất cao tường vây chu diễn bất quá là một cái xoay người liền nhảy xuống sau đó dưới chân mấy cái lên xuống nhanh chóng rời đi lục bách xuyên tầm mắt nhìn chu diễn rời đi bóng dáng lục bách xuyên là kiêu ngạo cái này tuấn mỹ lại cường đại nam nhân là hắn bạn trai nghĩ đến đây khóe miệng nhịn không được dơ lên dường như đã quên hiện tại chính mình cũng thực ưu tú chu diễn mới đi ra thật dài bị huyền nhai vây quanh đường cái nên diện liền gặp gỡ hai chỉ tang thi chẳng qua không đợi tang thi cấp phản ứng lại đây trên tay hắn rìu cũng đã tạp tới rồi tang thi trên đầu nhẹ nhàng giải quyết xong này hai chỉ tang thi sau chu diễn liền theo đường cái vẫn luôn đi phía trước nghe thanh biện vị nơi nào có tang thi liền hướng phương hướng nào đi như vậy một đường đi phía trước thẳng đến thấy được tiếp theo cái thôn trang chu diễn nhớ rõ phía trước tang thi mới từ đường cái bên kia lại đây thời điểm lục kiến nghiệp nói qua khoảng cách bọn họ gần nhất thôn cũng có bốn dặm mà phỏng chừng nói được chính là cái này từ trên núi có thể nhìn đến thôn đã hoàn toàn rách nát thậm chí còn có lửa đốt quá dấu vết trên đất trống ngẫu nhiên cũng có một hai chỉ tang thi lang thang không có mục tiêu đi qua, nhưng là Chu Diễn Khuynh nhĩ lắng nghe, đừng nói là người, ngay cả động vật thanh âm cũng chưa nghe được. Nghĩ nghĩ, Chu Diễn vẫn là xuống núi đem trong thôn cận tồn mấy chỉ tang thi cấp giải quyết, lại ở trong thôn dạo qua một vòng, nhìn đến mái hiên môn giác đều đã kết đầy mạng nhện, mà vốn dĩ hẳn là đóng lại da cầm da súc chuồng heo ổ gà, cũng đều đã trống không một vật, phỏng chừng là động vật đói quá mức liền chạy mất tuy rằng không hề tính toán đi phía trước chu diễn lại cũng không tính toán đường cũ phản hồi mà là hướng tới thôn trang hướng trong núi đi vừa mới đường cái bên cạnh tang thi đã bị hắn rửa sạch đến không sai biệt lắm mấy ngày nội ứng nên không có tang thi có thể theo đường cái đi đến bọn họ cửa thôn kỳ thật trừ bỏ đường cái ở ngoài bọn họ bên này đường núi gập ghềnh liền tính là người bình thường muốn trèo đèo lội suối đi qua đi cũng không phải sự tình đơn giản huống chi là vốn là không có mục đích tùy ý loạn đi tan thi. Chu diễn hướng trong núi mặt đi, nhưng là đại khái phương hướng không chết đi, gặp được tan thi xác thật muốn so đường cái bên kia muốn thiếu đến nhiều, có đôi khi một cái đỉnh núi đều không nhất định có thể nhìn thấy một cái tang thi, hơn nữa càng đi đi, trong núi động vật cũng dần dần nhiều lên. Chu diễn bò lên trên một cái đỉnh núi, đi xuống nhìn lại, tự nhiên nhìn thấy khe suối có một khối không nhỏ đất bằng, đất bằng còn có cái hồ nước, hồ nước phụ cận mọc đầy tươi tốt cỏ xanh, rất xa, có thể nhìn đến trừ bỏ có bạch hạt ở nước cạn chỗ một mổ một mổ, tươi tốt cỏ xanh hạ loáng thoáng còn có thể nhìn đến các động vật thân ảnh. Chương 39 Tấn Giang Độc Gia Chu diễn nhanh chóng triều sơn mương đi qua đi, ở sắp tới gần đất bằng thời điểm, phóng nhẹ tiếng bước chân, lại trên mặt đất nhặt một phen đá. Ở đất bằng bên cạnh thời điểm, hắn dừng bước chân, bởi vì không phát ra một chút tiếng vang, mặt cỏ động vật cũng không có phát hiện hắn. Chu Diễn cầm lấy một viên đá, tìm đúng góc độ, dùng sức hướng bụi cỏ trung một con dài rộng màu xám con thỏ ném qua đi, chỉ nghe bùng một tiếng vang, đại thỏ xám hướng bên cạnh một quay, liền không có động tĩnh. Nhưng là này thanh tiếng vang lại kinh tới rồi bên cạnh mặt khác động vật, bạch hạt nhóm bay nhanh đập cánh bay đi, mặt khác con thỏ cũng bay nhanh triều sơn sườn núi thượng nhảy qua đi. Bởi vì con thỏ trước chân muốn so chân sau đoạn một ít, thượng sườn núi nói tốc độ sẽ phi thường mau, cho dù là chu diễn chính xác cùng lực đạo, đến lúc đó cũng không nhất định có thể lại dùng đá đánh tới con thỏ, bởi vậy sấn con thỏ còn ở đất bằng thời điểm, chu diễn thủ hạ không đình, nhanh chóng đem đá đều từng viên đánh đi ra ngoài. Chờ trong bụi cỏ động vật đều chạy hết lúc sau, chu diễn trên tay đá cũng đều ném xong rồi. Tổng cộng nhặt 7 cục đá, đánh tới 5 con con thỏ, chính xác phi thường không tồi, bất quá cũng là mất công nơi này con thỏ nhiều chu diễn từng con đem con thỏ nhặt lên tới lại từ bên cạnh trong rừng cây tìm mấy cây dây đằng đem con thỏ bó hảo sau đó chém một cây thủ đoạn phẩm chất thụ cung cấp sâu lên tới phóng trên vai khiên. lúc sau lại ở hồ nước bốn phía cẩn thận dạo qua một vòng phát hiện nơi này xác thật không có đánh mất đã tới dấu vết hơn nữa xem dấu chân hẳn là còn có đại hình động vật lại đây uống qua thủy chỉ là chu diễn hôm nay mục đích cũng không phải ra tới tìm con mồi cho nên cũng chỉ là nhìn nhìn liền rời đi trên đường trở về, bởi vì trên vai khiên đồ vật, Chu Diễn cũng liền không lại cố ý lưu tâm bốn phía tang thi, chỉ là gặp được liền giải quyết rớt, không gặp được liền tiếp tục đi phía trước lên đường, bởi vậy tuy rằng đường núi gặp ghềnh khó đi, nhưng là hành tẩu tốc độ ngược lại gần đây thời điểm muốn mau không ít. Chờ hắn trở lại cửa thôn khi, Lục Bách Xuyên đang ở trên tường vây nhón chân mong chờ chờ, nhìn đến hắn đi tới, liền lập tức triệu hắn phất phất tay, theo sau liền đem một bên cây thang buông đi, làm cho chu diễn bò lên tới phía trước ly đến thượng xa hơn nửa con thỏ đều bị chu diễn chặn lục bách xuyên chỉ nhìn đến hắn dùng thụ côn khiên cái đồ vật cũng không thấy rõ ràng là cái gì chờ chu diễn bò lên trên tường vây lục bách xuyên mới nhìn đến thụ côn mặt sau treo một chuỗi dài rộng con thỏ không khỏi hỏi ngươi từ nào lộng nhiều như vậy con thỏ chu diễn đem trên vai đồ vật thả xuống dưới nhưng là cũng không có đặt ở trên mặt đất mà là dùng tay dẫn theo nói ta trở về thời điểm, trải qua một cái sơn cốc, bên trong có thật nhiều con thỏ, xem dấu vết hẳn là còn khả năng lợn rừng. Nói ngữ khí càng thêm hưng phấn, hỏi: "Các ngươi bên này cũng cư nhiên cũng có lợn rừng a?" Lục Bách Xuyên bị ngạnh một chút, nói: "Chúng ta nơi này cũng là trong núi, như thế nào liền không thể có lợn rừng, rất sớm trước kia thảm thực vật không bị phá hư thời điểm, nghe ông nội của ta nói, chúng ta phòng sau kia trên núi đều có lợn rừng lui tới." chẳng qua sau lại liền ít đi, mấy năm nay lui cày còn lâm nhiều, liền lại có lợn rừng xuất hiện, bình thường. Nói lại chỉ chỉ chu diễn trên tay mấy con thỏ, nói, ngươi không bỏ hạ sao? Như vậy dẫn theo không mệt. Sao có thể không mệt? Này mấy con thỏ lại vì lại đại, đều là hắn chọn đánh, mỗi chỉ ít nhất có 5-6 cân trọng, đều bị dây đằng cột lấy dùng tay sách theo, đều ở trên tay thích chặt ra ấn ký, chỉ là chu diễn cúi đầu nhìn nhìn trên tường vây dấu vết, bình thường mỗi ngày đều phải câu lấy tang thi thi thể từ bên này quá, liền tính mọi người đều tiểu tâm lại tiểu tâm, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại điểm dấu vết, thời gian lâu rồi, liền càng đôi càng nhiều, bình thường đạp lên mặt trên nhưng thật ra không cảm. Thấy có bao nhiêu khó chịu, nhưng là làm hắn đem muốn ăn đồ vật đặt ở mặt trên, cho dù là cách da lông, hắn cũng không thể đi xuống cái này tay lục bách xuyên nói xong cũng phát hiện cái này tình huống ngượng ngùng sờ sờ cái mũi duỗi tay tiếp nhận trên tay hắn đồ vật nói vậy trước treo ở trên cây đi bọn họ giao tiếp người hẳn là còn muốn trễ chút mới có thể lại đây chu diễn cũng không cùng hắn tranh đi theo phía sau hắn xem hắn đem một chuỗi dài con thỏ quải hảo sau mới hỏi ta không ở trong khoảng thời gian này có người đã tới sao lục bách xuyên lắc lắc đầu nói đều đi xem vết heo đi liền chỉ ruồi bọ cũng chưa đã tới. Từ tang thi bùng nổ tới nay, người trong thôn liền không có giết qua một đầu heo, mấy tháng, trừ bỏ nhà bọn họ, trong thôn mọi người, phỏng chừng cũng chưa như thế nào dính quá thịt mùi tanh, liền tính là ăn thịt, cũng bất quá là phía trước hung thịt khô hoặc là khả năng giết gà vịt, nhưng là gà vịt phỏng chừng đại gia cũng đều luyến tiếc giết, muốn lưu trữ sinh trứng. Bởi vậy lúc này có người giết heo, mọi người đều sẽ lấy đồ vật đi đổi điểm thịt heo ăn tết. Hai người lại ở tường vây nơi này đợi một lát, mới nhìn thấy có người lại đây giao tiếp. Buổi chiều ở chỗ này canh gác chính là Lục Đại Bá cùng một cái khác đại thúc, hai người lại đây nhìn thấy bọn họ treo ở trên cây mấy chỉ vì con thỏ, cực kỳ hâm mộ chi sắc đều tràn ra tới, cái kia đại thúc nhịn không được hỏi, các ngươi từ nơi nào đánh tới nhiều như vậy con thỏ a. À? Chu Diễn đúng sự thật nói. Lục Đại Bá nghe xong lại nhẹ trách mắng, biết ngươi thân thủ hảo? nhưng là chạy như vậy xa cũng nguy hiểm về sau loại chuyện này đừng làm bọn họ từ nhỏ ở chỗ này lớn lên phụ cận đỉnh núi nơi nào là cái dạng gì đều là rõ ràng chu diễn vừa nói hắn liền biết đó là địa phương nào khoảng cách nơi này có bao xa chu diễn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết nói trắng ra là lục đại bá cùng hắn vốn là không thân không thích có thể nói ra loại này quan tâm nói cũng bất quá là xem ở lục bách xuyên mặt mũi thượng hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt nói bọn họ liền cùng hai người từ biệt, lại đem con thỏ khiêng trên vai về nhà. Bọn họ có năm con con thỏ, có một con là tính toán muốn tặng cho lục đại bá, chỉ là nhìn đến vừa mới còn có người khác ở, hai người cũng liền không lên tiếng, đợi chút trên đường trở về, lại cho hắn đưa trong nhà đi là được. Bởi vì sách theo đồ vật, hai người liền tận lực tránh đi đám người đi, ở đi ngang qua lục đại bá gia thời điểm, hai người cũng không nhiều làm lưu lại, buông một con thỏ liền đi rồi vốn đang tính toán đưa một con đi cấp lục bách minh trong nhà, chỉ là bọn hắn hai nhà khoảng cách không xa, còn chưa tới lục bách minh cửa nhà, chu diễn liền nhìn đến lục bách minh từ chính mình ra ra tới thân ảnh. Lại còn có không phải một người, bên cạnh đi theo bị bọn họ đi trấn trên khi, mang về tới tú Nga cô cô nữ nhi tiểu quyên, hai người đang nói cái gì, trên mặt đều mang theo cười. Chu diễn không khỏi có điểm tò mò, hiện tại lục kiến quốc hẳn là cũng không ở nhà, hắn cùng lục bách xuyên cũng còn không có trở về, kia hai người đi tìm diệp nguyên vinh làm gì? chỉ là hắn không có nghe lén người khác nói chuyện thói quen, bởi vậy cũng không cẩn thận đi nghe hai người rốt cuộc nói chút cái gì, chỉ là lôi kéo lục bách xuyên tay áo, ý bảo hắn xem. lục bách xuyên tức giận nhìn hắn một cái, người này đối chính mình sự tình trì độn muốn chết, lại là đối chuyện khác gì thường mẫn cảm, bất đắc dĩ thở dài, cũng không để ý tới hắn, chính mình tiếp tục đi phía trước đi. Chu Diễn chỉ phải đi theo. Bốn người ở giao lộ tư ngộ, Tiểu Quyên nhìn đến bọn họ trong tay sách theo con thỏ, cũng không hỏi nhiều, chỉ là cùng hai người chào hỏi liền đi rồi, rốt cuộc bọn họ cũng không phải rất quen thuộc. Lục Bách Minh lại là tại chỗ đứng, vẻ mặt nước miếng đều phải chảy ra biểu tình, nhìn chầm chầm hai người trong tay con thỏ bất động. Chu Diễn lại là không có lập tức liền đem con thỏ đưa cho hắn, mà là nhướng mày nói, trước nói nói xem, cùng nhân gia cô nương tình huống như thế nào. Lục Bách Minh nhún vai, ánh mắt cũng chưa cho hắn một cái, nói, chẳng qua là nàng cũng tới nhà ngươi, ta cũng tới nhà ngươi, vừa vặn gặp được mà thôi. Chu Diễn còn tưởng lại chế nhạo một phen, lại là không Lục Bách Xuyên giữ chặt, mấy cái đại nam nhân đứng ở chỗ này bác quái, cũng quá mất mặt. Chu Diễn chỉ phải từ bỏ, lại là nhịn không được chửi thầm, ta chỉ là xem hắn độc thân cẩu lâu lắm, quan tâm một chút hắn cảm tình trạng huống mà thôi. Lục Bách xuyên đem trên tay hai con thỏ đều đưa cho Lục Bách Minh, nói, ngươi cùng các ngươi đại bá gia một người một con, ngươi giúp hắn mang về đi. Lục Bách Minh đoán được bọn họ khả năng sẽ đưa chính mình một chút, lại không nghĩ rằng lập tức cho hai chỉ, ngược lại có điểm ngượng ngùng, nói, như thế nào cấp nhiều như vậy, chờ hạ các ngươi chính mình cũng đã không có. Chu Diễn nâng nâng trên tay còn thừa hai chỉ, nói, còn có hai chỉ đủ ăn. Mấy người bọn họ xách theo con thỏ ở chỗ này, cũng quá thấy được, bởi vậy cũng không ở nhiều lời, liền từng người về nhà. Về đến nhà thời điểm, quả nhiên cũng chỉ có Diệp Nguyên Vinh một người ở, lại là ở trong sân bận việc đến khí thế ngất trời, không chỉ có ở góc tường giá nổi lên một cái củi lửa bếp, chậu du hồ này đó cũng bãi đầy một cái bàn nhỏ. Chu diễn bị nàng cái này tư thế dọa tới rồi, ấp úng hỏi, mẹ, ngươi đây là đang làm cái gì? diệp nguyên vinh trên tay sống không đình cũng không ngẩng đầu lên nói buổi sáng ngươi ba đưa về tới không ít mới mẻ thịt heo ta nghĩ hôm nay là tết trung thu liền tính toán làm một ít thịt tươi bánh trung thu tới ăn chu diễn chỉ chỉ đóng lửa thượng một cái đại thiết bồn bồn mặt trên còn che lại một cái hẳn là cũng là thiết chất cái nắp cái nắp thượng cũng đôi một ít thiêu đốt củi lửa hỏi đây là diệp nguyên vinh nói nướng bánh trung thu a chu diễn tỏ vẻ hoài nghi này có thể nướng chín sao? Diệp Nguyên Vinh đúng lý hợp tình nói, như thế nào liền không thể nướng chín, trước kia không lò nướng thời điểm, đại gia không đều là như vậy nướng sao? Hơn nữa vừa mới đã chín hai nồi, ta nếm hạ, ăn rất ngon. Chu Diễn nghe xong cũng nếm thử nhìn, nhưng nhìn một vòng trên bàn, trừ bỏ làm tốt chưa nướng bánh trung thu, cũng chỉ dư lại còn không có tới kịp bao một ít tài liệu, cùng với các loại công cụ, liền hỏi nói, nướng tốt bánh trung thu đâu, Diệp Nguyên Vinh lúc này mới ngẩng đầu lên nói, vừa mới lục bách minh cùng tiểu quyên tặng một ít lại đây, nói là năm nhân cùng trứng muối hạt sen, ta phóng trong phòng, người muốn ăn bánh trung thu nói liền đi trước ăn cái kia đi. Ta nướng ra tới hai nồi liền cho bọn hắn mang về, muốn ăn nói còn phải chờ một chút. Chu diễn hồi tưởng một chút, vừa mới bọn họ hai người trong tay xác thật đều sách theo đồ vật, hơn nữa không nghĩ tới người ở đây cư nhiên đều sẽ chính mình làm bánh trung thu, chỉ là hắn lúc này liền muốn ăn mới vừa khảo ra tới thịt tươi bánh trung thu, liền nói, ta còn là chờ ăn ngươi khảo ra tới đi. Diệp Nguyên Vinh chỉ chỉ trên tay hắn con thỏ nói, kia còn muốn một hồi mới có thể hảo, các ngươi đi trước đem con thỏ cấp thu thập ra đây đi, buổi tối ta cho các ngươi làm, vừa vặn dùng để nhắm rượu. Nàng hiện tại đã không kinh ngạc Chu Diễn sẽ mang về tới thứ gì, từ trở về trên đường bắt đầu, vẫn luôn liền không đình quá, mặt sau liền tính ngày nào đó chu diễn cấp lộng đầu ngưu trở về, hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là nhìn chính mình nhiều như vậy ăn, người trong thôn phần lớn cũng quá đến không tồi, không khỏi cảm khái nói, cũng không biết đi trấn trên bờ sông kia nương hai hiện tại thế nào. Đều là làm mẹ nó người, biết mang hài tử có bao nhiêu vất vả, huống chi nơi đó lại không giống bọn họ bên này, còn có một cái thôn người, chỉ có một cái an toàn sân, cho dù bên ngoài không thấy được tang thi, nương hai phỏng chừng cũng là liền sân cũng không dám ra, cũng không biết có thể hay không thiếu ăn. Chu Diễn nghe được nàng nói, cũng nghĩ đến phía trước cái kia tiểu hài tử, liền nói, dù sao cũng không phải quá xa, nếu không chúng ta ăn xong cơm trưa sau đi xem. Chương 40 tấn gian độc gia Diệp Nguyên Dung vốn là đánh cái này chủ ý, thấy Chu Diễn đồng ý, tự nhiên là cầu mà không được. Bởi vậy trên tay làm việc tốc độ cũng càng thêm khối, còn biên phân phó hai người, con thỏ liền cấp trăm xuyên xử lý đi tiểu diễn ngươi đi nấu cơm chờ ngươi làm tốt cơm ta bên này cũng liền không sai biệt lắm có thể hảo chu diễn cùng lục bách xuyên liếc nhau đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhưng vẫn là đều nghe lời đi làm việc bởi vì là ăn tết cho nên cho dù là muốn đuổi thời gian chu diễn cơm trưa cũng không có qua loa cho xong mà là nghiêm túc làm vài dạng đồ ăn lục kiến quốc đưa về tới thịt heo còn thừa rất nhiều có lẽ là bởi vì là thuần thổ heo duyên tớ thịt chất thoạt nhìn so chu diễn phía trước ở nông gia nhạt lộng tới kia mấy đầu heo còn muốn càng tốt một ít, hắn cầm một khối to mang da thịt ba chỉ ra tới, tính toán làm thịt kho tàu. Kết quả lấy ra tới lúc sau, mới phát hiện rổ phía dưới cư nhiên còn có một tiểu khối gan heo cùng nửa phút ruột già, liền thuận tay tính toán giữa trưa đem gan heo cùng nhau xào, ruột già xử lý lên phải tốn không ít thời gian, liền lưu trữ buổi tối ăn đi. Đem thịt hầm thượng thời điểm, xem còn có nhàn rỗi thời gian, Chu Diễn lại cầm mười mấy trứng gà ra tới, nấu chín lột xác chiên thành da hổ trứng, tuy rằng trứng gà ta cái tiểu, nhưng là mười mấy ném vào trong nồi, quấy vốn là không ít thịt, trang tràn đầy một nồi to. Chờ Chu Diễn cơm sau khi làm xong, Diệp Nguyên Dung bên kia bánh trung thu đã sớm nướng hảo, chẳng qua nàng lại lập tức vội vàng đi thu thập muốn tặng cho kia hai mẹ con đồ vật. Nhà bọn họ đồ vật không ít, mặc kệ là ăn dùng, Diệp Nguyên Dung cũng không phải keo kiệt người, kết quả là nhìn đến này cũng tưởng đưa, kia cũng tưởng đưa, từ thức ăn quần áo, đến hàng ngày dùng bình đều không rơi hạ, nếu không phải chu diễn cùng lục bách xuyên ngăn đón, phỏng chừng đến lúc đó đến trang mấy đại trương Cũng may dịp Nguyên Dung cũng không phải bổ nghe khuyên, biết đồ vật lấy quá nhiều, có lẽ không biết như thế nào liền sẽ đưa tới tai họa, bởi vậy cuối cùng chỉ là đem phía trước lục bách minh cùng tiểu quyên đưa tới bánh trung thu các cầm hai cái, lại cầm bốn cái chính mình làm thịt tươi bánh trung thu, thấu thành tám, thịt heo liền không lấy lục kiến quốc đưa về tới, mà là từ trong không gian cắt một khối to, lại mang lên hai túi gạo, liền từ bỏ. Bất quá này đó bọn họ không có giống lần trước giống nhau trực tiếp từ trong không gian lấy, mà là cầm cái cái sọc từ trong nhà cấp chọn tới rồi trên thuyền, bởi vì bọn họ lúc sau phỏng chừng còn sẽ lại đi xem kia mẫu tử hai người, khẳng định là giấu không được người trong thôn, mà nếu không từ trong nhà lấy đồ vật quá khứ lời nói đến lúc đó trong thôn ai cùng kia mẫu tử vừa tiếp xúc liền nhất định sẽ lòi chờ bọn họ thu thập xong lục kiến quốc cũng từ bên ngoài đã trở lại nhìn đến trong phòng khách đôi đồ vật buồn bực nói các ngươi đây là tính toán cho ai diệp nguyên dung cũng không ngẩng đầu lên nói tấp bờ sông kia mẫu tử đưa đi ngươi chạy nhanh lại đây ăn cơm đi ăn xong rồi ngươi ở nhà thủ phòng ta cùng bọn họ hai cấp đưa qua đi lục kiến quốc trợn mắt há hốc mồm này liền sấn ta không ở nhà đem ta bài trừ bên ngoài. Diệp Nguyên Dung, ngươi còn có càng quan trọng nhiệm vụ a. À. Lục Kiến Quốc lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, cái gì nhiệm vụ? Phải biết rằng nhà bọn họ từ mặt thế tới nay, vẫn luôn là toàn gia cùng nhau hành động, mặc kệ làm chuyện gì, đều là có thương có lượng, toàn gia đều đồng ý mới có thể hành động, hiện tại đột nhiên nghe nói không mang theo hắn chơi, Lục Kiến Quốc tự nhiên là có điểm bị bỏ xuống cảm giác mất mát nhưng lại nghe nói còn có mặt khác quan trọng nhiệm vụ, đột nhiên liền lại có loại sứ mệnh cảm. Diệp Nguyên Dung cho hắn gấp một khối thịt kho tàu, chớp chớp mắt nói, đó chính là buổi chiều ở nhà cho chúng ta nhiều làm điểm ăn ngon đồ ăn, buổi tối ngắm trăng uống rượu thời điểm ăn a. Lục Kiến Quốc há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng là làm trò hai cái tiểu bối mặt vẫn là chưa nói xuất khẩu, cuối cùng chỉ là khẽ thở dài một cái nói, hảo đi, các ngươi muốn ăn cái gì? Gọi món ăn đi. Kết quả ba người cho nhau nhìn nhìn, từng người bay nhanh tuôn ra mấy thứ chính mình muốn ăn đồ ăn danh. Lúc sau Diệp Nguyên Dung còn cười nói, phải dùng tài liệu ta đã làm tiểu diễn đều lấy ra tới đặt ở phòng bếp, ngươi nấu cơm thời điểm trực tiếp lấy là được, buổi chiều liền vất vả ngươi. Lục Kiến Quốc bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lại nhìn Lục Bách Xuyên liếc mắt một cái, hai người đều là vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Hảo! Đây là hắn tức phụ nhi cùng nhi tử, hắn không thể thế nào, vì thế quay đầu trừng mắt nhìn chu diễn liếc mắt một cái nói làm nhiều như vậy ăn cho hết sao chu diễn lại là càng thêm vô tội trong lòng tưởng ta mới điểm một đạo đồ ăn hảo không buông chén đổ sau diệp nguyên dung lại chỉ vào kia bồn thịt kho tàu hỏi chu diễn cái này khá tốt ăn còn có thừa sao chúng ta cũng cho bọn hắn mang điểm qua đi đi chu diễn gật gật đầu nói phòng bếp còn có hai bàn vì thế Diệp Nguyên Dung lại tiến phòng bếp bưng bàn thịt kho tàu ra tới bỏ vào cái sọc. Bởi vì bọn họ đồ vật đều trang ở cái sọc, đi thời điểm lại đúng là ăn cơm trưa thời điểm, nhà bọn họ lại hẻo lánh, bởi vậy cho dù có người thấy được bọn họ chọn đồ vật lên thuyền, cũng xem không rõ bên trong là cái gì. Chờ thuyền khai ra bến tàu lúc sau, Chu Diễn mới hỏi, chúng ta vừa mới như vậy đối thúc thúc, hắn sẽ không sinh khí đi. Bọn họ sở dĩ làm như vậy, bất quá là dịp nguyên dung xem lục kiến quốc ăn cơm khi còn không có về nhà tưởng chủ ý nhưng là hắn cũng không hảo phản bác xong việc nhưng thật ra trong lòng có điểm sợ lục kiến quốc không vui like và đăng ký kênh để kênh có động lực tiếp tục ra tập truyện mới nhé chân thành cảm ơn các tình yêu rất nhiều